chương một nấm mộ máu hôm qua tôi tới nhà bạn trai để gặp phụ huynh nhà anh ấy rất nhỏ chỉ có hai căn phòng đến tối sau khi mẹ anh ấy sắp xếp chăn đệm xong bà ấy hỏi tôi có thể ngủ cùng với vương văn được không vương văn là tên của bạn trai tôi tôi do dự một lát rồi đồng ý dù sao nhà anh ấy cũng chỉ có hai phòng nếu tôi không ngủ với vương văn thì sẽ phải ngủ với mẹ anh ấy so ra thì ngủ với vương văn sẽ thoải mái hơn đôi chút đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung với vương văn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật vượt quá cái nắm tay và ôm nhau buổi tối cả hai đều rất kích động anh ấy bảo tôi nhắm mắt lại đôi môi mắt lạnh hôn lên môi tôi nhẹ nhàng bình thường thì trông vương văn rất rụt rè ấy thế mà kỹ thuật hôn lại rất cao siêu chẳng mấy chốc cả người tôi đã bị anh ấy làm nóng ran lên hiển nhiên anh ấy cũng rất hăng hô hấp càng ngày càng dồn dập những cái vuốt ve đơn giản đã không thể thỏa mãn được bàn tay mang theo hơi lạnh của anh ấy nữa. Anh ấy thỏ vào trong lớp quần áo rồi tìm kiếm dọc xuống dưới. Ngay lúc anh ấy chạm vào cái danh giới đó, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dùng một tay giữ lấy bàn tay đang chiến đấu của anh, nói, không được, em đang đến tháng, anh ấy, ừ, một tiếng, có vẻ như không tin, không những không ngừng lại mà ngược lại còn hôn kịch liệt hơn nữa quả thực là tôi sắp đồ gục trước kỹ thuật hôn điêu luyện của anh ấy rồi nhưng mà tôi đang đến tháng thật đành đẩy anh ấy ra nhân lúc còn lý trí em đến tháng thật mà anh không tin thì thử xem cách lớp quần cũng có thể sờ thấy băng vệ sinh đấy dứt lời tôi nhìn anh đầy ấy náy chuyện này mà làm kiểu nửa chừng như thế thì đúng là đau khổ thật nhất là còn bị kỳ kinh nguyệt làm gián đoạn nữa chứ rất cụt hứng nhưng vương văn không giận gì cả đôi mắt anh ấy còn tỏa ra nét ngả ngớn, nói gian gian vào tai tôi, bảo bối. Chẳng lẽ em chưa từng nghe nói là con gái trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ càng thích hơn à? Thần kinh nhạy cảm hơn, sự hào hứng cũng mạnh liệt hơn, có muốn thử một chút không? Nói rồi, tay anh ôm lấy eo tôi, nụ cười gian trá cùng với khuôn mặt chất phác của anh hòa vào nhau, dưới ánh trăng, trông anh đẹp trai lạ thường, như thể biến thành một người khác, tôi ngây người ra mà nhìn trong vô thức quen nhau hơn một năm rồi, ở trong lòng tôi, Vương Văn luôn là mẫu người hiền lành, thật thà, thậm chí có một lần tôi còn chê anh không biết cái gì là lãng mạn, tình tứ. Ai ngờ tới buổi tối anh lại cuồng nhiệt như thế, hơn nữa kiểu ngả ngớn này còn rất bảnh nữa chứ, sao trước kia tôi không phát hiện ra nhỉ, anh ấy hành động rất nhanh, luồn vào bên dưới trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, ngón tay khéo léo không ngừng kích thích tôi khiến máu trong người tôi như sụp sôi cả lên dù rằng tôi biết vượt rào vào ngày đèn đỏ thế này là không tốt nhưng tôi không nỡ đẩy anh ấy ra nữa rồi kể ra thì làm chuyện này trong thời kỳ kinh nguyệt đúng là thoải mái thật tuy đây là lần đầu tiên của tôi lúc mới bắt đầu còn thấy hơi đau nhưng kỹ thuật của vương văn rất tốt dạo đầu rất dịu dàng đợi tôi dần dần thích ứng rồi mới tấn công mãnh liệt nhanh chóng khiến tôi sung sướng như muốn bay lên vương văn rất hăng chúng tôi vật lộn suốt một đêm mà anh ấy không hề có ý định dừng lại, thậm chí còn không thèm nghỉ giữa giờ chút nào. Mãi cho tới khi quá mệt mỏi vì hao hết sức lực, tôi van xin anh để lần sau tiếp tục, anh ấy mới buông tôi ra trong sự tiếc nuối. chương 2, nấm mộ phát nổ, tôi ngủ một giấc đến tận sáng, mở mắt ra thì đã là giữa trưa, vương văn không còn ở đây nữa. Không chỉ anh ấy, mà cả bố mẹ anh cũng không thấy đâu, trong nhà chỉ còn lại mình tôi. Gọi điện cho Vương Văn thì không ai nghe máy, chuyện gì thế này? Lần đầu tiên tới nhà anh ấy mà tôi đã ngủ tới giữa trưa thì tôi sai thật, nhưng không tới mức cả nhà họ vứt tôi ở đây rồi đi mất chứ. Dù thế nào thì tôi cũng là khách, huống hồ tôi ngủ muộn như vậy cũng là tại con trai họ đấy chứ. Tôi cảm thấy buồn bực, còn thấy đói nữa, rửa mặt rồi định ra ngoài mua đồ ăn, ai ngờ tôi vừa đẩy cửa ra đã trông thấy một cậu bé đang ngồi ở ngoài sân, đó là Tiểu Trọng Tử, con trai của chú Vương Văn hôm qua tôi đã gặp rồi, cậu bé chạy nhanh tới, túm lấy tay tôi rồi lôi tôi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện trong thôn, rằng nấm mộ lâu đời nhất bỗng phát nổ vào tối hôm qua, trên đó còn có một vết máu lớn, bây giờ người dân trong thôn đều ra nghĩa địa rồi, bác gái bảo cậu bé dẫn tôi tới đó, bác gái của cậu bé chính là mẹ của Vương Văn. Tôi cảm thấy là lạ, mộ trong thôn họ phát nổ, dẫn tôi đi làm gì? làm gì có chuyện cô con dâu tương lai nào vừa mới tới thăm nhà lần đầu đã dẫn người ta ra bãi tha ma hai ngày liền đúng vậy tôi đã ra bãi tha ma hai ngày liền hôm qua sau khi tới nhà vương văn tôi ăn cơm cùng với bố mẹ anh ấy trong lúc ăn cơm mẹ anh ấy đưa cho tôi một cái lì xì nói là quà lần đầu tiên gặp mặt ở quê vương văn có một phong tục nếu mẹ chồng hài lòng về con dâu tương lai thì sẽ tặng quà gặp mặt tỏ ý việc cưới xin đã chắc chắn rồi Vậy nên sau khi cơm nước xong xuôi, bố mẹ anh ấy dẫn tôi và Vương Văn đi thăm mộ ông nội, bà nội anh ấy nói là để ông bà cùng gặp cháu dâu. Đây là lần đầu tiên tôi đi viếng mộ, người dân trong làng họ đều được chôn cất ở khu đó. Vậy nên cảnh tượng trong nghĩa địa cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Lọt vào trong tầm mắt chỉ toàn là những nấm mộ san sát nhau, lúc mới vào thì không thấy gì, nhưng càng vào sâu bên trong thì càng thấy lạnh lẽo, cả người tôi buốt giá không biết là do tác dụng tâm lý hay là do âm khí ở nghĩa địa thực sự quá nặng vì thế bây giờ lại bảo tôi đi trong thâm tâm tôi không muốn chút nào nhưng dù sao mẹ vương văn cũng là mẹ chồng tương lai của tôi tối qua tôi và vương văn lại đã thân mật như thế từ chối thì không hay cho lắm nên tôi đành phải theo tiểu trọng tử ra nghĩa địa lúc tới nơi trong nghĩa địa đã chật ních người xem ra già trẻ nam nữ trong làng đều tới cả dưới sự dẫn dắt của tiểu trọng tử Tôi tìm thấy Vương Văn và bố mẹ anh ấy. Bố mẹ Vương Văn đều nhíu mày. Họ nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Văn thì ngược lại. Trông anh ấy rất thản nhiên. Chiến đấu cả đêm hôm qua nhưng không thấy chút gì là mệt mỏi. Nhìn thấy tôi thì tươi cười rạng rỡ Cái nhìn của bố mẹ Vương Văn khiến tôi ngơ ngác luôn. Đang định hỏi Vương Văn xem có chuyện gì thì mẹ anh ấy hỏi tôi thẳng thừng. Tôi hôm qua cháu đã làm những gì? Có phải đang tới kỳ kinh nguyệt không? Trường 3, vết máu trên ga giường. Trời ạ, à, sao lại hỏi con dâu tương lai vấn đề này cơ chứ, lại còn hỏi ngay trước mặt bao nhiêu người đàn ông xa lạ nữa. Mặt tôi đỏ bừng cả lên, ấp úng nhìn sang Vương Văn, mẹ Vương Văn thấy tôi không trả lời thì rất vui vàng, cất cao giọng hỏi lại là có phải tôi đang tới Kỳ Kinh Nguyệt không? Rốt cuộc tối hôm qua tôi đã đi đâu, làm gì? Tôi chỉ ước gì tìm được một cái lỗ để mà chui vào. Cuối cùng, Vương Văn cứu nguy cho tôi, mẹ, tối qua cô ấy ở bên con suốt mà làm gì được chứ mẹ vương văn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn chưa được yên tâm cho lắm con có chắc là suốt đêm nó đều ở bên con không rốt cuộc nó có tới kỳ kinh nguyệt không không vương văn nói một cách chắc nịch dứt khoát tôi kinh ngạc nhìn vương văn không hiểu tại sao anh ấy lại nói dối càng không hiểu mẹ anh ấy đang làm cho gì nhưng cũng may là từ khi mẹ anh ấy biết rằng tôi không tới kỳ thì yên tĩnh trở lại bảo tôi đứng lại gần vương văn Tôi nhẫn nhịn cơn tức nãy giờ rồi, đi thẳng về phía Vương Văn, hỏi nhỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, sao mẹ anh lại đối xử với em như thế? Trên mặt Vương Văn vẫn mang theo nụ cười, nhìn tôi đầy ẩn ý, lát nữa em sẽ biết, vừa dứt lời, dân làng đã nhao nhao hết lên, nói, quả phụ họ Vương tới rồi, quả phụ họ Vương khoảng 40 tuổi, dáng người cao to, trông có vẻ như bà ta rất có tiếng tăm trong làng. Chỉ một lát bà ta đã bước tới gần đôi mắt sắc bén liếc về phía tôi sau đó quay sang hỏi mẹ vương văn đã tìm ra những người tới kỷ kinh nguyệt chưa mẹ vương văn nói là tìm ra rồi dứt lời thì chỉ ra đằng sau lưng bà ấy lúc này tôi mới phát hiện ra đằng sau bà ấy có một cái hố trong hố là năm người con gái đang rất hoảng sợ trên mặt hố có một vết máu lớn xem ra cái hố này chính là nấm mộ đã phát nổ mà tiểu trọng tử nói quả phụ họ vương liếc nhìn mấy người con gái đó rồi nhảy thẳng vào trong hố xoẹt, một cái, bà ta rút một con dao bầu ra, nhìn vào năm người con gái ấy, nói đi, tối hôm qua ai đã làm chuyện đó với đàn ông, tự mình khai ra, năm người con gái đó đã sợ tới mức trắng bệch cả mặt, không ai dám lên tiếng. Không chỉ bọn họ, mà ngay cả tôi cũng hoảng hốt nhìn sang Vương Văn, Vương Văn lắc đầu với tôi, ý bảo tôi đừng lên tiếng, im lặng đứng xem là được, quả phụ họ Vương đợi một hồi mà không thấy ai chịu thừa nhận, bà ta không kiên nhẫn được nữa tức giận nói, nấm mộ máu này đã nổ rồi, mấy cô đừng có hy vọng gì nữa. Nhìn thấy vết máu này không, ai tới kỳ kinh nguyệt thì chứng tỏ người đó đã bị những thứ không sạch sẽ quân lấy, nếu không cắt đứt mối liên hệ đó, không quá ba tháng, chắc chắn người đó sẽ phải chết, rớt lời, quả phụ họ vương trợn mắt liếc qua năm người con gái đó, cuối cùng còn dừng lại trên mặt tôi, cái nhìn của bà ta khiến tôi run lên. Bỗng tôi nhớ tới một chuyện rất quan trọng, tối qua tôi và Vương Văn đã vượt rào, trên ga giường hẳn phải để lại không ít vết máu mới đúng, nhưng lúc tôi thức dậy chỉnh đốn chăn giường, hình như trên ga giường không có vết máu nào mà, nghĩ tới đây, cả người tôi sờn hết cả gai ốc lên, trên ga giường không có vết máu, chẳng lẽ vết máu trên nấm mộ này là của tôi sao, nhưng rõ ràng tối qua tôi ở nhà Vương Văn cơ mà, người mây mưa với tôi cũng đúng là Vương Văn, tôi quen anh lâu thế rồi, không thể nhầm được. Trường 4, Người bạn trai kỳ lạ tôi đờ đẫn cả người ra may mà quả phụ họ vương chỉ liếc sang tôi rồi lại quay đầu đi cũng không thèm hỏi xem ai đã lên giường với ma nữa trực tiếp cứ vào lòng bàn tay của năm người con gái đó lấy máu của từng người bôi lên tóc của họ sau đó cắt tóc ấy xuống rồi đốt cháy quá trình ấy diễn ra rất nhanh trông cũng rất máu me sau khi mấy nắm tóc ấy đều đã hóa thành cho quả phụ họ vương thở ra một hơi bảo dân làng lấp kín nấm mộ đó lại rồi bà ta xoay người đi rời khỏi đó ngay tôi cũng thở phào một cái xem ra mọi chuyện đã được giải quyết rồi nhưng trong lòng tôi vẫn còn nghi vấn rốt cuộc máu trên nấm mộ đó là của ai rốt cuộc trên ga giường của vương văn có máu hay không trong lòng rối bời tôi cũng chẳng có tâm trạng nào mà ở lại nghĩa địa nữa kéo vương văn về nhà anh ấy sau khi về nhà tôi vào thẳng phòng ngủ lúc vén chăn lên cả người tôi cứng đờ lại không có vết máu ga giường vẫn là cái mà tôi ngủ tối hôm qua nhưng bên trên lại rất sạch sẽ không có một vết máu nào thậm chí còn không có dấu vết gì của việc yêu không thể thế được nếu tối qua tôi quan hệ với vương văn trên chiếc giường này thật thì không thể không để lại dấu vết chẳng lẽ máu trên nấm mộ đó là của tôi sao người mà tôi đã quan hệ tối hôm qua không phải là vương văn mà là thứ gì đó không sạch sẽ à da đầu tôi tê dần lên còn đang hoảng hồn thì giọng nói của vương văn vang lên từ đằng sau tôi sắc mặt em kém thế, có phải đang tìm cái này không? Trên tay của Vương Văn là một chiếc ga giường giống hệt với cái trên giường lúc này, trông nó nhăn nhúm vô cùng, chính giữa có một vết máu đỏ sậm, trông thấy vết máu ấy, tôi thả lỏng hơn nhiều. Xem ra là tôi nghĩ nhiều quá rồi, vết máu trên nấm mộ ấy không liên quan gì tới tôi, có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi. Kể cũng phải, trên thế giới này làm gì có nhiều yêu ma quỷ quái đến vậy, sao tôi lại gặp được chứ? thấy sắc mặt tôi dịu đi vương văn cười rồi bước tới ôm eo tôi giải thích rằng anh ấy có rất nhiều ga giường giống nhau cây tối hôm qua bẩn rồi sợ bị mẹ phát hiện nên sáng sớm anh ấy đã thay cây khác tôi gật đầu may mà chỉ là sợ bóng sợ gió thế thôi nhưng không biết vì sao tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ từ tối qua tới giờ vương văn như biến thành một người khác buổi tối anh ấy cuồng nhiệt đã đành những biểu hiện ngày hôm nay cũng rất lạ lùng nhất là khi ở nghĩa địa anh ấy nói dối mẹ mình thay cho tôi lại còn nói dối một cách thản nhiên như vậy trước kia chỉ cần nói dối là anh ấy sẽ đỏ mặt ngay tôi quay đầu nhìn chăm chú vào vương văn muốn xem rốt cuộc anh lạ ở chỗ nào nhưng vừa mới một lát anh ấy đã cười gian áp sát vào tôi đẩy tôi ngã lăn lên giường hỏi bảo bối có phải chồng em quá đẹp trai khiến em không cầm lòng được muốn một lần nữa đúng không nói xong anh ấy cúi đầu hôn tôi, bàn tay mang hơi lạnh cũng không chịu để yên. Tối qua tôi đã rất mệt rồi, thấy thế, tôi giật nảy mình, không rảnh nghiên cứu anh ấy không bình thường ở chỗ nào nữa, vội vàng giữ tay anh ấy lại xin tha, may mà anh ấy chỉ trêu đùa tôi vậy thôi. Hôn tôi xong thì đứng lên đi ra ngoài lấy thức ăn vào cho tôi, sau khi tôi ăn xong, anh ấy nói có việc phải đi, đến tối sẽ trở lại, bảo tôi ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ấy tôi hỏi anh ấy đi đâu làm gì bởi vì lạ nước lạ cái ở nhà anh ấy cũng không được tự nhiên nên tôi muốn anh ấy ở nhà với tôi hoặc dẫn cả tôi đi cùng kết quả anh ấy chỉ cười bí ẩn hỏi tôi có muốn lấy anh ấy không nếu muốn thì phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ấy xử lý mọi chuyện xong xuôi là chúng tôi có thể kết hôn được rồi tôi đã trao thân cho anh đương nhiên là muốn lấy anh ấy rồi bèn hỏi xem có phải anh định tới nhà họ hàng để bàn chuyện cưới xin không nếu như thế thì đúng là tôi đi cùng sẽ không hợp lý cho lắm vương văn cười cười không nói thêm gì cả trước khi đi còn hôn sâu vào chán tôi chương năm nấm mộ hợp táng vợ chồng sau khi anh ấy đi chỉ có một mình nên tôi cảm thấy nhàm chán đành dựa vào giường nghịch điện thoại được một hồi thì ngủ th iota đi lúc tôi thức dậy thì đã tối rồi mẹ của vương văn đã làm cơm tối xong bà ấy gọi tôi ra ăn cơm vì lúc ở nghĩa địa đã gặp hỏi tôi có phải đang tới kỳ kinh nguyệt hay không mẹ vương văn nhìn thấy tôi thì hơi ngượng ngùng trong bữa ăn bà ấy gắp thức ăn cho tôi rất nhiệt tình tôi cũng muốn mối quan hệ giữa mình và mẹ chồng tương lai được tốt đẹp nên chủ động tìm kiếm đề tài hỏi bà ấy xem rốt cuộc có chuyện gì với nấm mộ máu ngày hôm nay vì sao đột nhiên nó lại phát nổ liên quan gì tới kinh nguyệt của phụ nữ vừa hỏi xong mẹ vương văn liền bắn như loa phát thành nói nấm mộ đó đã khá lâu đời là ngôi mộ hợp táng một đôi vợ chồng có hai chiếc quan tài được chôn dưới đó nhưng vào năm ngoái nấm mộ đó từng bị đào lên một lần chiếc quan tài có người phụ nữ đã bị người ta trộm đi vậy nên lần này nấm mộ máu đó phát nổ chắc chắn là oan hồn của người đàn ông ra trả thù và đi tìm vợ trong khi kể chuyện khuôn mặt của mẹ vương văn hiện lên nét sợ sệt không hề che giấu sự mê tín của bà ấy còn nghiêm trang bảo tôi đừng tới gần cái nghĩa địa đó hiện tại ở đó không yên ổn tôi nghe xong thì chỉ cười trong im lặng người con gái đó đã bị trộm đi từ năm ngoái vậy sao năm nay oan hồn đó mới ra ngoài để trả thù chỉ thế thôi cũng đủ để tôi giữ bình tĩnh rồi mà cho dù có oan hồn trả thù thật thì có liên quan gì đến năm người con gái đó chứ sao lại làm họ bị thương cơ chứ mẹ vương văn giải thích ma quỷ là âm vật dương khí ở bên ngoài quá nặng ra ngoài một cách tùy tiện sẽ bị bỏng vậy nên nếu nó muốn báo thù nhất định phải có thời cơ một người con gái đang trong kỳ kinh nguyệt chính là thời cơ kinh nguyệt là thứ thuần âm rất có lợi cho ma quỷ vậy nên từ trước tới nay trong vùng luôn có một quy định đó là đàn bà con gái trong thời kỳ kinh nguyệt không được ra nghĩa địa nếu không sẽ bị ma quấn lấy bà ấy nói đâu ra đấy như thể rất hiểu biết vậy nói xong bà ấy thúc giục tôi ăn cơm bảo rằng quả phụ họ vương đã chữa trị hết cho những người con gái đang trong kỳ kinh rồi chuyện này coi như chấm dứt tôi không cần nghĩ nhiều làm gì vốn tôi cũng không nghĩ gì nhiều nhưng bà ấy nói thế khiến tôi bắt đầu thấy bồn chồn dù sao thì tôi cũng ra nghĩa địa trong kỳ kinh thật đã phạm vào kiêm kỵ hơn nữa từ hôm qua sau khi tôi đi thăm mộ về vương văn như biến thành một người khác hay là tôi thì không sao còn vương văn thì bị ma ám mất rồi nghĩ tới đây, tôi trần trừ nhìn mẹ Vương Văn, muốn nói với bà ấy rằng có thể Vương Văn đã gặp ma, nhưng cứ định nói ra là tôi lại nuốt ngược trở lại, chung quy đó chỉ là suy đoán của tôi, không có chứng cứ gì cả, tôi cũng chẳng biết phải miêu tả sự thay đổi của Vương Văn cho mẹ của anh ấy thế nào, chẳng lẽ lại nói là trước kia Vương Văn rất chất phác, bây giờ bỗng trở nên hư hỏng à, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định không nói. Đợi Vương Văn về rồi tính. Thế là tôi đợi suốt cả một buổi tối, mãi hơn 2 giờ đêm Vương Văn mới trở về. Trông anh ấy như vừa trải qua một cuộc vận động dữ dội, tiếng thở dốc nặng nề. Nhưng đã thế rồi mà anh ấy vẫn nhào vào trong chăn, bàn tay lại buốt tách luôn chân tôi ra, không nói lời nào mà chui vào trong. chương 6, hưng phấn, dẫy rùa, tôi giật nảy mình, vừa tránh né vừa hỏi anh ấy là đã xảy ra chuyện gì, sao lại về muộn như vậy, anh ấy vẫn không nói gì cả, chỉ lo thờ phì phò hơi thở càng lúc càng nặng nề dường như hành động né tránh của tôi đã khiến anh ấy tức giận động tác của anh ấy trở nên thô bạo ấn tôi xuống rồi đặt tôi dưới người cưỡng ép tôi như mưa rền gió dữ tôi ra sức dãy giụa nhưng sức lực của tôi không bằng anh ta hơn nữa hình như tôi càng dãy giụa thì anh ta lại càng hưng phấn càng thêm kịch liệt điều đáng sợ hơn chính là lúc này tôi không thể nói năng gì được dù có kêu cứu thế nào đi chăng nữa thì cổ họng cũng như bị tắc chặt không thể tạo thành bất cứ tiếng vang nào. Sau khi anh ta bình tĩnh lại, tôi đã cứng đờ ở trên giường rồi, cơ thể như bị xé rách ra, không có chút sức lực nào. Còn anh ta, sau khi đã thỏa mãn, anh ta không thở hồn hển như trước nữa, cơ thể cũng không còn bút giá như lúc mới trở lại, nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi nói, ngủ đi. Sau khi tỉnh dậy, cơ thể em sẽ khôi phục lại, tôi làm gì dám ngủ nữa chứ? Lúc này tôi đã có thể khẳng định người đang ôm tôi không phải là Vương Văn hoặc có thể nói đó không phải là vương văn lúc trước tối hôm qua quá điên cuồng có thể là vì bản chất của vương văn là rất nhiệt tình nhưng dù có ăn gan hùm mật gấu vương văn cũng không dám cưỡng bức tôi vậy thì có vấn đề rồi tên vương văn đang ôm tôi này là ai chẳng lẽ vương văn bị con ma trả thù đó ám rồi à tối qua tôi đã lên giường với ma kinh nguyệt trên nấm mộ máu đó cũng là của tôi sao tôi co giúp trong ngực của vương văn suốt một đêm các dây thần kinh kéo căng ra không phải vì tôi không muốn thoát ra mà là vì cơ thể tôi đã tê cứng rồi không còn sức lực chuồn ra nữa cũng may anh ta th yêu ta đi rất nhanh thở ra những hơi đều đều còn tôi thì run bần bần một hồi lâu mới dần tỉnh táo lại hiển nhiên anh ta không phải là vương văn nhưng bây giờ tôi không thể vạch trần anh ta được càng không thể để anh ta biết tôi đã nghi ngờ anh ta dù sao thì ma quỷ cũng là những thứ giết người không chớp mắt nhân lúc anh ta còn chưa muốn giết chết tôi tôi phải ra tay trước mới là thượng sách bây giờ chỉ cần chờ tới khi trời sáng tôi tìm cơ hội tới nhà quả phụ họ vương nhờ bà ta giúp đỡ bà ta lợi hại thế cơ mà chắc chắn sẽ có cách cứu tôi có hướng giải quyết rồi nên tôi thấy thoải mái hơn nhiều nhưng chờ mãi mới tới sáng kế hoạch của tôi lại gặp sự cố vương văn đã tỉnh từ lâu rồi trông có vẻ như tâm trạng rất tốt còn quay sang hôn lên trán tôi một cái sau đó thì dựa vào đầu giường đọc sách, cũng chẳng nói gì tới chuyện ra ngoài ăn cơm, chỉ trực chờ ở bên cạnh tôi, tôi sợ tới mức tim đập thình thịch, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng cũng nóng lòng lắm rồi. Anh ta cứ trông coi tôi thế này, sao tôi tới nhà của quả phụ họ vương được, tôi không dám manh động gì cả, đôi mắt nhắm chặt lại, cơ mà chẳng được bao lâu thì dạ dày của tôi nó đã bán đứng tôi, vang ra những tiếng, ọt ọt, giây phút ấy, tôi chỉ muốn tự tử đi cho xong đùa gì chứ lúc này là lúc nào rồi chết đến nơi rồi mà còn đói nữa quả nhiên âm thanh sôi sùng sục trong bụng tôi đã thu hút sự chú ý của vương văn trong ánh sáng mờ ảo tôi cảm nhận được khuôn mặt của anh ta đang áp sát lại cách tôi rất gần thậm chí tôi còn nhận thấy được hơi thở mà anh ta đã cố gắng đè nén tôi sợ tới mức da đầu tê tái cả đi hơi thở mất trật tự ngay sau đó tôi nghe thấy một tiếng cười gian gian đôi môi lạnh lẽo bao trùm lên môi tôi A, à, tôi kêu lên hoảng hốt, dây thần kinh kéo căng cuối cùng cũng đứt đôi. Ngồi phát dậy đẩy anh ta ra. Đôi mắt của anh ta đang nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt cười cợt. Em cố tình giả vờ ngủ là để chở anh hôn em đấy à? Trường 7 cho tóc áp chế ma quỷ. Không phải, tôi rất bối rối, không biết là tức giận hay sợ hãi mà mặt của tôi đỏ bừng lên. Không phải. Thế sao tim em đập nhanh thế? Anh ta cười tươi hơn nữa nhìn chằm chằm vào tôi một hồi rồi bỗng đưa tay vòng qua eo tôi kéo tôi lên khỏi giường rồi ôm tôi thẳng ra ngoài tôi vô cùng hồi hộp sợ anh ta nhận ra được điều gì vội hỏi anh ta định dẫn tôi đi đâu ăn cơm em đói bụng rồi mà anh ta nói ra mấy chữ đó sau đó ôm tôi tới chỗ bản ăn ngay trước mặt bố mẹ vương văn múc cho tôi một bát cháo tôi xấu hổ tới mức muốn mắc bệnh ung thư luôn chỉ có thể cắm đầu húp cháo dưới cái nhìn của bố mẹ vương văn ơn trời là sau khi ăn xong Vương Văn nói anh ta có việc ra ngoài, bảo tôi ở nhà xem tivi hoặc nói chuyện với mẹ anh ta để gia tăng tình cảm, đầu tôi gật lấy gật để, còn hơn cả gà mổ thóc, vui mừng hớn hở vì thời cơ tới rồi. Sau khi Vương Văn đi rồi, tôi thay bộ quần áo khác, tìm cớ nói dối mẹ Vương Văn, sau đó đi thẳng tới nhà của quả phụ họ Vương. Quả phụ họ Vương rất có tiếng trong vùng này, nghe ngóng đôi chút là tôi biết ngay nhà bà ta ở phía tây trong làng. Cách nghĩa địa không xa, cổng nhà là màu đỏ tươi, trên cửa còn dắt một hàng lông gà, rất dễ tìm, lúc trước tôi đã từng tới nghĩa địa nên biết đường, tìm thấy cánh cổng đỏ tươi ấy rất nhanh, nhưng lông gà dắt trên cửa trông không giống bình thường, hoàn toàn tương phản với cánh cổng đỏ tươi, trông vô cùng bắt mắt, lông gà màu đen rất ít gặp, nhưng tôi dám chắc đây chính là nhà của quả phụ họ Vương, tôi gõ cửa. Nói cho quả phụ họ Vương những thay đổi của Vương Văn Cũng nói cả chuyện tôi đi thăm mộ trong lúc có kinh nguyệt Trông quả phụ họ Vương vẫn hùng hồ hù như vậy Nghe tôi nói xong Mặt bà ta đen kịt lại Đôi mắt cũng rất âm trầm Bà ta hỏi tôi Có kinh nguyệt mà sao hôm qua không nói ra Tôi đẩy hết mọi tội lỗi cho Vương Văn Bảo rằng anh ta không cho tôi nói Bây giờ tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề Nên tới tìm bà ta mong được giúp đỡ Quả phụ họ Vương nghe vậy thì im lặng hồi lâu nhưng rồi cũng không chấp nhặt gì với tôi, bảo tôi đi theo bà ta vào nhà, tôi léo đẽo theo sau, phát hiện trong nhà chỉ có mình bà ta, cách trang trí trong nhà cũng rất cổ xưa, hình như trong nhà không có cửa sổ nên rất tốt, dù đang là mùa hè nhưng vẫn thấy nhà bà ta lạnh lẽo vô cùng, chẳng khác nào cảm giác lúc ở ngoài nghĩa địa, quả phụ họ vương bảo tôi ngồi xuống, sau đó lục tìm thứ gì đó trong nhà. Tôi những tưởng bà ta tìm con dao bầu dùng để lấy máu kia căng thẳng tới mức lòng bàn tay chảy ra đầy mồ hôi không ngờ bà ta lục lọi một hồi xong thì không có ý định lấy máu của tôi mà là lấy một cái bình gốm nhỏ ra đưa cho tôi bảo tôi mở ra nhìn xem tôi nghe lời mở nó ra nhìn thấy thứ bên trong thì hoảng sợ suýt hất văng cái bình gốm đó đi trong đó là bột phấn màu trắng cộng thêm hình dáng của cái bình gốm này không cần nói tôi cũng biết đó là hũ cho cốt bột phấn màu trắng đó chính là cho cốt không lẫn đi đâu được thấy tôi phản ứng như vậy quả phụ họ vương cười hình như cười tôi nhát gan thì phải nói sợ gì chứ không phải cho cốt đâu chỉ là cho tóc mà tôi thu thập được thôi dương khí của người sống chủ yếu tụ lại ở trên đỉnh đầu vậy nên cho tóc của người sống cũng có rất nhiều dương khí là bảo bối ác chế ma quỷ chỉ cần cô mang cái này về vẩy vào trên người bạn trai anh ta sẽ bị cho tóc làm bị thương hồn phách tiêu tan chỉ đơn giản thế thôi sao tôi hỏi biết được đó là cho tóc của người sống tôi cũng hết sợ luôn nhưng bà quả phụ họ vương này lợi hại thật đấy nhiều cho tóc thế này rốt cuộc phải đốt biết bao nhiêu tóc đây chỉ đơn giản thế thôi nhưng cô phải nhớ lấy thứ này có lực sát thương rất lớn với ma quỷ chỉ cần dính vào là sẽ tiêu tan hồn phách cô phải nghĩ cho kỹ vào quả phụ họ vương vẫn không yên lòng vừa nhìn tôi nghiêm túc vừa dặn dò tôi gật đầu rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra thứ này làm ma quỷ bị thương càng nặng càng tốt. Nếu vương văn mà bị quỷ nhập vào thật, tôi chỉ mong cho hồn phách con ma đó bị tan biến. Tôi cẩn thận cất bình gốm đó đi. Cảm ơn quả phụ họ vương rồi về nhà vương văn. Vừa về được một lúc thì, vương văn, cũng về, tay anh ta cầm một cái túi lớn. Trong đó toàn những thứ mà tôi thích ăn, anh ta đưa đồ ăn vặt cho tôi rồi nói là đi suốt một buổi trưa nên mệt mỏi, muốn về phòng ngủ chưa, lát nữa không cần gọi anh ta dậy ăn cơm. Tôi gật đầu, nhìn dáng vẻ tươi cười nhẹ nhàng của anh ta, tôi ngây người ra dây lát. Nếu như tối qua anh ta không có những biểu hiện kỳ lạ như thế, thì đến giờ tôi vẫn không thể tin được là Vương Văn bị ma nhập. Dù rằng anh ta rất khác so với trước kia, nhưng ngoại trừ sự hung hăng tối hôm qua, hình như tôi còn thích cái tính cách ngả ngớn này của anh ta hơn thì phải, nhìn theo bóng lưng Vương Văn về phòng, đầu óc tôi loạn hết cả lên. Lát nữa đợi anh ta ngủ rồi, tôi chỉ cần tới đó lặng lẽ lấy cho tóc vẩy lên người anh ta hồn phách anh ta sẽ tiêu tan vương văn thật thà chất phác trước kia cũng sẽ trở lại nhưng không biết vì sao nghĩ tới những điều này tôi không những không thấy nhẹ nhõm tâm trạng còn chịu nặng hơn nữa như bị một tảng đá lớn đè lên chắc là vương văn đã rất mệt mỏi vừa nằm lên giường là ngủ th iota đi luôn hơi thở đều đều liếc nhìn túi thức ăn vặt mà anh ta mua cho tôi Tôi vẫn lặng lặng ôm bình gốm nhỏ vào phòng ngủ. Anh ta là ma. Cho dù có tốt với tôi. Không làm tôi bị thương. Nhưng anh ta vẫn là ma quỷ. Hơn nữa còn chiếm đoạt thân thể của vương văn để chung sống với tôi. Còn làm chuyện đó với tôi nữa. Chỉ thế thôi đã chẳng phải dạng tốt đẹp gì rồi. Nghĩ tới chuyện tối qua anh ta bạo lực với tôi như vậy. Tôi hạ quyết tâm mở bình gốm. Lấy một nắm cho vầy lên người anh ta. Vừa chạm vào cho tóc. Anh ta bỗng bật dậy khỏi giường nhưng không hề thét lên như trong tưởng tượng của tôi, cũng không vùng vẫy gì cả, chỉ có khuôn mặt là mờ dần đi, thân thể cũng thay đổi theo, chẳng bao lâu sau, vương văn, hoàn toàn biến thành một người khác, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, tôi ngây ra như phỗng, người này. Người này đẹp trai quá, đẹp trai hơn cả những soái ca đang nổi trên tivi, dáng người còn men lì hơn họ, chiều cao phải tới 1m8, cơ bắp, cân xứng, rắn chắc, tôi không rời nổi tầm mắt thậm chí còn quên rằng anh ta là ma quỷ quên rằng mình đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm lộc dương tôi đối xử với cô không tồi vậy mà cô lại muốn tôi phải tiêu tan hồn phách sao anh ta bước gần về phía tôi đôi mắt lạnh lẽo vô cùng như một con sư tử nổi giận bàn tay bốt giá cứng cáp bóp lấy cổ tôi hơi dùng sức một chút đã giơ được tôi lên không trung cảm giác khó thở bao vây lấy tôi kéo tôi trở về với thực tại tôi bắt đầu dãy rụa kịch liệt, cho dù có đẹp trai thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng là ma quỷ, là một con ma muốn giết chết tôi, còn tôi thì chết tới nơi rồi. Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã sơ sẩy ở chỗ nào, dường như đã nhận ra sự khó hiểu của tôi, anh ta nhe răng ra cười, vung tay ném tôi lên giường, sau đó cầm lấy bình gốm đó, vẩy hết toàn bộ cho tóc lên người mình, lạ lắm đúng không? Cái thứ cho này không thể khiến hồn phách tôi tiêu tan được có biết vì sao không bởi vì tóc trong mình này không phải là tóc của người sống mà nguyên liệu là của người chết vậy nên cái thứ cho này còn được gọi là cho cốt không có bất cứ tác dụng với tôi cả tại sao lại như vậy tôi đờ đẫn cả người ra cho cốt tại sao lại là cho cốt vì sao quả phụ họ vương lại phải lừa tôi như thế bởi vì cô ngu ngốc thấy tôi ngây người ra anh ta nhếch môi cười lạnh dáng vẻ rất đắc ý lấy một cọng lông vũ đen nhánh từ trong người mình ra ném tới chỗ tôi, nhìn cọng lông đen kỳ lạ này, chỉ chớp mắt tôi liền hiểu ra. Đây rõ ràng là lông gà đen dắt trên cửa nhà quả phụ họ Vương, thì ra anh và quả phụ họ Vương là đồng bọn của nhau. Cả người tôi run lên, tức giận tới mức cổ họng muốn bốc khói. Xem ra tôi sắp chết thật rồi, vừa rồi tôi định khiến anh ta phải tiêu tan hồn phách, chắc chắn bây giờ anh ta cũng muốn giết chết tôi. Vậy rốt cuộc anh là ai? có phải là người đàn ông trong nấm mộ máu ấy không người đã quan hệ với tôi hôm trước có phải anh không anh giấu vương văn ở đâu rồi dù sao cũng sắp chết rồi tôi bỗng dâng lên sự can đảm hỏi hết mọi nghi vấn trong lòng tôi ra có chết thì tôi cũng không thể chết một cách mơ màng như thế được ít nhất tôi phải biết sau khi thành ma thì tôi phải tìm kẻ nào để báo thù chứ đương nhiên là tôi rồi nếu không phải tôi cô cho rằng tên vương văn đó có thể cầy tốt được như tôi sao anh ta hừ lạnh một tiếng một nụ cười gian xuất hiện trên khuôn mặt bảnh trai ấy kề lại gần tôi nói cô đã biết tôi không phải vương văn rồi thì tôi cũng không giành diễn kịch với cô nữa tên tôi là tô mộc đi ra từ nấm mộ máu đó tới xương gian là để làm một chuyện vậy nên cô phải giúp tôi trước khi tôi làm xong mọi chuyện cô phải nghe lời tôi còn về tên vương văn đó bây giờ tôi không thể nói với cô được cô chỉ cần biết rằng tính mạng của anh ta nằm trong tay cô là được. Chỉ cần cô biểu hiện cho tốt, anh ta sẽ không chết. Dựa vào đâu chứ? Anh đi tìm vợ anh, sao phải dính dáng tới tôi? Tôi nói trong cơn tức, anh ta dám dùng tính mạng của Vương Văn để uy hát yêu ta tôi. Nghe vậy, tô mộc nhíu mày, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, hỏi tôi. Sao cô biết tôi đi tìm người? Hai người vốn được hợp táng trong cùng một ngôi mộ, sau đó quan tài của bên nữ bị trộm mất, bây giờ anh đi ra. Không vì tìm cô ta thì còn vì cái gì được chứ, tôi không nhịn được trợn trắng mắt, tô mộc gật đầu, xem ra cô cũng không đần như trong tưởng tượng của tôi đâu. Biết mục đích của tôi rồi thì nhất định phải giúp tôi, nếu không trong vòng 3 tháng cô sẽ chết, vương văn cũng sẽ chết, anh ta nói rất thản nhiên, nhưng biểu cảm không hề giống như đang nói đùa. Nghĩ tới việc mình còn trẻ, cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu, mọi can đảm của tôi biến mất hết cả, do dự nói. Nếu tôi nghe lời anh, anh có thể cam đoan tôi được sống lâu trăm tuổi, Vương Văn cũng sẽ không chết không? Đương nhiên, sống lâu trăm tuổi thì không dám nói, nhưng để cô sống tới lúc chết theo tự nhiên thì không có vấn đề gì." Tô Mộc nói, "Anh ta đã nói vậy rồi, tôi cũng chỉ đành đồng ý với yêu cầu của anh ta, nếu không rất có thể anh ta sẽ bóp chết tôi ngay lập tức." Thấy tôi đồng ý, Tô Mộc không nói gì thêm với tôi nữa, cũng không nhắc tới chuyện nghỉ chưa, anh ta lôi vali ra cho quần áo của cả hai vào tôi chẳng hiểu gì cả dè dặt hỏi anh ta cho quần áo vào làm gì anh ta nói là đi khỏi đây sau hai ngày tìm kiếm anh ta chắc chắn rằng người cần tìm đã rời khỏi đây đi theo hướng đông nam rồi hướng đông nam tôi sửng sốt đó chẳng phải là hướng về giang minh sao nhà tôi ở giang minh mà vợ anh ta không ngoan ngoãn ở đây tới giang minh làm gì không đợi tôi nghĩ cho ra lẽ tô mộc đã sắp xếp đồ đạc xong biến thành hình dạng của Vương Văn đi chào hỏi bố mẹ Vương Văn, rồi vội vàng kéo tôi đi, chúng tôi mua vé tới thẳng Giang Minh, trên đường đi, tôi với Tô Mộc dần quen thuộc hơn đôi chút nên tôi hỏi anh ta, sao anh biết vợ anh tới Giang Minh rồi, có phải tới Giang Minh tìm được vợ anh xong là hai người được đoàn viên, sau đó chúng ta sẽ ai đi đường nấy không, tôi còn chưa nói hết, trên mặt Tô Mộc đã hiện lên sự phiền chán, anh ta trực tiếp ngắt lời tôi. Cô ta tên là Lâm Yến Nhi, không phải vợ tôi không, phải vợ anh ta, đúng là quá ngạc nhiên luôn. Tôi vội hỏi anh ta vì sao Lâm Yến Nhi không phải vợ anh ta mà lại được hợp táng cùng anh ta. Chẳng lẽ người nhà anh ta sợ anh ta chết rồi sẽ lẻ loi một mình nên tìm đại một người con gái chôn cất chung với anh ta à? Thực sự là tôi rất tò mò, hỏi liên tiếp mấy vấn đề liền. Dù sao Tô Mộc cũng là người đẹp trai thế cơ mà. Không đúng, là con ma đẹp trai thế cơ mà. Có vợ rồi thì đáng tiếc quá. Tôi còn muốn hỏi thêm đôi chút về cảnh ngộ của anh ta, nhưng lại sợ anh ta phát cáo nên đành ngậm miệng lại, dựa vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh dọc đường đi. Sau 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi tới Giang Minh. Sau khi xuống xe, tôi gọi điện báo Bình An cho mẹ tôi, nói tôi đã về Giang Minh rồi. Nhưng hình như đầu bên kia rất hỗn loạn, giọng nói của mẹ tôi cũng mang theo sự bối rối, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, tôi vội hỏi bà đã xảy ra chuyện gì? bà nói bà và bố tôi đang ở trong bệnh viện tâm thần em họ của tôi bị điên rồi vừa được đưa tới bệnh viện tâm thần tình trạng không đỡ hơn chút nào tôi lo lắng hỏi đầu đuôi ra sao em họ là con gái của cậu tôi vẫn luôn rất bình thường sao tự nhiên lại bị điên mẹ tôi nói hẳn là bị kích thích cụ thể thì phải để bác sĩ khám rồi mới biết được sau đó bà bảo tôi về rồi thì tới bệnh viện luôn đi nói rồi bà gửi địa chỉ bệnh viện cho tôi tắt máy tôi quay sang hỏi Tô Mộc xem anh ta có muốn tới bệnh viện tâm thần với tôi không. Anh ta trợn trắng mắt nhìn tôi, nói, nói thừa, tôi vừa mới tới, không biết đường biết lối, không đi theo cô thì còn đi đâu, đương nhiên là đi tìm Lâm Yến Nhi chứ đi đâu, tìm thấy sớm rồi rời xa tôi cho sớm, tôi nghĩ thầm. Nhưng từng được chứng kiến vẻ dữ tợn của anh ta nên tôi cũng không muốn chọc giận anh ta, đành nói, tới bệnh viện với tôi cũng được, nhưng anh phải biến thành vương văn đỡ phải giải thích với mẹ tôi. Tô Mộc cười tuét miệng, cũng không bày trò gì cả, biến ngay thành vương văn. Sau đó chúng tôi bắt xe tới thẳng bệnh viện tâm thần. Lúc tôi tìm được bố mẹ mình, em họ tôi đang vừa trốn dưới gầm giường vừa hét, mái tóc con bé rối bời, khuôn mặt tái nhợt khó tả như thể nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm. Mợ tôi đã khóc hết nước mắt trên quần áo có những vệt máu như đã bị những ngón tay dinh máu tung lấy, vừa thấy chúng tôi tới, sắc mặt của mẹ tôi hơi dịu đi bảo tôi mau tới xem sao. Từ nhỏ tôi đã chơi thân với em họ, chưa biết chừng có thể gọi con bé ra. Tôi gật đầu bước tới gần giường, nhẹ nhàng gọi tên con bé. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, con bé bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt khủng hoảng trợn lên nhìn tôi như một con thú dữ. Đầu óc không còn tỉnh táo nữa, không kịp phòng bị. Tôi giật nảy mình lên, càng đáng sợ hơn là đôi bàn tay của con bé. Cả mười ngón đều trơ trụi đẫm máu, không còn một màu móng tay xem ra vết máu trên người mợ là do bị con bé tung lấy rồi cẩn thận đang lúc tôi còn hoảng hốt tô mộc lại bỗng hô lên ngay sau đó tôi liền thấy hai cây bóng cùng lao về phía tôi tôi bị tô mộc kéo lăn xuống đất em họ tôi thì phát điên lên há mồm cắn mạnh vào vai tô mộc chỗ đó nhanh chóng chảy ra vết máu màu đen còn về em họ sau khi cắn tô mộc con bé hét lên thảm thiết như thể nó mới là người bị cắn vội vàng buông tô mộc ra rồi lùi vào trong ngầm giường anh không sao chứ thấy vết máu trên vai tô mộc chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất căng thẳng sợ anh ta bị cắn như vậy sẽ có gì bất chắc không sao tô mộc trả lời anh ta ôm tôi lên khỏi mặt đất sau đó chắn ở đằng trước tôi bây giờ trạng thái của cô ta rất lạ thường cô đừng tới gần cô ta dứt lời anh ta bất chấp nguy hiểm mà vươn tay ra giữ lấy cánh tay của em họ kéo con bé ra khỏi gầm giường cùng lúc đó tôi thấy môi của tô mộc khẽ động đậy có vẻ như đang lầm bầm gì đó, nhưng lại không hề có một tiếng vang nào. Sau khi anh lầm bầm như vậy, em họ tôi bỗng yên tĩnh lại. Con bé ngoan ngoãn nằm lên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào tô mục, sau một hồi lầm bầm, tô mục vươn tay tách hai mí mắt của em họ ra xem xét gì đó, rồi cầm lấy cái thìa ở bên cạnh tách miệng của con bé ra. Trong miệng con bé toàn là máu tươi, có cả một chút móng tay còn sót lại càng kinh khủng hơn là đầu lưỡi của con bé đã biến thành màu tím đen, y như bị trúng độc, sau đó tô mộc lại kiểm tra tay chân của em họ tôi, xong xuôi, anh ta nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi, là bù nhìn sống, cô ta bị người ta cho dùng bù nhìn sống, mở, tôi nghe vậy thì ngừng khóc liền, đi thẳng về phía tô mộc, bà ấy túm lấy tay tô mộc, như bắt được một cọng rơm cứu mạng. Nói, bù nhìn sống là cái gì? Vương Văn, cháu có cách cứu nó đúng không? mau cứu em cháu đi từ nhỏ nó luôn thân thiết với lộc dương nhất định cháu phải cứu nó nói rồi bà ấy lại không nhịn được khóc ồ lên tô mộc cau mày từ từ rút tay ra khỏi tay bà ấy không nói một lời nào cả thấy em họ mình như thế này tôi cũng không dễ chịu gì vì thế tôi lại gần tô mộc nói anh có thể biết là chuyện gì xảy ra thì cũng có thể cứu con bé được có đúng không anh có cứu được em họ tôi không sao tôi phải cứu cô ta cô ta là em cô chứ có phải em tôi đâu, cứu cô ta thì tôi được lợi gì? Tô Mộc nói nhỏ, anh muốn được lợi gì đây? Tôi đã đồng ý sẽ đi tìm Lâm Yến Nhi với anh rồi mà. Anh còn muốn sao nữa? Tôi sốt ruột đến tột độ. Thực sự tôi rất đau lòng khi em họ tôi biến thành thế này. Anh ta có thể khiến con bé đang điên điên dại dại yên tĩnh trở lại thì chắc chắc sẽ có cách cứu nó. Anh ta cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt sâu như một vũng đầm, không biết đang suy nghĩ điều gì cuối cùng anh ta nắm tay tôi nói chúng ta ra ngoài rồi nói dứt lời anh ta kéo tôi ra khỏi phòng bệnh tìm một nơi vắng người ngoài hành lang nói cô có biết bù nhìn sống là cái gì không đó là một loại côn trùng được nuôi dưỡng bằng cơ thể người chuyên ăn hồn phách của con người vậy nên người chúng bù nhìn sống đều điên điên khùng khùng tính công kích mạnh mẽ chính là bởi hồn phách của bọn họ đều đã bị bù nhìn sống cắn nuốt biến thành bù nhìn sống với tình huống này thì chẳng thà giết chết cô ta đi còn hơn không cần phải cứu làm gì tại sao lại như vậy trái tim tôi co thắt lại đôi mắt lập tức nhỏe đi tôi chỉ cho rằng em họ mình gặp phải kích thích nào đó nên mới không được tỉnh táo không ngờ rằng lại nghiêm trọng như vậy ý của anh là không thể cứu được em ấy nữa sao có thuốc diệt trùng nào có thể đuổi bù nhìn sống ra được không hoặc là cách nào đó cũng được cậu tôi chỉ có đứa con duy nhất ấy thôi nếu em ấy xảy ra chuyện gì thì cậu mợ tôi phải sống làm sao anh là ma cơ mà hơn nữa còn là một con ma già đầu hàng trăm tuổi rồi nữa chẳng lẽ không có cách gì cứu em ấy sao tôi vừa khóc vừa túm lấy tay áo tô mộc hỏi chú ý cách dùng từ nhé con ma già đầu gì chứ chỉ là thời gian làm ma của tôi hơi dài chút thôi tô mộc sửa lại anh ta không ngờ rằng tôi lại khóc đôi mắt hiện lên vẻ bối rối đưa tay lên lau nước mắt cho tôi thở dài nói nếu cô khăng khăng phải cứu cô ta thì cũng không hoàn toàn là không thể chỉ có điều phải trả giá đắt đấy trả giá đắt gì thấy có đường đi tôi lập tức dâng lên niềm hy vọng hỏi anh ta hôn tôi một cái hôn sâu kiểu pháp ấy tô mộc nói tầm mắt dừng lại trên môi tôi anh ta nhếch miệng cười gian anh khuôn mặt tôi đỏ ứng lên không hề nghĩ rằng vào lúc nghiêm túc thế này mà anh ta lại đưa ra yêu cầu ấy nhưng bây giờ tôi cũng không để ý gì nhiều được May mà bây giờ anh ta vẫn dùng gương mặt của Vương Văn, tuy không tuấn tú bằng tô mục, nhưng ít nhiều cũng có thể khiến tôi bớt xấu hổ hơn. Thế là tôi dứt khoát nhón chân lên, chủ động áp vào môi anh ta, từ từ vươn đầu lưỡi ra, tay anh ta cũng theo đó mà đặt lên lưng tôi, kéo tôi vào ngực anh ta. Đầu lưỡi tôi vừa chạm vào địa bàn của anh ta, anh ta lập tức từ bị động biến thành chủ động, không biết khuôn mặt đã biến trở lại thành bộ dạng vốn có từ lúc nào, hung hăng hút lấy tôi tôi chỉ cảm thấy sức lực trên người mình như bị anh ta hút đi cả rồi. Chẳng mấy chốc tôi liền mềm nhũn cả người, đổ gục vào trong lòng anh ta. Trong lúc tôi thở hồng hộc như sắp ngất xỉu tới nơi rồi, cuối cùng anh cũng buông tôi ra, khuôn mặt nhanh chóng biến lại thành vương văn, đi thôi. Đi chuẩn bị những thứ lát nữa phải dùng, anh ta nói, nắm tay tôi một cách tự nhiên, dắt tôi ra ngoài, tôi định rút tay ra mấy lần mà không tài nào rút nổi, đành để mặc cho anh ta cầm anh ta dẫn tôi ra khỏi bệnh viện vào trong siêu thị gần nhất mua một đống thực phẩm làm từ sữa như pho mát bơ và cả hai túi đường cát nữa tôi không kìm nổi sự tò mò hỏi anh ta những thứ này có thể đuổi bù nhìn sống được sao bù nhìn sống thích ăn linh hồn con người cơ mà liệu nó có thấy hứng thú với các sản phẩm làm từ sữa ngọt ngào này không hiếm khi thấy tô mộc không mắng tôi đần anh ta giải thích những thứ này không phải để đuổi bù nhìn sống mà là để gọi chuột thôn lỗi. Chuột thôn lỗi là thiên địch của bù nhìn sống, chuyên đi săn bù nhìn sống, mà chuột thôn lỗi cũng giống với những loài chuột khác, rất thích những thứ ngọt như bơ, phò mát, giới thiệu xong về chuột thôn lỗi. Anh ta lại giảng giải kỹ càng cho tôi nghe về phương pháp bắt chuột thôn lỗi, còn nói bởi vì chuyên đi săn bù nhìn sống nên chúng thường xuất hiện thành đàn trong nghĩa địa. Nghe vậy, trong lòng tôi dâng lên dự cảm chẳng lành, hỏi tô mục có phải anh định dẫn tôi ra nghĩa địa không? Qua hai lần trải nghiệm thăm mộ ở quê Vương Văn, giờ tôi cực kỳ căm ghét những nơi như nghĩa địa, thậm chí còn bị ám ảnh tâm lý nữa. Tô Mộc nhếch miệng cười, gật đầu nói đúng vậy. Không những anh ta định dẫn tôi tới nghĩa địa, mà còn quăng tôi vào trong đó nữa. Bởi vì chuột thôn lỗi rất nhạy cảm với âm khí, có anh ta bên cạnh, chuột thôn lỗi sẽ không dám ra ngoài. Vậy nên anh ta mới nói kỹ càng về phương pháp bắt chuột thôn lỗi như vậy lúc này thực sự là tôi muốn khóc, nhưng để cứu em họ thì cũng phải trả giá chưa biết sao được. Chẳng thể làm gì khác, tôi nén nhịn sự hoảng sợ, đi theo tô mộc ra nghĩa địa, lúc tới nghĩa địa đã là hơn 10 giờ tối. Khắp cả nghĩa địa, đừng nói là người, ngay cả một cây bóng đèn cũng không có, chỉ có 7, tám nấm mộ nghiêng ngả san sát nhau, dưới ánh trăng mông lung, trông chúng âm trầm khủng cây ết yêu ta. Tôi không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu sang nhìn tô mục điều kỳ lạ là, rõ ràng anh ta là ma, còn kinh khủng hơn mấy cây nấm mộ và cây nghĩa địa này gấp trăm lần, nhưng lại khiến tôi cảm thấy an toàn một cách khó hiểu. Như thể chỉ cần anh ta ở đây thì tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì hết, đi đi, vào rồi thì cứ tiến thẳng về phía trước, cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng đừng quay đầu lại, tôi sẽ chờ cô ở cạnh đó. Bắt được chuột thôn lỗi rồi thì cô cũng đừng chần chờ gì cả, cứ chạy thẳng ra khỏi nghĩa địa là được. Tô Mộc cũng nhìn tôi anh ta nắm lấy tay tôi dặn dò tôi gật đầu cầm những thứ vừa mua buổi chiều ở trong tay dưới cây nhìn chăm chú của tô mộc tôi cắn răng đi vào trong nghĩa địa đặt lên mỗi nấm mộ một miếng format mát và một ít đường như cách mà anh ta dạy sau đó nín thở lắng nghe âm thanh trong nghĩa địa không bao lâu sau tôi nghe thấy tiếng động ở nấm mộ đằng sau một con chuột nhỏ trắng muốt đang lấm lét bò về phía miếng format, mát hưng phấn kêu lên chít chít không chỉ có mình nó hưng phấn lúc này tôi còn hưng phấn hơn cả nó nữa thậm chí quên luôn sự sợ hãi khi đang ở trong nghĩa địa chậm rãi bước về phía con chuột trắng đó tô mộc nói chuột thôn lỗi rất cảnh giác nhất định không được ra tay khi vừa nhìn thấy nó nếu không thì chắc chắn tôi sẽ không bắt được nó phải chờ tới khi nó ăn hết miếng pho mát đó rồi mới bắt khi ấy nó đã quá no nên không chạy nổi được nữa chỉ có thể làm mồi cho tôi tôi cẩn thận bước tới gần chuột trắng hồi hộp nhìn vào mỗi một động tác của nó chỉ chờ nó ăn no xong là tôi ra tay liền chờ đợi một hồi miếng pho mát cuối cùng sắp bị nó xử nốt bỗng tôi thấy có một luồng gió lạnh thổi vào gáy mình nhưng có người đang hà hơi vào cổ tôi vậy ngay lập tức cả người tôi cứng đờ ra mồ hôi lạnh tuôn ra vì sợ hãi phản ứng đầu tiên là quay lại nhìn xem đó là cái gì nhưng tô mộc đã nói rồi vào trong nghĩa địa là không được quay đầu lại cũng không được đi về theo lối cũ tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc bắt mình chịu đựng cả người run lên vì luồng gió lạnh ấy. May mà chuột bạch đã ăn xong miếng pho mát rồi. Tôi chớp thời cơ nhào về phía nó. Vào lúc tôi sắp bắt được chuột thôn lỗi, đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân tôi rồi lôi về phía sau. Tôi không thể khống chế cơ thể được nữa. Bị kéo ngược lại một đoạn dài, chuột thôn lỗi thấy có tiếng động thì cũng giật mình kêu lên hai tiếng, một vệt trắng xẹt qua. Tôi không còn thấy bóng dáng nó no nữa, tổ mục, cứu tôi, thấy không còn cơ hội bắt chuột thôn lỗi nữa tôi cũng không dành để ý tới nó hét to lên một tiếng tôi vẫn chưa muốn chết càng không muốn chết ở một nơi âm u khủng cây ếch ta như thế này cái thứ sau lưng tôi thấy tôi kêu lên thì luống cuống hẳn dùng một bàn tay lạnh lẽo khác bịt lấy miệng tôi không cho tôi lên tiếng sau đó lọt vào tai tôi là một giọng nói quen thuộc đừng kêu là tôi ưng ừ. sao lại là bà tôi hoảng sợ nhìn bà ta người đứng sau lưng tôi lúc này không phải ai xa lạ mà chính là người đã lừa tôi một vố đau. Quả phụ họ vương, thấy tôi nhận ra bà ta, quả phụ họ vương thở dài một tiếng, bảo tôi đừng lên tiếng, sau đó mới từ từ buông tôi ra, sao bà lại ở đây? Vừa rồi bà túng lấy tôi làm gì? Nếu không phải tại bà thì tôi đã bắt được chuột thôn lỗi rồi, thấy bà ta lại giả thần giả quỷ dọa tôi, tôi tức điên lên, bà ta vẫn rất cẩn thận, xem xét bốn phía xung quanh, chắc chắn trong nghĩa địa không còn ai khác mới lấy một cái lồng nhỏ ra, trong đó có một con chuột thôn lỗi, bà ta đưa cho tôi rồi nói, cô đừng tức giận vội, tôi tìm rất lâu rồi mới tìm được cô, bà tìm tôi làm gì, thấy bà ta lấy chuột thôn lỗi ra, cơn giận của tôi vơi bớt đi được phần nào, nếu tôi không đoán nhầm thì cô đã bị thứ quỷ quái đó hút tinh huyết rồi đúng không? Tôi không biết vì sao cô lại giấu giếm những gì cô đã trải qua, nhưng tôi có thể nói với cô rằng, nếu cô còn dây dưa với cái thứ quỷ quái đó, cô sẽ bị hắn ta hút khô tinh huyết. Tới lúc đó, hắn ta sẽ sống lại thành công, còn cô thì sẽ khô héo dần đi, biến thành một cái thây khô. Trông quả phụ họ Vương vẫn hùng hổ như cũ, nhưng lúc này bà ta nhìn đăm đăm vào tôi, không hề giống như đang dọa tôi, bà ta khiến tôi ngơ ngác cả ra, hỏi, bà là đồng bọn của Tô Mộc mà, sao lại tới nói những điều này với tôi? quả, phụ họ vương nghe vậy thì hơi sừng sốt, sau đó nhíu mày hỏi tôi, sao cô lại nói vậy? Mấy đời nhà tôi đều làm bà cốt, chuyên đi xua đuổi ma quỷ, sao có thể là đồng bọn của ma quỷ được? Thấy bà ta nói chắc nịch như vậy, tôi bồn chồn hẳn lên, đành kể lại chuyện ngày đó tôi đi cầu cứu bà ta, sau đó hỏi có phải bà ta đã đưa cho cốt cho tôi không? Bà ta nghe xong thì vỗ đuổi cái đét, hiểu ra mà nói rằng con ma đó đã làm tôi gặp ảo giác tôi căn bản không đi tìm bà ta bà ta cũng không đưa cho cốt gì cho tôi cả nhất định là con ma đó phát hiện ra tôi định đi tìm bà ta nên mới tạo ra ảo giác khiến tôi bị lầm tưởng không thể thế được tôi không tin tô mộc lại lợi hại như vậy càng không tin anh ta lại mưu mô đến thế thấy tôi không tin quả phụ họ vương lắc đầu trong sự bất đắc dĩ lấy một cọng lông đỏ tươi ra đưa cho tôi nói đây mới là lông gà trống trừ tà dắt trên cửa nhà tôi nếu tôi nói đúng thì ắt hẳn lông vũ mà cô nhìn thấy là màu đen có đúng không đúng vậy là màu đen thế thì đúng rồi Cọng lông màu đen mà cô nhìn thấy không phải lông gà mà là lông quả từ xưa tới này quả luôn đứng hàng âm tà hơn nữa khi ấy cô lại ở nghĩa địa con ma đó hoàn toàn có thể dựa vào âm khí ở nghĩa địa để tạo ra một ảo cảnh đánh lừa cô khiến cô cam tâm tình nguyện hiến tinh huyết cho hắn ta quả phụ họ vương nói dứt lời bà ta lại cảnh giác nhìn xung quanh giống như đang trốn tránh ai đó sau đó bà ta lấy một cây đinh màu vàng to bằng một ngón tay ra đưa cho tôi căn dặn trong vòng ba ngày cô hãy đâm cây đinh này vào trong người con ma ấy hắn ta sẽ bị thương tới nguyên khí đến lúc đó cô cứ gọi điện cho tôi tôi tới bắt nó giúp cô nói xong bà ta ghét cho tôi một tấm danh th iota rồi đi luôn mà chẳng quay đầu lại chỉ để lại mình tôi đứng ngẩn ra giữa nghĩa địa không biết qua bao lâu tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng tô mộc gọi tên tôi lúc này tôi mới hồi hồn lại đáp lời anh ta rồi mang theo chuột thôn lỗi ra ngoài tô mộc chờ ở ngoài cổng đã rất khó chịu rồi khuôn mặt bành trai của anh ta trông rất nặng nề không biết có phải là ảo giác không mà tôi lại cảm thấy anh ta đang lo lắng cho tôi thấy tôi ra ngoài bình an sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút bước tới nhận lấy chiếc lồng trong tay tôi rồi mắng tôi là đồ đần bắt con chuột thôi mà cũng lâu như thế tôi mà còn không ra nữa thì anh ta còn tưởng tôi bị chuột bắt đi luôn rồi với dáng vẻ tức tối nổ phổi đó của anh ta tôi rất khó để liên tưởng tới một con ma mưu mô hèn hạ anh ta dây dưa với tôi là vì muốn hút khô tinh huyết của tôi để bản thân mình sống lại sao đầu óc tôi rối bời vô cùng không biết nên tin tưởng quả phụ họ vương hay là tin tưởng tô mục đành lẳng lặng cất danh th iota và cái đinh mà quả phụ họ vương đã đưa cho tôi đi rồi bước theo sau lưng tô mục để mặc cho anh ta mắng tôi tô mộc mắng suốt một hồi tôi không hề cãi lại anh ta thấy lạ nên hỏi có phải tôi mệt rồi hay không tôi ừ một tiếng còn chưa dứt lời đã cảm thấy đôi chân nhẹ bẫng đi tô mộc ôm trầm tôi lên không trung ngủ đi bắt con chuột thôi mà cũng mệt đến vậy đúng là vô dụng, miệng thì anh ta vẫn đang mắng tôi, nhưng động tác lại dịu dàng hơn nhiều, cứ thể ôm tôi đi, rất thoải mái, mặt của tôi đỏ bừng cả lên, lúc này anh ta đang dùng bộ mặt thật của mình mà, tôi không quen với cái vẻ đẹp trai này, huống chi, ngay cả vương văn cũng chưa từng ôm tôi thân mật như thế, tôi dẫy dụa muốn bỏ xuống, nhưng anh ta rất khỏe, tôi càng dẫy thì anh ta càng ôm chặt, cuối cùng tôi cũng chẳng còn sức nữa mặc kệ cho anh ta ôm tôi suốt dọc đường tới bệnh viện lúc tới bệnh viện thì trời đã sắp sáng bố mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện thấy chúng tôi đi lâu như vậy mới về thì vội hỏi chúng tôi đã đi đâu có xảy ra chuyện gì không tôi lắc đầu cười nói vương văn đã tìm ra cách để chữa cho em họ bảo họ đừng lo lắng được tận mắt nhìn thấy vương văn khiến cô em họ đang phát điên của tôi yên tĩnh lại nên bọn họ rất tin vào anh ta biết chuyện có thể cứu được em họ tôi vẻ mặt họ đều rất vui mừng tô mộc bảo tôi dẫn bố mẹ và mợ ra ngoài ăn chút gì đó trước khi anh ta đi ra thì không ai được vào nữa tôi vẫn không yên tâm khi giao em họ mình cho anh ta chủ động nói muốn ở lại cùng lát nữa có thể làm phụ tá cho anh ta ai ngờ tô mộc nhận ra mục đích của tôi ngay đôi mắt anh ta híp lại ánh mắt trầm xuống hỏi tôi cô không tin tôi à đúng là tôi không tin anh ta cho lắm nhưng bị anh ta vạch trần ngay trước mặt như vậy tôi sợ sệt nói sao tôi lại không tin anh chứ anh lợi hại vậy cơ mà chắc chắn có thể khiến em tôi tỉnh táo lại chạy nhảy như thường còn khỏe hơn cả trước khi bị điên ấy chứ tôi còn chưa nịnh nọt xong thì tô mộc đã mất hết kiên nhẫn anh ta đẩy tôi ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại cái rầm tôi bị nhốt lại ngoài cửa trên đường đi ăn sáng mẹ tôi còn hỏi có phải gần đây con và vương văn cãi nhau không sao mẹ lại cảm thấy lần này vương văn về nhà xong thì cứ là lạ như thể biến thành một người khác ấy hay là bố mẹ Vương Văn không thích con à? trong lòng tôi căng thẳng cả lên, vội nói Vương Văn đang lo chuyện của em họ thôi. Bố mẹ anh ấy rất thích con, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng quà gặp mặt cho con rồi, còn dẫn con đi thăm mộ bà nội anh ấy. Lúc này mẹ tôi mới yên tâm. Sau đó suốt thời gian ăn sáng, bà chỉ hỏi tôi chuyện về gia đình Vương Văn. Tôi không dám nói cho mẹ tôi biết Vương Văn đã bị ma áng cũng không dám nói vương văn mà bọn họ nhìn thấy đã không còn là vương văn thật nữa chỉ đành nói linh tinh kết thúc bữa sáng tôi đã bịa chuyện tới mức tinh thần tiêu tụy rồi ăn xong chúng tôi quay lại bệnh viện ngồi nghỉ trên ghế dài ngoài phòng bệnh cửa phòng vẫn đóng kín bên trong rất yên tĩnh không có chút tiếng vang nào tôi lo lắng gần chết sợ tô mộc không cứu được em họ tôi lại sợ những gì mà quả phụ họ vương nói là sự thật rằng tô mộc có ý đồ xấu thật Chắc không phải anh ta hút tinh huyết của tôi xong lại quay ra hút của em họ tôi đấy chứ, ý nghĩ này khiến tôi càng thêm lo âu, vô thức lấy cái đinh mà quả phụ họ vương đưa cho tôi ra, thầm nghĩ, nếu Tô Mộc định làm gì em họ tôi thật, tôi sẽ dùng cái định này đâm anh ta ngay tức khắc, khoảng hơn nửa tiếng sau, rốt cuộc cửa phòng bệnh cũng mở ra, Tô Mộc dựa vào cửa, sắc mặt anh ta trắng bệch, cơ thể trao đảo như sắp ngã, y hệt như đang bị thương rất nghiêm trọng, dù là như thế đôi mắt của anh ta vẫn đọng lại trên tay tôi. Cô lấy cái đinh này ở đâu ra? Tôi, tôi cảm thấy trột dạ, vội cất cái đinh ấy đi, chạy lại định đỡ anh ta, nhưng nhìn thấy cái đinh đó rồi, thái độ của anh ta thay đổi hẳn, không cho tôi chạm vào người anh ta nữa, sắc mặt đã tái nhợt, càng thêm cắt không còn giọt máu, em cô đã được an toàn rồi. Giọng nói của anh ta lạnh như băng, tràn ngập sự thất vọng đối với tôi. Nói xong, anh ta lảo đảo bước vòng qua người tôi như thể không hề quen biết nhưng còn chưa được mấy bước cả người anh ta bỗng nghiêng sang một bên rồi đổ dầm xuống mặt đất tô tôi hoảng vô cùng suýt nữa thì thốt ra tên anh ta vội chạy tới nâng anh ta lên nhưng tôi sững sờ cả người khi chạm vào anh ta dáng người anh ta cao lớn như thế ấy vậy mà giờ đây không có chút trọng lượng nào nhẹ y như không khí chuyện gì thế này hay là hồn phách anh ta sắp tiêu tan mất rồi ở trong phim trước khi hồn phách tiêu tan Thường thì cơ thể của yêu ma quỷ quái đều sẽ nhạt dần, nhẹ dần. Tôi còn chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì bố mẹ tôi đã lao tới, hỏi tôi Vương Văn bị sao vậy? Trong lúc nói chuyện, bố tôi định đưa tay ra dìu Tô Mộc giúp tôi, tôi hoang mang toát hết cả mồ hồi ra, vội vàng nâng Tô Mộc lùi ra đằng sau, chỉ nói anh ta quá mệt mỏi, không có gì to tát cả, tôi đưa anh ta về nghỉ ngơi trước. Nói xong, tôi bảo bố mẹ tôi đi thăm em họ rồi tôi dìu cơ thể nhẹ tênh của Tô Mộc nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, bắt xe đưa Tô Mộc về căn nhà mà Vương Văn thuê. Anh ta nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, giống như sắp chết. Đến nơi rồi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể anh ta đang ngày càng suy yếu, ngay cả luồng âm khí để anh ta giữ khuôn mặt của Vương Văn cũng dần biến mất, trở lại dáng vẻ vốn có của anh ta. Phải làm gì bây giờ? Rõ ràng anh ta là ma cơ mà, sao lại ngốc như thế chứ? Khiến bản thân bị thương thành như thế này chỉ vì cứu em họ tôi, anh ta sẽ không vượt qua được thật sao? Tôi vô cùng tự trách, vừa rồi tôi còn không tin anh ta, thậm chí còn định dùng cây đinh mà quả phụ họ Vương đưa để đâm anh ta. Bản thân tôi đúng là chẳng ra làm sao cả, nhưng bây giờ không phải lúc để tự trách. Tô Mộc càng lúc càng suy yếu rồi, nhất định tôi phải cứu anh ta. Nghĩ vậy, tôi rút ngay điện thoại ra, lên mạng search Google, cách để ma quỷ không bị tiêu tan hồn phách nhưng kết quả tìm kiếm lại rất đáng thất vọng người ta chỉ hỏi cách để ma quỷ bị tiêu tan hồn phách căn bản không có kết quả mà tôi muốn tìm tôi lại không quen ai trong lĩnh vực này cũng không thể điện cho quả phụ họ vương được bà ta nói mình không đội trời chung với ma quỷ nếu biết tô mộc rơi vào tình cảnh này chắc chắn bà ta sẽ tới bắt tô mộc không chút do dự trong khi tôi còn đang vò đầu bứt tai một địa chỉ liên kết trên màn hình thu hút sự chú ý của tôi đó là một bài viết của một diễn đàn kỳ lạ tiêu đề viết tăng nhân thái lan cấp bậc đại sư vạch trần mọi bí ẩn nuôi dưỡng ma quỷ nuôi dưỡng ma quỷ ít nhất không liên quan tới nội dung xô ma đuổi quỷ như những bài khác tôi lập tức kích vào đó nhanh chóng đọc hết nội dung của bài viết một lượt người đăng bài tự xưng là người trung quốc được đưa sang thái lan lúc nhỏ để học cách làm vòng cổ mặt phật hiện đã làm tăng nhân thái lan được nhiều năm sau bài giới thiệu là cách làm vòng cổ mặt phật cùng với các sức mạnh thần kỳ viết vô cùng kỳ diệu đọc qua là biết đăng quảng cáo cho vòng mặt phật tôi nhận định đó là lừa đảo ngay tức khắc nhưng tôi vẫn muốn đọc nội dung về nuôi dưỡng ma quỷ nên kiên nhẫn đọc tiếp người đó giới thiệu về nuôi dưỡng ma quỷ ít hơn nhiều so với bài giới thiếu vòng mặt phật chỉ nói qua về mục đích cũng như mặt lợi mặt hại của việc nuôi dưỡng ma quỷ cuối cùng còn nói vì chuyện nuôi dưỡng ma quỷ quá thất đức nên không giới thiệu kỹ hơn nữa. Trời ơi đất hỡi, đùa nhau đây à? Tôi nhấp vào đây là vì cái tiêu đề nuôi dưỡng ma quỷ này mà. Kết quả người này chào hàng cái vòng mặt Phật cho đã đời. Sau đó chỉ giản lược có dăm ba câu về nuôi dưỡng ma quỷ. Tôi tức giận ấn vào phần báo cáo. Tố cáo người này truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan. Sau đó rời khỏi trang web ngay. Lưỡng lự xem có nên gọi cho quả phụ họ vương không. Nhỡ đâu hỏi bóng hỏi gió tôi lại tìm ra cách cứu tô mộc thì sao? đang nghĩ ngợi thì điện thoại của tôi bỗng vang lên là một dãy số lạ tôi do dự rồi bắt máy vừa mới alo đầu bên kia đã mắng xối xả bảo rằng tôi giờ hơi đang yên đang lành tự nhiên đi báo cáo bài viết của anh ta cắt đứt con đường kiếm tiền của anh ta nhất định những kẻ như tôi sẽ không có kết cục tốt nửa đêm sẽ bị ma tới gõ cửa tôi không khỏi nhíu mày lại đầu bên kia là một người đàn ông Hiển nhiên đó là chủ đăng bài viết lừa đảo đó. Nhưng vì sao anh ta lại biết tôi đã báo cáo anh ta? Sao anh ta lại biết số điện thoại của tôi? Tôi ngắt lời mắng chửi của anh ta lại, hỏi ra sự khó hiểu của tôi. Vốn anh ta rất tức tối, đang cào nhào nguyền rùa tôi. Thấy tôi hỏi vậy tí hưởng hàn lên, nói với tôi bằng giọng điệu kiêu căng. Cô báo cáo tôi truyền bá tư tưởng phong kiến mê tín dị đoan cơ mà. Cô không tin trên thế giới này có ma quỷ đúng không? nói thật cho cô biết nhờ con quỷ mà tôi nuôi nên tôi mới biết tin tức của cô nếu cô không tin thì nói địa chỉ của cô ra đi tôi sẽ bảo tiểu quỷ tới nhà cô một chuyến sau đó tôi sẽ biết ngay cô là người đẹp hay quái vật còn biết cô mặc quần áo thế nào nếu tôi nói sai những lời nguyền rủa vừa rồi sẽ ứng nghiệm hết lên người tôi anh ta nói chắc như đinh đóng cột có vẻ rất tin tưởng vào bản thân tôi nói ngay địa chỉ của mình cho anh ta một phần là muốn xem anh ta nói sai rồi bị mất mặt một phần khác tôi lại hy vọng những gì anh ta nói là sự thật nếu anh ta nuôi tiểu quỷ thật thì chắc chắn sẽ có cách cứu tô mục biết địa chỉ của tôi rồi anh ta cười lạnh một tiếng sau đó đầu bên kia điện thoại vọng lại tiếng anh ta niệm chú nghe giống như tiếng thái sau khi anh ta đọc xong tôi bỗng cảm thấy sau lưng mình lạnh lẽo như có một cơn gió lạnh ập tới ngay sau đó đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói kiêu ngạo của người đó. Nói, cô đang mặc áo đen bó sát người, quần đùi jean, trông rất xinh đẹp, body cũng khá tốt, khuyết điểm duy nhất là ngực hơi nhỏ, hệt như sân bay, anh ta mới nói được một nửa thì bỗng cất cao giọng chẳng khác nào nhìn thấy ma, ôi chao ôi, cô cũng nuôi quỷ luôn hả, còn là một con ma hơn 100 tuổi nữa chứ, nói, xong, dường như anh ta rất hoảng sợ, tắt điện thoại cây tạch sau đó luồng gió cũng thổi lướt qua người tôi, biến mất chỉ trong giây lát, cả căn phòng trở lại trạng thái bình thường. Alo, tôi còn chưa nói hết mà, sao lại để anh ta cúp đi như vậy được? Thế là tôi vội gọi lại số đó, nhưng tên khốn cây ếch yêu ta ấy lại tắt máy mất rồi. Tôi gọi liền mấy cuộc nhưng chỉ toàn là tắt máy. Thực sự không còn cách nào khác, tôi lại vào cây diễn đàn kỳ lạ đó, tìm kiếm vòng mặt Phật, thử xem người đăng có đăng những bài khác hay không. Quả nhiên, trong diễn đàn đó còn có rất nhiều bài liên quan tới vòng cổ mặt Phật, đều là do người đó đăng, xem ra anh ta thường xuyên quảng cáo trên diễn đàn này. Tôi lập tức gửi tin nhắn hỏi người đăng về phương pháp nuôi dưỡng ma quỷ, nhưng dù tôi có gửi bao nhiêu tin nhắn thì đều chỉ như đá chìm vào đáy biển, không có lấy một lời hồi đáp, điện thoại của người đăng vẫn tắt máy. Nhìn Tô Mộc còn đang nhắm nghiền đôi mắt, tôi nóng lòng tới mức hai bàn tay toát hết mồ hôi ra. Không biết vì sao tôi cứ có cảm giác như người đang đang online, chỉ cố tình không để ý tới tôi mà thôi, thực sự hết cách rồi. Tôi đành để lại bình luận dưới bài viết của anh ta, nói anh ta là kẻ lừa đảo, căn bản không phải tăng nhân Thái Lan gì cả, vòng mặt Phật tôi mua của anh ta toàn là đồ giả, 100% làm từ nhựa, sau khi đeo không chỉ không mang tới vận may mà còn liên tục gặp rủi ro, khiến tôi không những bị thương mà còn phá sản nữa. Bình luận xong, tôi còn sợ không đủ độ chân thật lên mạng tìm mấy bức ảnh vòng vật thái lan để gửi lên trong lúc tôi còn đang chăm chú bình luận dưới mỗi một bài viết có một tin nhắn được gửi vào hộp thư là do người đang gửi cho tôi bà chị ạ à, tôi sợ cô rồi đấy chỉ là cách nuôi dưỡng ma quỷ thôi mà cô ở nhà chờ đi bây giờ tôi tới tìm cô quả nhiên anh ta đang online nhưng không đợi tôi trả lời lại đèn hoạt động của anh ta tắt ngấm sau đó óp ngay lập tức hơn một tiếng sau chuông cửa nhà tôi vang lên tôi đã khó chịu lắm rồi, nhanh chóng lao ra mở cửa, nhưng mở ra rồi tôi liền sững sờ luôn, phía sau cánh cửa là một thằng nhóc chừng 6, 7 tuổi, thằng bé ngửa đầu, đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm vào tôi, bạn nhỏ, em nhầm nhà rồi à? Người nhà em đâu? Trong lòng tôi rất thất vọng, thấy không có người lớn nào đi theo thằng bé đó thật mới nhẫn lại hỏi, thằng bé lắc đầu không nói năng gì, đôi mắt vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Cái nhìn ấy khiến tôi run lên, đành hỏi xem tên nó là gì có phải nhà nó cũng ở khu này không thằng bé vẫn lắc đầu không mở miệng nói một lời chỉ nhìn chằm chằm vào tôi đang lúc tôi hoài nghi thằng bé đó bị câm định gọi một trăm người để báo cảnh sát thì nó bỗng chắp hai bàn tay vào nhau nói Sao wadi chị à em có thể hỏi chị một chuyện được không chuyện gì tôi khựng người lại kinh ngạc nhìn vào thằng bé đó thì ra nó biết nói còn nói sao wadi nữa chứ xem ra thằng bé này có liên quan tới người đăng kia rồi liệu nó có phải là tiểu quỷ mà người đăng đó nuôi không ý nghĩ này vừa lóe lên tôi liền run lên một cái đánh giá thằng bé trước mắt này một lượt theo bản năng thằng bé đó ngoan ngoãn đứng ngoài cửa giọng nói trong vắt hình dáng rõ ràng biểu cảm cũng rất sinh động ngoại trừ việc hơi đen một chút thì trông nó không khác gì những đứa trẻ bình thường không giống ma quỷ chút nào cả chắc nó không phải quỷ đâu tôi đi thử quanh thằng bé một vòng định bụng xem dưới chân nó có cái bóng hay không nó lại bỗng nhếch miệng cười hỏi tôi chị à áo ngực của chị cỡ a à, có đúng không gì cơ tôi ngây người ra không biết mình có nghe lầm hay không thằng bé này còn nhỏ như thế sao lại hỏi tôi vấn đề này được mà hơn nữa ai a à chứ bà đây rõ ràng là b cơ mà nếu ra sức ép vào thì còn lên đến xe ấy chứ nó hỏi thế khác nào đang xỉ nhục tôi đâu thấy tôi không trả lời khuôn mặt nhỏ của thằng bé trầm hẳn xuống có vẻ như rất tức giận cơ thể bé nhỏ của nó bỗng bật lên không trung bàn tay tập kích tới ngực tôi tôi hoảng hồn kêu lên một tiếng rồi lùi về sau liên tục nhưng động tác của thằng bé đó rất nhanh chỉ chớp mắt đã vọt tới trước mặt tôi tôi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh xẹt qua ngực như thể trái tim tôi cũng bị đóng băng luôn rồi sau khi thằng bé đó đánh lén thành công nó nở một nụ cười quái dị miệng nói đúng rồi là a à nhưng vẫn xông về phía tôi rõ ràng biểu hiện của nó không phải là một đứa trẻ bình thường hoặc là nói nó chính là quỷ là con quỷ mà người đăng đó nuôi tôi sợ đến chết cây ếch yêu ta rồi không còn thời giờ để tâm xem có phải nó xỉ nhục tôi hay không nữa vừa hét vừa lao ngược vào nhà định chạy về phía tô mộc mặc dù bây giờ anh ta đang hôn mê nhưng tôi vẫn cảm thấy ở bên cạnh anh ta sẽ được an toàn con quỷ đó nhanh chóng nhận ra ý đồ của tôi hiển nhiên nó no cũng khá sợ tô mục, bàn tay lạnh lẽo ôm chặt lấy eo tôi, chết sống không cho tôi tới gần tô mục, lúc này tôi ân hận thối ruột ra rồi. Nếu sớm biết người đang nhỏ mọn như thế thì tôi đã không cho anh ta biết địa chỉ của tôi rồi, để bây giờ anh ta sai tiểu quỷ đến hành hạ tôi thế này, còn đang hối hận không thôi. Tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn, lành lạnh trọt vào mình, cây đinh, là cây đinh mà quả phụ họ vương đưa cho tôi. Bà ta bảo tôi dùng cây đinh này để đâm tô mục, Vậy thì chắc chắn cái đinh này là thứ áp chế ma quỷ. Được cứu rồi, tôi mở cờ trong bụng, nhanh tay rút cái đinh ra, định đâm vào người con quỷ đó. Nhưng tôi còn chưa kịp đâm cái đinh đó vào thì đột nhiên có một tiếng huyết sáo vang lên ngoài cửa. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra đó, chỉ giây phút ngơ ngác ấy, con quỷ nhỏ ấy đã buông eo tôi ra, biến thành một bóng xám lao ra ngoài cửa. Lúc này tôi mới phát hiện ra có một người đang đứng ngoài cửa, dáng người anh ta cao giáo chiều cao sấp xỉ với tô mục, nhưng gầy hơn hẳn tô mục, trên người không có cơ bắp gì cả. Lúc này, cả người anh ta đều được che đi bởi lớp áo sơ mi rộng rãi, đầu đội chiếc mũ lưỡi chai có hình đầu lông, biệt kín mít toàn thân, không nhìn thấy rõ mặt mũi, có vẻ như đã trông thấy tôi đang nhìn anh ta. Người đó bước thẳng về phía tôi, trong lòng tôi nơm nớp, lập tức rút cây đinh mà quả phụ họ vương đưa cho tôi ra chỉ vào anh ta, uy hát yêu ta, đừng nhúc nhích nếu không tôi đâm anh đấy. Nhưng, anh ta không hề bận tâm tới lời uy hát Yota của tôi, trực tiếp tới trước mặt tôi, cướp lấy cái đinh trong tay tôi, liếc nhìn rồi nói, bà chị à, cô cũng ác độc thật đấy, cậu bé đáng yêu như thế mà cô cũng nỡ lòng dùng tống sử đâm nó, nó, lúc đầu đứa bé đó còn bình thường, rồi tự nhiên nó ra tay với tôi, còn cười quái dị như thế, tôi có thể không sợ được sao, phụt, bà chị à, cô đang đùa tôi sao? Cô nuôi một con lệ quỷ hơn 100 tuổi mà lại sợ một con quỷ nhỏ chưa tới 10 tuổi sao? Như thể được nghe một câu chuyện cổ tích, người đàn ông đó vừa cười nhạo vừa tới gần tôi, chỉ chớp mắt anh ta đã tới trước mặt. Bây giờ tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Anh ta rất đẹp trai, mắt hai mí rất rõ, ngũ quan cân xứng, cảm giác như là con lai, dù mặc toàn đồ đen nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác lóa mắt. Anh ta cũng quan sát tôi có thể thấy được anh ta cũng khá hài lòng với gương mặt của tôi nhưng khi đôi mắt anh ta liếc xuống ngực đôi lông mày của anh ta nhăn lại lẩm bẩm nói rượu rượu nói chẳng sai chút nào cô đúng là sân bay thật tiếc thay cho khuôn mặt này đây là lần đầu tiên tôi bị người ta chê là ngực nhỏ ngay trước mặt như thế khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ tôi dùng một tay che ngực giận dữ nói ngực tôi nhỏ thì liên quan gì tới anh trông anh cũng giống người nhưng không ngờ bản chất lại dê như vậy dê tôi là đàn ông dê là sai sao không dê mới là không bình thường thì có anh ta dùng vẻ mặt đắc ý mà nói một cách hùng hồn anh trả lại cái đinh đó cho tôi nó là đồ của tôi bị anh ta chặn họng như thế tôi chỉ có thể vươn tay ra đòi cái đinh lại anh ta rõ ràng là một tên háo sắc sau lưng còn có một con quỷ không kém cạnh gì tôi phải đòi lại cái đinh để phòng thân mới được đồ của cô cô biết đây là cái gì không anh ta nhận ra tôi không có đủ khi thế, nụ cười trên mặt bỗng tắt lịm đi, nhìn tôi nhíu mày, thì là, đang nói giờ thì tôi dừng lại, ngoại trừ biết cái đinh mà quả phù họ vương cho tôi này có thể áp chế ma quỷ, thực sự là tôi cũng chẳng biết đây là thứ gì, thì là cái gì, không biết đúng không, thấy tôi không nói ra lời, người đó trợn mắt nhìn tôi, nói, thứ này gọi là tống sử, trong tiếng Thái có nghĩa là đinh được làm từ xác chết. Trong đó có 80% được làm từ đồng. 20% còn lại thì một nửa là phẩm màu đỏ, nửa còn lại là cho cốt của phụ nữ khó sinh mà chết. Thường thì những người phụ nữ khó sinh đều không cam lòng, mang oán hận cực lớn với người nhà bên chồng, còn với vong hồn của trẻ con thì lại sinh ra ý muốn bảo vệ. Hai loại cảm xúc tương phản này sẽ liên tục tra tấn người phụ nữ ấy, khiến người đó vĩnh viễn không thể siêu thoát được, dần dần, sự oán hận sẽ không chế tất cả hồn phách. Vậy nên nó còn có tên tiếng Trung là đinh khống hồn, đinh khống hồn, ý anh là thứ này vốn là của Thái Lan, còn ở Trung Quốc thì không có à? Sau khi đâm vào trên người ma quỷ, nó sẽ không làm ma quỷ bị thương mà chỉ khống chế hồn phách thôi sao? Tôi giật nảy mình, bán tín bán nghi nhìn anh ta. Nếu đúng như những gì anh ta nói, vậy thì sao quả phụ họ Vương lại có thứ đồ của Thái Lan này? Mục đích bà ta đưa nó cho tôi là gì? chẳng lẽ bà ta muốn khống chế hồn phách của tô mộc sao đúng vậy tuy nó chỉ có tác dụng khống chế hồn phách của ma quỷ nhưng nó cũng ảnh hưởng rất lớn tới người sống người có công lực thấp rất dễ bị nỗi oán hận trong tống sử cắn ngược lại nhẹ thì ốm đau bệnh tật nặng thì cửa nát nhà tan bây giờ cô còn dám nói tống sử là đồ của cô nữa không người đàn ông đó vừa nói vừa thả cái đinh vào trước mặt tôi định trả lại cho tôi biết được cái đinh này được làm từ cho cốt hơn nữa, trong đó lại có cả oan hồn của phụ nữ khó sinh, sao tôi dám nhận lấy nó được nữa, không tự chủ được lùi về phía sau. Thấy vậy, người đàn ông đó cũng không thèm dọa tôi nữa, trực tiếp nhét luôn cái đinh đó vào túi mình, sau đó gọi con quỷ tên là Diệu Diệu kia tới làm việc, anh ta thì thầm gì đó vào tay Diệu Diệu. Diệu Diệu nghe lời đi ra, sau đó anh ta lại hỏi tôi có băng vệ sinh đã dùng rồi không? Chính là băng vệ sinh có dính kinh nguyệt của tôi nói rằng thứ đó có âm khí rất đặc là thứ tốt để bổ sung âm khí cho ma quỷ ngay lập tức mặt tôi đỏ ửng lên vì thẹn băng vệ sinh đã dùng thì bây giờ tôi có cả giống nhưng một người đàn ông xa lạ đến tìm tôi rồi hỏi lấy băng vệ sinh tôi đã dùng đúng là biến thái thật thấy tôi chỉ lo đỏ mặt mà không nói tiếng nào anh ta vội vàng hỏi tôi rốt cuộc có hay không nếu tôi không muốn mau chóng cứu tô mộc thì anh ta đi về luôn dù sao ngực tôi nhỏ như thế anh ta cũng chẳng thèm giúp tôi những gì anh ta nói khiến mặt tôi lúc xanh lúc đỏ nhưng bị anh ta giày vò suốt nãy giờ rồi khó khăn lắm mới chịu cứu tô mộc tôi chỉ đành nhịn sự xấu hổ xuống gật đầu nói có sau đó tôi vào trong nhà vệ sinh dùng giấy bọc lại băng vệ sinh đã dùng lại bước ra đưa nó cho anh ta với vẻ lúng túng anh ta thì ngược lại sắc mặt rất bình thường lấy cái chậu sắt ra bảo tôi ném băng vệ sinh vào sau đó không thèm hỏi mà cắt luôn một cọng tóc của tôi xuống, dùng bật lửa đốt cháy rồi vứt vào chậu sắt, trong chiếc chậu đó, băng vệ sinh vừa chạm vào cọng tóc đang cháy ấy thì bùng lên thành một ngọn lửa màu đen, tỏa ra mùi vị khó ngửi, hai mắt tôi trợn tròn lên, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngọn lửa màu đen, lạ thật đấy, tôi còn chưa kịp hỏi vì sao ngọn lửa đó lại là màu đen, rượu diệu, diệu đã bay từ ngoài vào, tay cầm hai bịch sữa tươi nguyên chất nhìn thấy miếng băng vệ sinh đang bốc cháy, rõ ràng nó hưng phấn hẳn lên, vội vàng ném sữa tươi cho chủ nhân mình. sau đó nó ngồi xuống cạnh chậu sắt, vẻ mặt thèm thuồng y như một con chó nhỏ đang chờ đợi thức ăn. người đàn ông đó cũng không chú ý tới diệu diệu, xé luôn bịch sữa tươi ra rồi cũng đứng cạnh bồn sắt, như đang chờ đợi một thời cơ nào đó. mãi tới khi miếng băng vệ sinh đã cháy gần hết, người đàn ông đó mới đổ sữa tươi vào trong chậu. sữa tươi vừa chạm vào ngọn lửa đen nó kêu lên xèo xèo, như tiếng của một miếng sắt đỏ bừng bị ném vào trong nước đá, bốc lên một làn khói đen dày đặc, rượu rượu đã chờ nãy giờ rồi, đôi mắt thằng bé sáng rực lên khi nhìn thấy làn khói đen đó. Nó nhào thẳng vào trong làn khói ấy rồi hít lấy hít để, nhưng làn khói đen đó như có trí tuệ vậy, dù rượu rượu có hít thế nào thì nó đều tránh thoát được, bay thẳng về phía tô mục, chuyện gì thế này? Cùng là ma quỷ mà sao làn khói đen này chỉ đi tìm tô mục thôi. Tôi khó hiểu nhìn sang người đàn ông kia, lúc này vẻ mặt của anh ta cũng rất mịt mờ, lông mày nhíu thành một cục, thấy biểu cảm nghiêm trọng của anh ta, tôi không khỏi cảm thấy bất an, chắc không phải anh ta chỉ là dạng hiểu biết nửa vời thôi chứ, còn chưa kịp chất vấn anh ta, bên phía Tô Mộc đã xuất hiện sự thay đổi, làn khói đen đó bay hết tới người Tô Mộc, bao trùm lấy cả cơ thể của anh ta, tôi có thể nhìn thấy được cơ ngực rắn chắc cũng Tô Mộc đang phập phồng lên xuống như thể đang làm động tác hít sâu, làn khói đen kia cũng dần chui vào trong cơ thể của Tô Mộc, sau những cái hít sâu đó, tôi nhìn mà ngây cả người, chỉ dõi theo tình trạng của Tô Mộc, khoảng hơn 10 phút sau, khi mà làn khói đen đó bị Tô Mộc hấp thu gần hết, bỗng một tiếng rên thảm thiết vang lên bên tai tôi. chương 21, gia chủ của nhà họ Tô, là Diệu Diệu, không biết thằng bé đã chạy tới chỗ Tô Mộc từ khi nào, bây giờ đang bị Tô Mộc bóp chặt lấy, cả cơ thể đều biến dạng, buông thằng bé ra, Tô Mộc, anh tỉnh rồi, tôi và người đàn ông kia đồng thời lên tiếng, cả hai cùng lao về phía Tô Mộc, lúc này Tô Mộc hấp thu hết làn khói đen đó rồi, anh ta cũng đã mở to mắt, đang trợn mắt lườm Diệu Diệu, Tô Mộc, anh buông nó ra đi. Họ tới cứu anh mà tôi túm lấy cánh tay tô mộc sợ anh ta tức giận sẽ làm gì rượu rượu thật cô tránh ra bọn họ là tăng nhân thái lan tô mộc nói lạnh lùng trong khi nói chuyện anh ta không liếc tôi lấy một cái tăng nhân thái lan thì sao cứu được anh là được rồi mà tôi lấy làm lạ nói trông dáng vẻ của tô mộc thì có vẻ như là có tủ oán sâu đậm gì đó với tăng nhân thái lan tô mộc không nói tiếp nữa anh ta đẩy luôn tôi ra vông tay lên quang rượu rượu ra ngoài tên tăng nhân thái lan đó thấy vậy liền kêu lên mẹ kiếp rồi cũng bay lên để bắt lấy lúc anh ta ôm được rượu rượu vào trước mắt tôi bóng tối sầm lại mất hết mọi cảm giác tới khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong một khách sạn tên tăng nhân thái lan đó và rượu rượu đều không ở đây nữa chỉ có tô mộc ngồi ở bên cạnh tôi khuôn mặt anh ta lạnh lẽo thấy tôi tỉnh lại anh ta cũng chẳng nói năng gì hai mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi nợ anh ta cả đống tiền vậy chỉ lát sau tôi đã run lên bần bật vì cái lườm của anh ta chuyện đó tô mộc à sao chúng ta lại ở khách sạn vậy với cả sao tự nhiên tôi lại ngất xỉu bây giờ còn thấy đau cổ nữa hay là anh đánh tôi đấy tôi bắt chuyện với tô mộc như không hề có chuyện gì vừa nói vừa xoa xoa cổ chẳng cần hỏi tôi cũng biết tự nhiên tôi lại ngất xỉu chắc chắn là tên ấy đánh tôi chứ còn sao nữa đúng vậy tôi đánh cô ngất xỉu đấy. Tô Mộc gật đầu, tôi chẳng ngờ anh ta lại thừa nhận một cách đường hoàng như thế. Vẻ mặt còn không có chút gì là áy náy, thế. Diệu diệu họ, thấy anh ta ngang ngược như thế, tôi cũng chẳng có cách nào cả. May mà Tô Mộc còn chịu trả lời tôi ấy. Thế là tôi dè dặt nhắc tới diệu diệu, nhưng tôi còn chưa kịp hỏi xem bọn họ thế nào rồi. Tô Mộc đã nhìn tôi lạnh lùng, xoay người sang bước tới gần tôi. Cô nói thật ra đi có phải chính họ đã đưa cái đinh đó cho cô không? Ừ, không phải đâu. Tôi không ngờ tô mộc vẫn còn đang nghĩ về chuyện của cái đinh. Hơn nữa giờ tôi đã biết được nguồn gốc của cái đinh đó. Tôi trột dạ đánh trống lảng. Tôi không quen họ, nhưng từ sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh cứ suy yếu vô cùng, cơ thể nhẹ như một tờ giấy. Tôi hoảng quá mà chẳng biết làm gì nên mới lên mạng tìm họ tới để cứu anh. Lên mạng tìm. Mạng ở đâu? Tô mộc hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc. Giờ tôi mới nhớ ra anh ta là một con ma già đã chết hơn 100 năm, không biết mạng là cái gì cả. Mặc dù anh ta thức tỉnh được một năm rồi, cũng hiểu sơ qua về thời đại này, nhưng muốn giải thích cho anh ta về sản phẩm Internet hoàn toàn mới này thì đúng là hơi khó. Tôi giải thích linh tinh rằng nó gần giống với mạng nhện, là một mạng lưới khổng lồ, ai cũng có thể đăng tin ở trên mạng, người khác sẽ nhìn thấy được vậy nên tôi mới tìm được người con lai là tăng nhân thái lan đó tất cả chỉ là may mắn tôi hoàn toàn không quen biết tên tăng nhân ấy bla bla tôi giải thích cả đống cũng chẳng cần biết tô mộc có hiểu hay không tóm lại anh ta chỉ cần biết rằng tất cả là ngoài ý liệu nên tôi mới có được cái đinh đó không phải về phe với tên tăng nhân thái lan kia để hãm hại anh ta là được cái sinh mạng bé nhỏ này của tôi còn nằm trong tay anh ta cơ mà nếu khiến anh ta nổi giận tôi sẽ có nguy cơ chết trẻ bất cứ lúc nào, nghe tôi nói một hồi, lông mày của tô mộc trao lại, chắc là không hiểu gì đâu mà. Anh ta cũng không thèm nghe nữa, cắt đứt lời tôi nói, bảo về sao tôi không được liên lạc với tên tăng nhân Thái Lan đó nữa, tôi gật đầu như giã tỏi. Tôi muốn lướt qua cái đề tài này từ nãy giờ rồi mà, bây giờ tô mộc chịu nới lỏng ra, tôi lập tức tỏ ý về sau sẽ không liên lạc với tăng nhân Thái Lan nữa, chỉ chuyên chú tìm vợ cho tô mộc thôi nói xong tôi hỏi tô mộc xem anh ta có thể cho tôi ra ngoài tìm đồ ăn được không tôi ngủ lâu thế rồi bụng đang đói mốc meo lên đây anh ta gật đầu không làm khó tôi nữa còn bảo tôi ăn mặc cho đẹp vào lát nữa anh ta sẽ đưa tôi đi ăn một bữa ra trò lúc này tôi mới phát hiện ra cuối giường có một chiếc váy màu xanh da trời nhạt kiểu dáng rất đẹp chất liệu cũng tốt nhìn là biết là không rẻ tôi hí hửng ngay tức khắc không ngờ con ma già đầu đã chết hơn 100 năm này lại lãng mạn như thế, không chỉ mời tôi ăn tiệc, còn mua cho tôi một chiếc váy đẹp thế này. Tôi tung lấy cánh tay anh ta rồi cười nói cảm ơn. Bây giờ tôi mới nhận ra anh ta cũng rất tốt, ngoại trừ lúc tức giận có hơi nguy hiểm hơn chút, còn lại thì anh ta đúng là một con người hoàn mỹ, ngoại hình điển trai, sức lực tràn đầy, còn rất lãng mạn, đối xử tốt với tôi nữa. Ha ha đang lúc tôi vô cùng vui vẻ, vẻ mặt âm trầm suốt bấy lâu của Tô Mộc bỗng nở nụ cười. Cô đừng mừng vội, tôi cho cô đi ăn chỉ là phụ thôi, chủ yếu là vì dẫn cô đi gặp một người, gặp một người. Gặp ai, tôi cảm thấy kỳ lạ, tính ra thì Tô Mộc đã chết hơn 100 năm rồi. Trên thế giới này làm gì còn ai quen biết với anh ta được nữa, anh ta định dẫn tôi đi gặp ai, Tô, Thỉnh, chắc tôi, bây giờ đang là gia chủ của nhà họ Tô, Giang Minh lớn đến vậy chỉ với lực lượng của mình tôi thì rất khó để tìm được Lâm Yến Nhi, nhất định phải dựa vào sức của những người khác trong nhà họ tô nữa. Tô Mộc nói, dứt lời liền cầm lấy chiếc váy màu xanh ấy, vươn tay định lật chăn lên, như thể định mặc nó cho tôi, tôi giật nảy mình, lập tức giữ chặt lấy chăn, nói rằng để tôi tự thay là được rồi, không làm phiền tới anh ta. Trong khi nói, tôi thấy có một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi chiếc váy, trông như là đơn quẹt thẻ, đợi đã. Hóa đơn quẹt thẻ, Tô Mộc lấy đâu ra thẻ ngân hàng, ngay lập tức, tôi dâng lên dự cảm chẳng lành, vội nhặt lấy tờ hóa đơn quẹt thẻ đó lên để nhìn. Nhìn xong, tôi giận dữ muốn bắn chết anh ta, dù tôi đã đoán ra rằng giá trị của chiếc váy đó không hề thấp, nhưng tôi không ngờ anh ta lại dám mua một chiếc váy hơn 30 triệu, lại còn quẹt thẻ của tôi nữa chứ. Tôi vừa học vừa làm suốt 3 năm dòng rã mới tiết kiệm được hơn 30 triệu, tô mục tiêu hết sạch tiền của tôi chỉ với một chiếc váy tôi tức giận thở hổn hển trợn mắt lườm tô mộc trong lòng mắng anh ta như tát nước cái tên chết tiệt này học gì không học học quẹt thẻ tiêu tiền thì nhanh thế không biết bố khỉ sao anh ta lại biết mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi chứ còn tên đầu sỏ tô mộc thì vẫn cười nhìn tôi thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta anh không nói tiếng nào trực tiếp vươn tay ra vén chăn lên tôi còn chưa phản ứng lại anh ta đã mặc váy lên người tôi xong rồi còn kéo khóa cho tôi nữa Xong xuôi, anh ta đánh giá tôi như đang thưởng thức kiệt tác nghệ thuật của mình, gật gù nói, ừm, um, rốt cuộc thì cũng miền cưỡng dễ coi hơn chút. Lát nữa thấy cho tôi thì ra dáng vào, nhà họ tô chúng tôi là danh môn vọng tộc, cô đừng để tôi phải mất mặt, mất em gái anh ấy, chê tôi mất mặt thì đừng có dẫn tôi đi, tôi lại chửi ầm lên ở trong lòng. Quả nhiên ma quỷ toàn là những kẻ ki bo, chỉ là để anh trông thấy đinh khống hồn thôi mà, có cần phải trả thù tôi thế không? tôi chẳng hề vui vẻ chút nào. U rũ sửa soạn lại quần áo tóc tay rồi ra ngoài với anh ta. Tô Mộc cũng chẳng ngó ngàng gì tới tôi. Đưa tôi ra khỏi khách sạn rồi lại dùng tiền trong ví tôi để bắt xe. Chạy tới khách sạn tốt nhất ở Giang Minh Hilton. Nghe được cái tên đó. Suýt chút nữa thì tôi nhảy ngược lên. Với chút tiền ít ỏi trong ví tôi. Tới khách sạn Hilton thì chắc chỉ đủ gọi một đĩa dưa muối thôi. Thấy dáng vẻ keo kiệt của tôi. Tô Mộc chế nhạo tôi thẳng thừng. Nói rằng bữa cơm này không cần tôi phải trả tiền, còn nói chỉ tiêu chút tiền của tôi mà tôi, vài phút là anh ta kiếm lại được ngay, chính anh nói đấy nhé, chọn Hilton để ăn cơm thì hẳn là cháu anh giàu lắm đúng không? Lát nữa ăn cơm, anh bảo cháu anh trả tiền chiếc váy này cho tôi đi, tôi nói ngay lập tức, sau một hồi nói chuyện, taxi đã dừng lại trước cửa khách sạn Hilton, ở cửa, ngoài trừ nhân viên phục vụ của khách sạn thì còn có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ ông, đi giày da cũng cao khoảng một mét tám mấy khuôn mặt có vài nét tương tự với tô mộc vì quá đẹp trai nên người đó đứng trước cửa khách sạn đúng là rất bắt mắt từ trước tới nay tôi luôn rất thích cái đẹp nhìn thấy soái ca là đôi mắt không rời đi được rồi tôi quay sang hỏi tô mộc xem đó có phải là cháu anh ta hay không năm nay bao nhiêu tuổi có bạn gái hay chưa tô mộc cười ha ha nói rằng với cái này thì chắc tên đó không phải cháu anh ta nhưng với ngoại hình khí thế thì hẳn cũng là người thân nào đó nói xong anh ta còn nhìn tôi cười nhẹ nhàng sao cô thích nó à tôi gật đầu theo bản năng có ai mà không thích soái ca đây không chỉ thích người đó tôi còn thích hết tất cả những ngôi sao trên tivi nữa kia nhưng còn chưa nói gì đùi tôi bỗng nhói lên một cơn đau trên mặt thì tô mộc vẫn cười nhẹ nhàng nhưng móng vuốt của anh ta lại rơi vào trên đùi tôi túm lấy một miếng thịt rồi ra sắc véo thật mạnh A, à, tôi kêu lên rên gì, đau tới mức nước mắt chảy cả ra, vội hất tay anh ta ra, "Mắng, anh bị điên à? Tự dưng véo tôi làm gì?" Nhưng mắng xong là tôi hối hận ngay, bởi vì tôi thấy vẻ mặt của Tô Mộc đã trầm xuống, tuy rằng anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh lẽo vô cùng, như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. "Lục Dương, làm người thì phải chung thủy. Cô đã là người phụ nữ của tôi rồi, đừng có mơ tưởng tới người đàn ông khác nữa." có biết hành vi của cô ở thời đại chúng tôi sẽ thế nào không? Cho vào lồng heo rồi dìm xuống nước, tôi thành người phụ nữ của anh từ bao giờ chứ? Quá đau đớn nên nước mắt tôi vẫn còn đang rơi, nhưng giọng nói thì đã mềm hẳn ra, ngay cả bản thân tôi nghe được còn thấy thật vất ức, tô mộc không ngờ rằng tôi sẽ tủi thân đến vậy. Anh ta sừng sốt một hồi, biểu cảm dịu đi đôi chút, nói, tóm lại cô đã là người phụ nữ của tôi rồi thì phải chung thủy với tôi. Xuống xe đi chúng ta đi xem rốt cuộc tiểu tử đó là ai, dứt lời, tô mộc nắm lấy tay tôi, dìu tôi bước xuống xe, tôi còn đang giận vì chuyện anh ta véo tôi, đau thật mà, không cần nhìn cũng biết chỗ đó đã tím bầm rồi. Vậy nên tôi ra sức hất tay anh ta ra, trong lòng vô cùng tức tối, ý của anh ta là tôi đã lên giường với anh ta thì chính là người của anh ta, phải chuyên tình với một mình anh ta, không thể thích người đàn ông khác nữa sao nhưng rõ ràng là anh ta giả làm vương văn để quan hệ với tôi cơ mà nếu lúc đó biết là anh ta chắc chắn tôi sẽ thả chết chứ không chịu đẹp trai thì đẹp trai nhưng anh ta vẫn là ma đấy thôi anh ta còn từng nói là khi nào tìm được lâm yến nghi thì sẽ tha cho tôi chẳng lẽ tôi không những phải tìm tình nhân cho anh ta còn phải giữ mình cho anh ta suốt quãng đời còn lại à đúng là không biết xấu hổ tôi vừa đi theo sau tô mộc vừa buồn bực mà nghĩ anh chàng đẹp trai kia vừa trông thấy tô mộc liền chủ động trao hỏi không biết anh ta có quan hệ thế nào với tô mộc tóm lại là anh ta nhận ra thân phận của tô mộc ngay kính cẩn bước tới nói cháu chào ông hai bà hai cháu tên là tô đoàn bố cháu là tô thịnh hôm nay bố cháu có việc đột xuất không thể tới đây được nên sai cháu tới không ngờ ông bà lại trẻ như vậy dứt lời cậu ta làm động tác mời dẫn chúng tôi vào trong khách sạn tôi nhìn tô đoàn đầy bất ngờ chồng cậu ta trẻ tuổi tuấn tú như vậy không ngờ cách ăn nói lại lễ độ đến thế còn giống người cổ đại hơn cả tô mộc cậu ta lại còn gọi tôi là bà hai nữa chứ tôi ít tuổi hơn cả cậu ta gọi thế khiến tôi cứ cảm thấy là lạ nhưng mà là sự chú ý của cậu ta không hề rơi vào người tôi sau khi chào hỏi với tôi xong cậu ta liền đi bên cạnh tô mộc vừa đi vừa nói khẽ hỏi thăm tình hình của lâm yến nhi hiển nhiên là đã biết mục địch mà tô mộc tới tìm cậu ta tôi cũng khá tò mò về cái cô Lâm Yến Nhi chôn cùng Tô Mộc, nên nhích lại gần định hóng chuyện của cô ta. Ai ngờ Tô Mộc không định cho tôi biết, anh ta cố tình nói thật khẽ, tôi đã đi gần thế rồi mà vẫn không nghe rõ, điều này khiến tôi rất phiền não. Dù gì anh ta cũng muốn lợi dụng tôi để tìm Lâm Yến Nhi cơ mà, sao Tô Đoàn lại được biết tin về Lâm Yến Nhi, tôi thì chỉ được làm một con ngốc, ngủ tịt về Lâm Yến Nhi như vậy chứ nhưng tâm lý tôi nhanh chóng thăng bằng trở lại bởi vì nhân viên phục vụ đã mang thực đơn tới nhìn những hình ảnh đẹp mắt trên thực đơn cơn thèm ăn của tôi trải rộng ra hóa đau thương thành hành động chỉ vào thực đơn gọi một loạt khó khăn lắm mới được tới nhà ăn cao cấp như thế này một lần còn không phải bỏ tiền nữa ăn không hết thì gói về được mà vào lúc tôi đã gọi món mỏi cả tay rồi hai người vẫn luôn thì thầm to nhỏ với nhau nãy giờ bỗng vặn lại âm lượng bình thường Tô Đoàn nói lần này bố cậu ta không tới được là vì cục cảnh sát gọi đi hỗ trợ phá án. Gần đây ở Giang Minh đã xảy ra mấy vụ án thiếu nữ mất tích, còn hỏi Tô Mộc có hứng thú đi xem cùng không? Vụ án thiếu nữ mất tích? Không phải chỉ là một, hai vụ thôi á? Giang Minh xảy ra chuyện lớn như vậy mà có thấy tin tức gì đâu? Ngay lập tức, Tô Đoàn đã thu hút được sự chú ý của tôi. Cũng bởi Giang Minh là thành phố mà tôi sống từ nhỏ tới lớn, bây giờ xảy ra chuyện đương nhiên là tôi quan tâm rồi ừ thì tôi cũng thừa nhận là vì sự tò mò của tôi chiếm nhiều hơn một chút bây giờ trên mạng lại rất yên bình không hề có tí tin tức gì xem ra là cảnh sát đã phong tỏa rồi đây là những tin nội bộ vì cái tính hỏng hớt của mình tôi rất hy vọng tô mộc có thể đi xem sao tiện thể dẫn cả tôi đi nữa bởi vì chuyện này vui hơn nhiều so với chuyện của cô lâm yến nhi mà tôi chẳng hay biết gì kia quả nhiên tô mộc không làm tôi thất vọng anh ta gật đầu, nói cảnh sát tìm Tô Thịnh để hỗ trợ phá án thì chắc trong chuyện này sẽ có bí ẩn gì đó. Đi xem cũng được. Sau khi thương lượng xong, những món mà tôi gọi cũng được mang lên. Tôi được như ý muốn, hí ha hí hửng cắm đầu vào ăn. Có vẻ hà ông cháu nhà kia không hứng thú gì với đồ ăn cả, chỉ lo chuyện trò về sự phát triển của nhà họ tô những năm qua. Tô đoàn trông mới 24, 25 tuổi, hai người còn khá giống nhau ngồi gần nhau chẳng khác gì anh em ruột nhưng sau khi so sánh qua một khoảng cách nhất định tôi phát hiện ra khuôn mặt của tô mộc góc cạnh hơn tô đoàn một chút trông càng cứng rắn hơn có mùi vị đàn ông hơn có vẻ như tô mộc đẹp trai hơn chút thì phải tôi vừa ăn vừa cho điểm nhan sắc hai người này tới khi ăn xong cuộc nói chuyện của họ cũng kết thúc rồi tôi bảo nhân viên phục vụ gói những thứ còn chưa ăn hết lại sau đó đi ra ngoài với tô mộc ngoài khách sạn đã có sẵn một chiếc Mercedes đợi ở đó. Sau khi mời chúng tôi lên xe, tô đoàn lái xe về phía đông, tôi biết hướng đó, nhà cậu tôi ở ngã đó mà. Nhân lúc đang ở trên đường, tôi trò chuyện với tô đoàn, hỏi cậu ta chuyện về vụ án thiếu nữ mất tích. chương 22, sắp huyết chú, vì mối quan hệ với tô mộc, tô đoàn rất kính trọng tôi, mở miệng ngậm miệng là bà hai này bà hai nọ, nói, trước mắt những vụ án liên quan đến thiếu nữ mất tích trong thành phố đã vượt quá 10 vụ. Theo những gì tổng hợp lại, những thiếu nữ mất tích có độ tuổi từ 14 đến 24. Nơi đầu tiên phát hiện ra có thiếu nữ mất tích là một trại trẻ mồ côi, ba cô gái khoảng 16 tuổi đồng thời mất tích chỉ trong một đêm. Không tới hai tháng sau, lại có một bệnh viện và một cá nhân báo án mất tích. Xét thấy những người mất tích càng ngày càng nhiều, cục thành phố mới nhận ra đây là một vụ án nghiêm trọng vì thế chú trọng tới việc phong tỏa tin tức sau đó thì sao đã tìm ra hung thủ chưa bố cậu đi hỗ trợ phá án rồi thế ông ấy là thám tử à tôi hỏi tô đoàn nghe vậy thì nhìn tôi qua gương chiếu hậu cười nói không phải đâu bà hai bà mới lấy ông hai nên không biết đó thôi nhà họ tô bọn cháu từ xưa tới nay luôn là gia tộc âm dương hầu hết các thành viên trong gia tộc đều là âm dương chi sĩ không hỏi chuyện phàm tục Ờ tôi muốn nói là mình chẳng hiểu gì cả có được không cái gì mà gia tộc âm dương với cả âm dương chi sĩ là cái quái gì chứ khó chịu thật đấy chẳng thích tan gẫu với những người như tô đoàn chút nào còn trẻ học cái gì mà chẳng được lại cứ đua theo mấy cái câu từ cổ đại ấy nói dễ hiểu hơn có được không tôi hậm hực nhìn sang tô mộc trước khi đến anh ta đã dặn tôi là phải ra dáng vào bây giờ tôi không hiểu tô đoàn đang nói cái gì cậu ta chê bà hai nay kiến thức hạn hẹp thì sao? Mọi thế hệ của nhà họ Tô đều làm pháp sư âm dương, xem phong thủy, chọn mộ địa cho người ta, còn giúp người khác tìm điều lành tránh điều hung, không làm ngành nghề nào khác cả. Vậy nên Tô Thịnh và Tô Đoàn đều là pháp sư âm dương. Nhận thấy sự khó hiểu của tôi, Tô Mục giải thích. Ồ, nghĩa là xem bói chứ gì, vậy lúc còn sống anh cũng là thầy bói hả? À? Tôi hỏi. Bỗng thấy rất tò mò về chuyện của Tô Mộc lúc còn sống. Ở chung với nhau được mấy ngày rồi, tôi và Tô Mộc đã quen thuộc hơn nhiều, huống chi anh ta đã lấy mất lần đầu tiên của tôi, nên trong tiềm thức của mình, tôi có một cảm giác rất kỳ lạ, muốn tìm hiểu thêm về anh ta. Có vẻ như Tô Mộc đã cạn lời vì lời tổng kết thầy bói này của tôi rồi, nhưng anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ cười gượng nói, cũng có thể hiểu là như thế. Vậy, Tô Thịnh là thầy bói Bây giờ cục cảnh sát lại bảo ông ấy tới hỗ trợ phá án, chẳng lẽ vụ án thiếu nữ mất tích này là do yêu ma quấy rối à? Tôi lập tức tỉnh táo lại, hồi hộp nhìn sang Tô Mộc. Sau một lát trò chuyện, chiếc xe đã rẽ ba lần bốn lượt rồi vào một ngõ nhỏ. Nhìn xung quanh cái ngõ này, tôi cứ thấy quen quen khó tả, nhưng bỗng chốc cũng không nhớ ra nổi đây là nơi nào. Vẫn còn chưa nghĩ ra, chiếc xe đã dừng lại ở cuối đường, nơi đây có một con sông bẩn bao quanh thành phố. Trên sông còn có một cây cầu đá nhỏ, đứng cạnh cầu đá là một người mặc đồng phục cảnh sát, một người đàn ông trung niên tầm 40, 50 tuổi đứng trong đám đông, mặc Âu phục, đi giày da, khí thế hơn người, xem ra ông ta chính là Tô Thịnh, bố của Tô Đoàn. Sau khi xuống xe, Tô Đoàn dẫn chúng tôi đi về phía cây cầu đá, sau đó lại gần người đàn ông trung niên đó rồi giới thiệu hai chúng tôi. Nhìn Tô Thịnh, tôi định gọi một tiếng chú Tô theo bản năng, nhưng trước mặt tất cả cảnh sát ở đây ông ta gọi tôi là thím khiến cả người tôi đều trở nên gượng gạo nhận thì không được mà không nhận cũng không được đành lúng túng bảo ông ta về sau cứ gọi tôi là lộc dương là được dù sao tô thịnh cũng đã có tuổi rồi hiểu nhiều biết rộng không so đo nhiều như tô đoàn ông ta cười gật đầu rồi kéo tô mộc sang một bên nói chuyện chỉ còn lại một mình tôi thấy nhàm chán quá bèn kéo tô đoàn đi dạo bên bờ sông thuận tiện hỏi xem con sông này bị làm sao vậy. Cô gái mất tích cuối cùng tên là Thạch Kha Kha, lần cuối cùng cô ấy xuất hiện là ở khu vực cầu đá đó, nhà cô ấy cũng ở gần đây, thời gian mất tích là vào khoảng tối hôm qua, vậy nên hôm nay, cậu ta còn chưa nói xong thì tôi đã ngắt lời, đợi đã, tôi biết nơi này, vừa rồi vào trong cây ngõ đó tôi đã cảm thấy nơi này rất quen thuộc, nhưng chưa thể nhớ ra ngay được. Con sông này lại bao quanh Giang Minh một vòng, Xung quanh nó là hàng cây xanh hóa, trông hao hao giống nhau hết, thế nên vừa rồi tôi mới không nhận ra. Nhưng đi với Tô Đoàn một lúc, tôi lại đi tới gần nhà cậu tôi. Hồi nhỏ tôi rất hay tới nhà cậu để chơi với em họ, xung quanh đây cũng từng tới rồi, vậy nên lúc nãy mới cảm thấy cây ngõ nhỏ đó trông rất quen. Nhưng sau này lớn lên, tôi chủ yếu ở trong trường, thời gian về nhà mình còn ít nữa là nhà cậu. Bây giờ nghĩ lại, lúc nhỏ còn có một người nữa hay chơi với em họ hình như tên kha kha gì đó hay cô gái thạch kha kha mất tích này chính là người đã từng chơi với tôi hồi nhỏ em họ tôi tự nhiên phát điên người bạn thạch kha kha của con bé cũng mất tích chẳng lẽ hai chuyện này có liên quan gì tới nhau sao nghĩ tới điều này tôi lập tức nói ra suy đoán của mình cho tô đoàn cậu ta nghe vậy thì nghiêm túc hẳn lên nói rằng rất có thể hai chuyện này có liên quan thế là cậu ta dẫn tôi trở lại bên cạnh cầu đá báo cáo lại cho tô thịnh lúc ấy tô thịnh đang nói chuyện với cảnh sát nghe tô đoàn nói vậy thì nhìn sang phía tô mộc đứng bên cạnh vẻ mặt của tô mộc cũng trở nên nặng nề anh ta tóm lấy tay tôi hỏi cô có chắc là em họ cô quen biết với thạch kha kha không tôi gật đầu khu này chỉ nhỏ thế thôi mọi người đều quen nhau hết mà xem ra không phải là trùng hợp rồi bây giờ chúng ta tới bệnh viện một chuyến nói rồi Tô Mộc kéo tôi đi về phía chiếc Mercedes, Tô Đoàn cũng nhanh nhạy đi theo để lái xe, chỉ để Tô Thịnh ở lại tiếp tục tìm kiếm những manh mối khác với cảnh sát, cả đường đi không ai nói gì. Chúng tôi tới thẳng bệnh viện, bước tới phòng bệnh của em họ tôi. Nhưng vừa lên tới tầng mà em họ tôi ở, tôi liền nghe thấy những tiếng ồn ào, hình như ai đó đang cãi nhau trong phòng trực ban của bác sĩ. Có cả tiếng gào khóc của một người đàn bà, tôi ngầm thấy hoảng hốt, bởi vì âm thanh đó không phải của ai xa lạ mà chính là của mợ tôi tôi vội vàng kéo tô mộc chạy vào phòng trực của bác sĩ thì thấy mợ tôi đang ngồi khóc trên mặt đất bàn tay đang đánh vào người của bác sĩ trực bạn bố mẹ tôi đứng ở bên cạnh cả hai đều không biết phải làm sao cùng khóc chung với cậu tôi mẹ xảy ra chuyện gì vậy tôi vội hỏi mẹ mình mẹ tôi thấy tôi đến thì giật mình vô thức nhìn ra phía sau tôi không biết tô mộc đã biến thành dáng vẻ của vương văn từ khi nào rồi trông thấy mẹ tôi anh ta cũng bước tới, vỗ nhẹ vào lưng bà để bà dễ thở hơn. Em con mất tích rồi, sau khi đại mục chữa trị cho con bé, con bé khôi phục bình thường, nhưng vì bị thương nên vẫn ở lại bệnh viện, ai ngờ bây giờ lại bị mất tích. Một đứa bé đang yên đang lành, không biết có tội tình gì mà phải chịu khổ như thế, nói chưa hết lời, hốc mắt mẹ tôi đã đỏ lên, gì à, có phải em ấy mất tích từ tối hôm qua không? Đôi lông mày của tô mộc đã nhíu chặt vào nhau mẹ tôi sững sờ kinh ngạc nhìn tô mộc hỏi sao cháu biết xem ra đúng là thế rồi tô mộc nói sau đó anh ta bước tới dìu người còn đang gào khóc là mợ tôi đứng lên nói bằng vẻ nghiêm túc mợ yên tâm đi em họ của dương dương thì chính là em họ của cháu nhất định cháu sẽ tìm em ấy về mợ đừng khóc nữa mợ tôi đã khóc tới mức đôi mắt của bà ấy sưng húp lên như hai hạt đào mới đầu nghe tô mộc nói vậy bà ấy chưa phản ứng kịp tới khi nhìn thấy người trước mặt là vương văn bà ấy nhào ngay về phía anh ta gật đầu lia lịa nhờ vương văn tìm em họ tô mộc gật đầu bảo tôi đưa mẹ và mợ về nhà nghỉ ngơi chỉ giữ mỗi cậu ở lại bảo cậu tôi đi tìm một một quần hoặc áo lót mà em họ từng mặc nói là có tác dụng thấy tô mộc đưa ra yêu cầu như vậy cậu có hơi kinh ngạc nhưng lúc này việc quan trọng nhất là tìm em họ vương văn lại là bạn trai tôi vì thế ông ấy không nói gì cả xoay người vào phòng bệnh lục tìm một chiếc áo lót trong đống quần áo của em họ ra đưa nó cho tô mộc tô mộc cũng không chạm vào mà chỉ bảo tôi lấy cái túi đựng nó lại sau đó anh ta chào cậu tôi dẫn theo tôi ra khỏi bệnh viện vừa rồi còn ở trước mặt người nhà nên tôi không dám hỏi anh ta xem chuyện này là sao bây giờ ra khỏi bệnh viện rồi tôi vội vàng hỏi tô mộc tại sao em họ tôi lại mất tích cùng với thạch kha kha anh ta nói sẽ tìm em họ tôi về Vậy có phải anh ta đã biết tung tích của em ấy hay không? Tô Mộc lắc đầu, nói rằng chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Xét về phương diện tuổi tác của những người mất tích, vừa hay toàn là thời kỳ dậy thì thứ hai của con gái. Trong thời kỳ này, những triệu chứng sinh lý của con gái bắt đầu thể hiện ra là lúc mà âm khí trong linh hồn dồi dào nhất. Có nhiều thiếu nữ bị mất tích như vậy, nếu không bị biến thái hãm hát yêu ta rồi giết chết, thì chỉ có một khả năng đó chính là bị người khác luyện sáp huyết chú. Tôi lập tức căng thẳng vô cùng, nghe tên đã thấy cái sáp huyết chú này rất nguy hiểm rồi. Tôi vội hỏi sáp huyết chú là cái gì? Tô Mộc nói, sáp huyết chú nghĩa là dùng máu của thiêu nữ trong thời kỳ dậy thì lần hai để tắm, lợi dụng âm khí thuần khiết và những cơn oán hận mạnh mẽ tạo thành trận pháp quy mô lớn. Vậy nên hiện tại, tình cảnh của em họ cô rất nguy hiểm. Nếu tôi đoán không sai thì có thể cô ta đã bị pháp sư âm dương bắt đi. Vậy phải làm gì đây? Dùng máu của thiêu nữ để tắm. Vậy thì phải lấy bao nhiêu máu vậy? Liệu có sống được không? Tôi vội kêu lên, đường nhiêu là lượng máu trong cả một người rồi. Người không còn máu nữa, cô nghĩ xem có thể sống được không? Thấy tôi hỏi anh ta liên tục, tô mộc phiền chán trợn mắt nhìn tôi. Lúc này chúng tôi đã về lại trên xe, tôi đoàn chờ ở trên xe nãy giờ thấy chiếc áo lót trong tay tôi cậu ta hơi ngây ra sau đó liền hỏi tô mộc ông hai ông định gọi hồn à tô mộc gật đầu nghe được hai chữ gọi hồn tôi sợ hết hồn hết vía lo rằng em họ tôi đã gặp vài chuyện gì không may nhưng thấy vẻ mặt khó coi của tô mộc tôi lại sợ mình hỏi nhiều sẽ khiến anh ta phát cáu chỉ đành hoang mang ngồi vào cạnh tô mộc nắm chặt lấy tay anh ta thầm cầu mong cho em họ tôi không xảy ra chuyện gì không hổ là người có cùng dòng máu với Tô Mộc, Tô Đoàn có vẻ rất ăn ý với anh ta, không hỏi Tô Mộc xem tiếp theo sẽ đi đâu mà lái xe xuất phát luôn, đến khi tới chân một ngọn núi mới dừng lại, nói, đến rồi, Tô Mộc ừ một tiếng, bảo tôi cầm cái túi đựng áo lót của em họ xuống, sau đó ba người chúng tôi cùng đi về phía ngọn núi vắng vẻ đó. Sau khoảng nửa tiếng, một ngôi miếu nhỏ xuất hiện nơi vùng núi quạnh quẽ này, chắc chắn là Tô Đoàn đã biết ngôi miếu này rồi trên cửa miếu còn có ba chữ to, miếu thổ địa. Tôi không biết bọn họ tới cái miếu thổ địa này để làm gì, nhưng Tô Mộc đã cam đoan với mợ tôi là nhất định sẽ tìm được em họ. Hiện tại tôi cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào anh ta. Tôi và Tô Đoàn cùng vào trong miếu, đi thẳng tới sảnh chính. Nói là sảnh chính nhưng kỳ thực cũng không lớn lắm. Ở đó có một cái bàn, bên trên thờ một bức tượng đất khá lớn, mặt mũi đen xì, khiến người ta cảm thấy u ám. Trông không giống thần tiên gì cả, tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, quay đầu nhìn sang Tô Mộc, ai ngờ đằng sau tôi lại chẳng có gì cả, không hề thấy bóng dáng của Tô Mộc ở đâu, Tô Đoàn, ông hai của cậu đâu rồi? Tìm tôi đập thình thịch, túm lấy Tô Đoàn rồi hỏi, "Ở ngoài miếu, thân phận của ông hai bây giờ không tiện xuất hiện trong này." Tô Đoàn giải thích, "Cũng đúng, Tô Mộc là ma, mặc dù thổ địa không phải đại tiên, nhưng dù sao cũng là thần tiên." thần quỷ không thể cùng tồn tại. Nhưng nếu như thần quỷ không thể cùng tồn tại, sao anh ta còn gọi hồn trong miếu thổ địa? Chẳng lẽ hồn phách của em họ không thuộc loại ma quỷ sao? Chuyện này quá phức tạp, tôi không nghĩ ra nổi nên luống cuống cả lên, hỏi tô đoàn xem tiếp theo sẽ làm gì. Tô đoàn nói, tuy cậu ta học pháp thuật từ nhỏ, nhưng vì không có tài năng thiên bẩm nên tu vi không cao, vì thế chỉ có tô mộc mới sử dụng thuật gọi hồn được. Chúng tôi phụ trách sắp xếp những thứ cần dùng, hỗ trợ Tô Mộc gọi hồn. Nói xong, Tô Đoàn lấy một vài loại lương thực như gạo, đổ ra khỏi chiếc túi mà cậu ta đem theo, bỏ chúng vào trong bát rồi đặt lên. Tiếp đó cậu ta lấy ba nén hương ra, châm lửa rồi cắm vào bát gạo. Sau khi bày biện xong, cậu ta bảo tôi lấy chiếc áo lót của em họ tôi ra đặt vào đằng trước mấy nén hương, rồi dặn tôi chờ ở trong miếu. Cậu ta ra ngoài thông báo cho Tô Mộc chuẩn bị làm phép. Tôi gật đầu nghe lời chờ trước bàn thờ nhưng sau khi đi tô đoàn không quay trở lại nữa trong miếu thổ địa chỉ còn lại mình tôi cùng với pho tượng thổ địa đáng sợ đó trước mặt còn cắm ba nén hương tôi có chút hối hận khi để tô đoàn ra thông báo đáng ra phải để tô đoàn ở lại chờ tôi đi tìm tô mộc mới đúng ít ra thì ở cạnh tô mộc tôi còn thấy an toàn hơn trong lúc tôi đang hối hận không dứt đột nhiên có một cơn gió xoáy nổi lên trong sảnh chính cơn gió đó rất quái lạ mặc dù bây giờ không phải là giữa mùa hè nắng nóng nhưng nhiệt độ cũng không thấp lắm ấy vậy mà cơn gió ấy lại buốt lạnh lạ thường như gió thổi bên bờ sông trong mùa đông ra rét khiến cả người tôi run lên bần bật điều khiến người ta khủng hoảng hơn là cơn gió ấy càng thổi mạnh sảnh chính càng trở nên tối tăm như thể trời đất bỗng đen kịt lại trông pho tượng thổ địa kia càng thêm âm u đáng sợ hơn tôi lập tức kinh hoàng thét to lên không thể lo tới chuyện hỗ trợ Tô Mộc được nữa, quay đầu chạy mài ra ngoài. Không biết vì sao, tôi cứ có cảm giác mãnh liệt là nơi này rất nguy hiểm, có người muốn hại tôi. Tôi cuống cuồng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét gọi tên của Tô Mộc, nhưng dù tôi có chạy thế nào đi chăng nữa thì cánh cửa đó vẫn cứ cách tôi rất xa, dường như tôi sẽ không bao giờ chạy thoát được. Chương 23, lại bị trêu, mà bên cạnh tôi cảm giác rợn người càng ngày càng tăng lên không biết là tôi quá sợ dẫn đến ảo giác hay là gì thậm chí tôi còn cảm giác bên cạnh mình có một bóng người mơ hồ không nhìn rõ đang bay lất phất về phía tôi muốn nắm lấy vai tôi ngoắc chặt vào cổ áo tôi chị họ chị đến chơi với em đi chị đến đi chơi với em đi mà ở đây vui lắm trong thoáng giây tôi nghe thấy tiếng của em họ mà giọng nói của con bé ngay đằng sau lưng tôi lẽ nào tô mộc đã gọi hồn thành công rồi sao tôi quay đầu lại trong vô thức nhìn thấy em họ đang đứng ngay đằng sau lưng tôi, gương mặt nở nụ cười, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, nhưng cơ thể con bé hơi mờ ảo, giống như cái bóng phản chiếu từ ống kính 3D vậy. Toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng, biểu cảm vô cùng cứng nhắc, bởi vì tôi đã từng gặp ma, nhìn thấy ma trước mắt là em họ thì cũng còn sợ hãi nữa, vội vàng nắm lấy tay con bé hỏi nó hiện còn sống hay đã chết, cơ thể đang ở đâu để tôi đưa người đi cứu nó, con bé vẫn cười một cách cứng nhắc nhắc gật đầu nói, được đó, chị họ mau mau tới cứu em đi, cơ thể cũng không ở xa lắm. Em đưa chị đi tìm, nói xong em họ kéo tay tôi đi ra ngoài, là ở chỗ, vừa nãy tôi không thể nào chạy ra khỏi miếu thổ địa, nhưng dưới sự dẫn dắt của em họ thì lại khôi phục lại bình thường, chỉ đi vài bước đã tới điện lớn, để đi ra khỏi miếu thổ địa, trong lòng tôi vô cùng vui vẻ, không ngờ tô mục lại lợi hại như vậy, nhanh như vậy đã có thể gọi hồn thành công, sắp tìm được em họ rồi chưa biết chừng có thể giải cứu được nhưng cô gái khác bị bắt đi thiêu lập được công lớn em họ đưa tôi đi một mạch ra ngoài nhanh chóng ra khỏi miếu thổ địa nhưng bên ngoài miếu thổ địa không thấy bóng dáng của tô mộc và tô đoàn đâu cả không phải bọn họ đang ở bên ngoài miếu thổ địa làm phép sao tôi thấy hơi kỳ lạ giữ tay em họ lại nói chờ một lát tôi phải tìm tô mộc nếu không một mình tôi đi theo con bé về cũng không thể cứu được con bé em họ thấy tôi không chịu đi theo đột nhiên trở nên nóng này, nói tôi đi trước, lát nữa tô mộc sẽ đi tìm tôi. Nói rồi con bé lật ngược tay lại nắm lấy cánh tay tôi, cố gắng kéo tôi về phía rừng cây, tôi vội vàng không kịp chuẩn bị, bị em họ kéo đi lào đảo vài bước. Còn em họ mặc dù là một linh hồn nhưng lại có sức mạnh kinh hồn, tôi là một người hơn 50 cân nhưng con bé kéo đi như một con gà con vậy, rất nhanh sau đó bị con bé kéo vào trong rừng cây rừng cây lúc này không hề giống như lúc nãy tôi đi ngang qua khắp nơi đều u ám có cảm giác như đã từng quen thuộc giống như giống như lúc tô mộc giả vờ làm quả phụ nhà họ vương đúng cảm giác lạnh lẽo giống như vậy lúc ấy quả phụ họ vương dính đầu lông gà cũng cảm thấy u ám như vậy đó là ảo ảnh mà tô mộc tạo ra còn bây giờ trong rừng cây cũng vậy chẳng lẽ đây là ảo ảnh mà linh hồn em họ tạo ra sao đột nhiên tôi chợt nghĩ ra nếu như thực sự em họ được tô mộc gọi hồn thì tô mộc phải xuất hiện mới đúng dù tô mộc không xuất hiện thì em họ cũng đưa tôi đi tìm tô mộc chứ không phải đưa một mình tôi đi tìm cơ thể của con bé trong lòng tôi run rẩy dùng tay hất tay em họ ra hét to gọi tên tô mộc em họ thấy tôi không chịu đi cùng đột nhiên sắc mặt trầm xuống gương mặt đều trở nên đen tối đôi mặt đỏ ngầu một lần nữa nắm lấy tay tôi những móng tay dài đâm thẳng vào da thịt tôi đâu đến mức tôi nghẹn ngào hét lên tô mộc anh đang ở đâu mau tới cứu tôi nước mắt tôi tuôn trào lúc gần như sắp bị dọa chết thì cố gắng hết sức hét tên tô mộc nhưng sau khi em họ nghe thấy tôi gọi tên tô mộc lại cười lớn hơn vừa kéo tôi vào rừng vừa nói tô mộc sẽ không tới cứu chị đâu chị qua đấy với em đi tôi thấy con bé nói chắc chắn như vậy trái tim càng hoảng loạn tôi cảm giác như mình sắp chết dù tôi có kêu thế nào cũng như bị ngăn cách vậy, không hề được tô mộc đáp lại, tôi bị em họ kéo thẳng vào núi. Ngay khi tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, đột nhiên tôi cảm thấy có một sự lạnh lẽo sộc lên từ trong miệng của tôi. Cứ thế này mở răng tôi kéo lưỡi và đầu tôi, chặt tới mức đầu lưỡi tôi đau nhức, giống như bị ai đó cắn nát, nhưng lưỡi bị đau đớn kịch liệt. Một sự lạnh lẽo nhẹ nhàng bay tới chán tôi, mắt tôi đột nhiên sáng bừng lên, trong đầu đột nhiên có chút gì đó tới khi tôi kịp phản ứng trước mắt đã không còn rừng cây u ám kinh khủng nữa tôi vẫn ở bên trong miếu thổ địa mà trước mắt tôi là một gương mặt đẹp trai đang điên cuồng cắn tôi anh ta càng cắn lưỡi tôi sự đau đớn càng tăng nhanh trong miệng tràn ngập mùi máu tôi đẩy người trước mặt ra hình như tô mộc không hề chú ý là tôi đã tỉnh vẫn chưa thỏa mãn sau khi thấy đang tức giận chờ anh ta gương mặt vui vẻ hai tay nắm lấy tay tôi hỏi tôi lục dương em cảm thấy thế nào lưỡi và đầu đau quá ai bảo anh cắn tôi tôi giận dữ nói thực ra tôi muốn hỏi tại sao anh ta lại hôn tôi nhưng tôi đoàn đang ở bên cạnh nhìn anh ta lại có thể hôn tôi một cách thẳng thắn như vậy còn cắn nát đầu lưỡi tôi tôi thực sự xấu hổ tới nỗi mắt mũi đỏ bừng không cắn em hồn phách của em sẽ bị câu mất em muốn chết sao gương mặt của tô mộc vừa nãy rất lo lắng cho tôi nghe thấy câu hỏi của tôi anh ta rất khó chịu mặt trầm xuống Lúc này tôi mới phát hiện, linh hồn của em họ đã không còn ở đây, vội vàng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì, không phải chúng tôi đang gọi hồn em hộ sao, tại sao tôi suýt chút nữa lại bị người ta câu mất hồn, tô mục khó chịu với phản ứng vừa rồi của tôi, gương mặt lạnh lùng không lên tiếng, tô đoàn thấy bầu không khí có hơi gương gạo vội vàng giải thích, là cháu không tốt, lúc bày trận đã sơ suất, có người chui vào trong lỗ hổng nên mới làm hại bà hai ở ngoài vùng nguy hiểm nói xong cậu ta liếc nhìn tô mộc rồi khẽ nói bà hai bà đừng giận ông hai nữa tình trạng vừa rồi của bà chỉ có thể dùng lưỡi máu mới có thể ra khỏi ảo ảnh được đầu lưỡi tập trung toàn bộ tinh khí của con người có thể loại bỏ hết thảy âm khí có sức ảnh hưởng rất lớn với ma cho nên ông hai cậu ta chưa nói xong tô mộc đột nhiên trừng mắt liếc nhìn cậu ta khoảng cách quá gần khiến thậm chí tôi có thể cảm giác trong mắt tô mộc có hơi độc ác tô đoàn rụt cổ lại ngoan ngoãn im miệng nhưng cậu ta nói vậy tôi mới hiểu đúng vậy máu đầu lưỡi chính là sự tồn tại của cực dương có sức sát thương vô cùng lớn với ma quỷ nhưng tô mộc cắn nát lưỡi tôi chắc chắn cũng chạm đến máu đầu lưỡi của tôi anh ta có bị thương không vậy nghĩ tới đây tôi vô thức nhìn về phía tô mộc lúc này tôi mới phát hiện ra sắc mặt của anh ta trắng bệch miệng và môi không còn hồng hào tô mộc anh không sao chứ tôi hỏi tô mộc không chết đâu tô mộc tức giận nói nói xong anh ta đứng dậy kéo tôi khỏi mặt đất rồi thu dọn đồ đạc để đi tôi vô cùng hoảng hốt chúng tôi tới đây là để gọi hồn em họ bây giờ anh ta không gọi hồn mà lại đi luôn chẳng lẽ là bởi vì vừa nãy tôi đã đắc tội với anh ta sao tôi sợ rằng anh ta giận tôi thực sự giọng điệu dịu xuống nắm lấy tay anh ta cười nói sao lại đã đi rồi không gọi hồn nữa sao không gọi nữa tô mộc nói anh ta cũng không giải thích vì sao không gọi hồn chỉ nhìn tôi với sắc mặt phức tạp không nói rõ được là ý gì đừng mà tô mộc vừa nãy tôi không hề cố ý anh đừng giận tôi có được không giọng tôi nhẹ nhàng hơn hẳn tay nắm lấy tay anh ta nũng nịu bây giờ tôi không còn quan tâm đến thể diện nữa dù sao việc này liên quan đến việc sống chết cả đời của em họ không thể vì sự ngại ngùng của tôi mà chậm chỉ được tô mộc thấy tôi phản ứng như vậy khẽ dừng lại khóe miệng cong lên cười một nụ cười xấu xa hỏi tôi bây giờ là em đang làm nũng sao nói thừa tôi đã làm rõ ràng như vậy không phải làm nũng thì là gì chứ thực sự tôi sắp tức chết rồi không ngờ anh ta đã hơn trăm năm tuổi rồi vẫn còn không hiểu tâm trạng của người phụ nữ làm gì có người phụ nữ nào khi làm nũng lại muốn bị vạch trần như thế đâu quả thực là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhưng bây giờ tôi lại phải cầu cạnh anh ta đành phải nhọc nhằn gật đầu khẽ nói Tô Mộc xem bây giờ chúng ta, với quan hệ hợp tác của chúng ta, mau cứu em họ, huống hồ, anh đã đồng ý sẽ tìm em họ cho tôi, quan hệ hợp tác. Tô Mộc nhíu mày, giống như bị câu nói đó kích thích, nếu như là quan hệ hợp tác, em họ em mất tích thì liên quan gì tới anh? Sao lại không liên quan tới anh? Anh đã đồng ý với tôi là đi tìm nó mà. Tô nhìn thấy Tô Mộc nói như vậy nhất thời thấy vội vàng, như vậy là anh ta đang muốn mặc kệ không muốn làm. Anh chỉ đồng ý giúp đỡ tìm kiếm em họ của bà xã anh, không nói là hợp tác tìm em họ. Em chỉ là người hợp tác với anh, vậy thì em họ em em tự tìm đi. Còn khoảng thời gian chẳng bằng anh đi tìm Lâm Yến Nhi. Tô Mộc nheo mắt, bĩu môi nói, nói xong anh ta không thèm để ý tới tôi. Quay người đến miếu hỏa thần, đi xuống dưới núi, tôi ngây người ra, giúp bà xã của anh ta tìm em họ. Anh ta nói là tôi là bà xã của anh ta sao, trái tim tôi đập thình thịch, trong chớp mắt tôi lại có cảm giác bị trêu đùa mà con người anh ta tuy tính cách hay thay đổi nhưng dáng vẻ cũng đẹp trai lại đối xử tốt với tôi nếu như trước đây tôi chưa gặp vương văn có một người chồng như anh ta có lẽ tôi sẽ vui mừng tới điên lên mất nhưng nghĩ tới vương văn trái tim tôi không khỏi nhói đau tô mộc này không biết đã giấu vương văn đi đâu rồi từ sau khi tôi đi theo anh ta tôi không còn nhìn thấy vương văn nữa hiện giờ anh ấy có tốt không có oán trách tôi không đúng lúc tôi đang suy nghĩ xuất thần bên tai đột nhiên có tiếng của tô đoàn bà hai tôi nhất thời lấy lại tinh thần sao thế bà đừng trách ông hai vừa rồi bà bị em họ câu mất hồn nói rõ là bà ấy hiện giờ đã bị pháp sư không chế dù có dùng phép gọi hồn cũng không thể gọi tới được chắc chắn linh hồn của bà ấy đã bị giam cầm tô đoàn cười giải thích lúc này tôi mới hiểu hỏi tô đoàn vậy tiếp theo sau đây phải làm gì tô đoàn không trả lời tôi chỉ nói ông hai đã đi rất xa, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này. nói xong cậu ta cũng rời khỏi miếu thổ đi và xuống núi. lúc quay lại xe, tô mộc đã ngồi yên vị ở chỗ ngồi phía sau. vừa nãy tôi hiểu lầm anh ta, giờ không dám đối diện, lên quay sang ngồi lên ghế lại phụ. ai ngờ tôi vừa mở cửa xe, tô mộc liền vỗ vào vị trí bên cạnh mình, nói em ngồi đây đi, hả? ờ, tôi không biết trong lòng tôi thế nào, lúc này lại ngoan ngoãn như trước cừu non ngồi lại ghê phía sau ngồi ngay bên cạnh tô mộc anh ta không nói chuyện chỉ từ từ nhắm hai mắt lại để nghỉ ngơi như thể rất mệt mỏi cũng đúng cho dù anh ta không hề có vướng mắc gì nhưng vừa nãy vì cứu tôi mà lại bị máu đầu lưỡi của tôi làm tổn thương nghĩ tới đây tôi không khỏi áy náy khẽ cọ vào người anh ta kéo lấy tay anh ta tay anh ta lạnh buốt sau khi bị tôi nắm lại lại quay ngược lại nắm lấy tay tôi vào lòng bàn tay anh ta tôi bị mất trọng tâm ngã vào lòng anh ta Rõ ràng vừa rồi anh ta còn ra vẻ rất mệt mỏi, bây giờ lại nhìn tôi cười tươi, giống như một con cáo giả gian ngoan vậy, bây giờ đã nhận anh là chồng em rồi sao? Tô Mộc nắm lấy cằm tôi, cúi xuống hỏi tôi, đang lúc nói chuyện thì có một luồng khí lạnh phà vào mặt tôi, giống như anh ta vừa ăn kẹo bạc hà xong vậy, thơm mát, cảm giác ấy giống như uống rượu say vậy, tôi sắp say rồi, lại không hề lắc đầu phủ nhận, Tô Mộc thấy dáng vẻ mê muội của tôi, càng cười vui vẻ hơn cúi xuống hôn lên đôi môi tôi một nụ hôn chuồn chuồn chấm nước sau đó nắm tay tôi nói yên tâm dù anh có phải đào ba thước đất cũng phải tìm cho ra em họ em là người hay ma thì cũng phải đòi lại công bằng cho dì dựng em tôi gật đầu khẽ cười nhìn anh ta trong lòng trào dâng cảm giác ngọt ngào thực sự anh ta giống như bạn trai tôi vậy cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có với vương văn tình cảm giữa tôi và vương văn vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy, anh ấy đối xử với tôi tốt, tôi cũng đối xử với anh ấy rất tốt, chúng tôi đều cố gắng bồi dưỡng tình cảm với nhau. Thời gian dài cả hai bên đều cảm thấy quyến luyến, nhưng em họ em vẫn phải dựa vào em, em có sợ không? Tô Mộc tỏ ra nghiêm túc, hỏi tôi, dựa vào tôi. Tôi sững sờ, tôi không biết gì cả, dựa vào tôi có thể tìm được em họ sao? Tô Mộc gật đầu, tiếp tục nói, đúng vậy vừa rồi linh hồn của em họ em đã muốn gọi hồn em đi có thể nói rõ pháp sư ở đằng sau đã chú ý tới sự tồn tại của em giờ nếu như anh ra tay tùy tiện thì pháp sư sẽ chó cùng bứt rầu giết em họ của em vậy giờ phải làm thế nào tôi cần phải làm gì tôi nghe thấy vậy vô cùng vội vàng không hề lo sợ mà hỏi tô mộc pháp sư đó không phải là một lần gây án chắc chắn sẽ còn ra tay với nhiều cô gái khác chúng ta phải bắt được pháp sư đó trước khi ông ta tìm được được mục tiêu, sau đó do em lại bị pháp sư đó gọi hồn, anh làm theo khuôn mẫu tìm được thầy pháp sư đó, mới có thể cứu được em họ của em, lấy tôi là mùi nhử ư, sau khi tôi hiểu ý của tô mộc, không khỏi do dự, phải biết rằng, bảo tôi làm mùi nhử để cứu em họ là chuyện không thể chối từ, nhưng tôi vừa trải qua việc bị em họ gọi hồn, đang vô cùng hoảng sợ. Nếu bây giờ lại làm mùi nhử cho người khác e rằng tôi sẽ rất sợ hãi tô mộc nhìn tôi tỏ vẻ khó xử cong môi cười hỏi tôi sao thế sợ à nói xong ánh mắt của của anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi mắt nhìn vào mắt tôi yên tâm anh sẽ bảo vệ em không để bất cứ ai làm tổn thương đến em em có tin anh không tôi nói tôi không tin anh ra nhưng ánh mắt anh ta lại nhìn tôi một cách quyết tâm như vậy khiến tôi có một cảm giác an toàn rất lớn giống như chỉ cần có anh ta thì trời sẽ không thể sụp xuống vậy. Chương 24, lại bị trêu hai, tôi không thể làm gì khác, đành ngoan ngoãn gật đầu nói, tôi tin." Anh ta gật đầu, không nói gì thêm. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Đoàn ở phía trước vang lên. Cậu ta cầm điện thoại nhìn thoáng qua nói là bố cậu ta gọi tới, sau đó bật chế độ rảnh tay. Tô Thịnh hỏi chúng tôi đã điều tra được manh mối gì không? Tô Đoàn đã nói một cách khái quát về việc em họ tôi mất tích và việc tôi bị gọi hồn, sau đó hỏi Tô Thịnh về tình hình bên đó. Tô Thịnh trầm ngâm một lúc, hỏi có phải trước khi khi bị mất tích em họ tôi đột nhiên phát điên không? Làm sao ông ta biết được? Tôi lập tức cầm điện thoại lên, còn nói cho Tô Thịnh nghe chuyện em họ bị người ta hành hạ, Tô Thịnh nói như vậy thì đúng rồi, bây giờ nắm chắc manh mỗi là mỗi một cô gái trước khi mất tích đều ở trong trạng thái tinh thần hoảng loạn chắc là đều đã bị hành hạ nên chỉ cần tìm được cô gái bị hành hạ là có thể xác định được bị mất tích là ai nói xong tô thịnh nói hiện tại bên phía cảnh sát đã bắt đầu tiến hành phương pháp loại trừ chỉ cần có tin tức sẽ thông báo cho chúng tôi ngay rồi tắt điện thoại sau khi tôi trả lại di động cho tô đoàn thì vui vẻ báo lại kết quả ai ngờ tô mộc không hề vui vẻ gì giống như thể đã biết chuyện này từ trước vậy anh ta còn bảo tô đoàn đưa chúng tôi về khách sạn ban đầu tôi nghĩ là sẽ đi tìm tô thịnh để cùng nhau đi làm phương pháp loại trừ thấy đột nhiên tô mộc lại nói muốn về khách sạn tôi vội vàng hỏi anh ta chúng ta không đi theo phương pháp loại trừ kia sao tô mộc im lặng khi tôi hỏi anh ta thực sự giống như kiểu tôi đang hỏi những câu hỏi ngốc nghếch vậy nói những chuyện vụn vặt đó để họ làm là được rồi chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi chốt đã mai họ có kết quả thì chúng ta lại tiếp tục nhưng mà tôi há hốc mồm nhìn tô mộc hơi ngại ngần có gì cứ nói tô mộc nhíu mày gương mặt dịu dàng vừa này đã tan biến nói một cách thúc giục nhưng tại sao chúng ta phải ở khách sạn không phải là vương văn có thuê phòng trọ sao tôi có chìa khóa chúng ta về đó là được rồi tôi nói đó là phòng trọ của người đàn ông khác anh không muốn ở phòng của người khác với em tô mộc nói anh ta lại có thể nói chuyện một cách đương nhiên như vậy giống như thể ở phòng trọ của vương văn là một điều xì nhục với anh vậy tôi vô cùng buồn bực sờ cái túi tiền đã xẹp lép nói nhưng tôi không có tiền để ở khách sạn anh đã tiêu hết tiền của tôi rồi còn chưa tiêu hết trong thẻ của em vẫn còn tô mộc chỉ vào ví tiền của tôi và nói lời nói của anh ta vô cùng tự nhiên giống như thể hình như đang nói về tiền trong thẻ của anh ta vậy tôi sắp khóc tới nơi rồi anh ta chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy luôn nói anh ta là chồng tôi Vậy đi vào khắc khách sạn với chồng không thể lúc nào cũng tiêu tiền của tôi chứ. Tôi nhìn tô mộc với gương mắt đau đớn, thi thoảng liếc nhìn tô đoàn. Không phải cậu ta có tiền sao? Không định mời ông hai và bà hai ở khách sạn sao? Vì đúng lúc tôi khó chịu gần chết, tô mộc lại cười, lấy tay veo mũi tôi, nói. Xem xem em keo kiệt quá kìa, em yên tâm, chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo anh, anh đảm bảo em sẽ ăn no uống say, với bản lĩnh của chồng em kiếm tiền chỉ là chuyện trong chốc lát mà thôi." Tô Đoàn vẫn như người chết lúc này mới quay đầu lại nói, "Bà hai, bà yên tâm, năm đó sản nghiệp của gia đình cháu phần lớn do ông hai kiếm được. Hơn nữa nếu tiền của bà không đủ thì có thể tới chỗ cháu lấy bất cứ lúc nào." Nói xong cậu ta đưa ra một tấm thẻ ngân hàng, "Đây là thẻ Silver, trên đó viết thẻ ngân hàng nhân dân kim cương, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất nhiều tiền." Tôi mặt dày nhận lấy nhưng hình như tay chưa chạm tới thẻ ngân hàng thì đã bị tô mộc đoạt lấy dù sao ông cũng là ông của cháu sao lại có thể lấy tiền của các cháu được yên tâm đi bà cháu có tiền không có thì ông sẽ kiếm tiền cho bà cháu vợ của mình thì phải tự bản thân mình nuôi tô mộc nói nói xong anh ta trả thẻ lại còn nói tô đoàn sau này đừng lấy tiền ra nữa đang nói chuyện thì xe đã đến trước cửa khách sạn Houston tô đoàn cũng không ngượng ép nữa nhìn thấy vẻ mặt thành thật của tô mộc lại cất thẻ đi nói ngày mai sẽ đón chúng tôi sau đó thì lái xe đi đợi tới khi tô đoàn đi khỏi tôi tức giận nghiến răng lại cố tình không thèm để ý tới tô mộc ai ngờ anh ta lại còn bình tĩnh hơn cả tôi thấy tôi không hề chú ý tới anh ta anh ta cũng không thèm để ý tới tôi tự mình làm thủ tục trái chin đương nhiên là tiêu tiền của tôi sau khi về phòng tô mộc vẫn không để ý tới tôi trực tiếp đi vào phòng tắm để tắm để lại tôi một mình trên giường, nghe tiếng nước chảy rào rào, tôi đứng ngồi không yên, bởi vì tôi phát hiện ra một vấn đề rất thực tế, phòng mà tô mục đặt là một phòng đơn có giường lớn, nhưng lại chỉ có có một phòng, đương nhiên nếu đặt phòng có hai phòng ngủ thì chắc chắc sẽ tôi sẽ sót của, tối nay chúng sẽ ngủ thế nào đây, vì tôi cũng đã hôn anh ta, ôm anh ta, thậm chí đã làm cả chuyện đó, nhưng việc đó là ngoài ý muốn, anh ta đã giả vờ làm vương văn làm chuyện đó với tôi. Bây giờ tôi biết rõ ràng anh ta là Tô Mộc còn ngủ cùng anh ta, sao tôi có thể phóng khoáng như vậy được chứ? Trong lúc tôi phát hiện ra mình đã quá lo lắng, thì tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn vang lên, từ lúc mới vào phòng tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Tô Mộc còn đang suy nghĩ gì không biết, cũng không biết anh ta làm cái quái gì ở trong đó nữa. Rất nhiều lần tôi không thể nhịn được sự tò mò, định vào xem xem rốt cuộc anh ta làm gì, sao tắm lâu như vậy? nhưng mỗi lần bước tới cửa phòng tắm tôi lại đành nhẫn nhịn. Anh ta sâu tính như vậy, giờ tôi lại xông vào, nhìn thấy cơ thể trần truồng của anh ta, không biết sẽ bị nói gì nữa. Nếu anh ta bắt tôi chịu trách nhiệm với anh ta thì phải làm sao? Hai tiếng trôi qua, Tô Mộc mới đẩy cửa bước ra ngoài, đầu anh ta ướt sũng, những giọt nước rớt xuống trên cơ thể đẹp đẽ của anh ta, rớt qua cơ ngực rắn chắc của anh ta, đến tận cơ bụng thẳng xuống dưới và thấm vào chiếc khăn đang quấn ngang hông anh ta đợi đã, anh ta tắm xong lại không mặc quần áo, chỉ quấn khăn tắm mà đã ra ngoài sao? Đây là tạo hình của nam chính trong phim điện ảnh của Âu Mỹ. Tại sao lại xuất hiện trên người của Tô Mục? Con người đàn ông ma quái 100 năm trước đâu? Dù anh ta không phải là hình tượng chàng trai quốc dân gì thì ít nhất cũng nên mặc quần áo vào chứ. Nhưng đừng có nhìn anh ta là ma. Giáng dấp của anh ta thực sự không còn gì để nói. Còn đẹp hơn cả huấn luyện viên thể hình trước kia của tôi. Cơ bụng bằng phẳng như vậy vòng eo con kiến thế này, chẳng trách lực chiến đấu tốt đến thế. Lục Dương, em đã nhìn đủ chưa? Tôi đang nhìn vào vòng eo tuyệt mỹ của anh ta thì giọng nói của Tô Mộc vang lên bên tai. Làm tôi giật cả mình, mặt tôi đỏ lượng cả lên. Lập tức quay đầu về một bên, mạnh miệng nói, ai ngắm anh chứ? Sao anh lại không mặc quần áo chứ? Trong đó không có quần áo ngủ của anh. Tô Mộc nói, nói xong anh ta bước tới tủ quần áo lấy một cái chăn rồi trải ra đất nói, em ngủ trên giường, còn anh ngủ đất không còn sớm nữa nghỉ ngơi chút đi ngày mai em là nhân vật chính đấy ừm tôi đáp vừa nãy còn xoắn suýt mãi về vấn đề đêm nay sẽ ngủ thế nào không ngờ anh ta lại ngủ dưới đất còn tôi lại có cảm giác thất vọng nhỏ dáng người của anh ta đẹp như vậy nếu như được ôm anh ta ngủ chắc chắn là rất dễ chịu phải không một ý nghĩ nảy sinh trong đầu đến chính mình cũng cảm thấy chán ghét trước kia dù tôi cũng không phải gái nhà lành nhưng cũng là người con gái đàng hoàng bây giờ lại thèm dò dãi một cơ thể đẹp đẽ thực sự là đáng kinh tôi vừa mắng mình trong lòng vừa tránh né anh ta đi tới phòng tắm nhưng dù tôi cố gắng thế nào giờ phút này ánh mắt vẫn nhìn vào anh ta trong đầu lại ngập tràn những cảnh yêu đương điên cuồng với anh ta đêm hôm đó mãi tới khi tôi tắm xong gương mặt vẫn nóng như cũ cũng may là tô mộc đã ngủ rồi tôi không dám nhìn anh ta mà trèo lên giường nằm cả buổi tối tôi đều mơ thấy tô mộc ôm tôi cùng tôi triền miên trong mơ đến sáng ngày hôm sau khi tô mộc gọi tôi dậy ở phía dưới của tôi ướt sũng hình như anh ta rất vội vàng nói tô đoàn đang ở dưới lầu chờ bảo tôi nhanh chóng thay quần áo để lên đường mặt tôi đỏ bừng lúng túng nói chờ một lát tôi tắm xong rồi đi ngay ai ngờ tô mộc giống như khiêng tôi lên vậy lồi tôi ra khỏi chăn vừa dục tôi nhanh lên, vừa ôm lấy eo tôi, khi cánh tay của anh ta chạm vào đùi tôi, không cẩn thận chạm vào mông tôi, cảm nhận được sự ẩm ướt bên dưới, gương mặt vô cùng ghét bỏ nhìn tôi, em đái dầm ư, anh mới đái dầm ý, vốn dĩ tôi đang xấu hổ, bị anh ta hỏi như vậy tôi lại càng xấu hổ, hận không có lỗ nẻ nào để chui xuống, anh ta cau mày nhìn tôi, rồi đột nhiên cười rộ lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy sự chết nhạo, không đái dầm vậy thì chỉ có thể vì một nguyên nhân em thích anh tới vậy sao chỉ cần nhìn thấy anh là đã ướt sũng sao nói bậy bạ gì vậy anh mới ướt sũng ấy tôi chỉ bị da mồ hôi thôi tôi mạnh miệng nói khi nói chuyện tôi đã đẩy anh ta ra chạy vào phòng tắm giữ chặt cửa khóa lại tựa vào cửa phòng tắm không dám thở mạnh một lúc sau tâm trạng của tôi mới bình thường trở lại sau đó vặn vòi nước mở nước nóng để tắm nhân tiện rửa sạch sự xấu hổ vừa rồi đợi khi tôi tắm xong Tô Đoàn cũng đã có mặt ở trong phòng, có lẽ là cậu ta không đợi được nữa, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi, nói luôn là chúng ta đi thôi, đã liên hệ được bên bệnh viện, bây giờ qua đó, nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, tôi không dám nhìn Tô Mục, đầu cứng nhắc đi theo hướng của Tô Đoàn, đầu cắm xuống đất đi sau lưng Tô Đoàn, Tô Mục theo phía sau tôi, vẫn cười như vậy. Giọng điệu vô cùng mập mờ, khiến cho dù ở đằng sau lưng tôi tôi cũng cảm giác ánh mắt nóng bỏng của anh ta cũng may anh ta không cười nhạo tôi trước mặt tô đoàn chúng tôi lái xe tới bệnh viện tâm thần trước kia của em họ tìm giám đốc bệnh viện giám đốc bệnh viện cũng đang chờ chúng tôi khi thấy tô đoàn thì ngay lập tức tiếp đón nói rốt cuộc đã đón được chúng tôi sau khi ông ta nhận được thông báo đã đến bệnh viện chờ đợi sợ làm chậm trễ việc của chúng tôi ông ta nói và nhiệt tình giơ tay bắt tay của tô đoàn giống như vô cùng thân thiết với tô đoàn vậy ngược lại tô đoàn dù trên mặt cười rất nhiệt tình nhưng thái độ vẫn lạnh lùng khác xa hoàn toàn với lúc gặp tôi và tô mộc bởi vậy có thể thấy rằng nhà họ tô cũng vẫn có thế lực để giám đốc của bệnh viện tâm thần năm sao phải đợi phải biết rằng đây là bệnh viện tâm thần duy nhất ở thành phố giang minh này tuy là bệnh viện nhà nước nhưng xã hội bây giờ luôn áp lực bởi quan hệ bệnh nhân của bệnh viện tâm thần rất nhiều muốn vào cũng không phải chuyện dễ dàng Đột nhiên khi em họ bị điên, cậu tôi cũng phải cậy nhờ rất nhiều mối quan hệ mới đưa con bé vào đây được. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc bệnh viện, chúng tôi nhanh chóng tới cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh không có nhiều người, chỉ có một cặp vợ chồng già khoảng 50 tuổi, đang khóc lóc bên cạnh giường bệnh. Có lẽ là bố mẹ của người con gái nằm trên giường. Còn trên giường bệnh, người con gái ấy hình như bị ngờ nghịch không hề điên như em họ. Chỉ ngồi trên giường, yên lặng nhìn chằm chằm ga giường, không nói gì cũng không làm gì, so với em họ thì cô gái này không hề có sự nguy hiểm nào, giám đốc bệnh viện đã nói trước với bố mẹ của của cô gái. Đợi khi chúng tôi bước vào, giám đốc bệnh viện chỉ giới thiệu vài câu đơn giản rồi đưa bố mẹ của cô gái ra ngoài, chỉ để lại tôi, Tô Mộc và Tô Đoàn ở lại phòng bệnh của cô gái, bắt đầu đi. Tô Mộc nói, vâng, Tô Đoàn lên tiếng, rút từ trong túi ra, hóa ra lại lấy một chiếc tông đơ thường thấy ở tiệm làm tóc, tôi vô cùng tò mò họ nói muốn tôi giả dạng cô gái bị gọi hồn, kết quả là lấy một chiếc tông đơ ra, chiếc tông đơ này có liên quan gì tới việc tôi giả dạng là cô gái kia, chỉ nhìn thấy tô đoàn bước tới bên cạnh giường, không hề chào hỏi cô gái đó mà trực tiếp giơ tông đơ lên đầu của cô gái đó, trong miệng cậu ta lẩm bẩm gì đó, hình như đang niệm thần chú gì đó, tô vô cùng căng thẳng, cô gái này đều bị người ta hành hạ, lực kháng cự rất mạnh, đến cả tô mộc cũng bị em họ cắn mà giờ cậu ta lại ra tay như vậy, không sợ cô gái ấy đột nhiên nổi điên cắn cậu ta sao? Tô lo lắng nhìn chằm chằm từng hành động của tô đoàn, do quá sợ hãi tô vơ thúc bước đến bên cạnh tô mục, trốn vào sau lưng anh ta, tô mục liếc nhìn tôi, khẽ nói, sợ, tôi chừng mắt nhìn anh ta không lên tiếng, sợ thì sợ, dù sao giờ không sợ, đợi tới khi bị gọi hồn thì tôi cũng phải sợ thôi, cũng may là sự lo lắng của tôi hoàn toàn thừa thải, tô đoàn cạo đầu vô cùng thuận lợi tông đơ xong, cô gái lộ nguyên mảng ra đầu, lúc nãy cô gái còn có bộ dạng ngốc nghếch, sau khi nhìn thấy mái tóc dài của mình bị cắt xuống, đột nhiên cười rộ lên, giống như nhìn thấy một vật hiếm có, nhặt tóc lên, cho lên mũi người, vừa rồi tô đoàn đã niệm tụ khí kinh, vạn vật trên thế gian đều có một hơi thở riêng của mình, tụ khí kinh này mang tất cả hơi thở của cô ấy tụ lên tóc, sau đó cạo đi làm thành tóc giả, và đội lên đầu em hơi thở của cô ấy sẽ che khuất đi hơi thở của em đợi tới lúc gọi hồn em có thể giả dạng là cô ấy tô mộc nhìn tôi cười rồi lại không cười nữa còn chủ động giải thích cho tôi trong lòng tôi đột nhiên thấy cảm động nhưng tôi nhớ tới lần trước anh ta giải thích làm sao bắt được chuột thôn lỗi tôi lại thấy buồn bực dù gì mỗi lần tô mộc chủ động giải thích đều không có chuyện gì hay ho cả quả nhiên đợi tới khi tô đoàn cạo sạch tóc của cô gái ấy lại cầm tông đơ đi về phía tôi. Tôi lập tức lùi lại, chừng mắt nhìn tô đoàn đang cầm tông đơ hết sức đề phòng, cháu muốn làm gì? Tô đoàn liếc nhìn tô mộc, giọng đầy xin lỗi, xin lỗi bà hai, cháu phải cắt tóc, không đợi cậu ta nói hết tôi cũng hiểu được ý của cậu ta, trực tiếp lấy ta ngăn cản cậu ta, dừng lại. Các người chỉ nói để tôi giả dạc là cô ta để bị gọi hồn, không nói là phải cạo đầu tôi, đừng nghĩ tới việc cạo đầu tôi, nhưng tô đoàn tỏ vẻ khó xử. tuy việc gì cậu ta đều nghe lời tô mộc, nhưng thân phận của tôi giờ là bà hai của cậu ta nên cậu ta cũng không thể ép tôi cạo đi. muốn tìm được pháp sư thì phải trả một cái giá rất lớn. huống hồ tóc cạo đi rồi còn có thể mọc dài ra. anh cũng không hề chê em. tô mộc nói. nói xong anh ta đã không nhịn nổi nở nụ cười, giống như rất mong chờ dáng vẻ tôi bị cạo chọc đầu. từ lúc tôi hiểu biết tới nay cũng không bao giờ cho người ta cạo chọc đầu bây giờ sao có thể nhịn được huống hồ lại còn bị chọc lóc trước mặt tô mộc người này tôi không thể gánh nổi tôi quay người định đi ra ngoài chắc chắn tô mộc cố ý anh ta là mà nhà họ cũng là một nhà có tiếng trong âm dương giả danh thành hơi thở của người khác chắc chắn không chỉ có mỗi một cách này chắc chắn là anh ta muốn làm xấu mặt tôi đầu óc của tôi tức giận tới bùng nổ nhưng tôi chưa ra khỏi phòng thì đột nhiên tô mộc lại xuất hiện trước mặt tôi tốc độ của anh ta nhanh tới mức thậm chí tôi không kịp nhìn rõ làm thế nào mà anh ta tới được. Thế nào, nhanh như vậy mà đã muốn từ bỏ rồi sao? Không cứu em em nữa sao? Cũng không muốn lập công nữa sao? Tô Mộc Chắn ở cửa ra vào, cười hì hì nhìn tôi, giống như đang uy hát yêu ta tôi vậy. Lấy em họ tôi ra để uy hát yêu ta tôi. mươi 25, lại gặp tăng nhân Thái Lan. Lúc này tôi đã nổi giận đùng đùng, nói thẳng là không cứu nữa ai có phận của người đó, dù cho em họ bị người ta bắt mất, còn muốn gọi hồn tôi, có thể nói rõ ràng trong sinh mệnh của nó phải gặp nạn này, tôi cũng có những nạn phải gặp, nếu không tôi đang yên đang lành về nhà cùng với người yêu, lại bị tên ma thất đức này quấn lấy, tô mục nghe thấy tôi mắng anh ta, nụ cười đỡ phóng khoáng hơn, hỏi tôi, tức giận thật sao, không cần phải cạo trắng cả đầu đâu, anh không phải là con gái, anh không hiểu được đâu. Đầu tôi có thể lìa khỏi cô máu có thể chảy nhưng kiểu tóc không được dối. Anh lại muốn cạo chọc đầu tôi, chỉ bằng để tôi chịu chết thay em họ đi. Tôi thở hồng hộc nói, thế, nếu như anh cùng em thì sao? Anh cùng cạo chọc với em, hai người chúng ta người tám lạng kẻ nửa cân. Ai cũng không cười ai được có ổn không? Bảo tô đoàn cũng cạo đầu luôn đi. Tô mộc nói, nói xong những biểu cảm vui vẻ trên mặt anh ta trở nên nghiêm trang nói. Đây là phương pháp che giấu hơi thở của em rốt nhất nếu như em là người khác thì không sao không cạo đầu anh cũng không ép nhưng em là vợ cửa anh em phải dẫn anh về dương gian cũng là do em đã cứu anh trong lúc anh bị thương lúc anh cần em nhất em xuất hiện bên cạnh anh nói thật anh là một người rất truyền thống hoặc là em vẫn luôn cho rằng anh đang lợi dụng em nhưng em đã là người của anh rồi anh phải có trách nhiệm với em không thể để cho em xảy ra bất cứ thương tổn nào nếu không anh cũng không thể quan tâm đến việc cứu em họ em tới như vậy." Anh ta nói xong thì nhìn sâu vào trong mắt tôi, nhìn thấy tôi không hề có hành động gì, liền đi tới bên cạnh Tô Đoàn, lấy tông đơ rồi cạo đầu mình, tôi thực sự choáng váng. Lúc trước tôi còn tưởng là anh ta cố tình trêu đùa tôi, không ngờ anh ta lại nói với tôi như vậy, như vậy là tỏ tình sao? Hơn nữa anh ta lại vì tôi mà cạo hết tóc của mình đi, anh ta làm như vậy cả người tôi đều đưa ra ở cửa ra vào đi cũng không được mà ở cũng không xong tô mộc đi vài nhát cạo sạch hết tóc của mình nhìn thấy tôi đứng ở cửa ra vào không lên tiếng dứt khoát chuyển qua đầu tô đoàn cạo hết sạch đương nhiên tô đoàn cũng không muốn bị cạo đầu gương mặt nhăn nhó như quả mướp đắng nhưng cậu ta rất tôn trọng tô mộc nên không dám phản kháng chỉ nhìn tôi một cách đầy tội nghiệp trong lòng tôi vẫn không hề muốn cạo đầu nhưng nhìn thấy tô mộc và tô đoàn đều đã vì tôi mà cạo chọc lóc nếu từ chối nữa thì không thể nói được đành từ từ quay lại đợi tới khi tô đoàn cạo xong tô mộc lập tức thay đổi hướng đi về phía tôi những đau khổ trong lòng tôi không thể ngược dòng thành sông bởi vì tô mộc và tô đoàn tuy đã cạo chọc lóc nhưng họ là đàn ông dù có đẹp cũng không hề có cảm giác mất hài hòa mà còn tăng thêm chút lạnh lùng và cương nghị giống như các minh tinh trên tivi cố tình cạo chọc đầu còn tôi tuy không đến nỗi xấu nhưng lại phải dựa vào sắc đẹp và cách phối đồ. Ai biết sau khi tôi cạo chọc đầu sẽ sâu tới mức như thế nào, chỉ là bây giờ mũi tên đã phóng ra không thể quay lại. Tôi cũng không muốn nhìn nữa, nhắm chặt mắt lại, miệng khẽ lầm bầm, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, nhưng cảm giác tông đơ khẽ chạm vào da đầu, có cảm giác hơi nóng, đừng nói tới lúc cạo xong sẽ vô cùng thoải mái, gió thổi rất thoải mái, vì, xong rồi, tô mộc đã nói là không ai được cười ai, nhưng anh ta vừa cạo cho tôi xong đã cười xấu xa tôi lập tức mở to mắt đứng trước gương ngắm nhìn mình khi nhìn thấy mình trong gương suýt nữa tôi đã khóc đây là tôi sao trong gương tôi như một quả dưa xanh hình như giống một nico đã xuất ra nhìn cả người toát ra về ngu ngốc tô mộc nhanh chóng lại gần gương mặt anh ta mang một nụ cười gian ngoan cười tôi trong gương càng đáng giận hơn là anh ta ở trong gương lúc này lại có tóc cuối cùng tôi không nhịn được quay người lại nhìn anh ta chằm chằm nếu như ánh mắt của tôi có thể giết ma thì anh ta đã hồn tiêu phách lạc rồi tô mộc chú ý tới ánh mắt giết người của tôi càng vui vẻ hơn kiêu ngạo sờ tóc của mình nói có phải em đã quên rồi không anh là ma anh có thể biến thành dáng vẻ giống như vương văn thì việc khôi phục lại tóc thì còn không đơn giản sao bị anh ta nói vậy tôi mới nhớ ta vấn đề này tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy lúc anh ta cạo chọc đầu mình tôi lại còn cảm động đến vậy tôi tức sắp nổ phổi đẩy anh ta ra vẫn may là tô đoàn cũng chọc lóc trông giống như nhìn thấy có người làm bạn trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút tô đoàn cũng tỏ ra rất buồn bực nhưng cậu ta nhanh chóng thích ứng lấy ra một đống dụng cụ để làm tóc giả cho cô gái kia hơn ba tiếng đồng hồ bộ tóc giả cũng xong tôi thấy ghê bởi đó là tóc của người khác hỏi tô đoàn xem có thể giặt qua rồi mới đội lên không kết quả tô đoàn còn chưa kịp lên tiếng tên ma đáng ghét tô mộc đã lên tiếng đây là tóc giả có tác dụng mang hơi thở của người khác che lên người em em giặt bộ tóc đi thì hơi thở đương nhiên sẽ không còn nữa em nói xem có thể giặt không đây lời nói của anh ta có hơi khó nghe nhưng nghe ra thì rất có lý tôi đành ngừ một tiếng rồi dừng lại động tác của mình tìm cái khăn để làm lớp lót rồi mới đội bộ tóc giả lên đầu không biết là tôi có bị ảo giác không sau khi đội bộ tóc giả lên đầu tôi nhìn lại mình trong gương lại thấy mình rất giống cô gái đó đang định trải kiểu tóc gì cho đẹp đột nhiên tô mộc xông tới vừa một tay bịt miệng tôi lại vừa khẽ thì thầm bên tai tôi đừng mở miệng cũng đừng lên tiếng các cô ấy đến rồi nói xong anh ta để vào trong tay tôi một đồ vật lành lạnh nói thứ này có thể thu phục ma nếu chưa tới lúc nguy hiểm thì đừng dùng nói xong anh ta không đợi tôi kịp phản ứng trực tiếp lóe lên rồi biến mất tóc gáy của tôi dựng đứng cả lên dù tôi đã biết sớm muộn gì các cô ấy cũng đến cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi nhưng khi các cô ấy tới tôi vẫn sợ muốn chết cả trái tim đều như nhảy lên tận họng vậy bây giờ trong phòng vệ sinh chỉ có mình tôi cửa phòng vệ sinh đã bị chốt không biết tô đoàn còn ở bên ngoài không tôi không dám phát ra bất cứ âm thanh gì chỉ lắng tai nghe tiếng động bên ngoài rất nhanh sau đó tôi chỉ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài truyền tới hình như tới mấy người liên các cô ấy hiện đang ở bên ngoài các phòng bệnh dạo qua một vòng sau đó thay đổi phương hướng đi về phía phòng vệ sinh của tôi lúc đầu tôi giả vờ rất thong thả chờ trong nhà vệ sinh đợi các cô ấy đến sau đó họ đưa áp giải tôi xuống nơi tối tăm sau cánh gà nhưng đợi đến khi hộ sắp đi vào tới cửa tôi lại không nhịn nổi lạch người đi vào phòng tắm giữ chặt tấm ngăn để cách biệt mình với bên ngoài rất nhanh sau đó cửa phòng vệ sinh được mở ra qua tấm ngăn phòng tắm tôi nhìn thấy hai bóng rất mơ hồ bước tới, một người trong đó chính là em họ của tôi, con bé đã hoàn toàn không thể nhận ra bản thân, máy móc lục lọi trong nhà vệ sinh, các cô ấy tìm rất cẩn thận, tìm mọi ngóc ngách để tìm ra rồi, nhưng tôi chưa ý tới một chi tiết, tuy các cô ấy lục soát rất kỹ càng, nhưng chỉ có khu vực xung quanh bồn vệ sinh là không hề lục soát, thậm chí, đi ngang qua đó cũng phải đi vòng, hình như rất sợ bồn vệ sinh trước kia khi tôi đi du lịch đã đi tới rất nhiều chùa chiền các khu du lịch danh làm thắng cảnh thi thoảng cũng được kể chuyện về ma hình như nói đến mà đều sợ phòng bếp và nhà vệ sinh nguyên nhân cụ thể vì sao thì tôi quên mất bây giờ xem ra việc này là thật tô mộc có sợ những thứ này không nếu như tôi có thể nghĩ cách để dẫn anh tới tới phòng bếp và phòng vệ sinh có phải là anh ta sẽ xong đời không vậy có phải là tôi được giải thoát rồi sao cũng có thể giải thoát cho vương văn ngay khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì vách che phòng tắm bị nhấc lên, một gương mặt lạnh lùng tái nhợt xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt không hề có chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào tôi, cự ly không đầu 5 cm. A! À, tôi sợ quá kêu lên hoảng hốt, nhưng cổ họng tôi không phát ra âm thanh nào, một bàn tay lạnh buốt đột nhiên che trên miệng tôi, ngăn tôi không kêu lên được, tôi càng thêm hoảng loạn, quay đầu nhìn lại phát hiện ra người bịt tay sau lưng tôi là em họ tôi con bé đứng trước mặt tôi giống như người con gái kia gương mặt đều trắng nhợt điểm khác biệt duy nhất chính là trong ánh mắt con bé có hồn trong lòng tôi rất vui chẳng lẽ em họ tôi đã khôi phục được thần trí nhận ra tôi rồi sao cô ta điên rồi đừng nói nhiều lời với cô ta đưa đi em họ tôi nói với giọng cứng nhắc sau khi nói xong thì bỏ tay khỏi miệng tôi rồi nắm lấy cổ tay tôi đưa ra ngoài một cô gái khác thấy em họ tôi lên tiếng cũng không nhìn chằm chằm vào tôi nữa học theo em họ tôi nắm lấy tay khác của tôi đưa tôi ra ngoài trong lòng tôi tỉnh ra không dám mở miệng nói chuyện sợ sẽ lộ ra hơi thở của bản thân mình chỉ có thể nhân lúc các cô gái khác không nhìn thấy lặng lẽ liếc nhìn em họ muốn dựa vào nét mặt của nó để đoán xem nó có nhận ra tôi là ai không đáng tiếc khi em họ tôi áp giải tôi lại khôi phục lại vẻ ngây mốc như trước hai mắt nhìn về phía trước như thể không nhìn thấy tôi vậy, cứ thế đưa tôi đi ra ngoài, tôi không nhận được sự gợi ý nào từ gương mặt của em họ tôi, trong lòng chỉ có thể lặng lẽ, cậu nguyện Tô Mộc ở bên tôi vào lúc này, em họ tôi mang tôi đi thẳng, ra khỏi bệnh viện tâm thần thì bước vào một gian nhà gỗ nhỏ rách rưới, nhìn từ bên ngoài thì rất nhỏ, nhưng ở bên trong lại có cảm giác thông thoáng, sáng sủa, ngay cả vách tường và trần nhà đều được làm bằng chất liệu thạch cao, nhìn qua còn tưởng tôi đang ở trong mồng chiếc động đá nào đó mà trong động đá không phải ai khác mà là người phụ nữ lớn tuổi mà hôm nay tôi đã gặp ở trong phòng họ đang vây quanh một chiếc bàn tròn vừa đọc sách vừa vẽ nhìn tình cảnh rất yên bình sau khi em họ tôi đưa tôi vào hang đá hai vợ chồng đồng loạt nghiêng đầu nhìn tôi mẹ của cô gái vô cùng kích động gọi tên con gái sau đó ôm lấy tôi dáng vẻ vui mừng trong lòng tôi hơi giật mình muốn tránh né theo bản nhưng nhưng đột nhiên tay em họ tôi đỡ phía sau lưng không để tôi chuyển động, tôi không thể chống lại, chỉ có thể đứng yên tại chỗ để mẹ cô gái ôm lấy tôi. Liên, ơi, cuối cùng con đã ổn rồi, con đã bị bệnh một thời gian rồi, mẹ lo lắng muốn chết, may mà giờ con không sao cả, hôm nay mẹ tới đón con xuất viện, chúng ta về nhà thôi, sau này sẽ không tới cái nơi quỷ quái này nữa, biểu hiện của của bà ta vô cùng phong phú, lời nói rất chân tình có lẽ nếu là cô gái tên liên thì khó là cự tuyệt được mẹ yêu của mình mặc dù tôi biết đây là bố mẹ giả nhưng tôi cũng chỉ có thể giả vờ cảm động giống như kiểu tôi là con gái của họ thật vậy tình huống này rất quái dị tôi đi sau hai con ma trắng bệch phía trước là một đôi nam nữ xa lạ nhìn tình cảnh của họ bây giờ tôi biết là phải tới bệnh viện tôi vẫn trong phòng bệnh còn mắt tôi đã nhìn thấy rõ về hang động bằng đá giống như trong phim vậy người mẹ này sau khi ôm tôi khóc xong đột nhiên rút ra một cây đinh màu vàng đồng cắm thẳng lên đầu tôi trong miệng còn lẩm bẩm con gái ngoan lát nữa ra ngoài sẽ hơi lạnh chúng ta đội mũ vào đã nói xong bà ta lại coi cây đinh đó là mũ rồi đâm xuống đầu tôi đâm vào đúng huyệt bách hội sống lưng tôi lạnh toát câu châm dài như vậy nếu như đâm vào trong đầu tôi thì tôi làm sao còn đường sống hơn nữa cây đinh này tôi nhìn rất quen đã từng đi theo quả phụ họ vương và ấy đã cho tôi phục ma bằng những kim châm giống như vậy nếu như cây đinh này đúng là đinh khống hồn thì tôi không chỉ bị đâm chết thì hồn phách của tôi cũng tiêu tan nhìn thấy cây đinh trong tay của người mẹ muốn châm vào đầu tôi tôi ra tay nhanh nhẹn đẩy mẹ ra sau đó đi ra phía sau bà ta giả vờ muốn theo bố nói bố con rất nhớ bố nói xong tôi cố ý đứng cạnh bên người bố nói chuyện cũng với bố và chăm chú nhìn mẹ nếu như bà ấy còn muốn đâm tôi tôi sẽ lại tránh mẹ thấy tôi đang trốn bên cạnh bố thì hiền từ nhìn tôi nếu như bà ta thực sự là mẹ tôi mà tôi lại nhìn thấy cảnh phòng bệnh như thế chắc chắn tôi sẽ nghe theo lời bà ta con gái mẹ con nói không sai đâu con vừa mới khỏi bệnh cơ thể yếu ớt vẫn nên đội mũ vào rồi mới đi ra ngoài bố cười nói nói xong ông ấy lại rút ra một cây đinh từ sau lưng tôi định châm lên đỉnh đầu tôi tôi không ngờ rằng họ lại có hai cây đinh vừa định đi thì bố lại giữ được ông ta còn khỏe hơn mẹ hơn nữa như thể có sự chuẩn bị trước một tay giữ chặt tay tôi khóa lại sau lưng nửa người tôi tê dại không thể động đậy được và đúng lúc này bố đã giơ cây đinh lên định đâm vào đỉnh đầu tôi thậm chí tôi còn có cảm giác cây định xuyên qua bên trong người lạnh như thế nào tôi bị sự kích thích lạnh lẽo này khiến tinh thần căng cứng thực sự không thể nhịn nổi hét lên cứu mạng. Nếu anh không ra, tôi sẽ bị đâm chết mất, ngay lúc tôi cầu cứu, một bóng đen xuất hiện ngay trước mặt tôi, trần trước mặt tôi, theo sát ném, bố, đi ra ngoài, giống như người bị xe sống vậy, hét lên một tiếng đinh tai nhức óc, chấn động tới mức tim gan tôi như muốn nhảy ra ngoài, những hành động liên tiếp này quá nhanh, thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn người đứng trước mặt tôi là ai tôi nhận ra theo bản năng đó là tô mộc nhưng khi anh ta quay đầu lại tôi lại thấy một gương mặt tuyệt đẹp đầy máu này kim trâm còn nhớ tôi không anh ta cười một cách điều cáng nhân lúc đánh nhau còn tranh thủ thời gian chào tôi tại sao lại là anh sao anh lại ở đây tôi nhìn thấy anh ta não như ngừng hoạt động lúc trước anh ta cũng bị tôi kéo đi cứu anh long bà của tô mộc hơn nữa đinh khống hồn của tôi cũng bị anh ta cướp mất bây giờ trong tay hai vợ chồng này lại có đinh khống hồn chả trách anh ta là người đứng sau, lỗ chân lông toàn thân tôi co lại, lùi lại sau tránh né anh ta, nhìn anh ta đầy cảnh giác, tôi không ở đây thì là sao có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân đây? Nói đi, có phải là tôi xuất hiện đúng thời điểm không? Nếu như vừa nãy cô bị sự đẹp trai của tôi hấp hồn, vậy bây giờ cô có thể khen ngợi tôi rồi đó. Tăng nhân Thái Lan cấn cười kiểu cợt nhà như cũ, ca ngợi cái đầu anh, cẩn thận sau lưng anh kia, tôi giận quá trong lúc tình huống nguy cấp, người bố này bị đánh lùi về sau lại xông lên, chớp mắt đã vọt ra phía sau lưng tăng nhân Thái Lan, mà mấy con ma kia sau một thời gian ngây ngốc cũng đồng loạt tụ tập lại phía tôi. chương 26 bị tăng nhân Thái Lan bắt đi, chớp mắt các cô ấy đã vây quanh chúng tôi, khoảng cách không đầy một mét, tôi cùng tăng nhân Thái Lan đứng ở giữa khoảng cách càng ngày càng thu hẹp lại, sau đó tôi không thể không áp lưng vào tăng nhân Thái Lan. Đúng lúc tăng nhân Thái Lan kia đấu với, bố rất hăng, miệng nói mấy câu tiếng Thái đơn giản, bố lần nữa lại kêu thảm thiết, không thể không lùi lại, bản lĩnh của tăng nhân Thái Lan rất giỏi, đánh lui được, bố xong cũng không hề trì hoãn, lập tức đứng chắn trước mặt tôi, tay nắm lại thủ thế rất kỳ lạ rồi nhấn lên đỉnh đầu của em họ, "Đừng!" tôi hét lên theo bản năng, nắm chặt lấy quần áo của tăng nhân Thái Lan, kéo anh ta lại về phía cạnh mình đương nhiên tăng nhân Thái Lan không cho tôi cơ hội để ngăn cản anh ta, nhìn ta không hiểu, nhưng giờ tình hình vô cùng khẩn trương, anh ta không thể hỏi ta được gì, mà lại bắt khuyết một lần nữa, nhấn vào người bên cạnh em họ tôi, trong khoảng khắc tiếp xúc với tăng nhân Thái Lan, linh hồn đó hét lên tiếng kêu thảm thiết, đồng thời gương mặt nhăn nhó, giống như thể vô cùng đau đớn, tôi không dám đánh giá thấp tăng nhân Thái Lan. Không ngờ chỉ một trường sơ đẳng nhất của anh ta mà lại có uy lực tới vậy em họ thấy bạn bè bị thương đột nhiên nổi giận gầm lên sông về phía tôi tôi không biết bây giờ tình trạng của em họ ra sao lại sợ tăng nhân thái lan làm tổn thương em họ trong tình thế cấp bách không biết phải làm sao chỉ có thế giữ chặt tăng nhân thái lan theo bản năng để anh ta không thể ra tay với em họ tốc độ của em họ rất nhanh chớp mặt đã vọt đến trước mặt tôi gương mặt vô cùng dữ dằn năm ngón tay đầy móng vuốt bắt lấy tôi mau đi đi ngay khi móng tay của con bé sắp bắt được tôi bên tai tôi lại vang lên giọng nói của em họ mạnh mẽ theo hướng của tay con bé chuyển hướng đập mạnh vào lưng tôi đánh bay tôi ra tôi chỉ có thể cảm thấy cơ thể tôi sắp bị em họ đập nát cả người bay ra ngoài đập vào cửa gỗ phía sau khi tôi xác định mình sắp chết một cánh tay đột nhiên ôm lấy eo tôi kéo tôi vào lòng là tô mộc anh ta biến mất lâu như vậy cuối cùng cũng đã hiện hình vẻ mặt tôi vui mừng nhưng cơ thể tôi đau dữ dội, như thể xương sườn bị gãy vậy, không thể không nói một trường vừa rồi của em họ vô cùng ghê gớm, nếu như không có tô mộc ngăn cản lại, có lẽ tôi đã bị đánh bay ra khỏi cái hang đá này. Tô mộc hiện hình khiến âm khí trong hang đá bỗng trống tăng nhanh, nhưng điều trái với lẽ thường chính là mấy người cùng với em họ đều là linh hồn, ở nơi có âm khí nặng thì phải tăng lên mới đúng, em họ lại càng căng thẳng hơn. Chỉ thoáng nhìn thấy tô mộc đã nhao nhao lùi lại phía sau khi lùi tới góc tường đá lại đột nhiên tan biến tôi vô cùng vội vã cũng không để ý vết thương trên người đau thấu xương hỏi tô mộc xem em họ tôi đã đi đâu còn nói hình như như con bé đã khôi phục lại ý thức hôm nay không chỉ cứu tôi một lần vừa rồi con bé đập vào người tôi cũng là để cứu tôi tôi tưởng rằng sau khi tô mộc nghe thấy em họ tôi đã khôi phục ý thức sẽ vui mừng theo nhưng anh ta không hề vui mừng ngược lại sắc mặt lại càng khói coi không hề trả lời câu hỏi của tôi mà nhìn chằm chằm vào tăng nhân Thái Lan, lạnh lùng nói, làm sao anh lại ở đây, anh có thể ở đây, dựa vào đâu mà tôi không thể ở đây. Đây là nhà anh chắc, tăng nhân Thái Lan vẫn cười hí hửng như trước, ánh mắt công kích ánh mắt lạnh lùng của tô mộc, không hề e dè gì cả, tôi không khỏi nghi ngờ về thân phận của anh ta, bây giờ đương nhiên tô mộc nổi giận rồi. Cho dù cơn giận dữ của anh ta không phải hướng về tôi, tôi cũng bị hơi thở lạnh lùng của anh ta làm cho run lẩy bẩy huống hồ là tăng nhân thái lan thậm chí tôi có thể tưởng tượng áp lực hiện tại mà anh ta phải đối diện một sự lạnh lùng sâu kín bên trong mà không phải người thường nào cũng có thể chịu được được tôi cảnh cáo anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa vừa rồi nếu không phải vì anh tôi đã tìm được pháp sư đứng phía sau rồi tô mộc nói khi nói chuyện khi thế lạnh lùng dày đặc toát ra trên cơ thể khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình không tự chủ được như thể trước mặt anh ta đều phải thuần phục vậy anh nói không sai vừa rồi nếu không phải vì tôi vợ của anh cũng đã chết tôi có lòng tốt cứu cô ấy anh lại đi oán trách tôi nếu anh đã không hài lòng thì nhường cô ấy lại cho tôi cũng được tôi sẽ chê cô ấy ngực nhỏ đâu tăng nhân thái lan nhún vai nói sự lạnh lùng mãnh liệt của tô mộc đang tỏa ra khi tới trước mặt anh ta dường như biến mất vậy khi anh ta nói chuyện đôi mắt lại đảo liên tục trên người tôi đánh giá một vòng đương nhiên tô mộc tức giận về thái độ của anh ta không biết là do tô mộc đã có tính xấu hay bởi vì anh ta là ma hình như anh ta rất dễ xúc động một lời nói không lọt tai liền để tôi qua một bên bay tới đánh tăng nhân thái lan tăng nhân thái lan dường như không thể ngờ rằng đột nhiên tô mộc lại ra tay biến sắc sau khi chửi một tiếng xít thì thay đổi phương hướng chạy về phía tôi tốc độ của anh ta tương xứng với tô mộc chớp mắt đã vòng qua tô mộc chạy vọt tới bên cạnh tôi một tay ôm lấy tôi rồi xong ra ngoài lúc này toàn thân tôi bị thương, đã không còn sức lực để dẫy rủa cho dù muốn đẩy anh ta ra cũng chỉ có thể nói vài câu qua loa chứ không thể làm bất kỳ một động tác tích cực nào. Anh ta nhanh chóng ôm lấy tôi bay ra ngoài, vừa chạy vừa đọc lầm bầm gì đó tôi không hiểu, nghe giống như một lại thần chú, lại giống như là kinh nghiệm Phật tiếng Thái. Cùng với việc anh ta đọc thần chú, xung quanh chúng tôi tràn ngập những tầng lớp khói nhạt, nhiệt độ bốn phía cũng dần ấm lên không khó để nhận ra anh ta đã dùng một bùa chú gì đó để đối phó với tô mộc mà tô mộc là ma cơ thể luôn lạnh lẽo tương khắc với luồng khí nóng này tăng nhân thái lan vừa đọc thần chú vừa chạy thể lực vô cùng tốt cũng không biết chạy bao lâu động tác mới từ từ chậm lại bùa chú đang đọc trong mồm cũng chuẩn bị kết thúc những khói trắng dần dần tan đi lúc này tôi mới phát hiện chúng tôi không còn ở gần bệnh viện tâm thần nữa mà là ở trong một nhà dân đã cũ lúc này Tô Mộc đã không còn thấy đâu nữa, không biết đã bị tăng nhân Thái Lan đánh bị thương hay không thể theo kịp. Bốn phía xung quanh chỉ còn lại tôi và tăng nhân Thái Lan, tăng nhân Thái Lan ôm tôi chạy rất lâu, lúc này mới thở hồng hộc, nhìn thấy có dân cư trên lầu mới thả lòng, ôm tôi thẳng lên lầu, đi tới một phòng trọ đang khóa cửa, móc một chùm chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng bày biện một chiếc ghế sofa và chiếc bàn ăn đơn giản, tuy đơn sơ nhưng ấm cúng và đầy đủ nhìn thì biết đó chính là nhà của anh ta, anh ta để tôi xuống ghế sofa, quay ra khóa cửa sau đó cười hì hì hỏi tôi có muốn uống nước không, không uống, tôi tức giận, anh ta ép tôi tới đây, ai biết được định làm gì, huống hồ anh ta lại còn cướp tôi từ tay tô mộc, còn khiến cho tô mộc biến mất, đủ để thấy anh ta rất mạnh. Căn bản không phải là cái người lúc thấy tôi nuôi một con ma già hơn 100 tuổi mà sợ tới mất mật, tóm lại là biểu hiện của anh ta quá khác thường hơn nữa thực lực nông sâu khó lường. Dù anh ta có trương ra cái bản mặt vô hại, tôi vẫn không tài nào tin tưởng được anh ta, chà chà, dương dương, sao em cứ phải tránh né như vậy, tốt xấu gì hai ta cũng là người yêu cũ, không đúng, đã quen biết từ lâu, anh đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như vậy chứ, tăng nhân Thái Lan lại tỏ ra vẻ như thân thiết với tôi, tôi cũng chỉ nhờ anh ta giúp một lần mà thôi, trong miệng anh ta lại như thể hai chúng tôi thân thiết lắm vậy thậm chí anh ta ngồi trên ghế sofa cũng ngồi sát cạnh tôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng tôi. Được rồi, em không để ý tới anh, chắc chắn là do con ma giả kia nói xấu anh, giữa chúng ta đã có hiểu lầm, em đã bị thương, bây giờ sau lưng rất đau phải không? Anh có thể chữa trị cho em, anh ta nói xong, cũng không biết là giả vờ hay không, lại không hề ngại ngần, giơ tay cởi áo phía sau lưng tôi ra, chà, có chút rung động, sau lưng tôi lại trở nên đau đớn đau tới mức tôi hít một ngụm khí lạnh, nhưng tôi không lo lắng bị đau, mà dãy dụa cố gắng ngăn cản hành động của anh ta. Nhưng anh ta làm sao có thể cho tôi cơ hội đó, trực tiếp lấy ra một lọ cao màu xanh biếc và một số cao dán của Thái Lan bôi lên lưng tôi. Da thịt phía sau lưng bỗng trở nên lạnh buốt, cảm giác này không hề giống với cảm giác ở bên tô mộc, lành lạnh nhưng vẫn có chút ấm áp dịu dàng. Mặc dù không có tô mộc thở hơi lạnh để làm giảm đau, nhưng cũng cảm thấy thoải mái. Giống như cao kia đang chữa trị cho cơ thể tôi vậy, đây là loại thuốc gì vậy? Thật là kỳ diệu, tôi ngạc nhìn nhìn lọ cao, không khỏi tán thưởng, đúng thế, không biết là thuốc của ai, hình như tăng nhân Thái Lan đức cao vọng trong như tôi, lại không có đồ nào tốt hay sao? Tăng nhân Thái Lan thấy tôi khen anh ta, vô cùng đắc ý, cất thuốc đi, rồi rót một ly nước cho tôi, nói, đã quen biết lâu như vậy, em còn chưa biết tôi tên là gì, tôi tên là Đường Dũng em có thể gọi anh là Duệ Duệ, lại còn gọi là Duệ Duệ. Anh ta tưởng rằng anh ta nói từ lấy hay sao, tôi thầm oán trách trong lòng, nhưng vì anh ta vừa mới bôi thuốc cho tôi nên tôi mới nể tình mà nhận ly nước, uống một ngụm nước, sau đó thận trọng bỏ áo phía sau ra để không chạm vào vết thương, sau đó tôi lại cảm thấy hơi lúng túng bởi vì gian phòng không hề lớn, trong phòng chỉ có tôi và đường dũng, một nam một nữ trong phòng tóm lại là hơi khó xử bé ma nhỏ rượu rượu của anh đâu sao tôi không nhìn thấy nó tôi nhìn xung quanh không có gì để nói đành kiếm chuyện để nói vậy hỏi vậy tôi mới chú ý tới hình như từ lần gặp mặt đường dũng trước tôi chưa từng thấy bóng dáng của rượu rượu nữa sao thế nhớ thằng bé sao đường dũng cũng không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của tôi mà lại vui vẻ nhìn tôi ừm có hơi hơi tôi lúng túng nói thực ra tôi cũng không phải nhớ rượu rượu chỉ là lần trước lúc tôi hôn mê cuối cùng nhìn thấy tô mộc ném rượu rượu đi lúc đó biểu cảm của anh ta vô cùng hung dữ thực sự là muốn đưa rượu rượu vào chỗ chết sau đó tôi cũng không biết rượu rượu ra sao cho nên mới cảm thấy hơi lo lắng nghĩ tới đây đột nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy ớn lạnh không phải là rượu rượu đã bị tô mộc giết chết đó chứ cho nên đường dũng mới cướp tôi về chính là vì trả thù tô mộc và báo thù cho rượu rượu tôi không khỏi nhìn về phía đường dũng anh ta vẫn vui vẻ một gương mặt phúc hậu vô hại hỏi tôi nếu em đã nhớ nó vậy anh đưa em đi gặp nó nhé trong lòng tôi căng thẳng vô cùng quả nhiên là anh ta không hề có ý tốt khi nói chuyện anh ta lại ngồi cạnh tôi một lần nữa tay đặt lên vai tôi nụ cười tuy long lanh nhưng lại trở nên u ám càng lúc càng âm u trong lòng tôi vô cùng căng thẳng rất muốn tìm cách chạy trốn nhưng lúc này bản thân tôi bị thương nặng lại bị đường dũng đưa về nhà anh ta, muốn chạy thoát không hề dễ dàng gì, càng thảm hại hơn chính là lúc này tôi bắt đầu mệt mỏi dã rời, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn, mí mắt cũng trùng xuống, là tại nước đó, nhất định là tại ly nước đó, thảo nào anh ta lại mời tôi uống nước nhiều lần tới vậy, chắc chắn anh ta đã bỏ thuốc vào trong nước, ý thức của tôi càng ngày càng yếu ớt. Đến cả gương mặt của đường dũng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, có thể trông thấy anh ta đang cười trước mặt tôi trong miệng còn lầm bẩm ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh lại tất cả đều ồn cả. chương 27, bản tôn của chú ma nhỏ, đến lúc tôi tỉnh lại, đầu óc như muốn nổ tung, ngoài cửa sổ một màu đen kịt, xem ra trời đã tối, tôi không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng may đường dũng không có ở đây, cả căn phòng chỉ còn lại mình tôi, đây chính là cơ hội tốt để trốn thoát, tôi nghiêng người đứng lên khỏi giường, đi giày vào rồi bước ra ngoài nhưng vừa mới mở cửa thì đã thấy một bóng đen nho nhỏ đang cản đường tôi. Chị, sân bay, chị muốn đi đâu? Giọng nói đặc trưng của trẻ em, đó chính là Diệu Diệu. Tôi hơi ngẩn người ra, thậm chí không hề e ngại thằng bé gọi tôi là chị sân bay. Kinh ngạc nói, sao em lại ở đây? Em không sao chứ, đây là nhà của em, đương nhiên là em sống ở đây. Gương mặt nhỏ bé của Diệu Diệu thóng một tia kiêu ngạo, giống như rất đắc ý. Cười nói, chị có thấy không, anh cả của em đã chữa lành vết thương của chị đó hả bị thằng bé nói như vậy tôi mới chú ý tới hình như vết thương của tôi đã tốt hơn nhiều vừa rồi dậy cũng không còn cảm giác đau đớn xem ra thuốc kia thực sự thần kỳ nhưng tôi không hiểu đường dũng chữa trị cho tôi làm gì trước đó tôi còn tưởng rượu rượu đã xảy ra chuyện anh ta giữ tôi lại để báo thù cho rượu rượu nhưng giờ rượu rượu đang sống yên ổn không hề có chuyện gì thậm chí cơ thể càng chân thực hơn trước có vẻ như tốt hơn so với trước kia. Vậy anh ta giữ tôi lại làm gì? Diệu diệu nhìn tôi đầy vẻ khó hiểu. Ngón tay nhỏ lành lạnh giữ chặt lấy tôi. Dắt tôi ngồi xuống ghế sofa. Trải qua hai lần, tôi và diệu cũng có thể xem như là quen biết. Mà cơ thể của thằng bé ngưng thực được. dáng vẻ cũng vô cùng đáng yêu. Cho nên dù tôi biết đó là con ma nhỏ. Nhưng trong lòng lại không hề sợ nó. Mà ngồi xuống ghế sofa. Chị sân bay. Có phải chị muốn hỏi là anh cả của em đi đâu phải không? Thằng bé hỏi tôi, có lẽ là do đã ở với Đường Dũng khá lâu nên nụ cười của thằng bé hao hao giống với Đường Dũng. dáng vẻ cả lơ phất phơ đậm chất giang hồ. Ừm, anh ta đi đâu rồi? Trước đây em đã đi đâu vậy? Sao khi chị tới lại không gặp em? Tôi nói, thực ra tôi đang muốn nhân lúc Đường Dũng không có ở đây để chạy trốn nhưng giờ lại xuất hiện Diệu Diệu. Tôi muốn chạy cũng không hề dễ. Huống hồ Diệu Diệu còn sống. Tôi cũng không phải có gì nguy hiểm cả, bây giờ tôi đang muốn làm rõ ràng mọi việc, muốn biết rốt cuộc giữa họ và tô mộc đang cố án thù gì. Chị hỏi câu đó là đúng chuẩn rồi, lúc trước em đi làm việc lớn, là lão nhiều ép rượu rượu nói, nói xong thằng bé nhìn ngang nhìn dọc, hình như đang đề phòng cái gì đó. Khẽ nói, nhưng em không thể nói cho chị biết, anh cả em nói rồi, trước khi xong việc, phải giữ bí mật tuyệt đối, hơn nữa chị không hề hối lộ em, em không thể nói được tôi lại bị chú ma nhỏ này làm cho buồn cười lời nói của thằng bé là muốn tôi hối lộ nó đây mà huống hồ dáng vẻ gấp gáp như vậy không hề có sự khéo léo nào không sợ tôi không hối lộ nó có lẽ nó cũng sẽ không nhịn được mà nói ra thôi nhưng thấy nó cũng khá dễ thương và tôi cũng tò mò về chuyện của chú ma nhỏ này nên hỏi nó làm thế nào để hối lộ nó hình như nó đã chờ tôi hỏi nó từ lâu chỉ giả vờ giả vịt một lát rồi ra vẻ như ông cụ non Trung Quốc có một câu rất hay, người hay ăn miệng ngắn, người đó tay mềm, người muốn hối lộ ta, đương nhiên là cho ta đồ ăn ngon. Chính là, nói xong, nó cũng hề chờ tôi mà dắt tôi tới cửa sổ, đến gần tôi mới phát hiện ra, đằng sau cửa này còn có một cửa nhỏ khác, có rất nhiều bí mật, nếu không phải rượu rượu đưa tôi tới, tôi cũng không tài nào phát hiện ra. Trên cửa sổ hình như có bùa chú cấm chế gì đó. Rượu rượu bước tới cửa thì dừng lại, thần trọng giữ khoảng cách với cánh cửa đó nói với tôi mở cửa đi bản tôn của em ở đằng sau cánh cửa tủ trong phòng cũng bày rất nhiều đồ ăn ngon chị chỉ cần đem thức ăn bày ra trước bản tôn của em đốt một nén nhang sau đó nói mời em về ăn là được chị đơn giản vậy thôi sao tôi hỏi hóa ra nuôi một chú mà nhỏ có khó khăn gì đâu nếu lúc đầu đơn giản như vậy thì những ông to bà lớn đều đã cúng thần đầy đủ rồi tôi dựa theo chỉ dẫn của rượu đầy cửa đi vào ở tổng căn phòng nhỏ được cất giấu người thấy mùi gỗ đàn hương nhưng người kỹ ngoài vị đàn hương còn có những loại khác đàn hương có thể tĩnh tâm dưỡng tính còn mùi này giống như một loại năng lực kỳ lạ vừa bước vào khiến cho tinh thần tỉnh táo giống như cả người đều vô cùng sảng khoái vậy trong phòng nhỏ không hề có cửa sổ cả phòng tối tới mức đưa tay lên không nhìn thấy năm đầu ngón tay tôi hỏi rượu rượu là đèn ở đâu ai biết được nó cũng lắc đầu nói không biết căn phòng đó nó chưa từng được bước vào chỉ có thể dựa vào bản thân tôi mà thôi được rồi dù sao cũng chỉ là căn phòng không quá lớn tôi sờ soạng cũng tới vách tường không lâu sau tôi có thể sờ thấy một đồ vật như một chiếc tủ đứng tôi tiện tay sờ tới phía tủ rất nhanh sau đó sờ thấy được một vật nhỏ to bằng bàn tay vật đó sờ rất cứng hình dáng như chiếc hồ lô bên trên nhỏ bên dưới to trên đỉnh còn có một cọng lông đây là cái gì? Tôi thấy lạ nên vừa mới lẩm bẩm trong mồm, vừa giờ hồ lô lên xem tận mắt, muốn nhìn rõ xem trong phòng đang giấu giếm bí mật gì. Nhưng tôi vừa nhấc hồ lô ra, bên ngoài ngoài đã vang lên tiếng hét của rượu rượu, mau thả ra. Chị nắm chặt tóc của em, đau muốn chết, tôi sợ tới mức suýt nữa ném hồ lô đi, vội vàng buông hồ lô ra, hỏi rượu rượu xảy ra chuyện gì, sao tôi lại nắm được tóc nó, rượu rượu tức giận nói vừa rồi chị sờ thấy bản tôn của em bản tôn và em có sự liên kết máu thịt chị túm tóc em nhấc lên thì em có thể không đau sao đồ ngốc đó là bản tôn của em sao tôi giật nảy mình hóa ra tôi còn tưởng bản tôn của chú ma nhỏ này là bài vị hoặc là thi thể của nó cơ không ngờ bản tôn của nó lại chỉ to bằng bàn tay quan trọng hơn là cảm giác về vật ban nãy không phải là máu thịt của thằng bé giống như một loại thực vật bản tôn của rượu rượu sao lại có thể là thực vật chứ? Tôi càng không thể hiểu, sau khi sờ thấy bản tôn của rượu rượu, tôi lại có cảm giác về phương hướng. Rượu rượu nói những đồ ăn vặt đặt ở dưới bản tôn của nó, hương và bật lửa cũng ở ngay phía dưới. Chỉ cần sờ là thấy, rất nhanh sau đó tôi đã sờ được bật lửa. Sau khi châm lửa, đồ ăn vặt trong tủ cũng được thấy một cách rõ ràng. Chị, sân bay, em muốn ăn bim bim cay, thạch và còn khoai tây chiên, nếu trên bàn cúng còn có chỗ để thì hãy bày cả thịt bò khô và tôm xé cho em nhé. Diệu Diệu đứng ở bên ngoài chăm chú dõi theo từng cử chỉ của tôi. Nhìn thấy tôi tìm thấy đồ ăn vặt, vô cùng vui vẻ nói: "Tôi nhìn thấy đồ ăn vặt, ở dưới tủ có hơi câm nín, thì ra chú ma nhỏ giống như trẻ con, thích ăn đồ ăn vặt. Xem ra chú ma nhỏ rất dễ nuôi. Không biết Tô Mộc có thích ăn những thứ này không?" Nghĩ tới Tô Mộc được nuôi như một chú ma nhỏ, tôi lại không khỏi cảm thấy vui mừng, đúng lúc đang mừng thầm Diệu Diệu lại vội vàng như muốn phát điên, đứng ở cửa thúc giục tôi, nhanh lên đi chỉ. Chị nhìn thấy đồ ăn vặt của em mà cười ngẩn ngơ gì vậy, lát nữa anh cả về, em sẽ không kịp ăn gì đâu. Bí mật đó em cũng sẽ không nói cho chị đâu, tôi nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Diệu Diệu trong lòng khẽ trộm cười. Nhưng theo lời của nó, lấy bim bim cay và các thứ khác ra, bày ra trước mặt bản tôn của Diệu Diệu. Còn lúc này, tôi cũng nguyện ánh sáng của của bật lửa cũng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ bản tôn của Diệu Diệu, cái đó là một cái hồ lô, bên trên hồ lô có khắc mấy nét vẽ đơn giản tinh nghịch, có thể nhìn ra đó là một bé trai, có lẽ là hiệu Diệu, nhưng nét vẽ rất trừu tượng, không biết là ai, rất khó nhận ra đó là một cậu bé. Trên đỉnh hồ lô có một sợi tơ màu đen, nhìn chất liệu giống như sợi tóc, những thứ khác thì không có gì khác biệt. Sau khi tôi nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, lại châm một nén hương trước hồ lô vào nói xin mời rượu rượu về ăn đồ ăn vặt chị thành tâm thành ý hối lộ em mong em đừng chê không chê không chê rượu rượu đã vội tới nước đứng ngay ở cửa vòng đi vòng lại không chờ tôi nói xong đã hít khí ở trong phòng nhỏ đồng thời trong miệng phát ra tiếng động như đang ăn như thể thằng bé đang ăn những đồ ăn vặt đó vậy mà khi thằng bé ăn tôi ngạc nhiên phát hiện ra bim bim cay trên bàn cũng héo lại trở nên đen xì khô khốc lạ thường đợi tới khi rượu rượu rã ăn gần hết đồ ăn vặt tôi mới cho hết những đồ ăn vặt khô quát đó vào thùng rác dập tắt hương đặt bật lửa vào chỗ cũ ra khỏi phòng bởi vì liên quan đến đồ ăn vặt kia nên rượu rượu cũng trở nên gần gũi với tôi hơn cơ thể nhỏ bé nép vào người tôi hai tay ôm lấy cổ tôi bảo tôi ôm nó thực ra mấy ngày trước em đi nằm vùng em ở trong một hang núi phát hiện rất nhiều linh hồn và rất nhiều trùng bù nhìn sống. Anh cả em đã bảo em mai phục ở đó để tìm ra chủ nhân của những linh hồn đó. Em nằm vùng trong hang núi sao? Tôi giật mình, nhìn thằng bé ngờ nghịch như vậy không hề giống người có thể nằm vùng. Hơn nữa là hang núi, Giang Minh là thành phố đồng bằng, xung quanh là sông nước, cho nên gọi là Giang Minh, núi non không nhiều, từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng đi qua núi ở Giang Minh, cho nên hang núi mà Diệu Diệu nói chắc chắn chính là hang núi mà em họ đã dẫn tôi đi, hơn nữa lại còn có trùng bù nhìn sống gì đó. Căn bản có thể xác định được hang núi mà tôi và Diệu Diệu đã tới là một, nếu nói như vậy, Đường Dũng đã chú ý tới linh hồn của em họ trước rồi, cho nên lúc đó mới xuất hiện ở hang núi cứu tôi, nhưng anh ta là tăng nhân của Thái Lan. Cảnh sát cũng không hề nhờ giúp đỡ, tại sao họ lại lo chuyện bao đồng vậy? có lợi gì cho anh ta chứ? Tôi nói những điều mình không hiểu để hỏi Diệu Diệu. Diệu Diệu thấy tôi nói bỗng cười lên, nhìn tôi như thể tôi bị ngốc vậy. Chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Bởi vì bàn tay đứng rằng sau chỉ là tăng nhân Thái Lan thôi. Cùng làm điều ác, đương nhiên anh cả không thể dương mắt đứng nhìn được. Nói, xong Diệu Diệu lại đắc ý. Nói anh cả của nó rất khác biệt, thờ ngây nhưng lại rất lợi hại, so với ma quỷ còn mạnh hơn nhiều còn nói trên người ma quỷ đó âm khí quá nặng để cho ta sống chung với ông lão đó để cho mình và lão quỷ sống chung. cứ đi theo lăn lộn cùng anh cả là được lão quỷ mà rượu rượu nói dĩ nhiên là tô mộc lần trước suýt nữa tô mộc đã bóp chết rượu rượu cũng khó trách rượu rượu sinh ra thù oán với tô mộc tôi cười không tiếp lời bây giờ thời gian cũng không còn sớm nữa có lẽ tô mộc đã tìm tôi rất lâu rồi mà không thấy tôi bèn đứng dậy để tam biệt xem với việc tôi đã cho rượu rượu ăn nhiều đồ ngon như vậy, có lẽ thằng bé sẽ không cản trở tôi, ai ngờ vừa đứng lên, còn chưa kịp nói muốn đi, cửa lại ở ra, tô mộc bước vào với một màn xương dày, nhưng sau khi tôi theo rượu rượu, không hề nói năng gì, đã trực tiếp lôi rượu rượu đi. chương 28, định vị vị trí điện thoại di động, bởi vì lúc trước rượu rượu đã chịu thiệt thòi với tô mộc, lúc này nhìn thấy tô mộc như là chuột nhìn thấy mèo. Sợ tới mức khóc âm cả lên tôi và rượu rượu tốt xấu gì cũng có chút giao tình lập tức hất tay tô mộc ra ôm lấy rượu rượu an ủi không sao rượu rượu đừng khóc nữa anh ta không có ác ý anh ta là người xấu không đúng anh ta là ma xấu anh ta muốn cắn nuốt em để bản thân mình lớn mạnh hu hu rượu rượu khóc lóc vô cùng thê thảm nhưng mà mặc kệ nó khóc thế nào thì trên khuôn mặt nhỏ cũng không hề có lấy một giọt nước mắt kiểu như có sấm sét mà không có mưa từ nhỏ tôi chưa từng sống chung với trẻ con, thấy Diệu Diệu khóc không khỏi hơi nhức đầu, đành quay đầu lại hỏi Tô Mộc, anh tìm thấy em là được rồi, đem thằng bé đến làm gì, để Đường Dũng biết được lại trả thù chúng ta, anh ta bắt em đi mà lại không cho chúng ta bắt tiểu quỷ của anh ta đi sao? Tô Mộc cười lạnh, có thể thấy anh ta thật sự tức giận, đặc biệt là khi nghe thấy hai chữ Đường Dũng, khẽ cau mày, bộ dạng dường như rất khó chịu nhưng vẻ mặt của anh ta nhanh chóng trở lại bình thường đưa chúng tôi vào trong xe đi về phía quán rượu trên đường đi rượu rượu luôn gào khóc không ngừng đấm đá tô mộc để tô mộc thả nó đi tô mộc không hề động đậy giống như không nghe thấy gì không thèm để ý đến rượu rượu mà tôi gần như sắp bị rượu rượu làm ồn chết rồi thật sự không còn cách nào khác tôi đành nói với rượu rượu đợi đến khi trời sáng tôi sẽ đưa nó đi siêu thị ở đó đồ ăn vặt thứ gì cũng có Muốn mua gì cũng được, quả nhiên Diệu Diệu là một đứa bé tham ăn, sau khi nghe thấy đồ ăn vặt và thứ gì cũng có, tiếng khóc dừng lại mấy lần, sau đó rụt rè quay đầu nhìn về phía Tô Mộc, hình như sợ Tô Mộc không đồng ý, bộ dạng của Tô Mộc vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Diệu Diệu, lúc này Diệu Diệu mới yên tâm, cẩn thận nhẹ nhàng ngật đầu, Diệu Diệu không khóc nữa, trong lòng tôi thở dài một hơi, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi sau đó tôi hỏi tô mộc sao lại tìm được tới đây sao lại tìm lâu như vậy trước đó tôi sắp bị dọa sợ chết rồi cứ tưởng đường dũng muốn giết tôi trả thù ngu ngốc tô mộc không trả lời câu hỏi của tôi chỉ phun ra hai chữ sắc mặt tôi tối sầm lại vốn tưởng tôi sống sót sau tai nạn thì anh ta sẽ an ủi tôi dù sao anh ta để lạc mất tôi trong lòng phải cảm thấy áy náy chứ kết quả là anh ta không cho tôi chốt sĩ diện nào thậm chí trước mặt tô đoàn và diệu diệu còn mắng tôi ngu ngốc tôi liền thấy không vui lại nhìn thấy sự nhiệt tình của tô mộc giảm đi hơn nửa buồn bực hỏi anh ta em họ tôi thế nào rồi đã cứu ra chưa ai ngờ tô mộc nghe thấy việc của em họ thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống rồi chợt quay đầu nhìn về phía tôi về chuyện của em họ em sao tôi thấy sắc mặt khó coi của anh ta nhất thời có dự cảm không lành em nói cô ta cứu cô hơn nữa còn khôi phục lại thần trí. Đây là biểu hiện ba hồn của cô ta đã tụ lại. Chỉ khi ba hồn tụ lại thì từ hồn phách mới có thể thành ma, có ý thức của chính mình. Thế cho nên, tôi không hiểu nói, cho nên em họ em chết rồi. Chỉ khi cơ thể chết hoàn toàn, ba hồn của người mới rời khỏi cơ thể, tụ hợp với thiên ma địa ma để biến thành ma. Lần trước em nhìn thấy em họ của mình, cô ta vẫn chưa có ý thức của mình, ba hồn cũng chưa tụ lại cũng chứng minh cô ta chưa chết nhưng lần này tô mộc nói tay đã nắm ở trên tay của tôi khuôn mặt cũng xẹt qua một tia áy náy chết rồi sao tôi sửng sốt não không kịp phản ứng trước đó em họ còn cứu tôi tôi còn rất vui vì cuối cùng em ấy đã nhận ra tôi nhưng em ấy lại chết rồi là hồn phách của em ấy đã cứu tôi mà nói như vậy cho dù em ấy đã chết rồi biến thành ma vẫn còn phải chịu sự thao túng của long bà ở sau lưng sao Nghĩ đến đây, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy tức giận, giống như bị lửa đốt vậy. Tôi nói, Pháp Sư Thao Túng ở phía sau kia rất có thể là Long Bà, cho nên lúc đó Đường Dũng mới có thể xuất hiện ở đấy. Lúc đó Diệu Diệu cũng ở đấy. Anh ta đã ở đấy mai phục mấy ngày rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ để em tôi chết một cách vô ích còn anh ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Đương nhiên là không. Tôi đã đồng ý với mợ của em, sống phải thấy người chết phải thấy xác Tô Mộc nói, nói xong anh ta quay lại hỏi tôi, tại sao nói anh ta là Long Bà? Em còn biết gì nữa, Diệu Diệu nói với tôi, nó nói những thuộc hạ kia cùng đi với Đường Dũng, lần này Đường Dũng xuất hiện chính là để trừ ma diệt quỷ. Tôi nói, tôi cũng không xác định đối phương có phải là Long Bà hay không, có điều tôi tin nhưng lời của Diệu Diệu, tiểu quỷ. Hãy nói cho tôi những điều anh biết sau khi Tô Mộc biết thông tin là từ Diệu Diệu cuối cùng cũng chịu quay đầu liếc mắt nhìn Diệu Diệu một cái, chỉ liếc mắt thôi mà Diệu Diệu đã bị Tô Mộc sợ đến run lẩy bẩy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Lúc tôi ở trong hang kiểm tra phát hiện, hung thủ không chỉ hấp thụ huyết dịch của những chị gái đó, còn đem rất nhiều chuột bạch để lên người các chị, sau đó dùng tống sử dụng hồn phách của các chị ra, tập trung lại trên một tảng đá, tống sử là pháp khí của nhà họ Thái, có thể thuần thục khống chế hồn phách của các chị không phải long bà thì là cái gì? Diệu diệu nói, anh nhìn thấy chuột bạch, là hình dáng như thế này sao? Tô Mộc hỏi, nói xong liền mở hai tay ra, một luồng khí lạnh màu trắng bạc nhanh chóng tụ lại trên tay anh ta, biến thành hình dáng một con chuột bạch, chính xác là chuột thôn lỗi, đúng, diệu diệu gật đầu, Tô Mộc nhận được câu trả lời, đôi lông mày đẹp nhíu lại, sắc mặt xẹt qua một tia khó hiểu, nhưng nói đến chuột thôn lỗi và tống sử trong đầu tôi lập tức hiện ra một người quả phụ họ Vương lần trước khi gặp cô ta ở mộ cô ta đang lén lén lút lút hơn nữa chuột thôn lỗi đều là cô ta cho tôi liệu cô ta có quan hệ với Long bà không nếu không làm sao trong tay lại có những đồ như tống sử này tôi vội vàng nói cho tô Mục suy đoán của mình ai biết được anh ta sau khi vừa nghe thấy bốn chữ quả phụ họ Vương thì ánh mắt lập tức thay đổi lạnh lùng nhìn tôi em đã gặp quả phụ họ Vương sau lưng anh sao a à, Tôi cứng họng, nuốt một miếng nước bọt, vốn cho rằng đây là chuyện đã qua. Không ngờ sau khi Tô Mộc vẫn tức giận, cái đinh lần trước cũng là cô ta đưa cho em à. Ánh mắt Tô Mộc thêm lạnh lùng, tới gần tôi hỏi, trong nháy mắt mặt của anh ta đã sắp sát lại gần chóp mũi của tôi. Tôi vội vàng rụt cổ lại, giải thích nói, lần trước cô ta tìm em không nói với em cái đinh đó là tống sử, càng không nói nó có tác dụng gì, chỉ nói đâm vào anh thì sẽ giảm sức mạnh của anh sau đó cô ta nói sẽ giúp em xử lý anh tiếng tôi nói càng lúc càng nhỏ trong lòng không khỏi lo lắng sợ tô mộc tức giận sẽ không giúp tôi nữa nên vội vàng nói nhưng cuối cùng em vẫn chọn là tin anh mà hơn nữa cái đinh em có trong tay cũng không đâm vào anh sau khi anh mất em còn tìm đủ mọi cách để cứu anh chính vì vậy nên bây giờ em vẫn còn sống tô mộc tức giận hừ lạnh một tiếng ánh mắt ánh mắt dịu đi một chút trở về chỗ của mình cách xa tôi ra trong lòng tôi sợ đến mức mồ hôi lạnh ướt xuống cho dù tôi đã quen với anh ta như thế nhưng trên người anh ta dường như có một thứ uy lực trời sinh khi tức giận hoặc khi lại gần tôi tôi liền sợ đến mức mềm ngưỡng cả chân nếu là quả phụ họ vương thế thì cô ta có cho em cách thức liên hệ không sau khi tức giận xong tôi mộc lại hỏi tôi lập tức gật đầu lấy ra từ trong túi quần danh th iota quả phụ họ vương để lại rồi đưa cho anh ta anh ta không thèm nhìn nói luôn gọi điện thoại cho cô ta nói rằng anh đã bị thương bảo cô ta đến xử lý anh ừ tôi đồng ý lấy điện thoại ra bấm số của quả phụ họ vương đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến âm thanh tu tu nhưng rất lâu mà không có ai nghe máy khi tôi tưởng quả phụ họ vương sẽ không nghe máy thì đột nhiên có tiếng người cuối cùng cô cũng gọi cho tôi là giọng nói của quả phụ họ vương tôi lập tức bị kích động thậm chí hơi căng thẳng liếc nhìn tô mộc rồi nói tôi đã đâm bị thương tô mộc bây giờ anh ta hôn mê bất tỉnh tiếp theo nên làm thế nào bây giờ mới đâm bị thương sao cô đâm vào chỗ nào dường như quả phụ họ vương không tin lời của tôi trong giọng nói đầy sự nghi ngờ tôi lập tức nhìn tô mộc tô mộc chỉ vào vị trí sau lưng mình tôi lập tức nói với quả phụ họ vương là đâm vào sau lưng vậy bây giờ anh ta có thay đổi gì không quả phụ họ vương hỏi lại tôi lại nhìn về phía tô mộc chỉ thấy anh ta lắc đầu, tôi đành nói, không, chỉ đang hôn mê thôi. Nói, xong tôi lại hỏi, bây giờ tôi phải làm gì? Đợi cô đến đây hay thế nào? Ha ha, tôi sẽ không đến đó đâu. Nếu anh ta chỉ đang hôn mê, cô cho một mùi lửa đốt sạch anh ta là được rồi. Giọng của quả phụ họ vương âm trầm, nói thẳng, nói xong, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tút tút. Như thế mà cô ta lại ngắt máy luôn, tôi hơi sững sờ theo lý mà nói không phải cô ta nên nhân cơ hội này đến đây giải quyết tô mộc à sao lại để tôi xử lý chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra điều gì tôi vội vàng hỏi tô mộc tiếp theo nên làm thế nào có thế cô ta đã nhận ra điều gì đó từ trong lời của tôi dẫn dụ cô ta không thành mà ngược lại còn đánh rắn động cỏ không ngờ tô mộc không hề sốt ruột trên mặt còn mang theo nụ cười lạnh quay đầu hỏi tô đoàn đã làm xong chưa lúc này tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào tô đoàn đã dừng xe lại bên đường trong tay còn ôm laptop, không ngừng thao tác gì đó. Vị trí đã được xác định, cô ta đang ở Giang Minh, cách chúng ta nửa tiếng đi xe. Tô đoàn nói, lúc này tôi mới phát hiện, máy tính trên tay tô đoàn đang mở website định vị điện thoại. Lúc nãy tô mộc bảo tôi gọi điện cho quả phù họ vương căn bản không hy vọng tôi có thể lừa quả phù họ vương đến đây. Mà chính là nhân lúc nói chuyện điện thoại để cho tô đoàn định vị vị, vị trí của quả phù họ vương, tâm tư thật sâu xa. Hơn nữa anh ta là một con ma đã chết hơn trăm năm rồi. Thậm chí ngay cả những thứ như định vị vị trí cũng biết. Chắc ngay cả quả phụ họ vương cũng không nghĩ đến điều này. Nếu không sao cô ta có thể nhận điện thoại của tôi. Trong lòng tôi thầm khâm phục tô mộc khuôn mặt tô mộc lại vô cùng bình tĩnh. Bảo tô đoàn quay đầu xe. Đi đến chỗ quả phụ họ vương. Lúc này đêm đã khuya. Trên đường không nhiều xe. Tô đoàn lái xe rất nhanh. Khoảng hơn 20 phút xe liền dừng lại ở một bến tàu ở giang minh đây là một bến tàu vận chuyển hàng hóa bình thường trừ công nhân của tà gia thì không có mấy người qua lại lúc này toàn bộ bến tàu không có đến một cái bóng đèn tất cả đều im lìm ngay cả bóng người cũng không thấy tôi trốn sau lưng tô mộc theo bản năng kéo tay rượu rượu hỏi làm sao quả phụ họ vương có thể xuất hiện ở đây nếu những cô gái đó đều bị cô ta hại chết thế thì cô ta có mục đích gì nâng cao tu vi của bản thân. Tô Mộc nói một câu, sau đó bảo tôi theo sau Tô Đoàn, không đọc chạy lung tung. Anh ta đi xuống trước để xem xét tình hình. Nói xong, anh ta biến mất trong màn đêm. Đợi anh ta đi rồi, Diệu Diệu đột nhiên rụt rè túm lấy tôi, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, chúng ta rời khỏi đây đi. Em sợ sao vậy?" Tôi hỏi Diệu Diệu: "Ở đây âm khí rất nặng, chỉ sợ có lệ ma cấp bậc cao ở đây. Thực lực của chúng ta quá kém." anh em từng nói, nếu gặp lệ ma cấp bậc cao thì trước tiên phải chạy trốn ngay. Diệu Diệu nói, chương 29, ra người, từ sau khi đi cùng với Tô Mộc, đối với ma quỷ tôi cũng có thêm không ít hiểu biết. Đương nhiên biết lệ quỷ cấp bậc cao là có ý gì, bản thân Tô Mộc là lệ quỷ, là cấp bậc gì trong hệ thống ma quỷ thì tôi không rõ, nhưng tôi biết, anh ta là một sự tồn tại vô cùng phi thường. Nếu không sẽ không dọa diệu diệu sợ đến mức hồn bay phách tán chỉ bằng một cái liếc nhìn, diệu diệu cũng không đơn giản, thằng bé là tiểu quỷ được Đường Dũng chăm sóc nuôi nấng, tốt xấu gì cũng mười mấy năm rồi, có thế ngưng tụ thành hình người, đã là tiểu quỷ mà những con ma bình thường chỉ có thể ngắm nhìn thèm khát. Chắc mấy năm nay Đường Dũng đã cho diệu diệu ăn không ít đồ đại bổ, mà bây giờ diệu diệu nói ở đây có một lệ quỷ cấp bậc cao tồn tại trong tình hình không có tô mộc ở đây lệ quỷ ác muốn giết chúng tôi không phải là đơn giản như nhìn chết một con kiến hay sao tôi lập tức lo lắng hỏi diệu diệu có phải đã nhầm hay không lệ quỷ mà thằng bé nói có khi nào là tô mộc không diệu diệu lắc đầu vẻ mặt chắc chắn nói không phải khí tức của đại ma em cách xa như thế này vẫn có thể phân biệt được lệ quỷ mà em nói không giống với đại ma đây chắc là của nữ nữ sao tôi sững sờ sao lại có nữ lệ quỳ, nhưng thấy diệu diệu chắc chắn như vậy. Tôi liền hoảng sợ, hỏi tô đoàn chúng tôi có cần trốn không? Ở đây con nữ lệ quỳ, cho dù chúng ta không thể giúp được tô mộc thì cũng không nên cản trở anh ta. Lông mày của tô đoàn hơi cau lại, thấy tôi hoảng sợ, nghĩ một lát rồi nói, nếu ở đây thật sự có nữ lệ quỷ, chúng ta cũng không trốn được. An toàn nhất vẫn là đi theo ông hai, có điều nếu đi vào, trước khi tìm thấy ông hai thì chúng ta sẽ càng nguy hiểm hơn. Nói rồi cậu ta đưa cho tôi một tờ giấy màu đỏ, tờ giấy đó nhìn rất bình thường, nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy những hoa văn màu đỏ chìm ở trên đó, hình như là bản vẽ phác thảo của một loại bùa chú nào đó. Diệu Diệu lúc đầu còn thân mật kéo tay tôi, nhìn thấy tôi nhận lấy tờ giấy màu đỏ thì đột nhiên buông tay tôi, tránh xa ra một bên, còn hoảng sợ nhìn tôi, Diệu Diệu. Tôi liếc nhìn tờ giấy màu đỏ một chút, lập tức ý thức được rằng Diệu Diệu rất sợ thứ này vội vàng thu tờ giấy lại hỏi tô đoàn đây là gì tại sao rượu rượu lại như vậy nó có làm rượu rượu bị thương không cái này gọi là xích phù trên đó có không ít khí xích dương có thể làm ma quỷ bị thương nặng chính vì thế rượu rượu mới sợ nhưng chỉ cần không tiếp xúc trực tiếp với xích phù thì sẽ không bị thương nhiều cùng lắm là chỉ thấy khó chịu thôi tô đoàn giải thích nói xong cậu ta khoát khoát tay với tôi ra hiệu tôi đuổi theo sau đó dẫn đầu đi vào trong bến tàu diệu diệu thấy tôi thu lại xích phù mới thận trọng đi tới kéo tay của tôi một lần nữa nói lại còn có những thứ như xích phù trước đây em chỉ thấy hoàng phù còn bị đạo sĩ thối dùng hoàng phù dán lên nhưng hoàng phù kia không có tác dụng dán lên người em chỉ thấy ngứa ngứa thôi khoác lác tôi nói cũng không phải tôi không tin vào năng lực của diệu diệu nhưng danh khí của hoàng phù thật sự rất lớn trong văn hóa truyền thống trung hoa từ trước đến nay hoàng phù luôn là thứ có pháp lực thần kỳ, chuyên dùng để trị ma quỷ, sao có thể nói dán lên chỉ thấy ngứa ngứa? Diệu Diệu thấy tôi không tin, vội vàng nói, "Thật đấy, mặc dù hoàng phù đó cũng có dương khí, nhưng hàm lượng rất ít, cũng chỉ có thể dùng để đối phó với một số ma mới sinh thôi. Đối với em thì giống như đồ chơi vậy, nhưng xích phù kia thì không như vậy, lúc nãy chị chỉ cầm một chút thôi mà cả người em liền nóng lên, giống như rơi vào lò dung nham ở trong lòng đất." nói rồi thằng bé còn sợ hãi liếc nhìn xích phù tôi đang cầm tôi thấy rượu rượu nói chắc chắn như vậy trong lòng liền cảm thấy an toàn đừng thấy thằng bé nhỏ như vậy nhưng sức mạnh tuyệt đối không thể coi thường nếu đã khiến thằng bé phải sợ như vậy thì chắc cũng có thể uy hát yêu ta được nữ lệ quỷ kia trong nháy mắt tâm tình của tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều yên tâm đi theo sau tô đoàn có lẽ lúc nãy do quá lo lắng nên bây giờ tôi mới phát hiện trên mặt nước ở bến tàu đối diện có rất nhiều tàu cá, mà tất cả những tàu cá đó đều tắt đèn, đen xì xì trên mặt nước. Nếu không chú ý thì thật sự không dễ phát hiện, có điều chúng tôi đi một vòng quanh toàn bộ bến tàu vẫn không phát hiện ra bóng dáng của tô mộc. Đúng lúc chúng tôi đang do dự có nên lên thuyền tìm không thì trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một vòng sáng, chính xác thì là một chiếc tàu cá sáng rực lên, sự chú ý của chúng tôi ngay lập tức chuyển sang đó chính vào lúc tôi hỏi tô đoàn có cần lên chiếc tàu cá đó để tìm tô mộc không thì đột nhiên diệu diệu kéo tôi lại thấp giọng nói đừng lại gần tàu cá đó tại sao tôi thấy diệu diệu thấp giọng tôi vô tình cũng thấp giọng xuống nữ lệ quỷ kia đang ở trên tàu à không có nhưng chiếc tàu đó khiến em cảm thấy rất kỳ quái chị tuyệt đối không được tới gần chiếc tàu đó diệu diệu nói có điều tô đoàn không thèm đếm xỉa đến những lời của diệu diệu khi diệu diệu đang nói chuyện Tô đoàn đã nhấc chân đi về phía chiếc tàu đang sáng đó. Tôi biết xung quanh còn có nữ lệ quỷ. Trước khi tìm thấy tô mộc, căn bản không dám lớn tiếng. Đành nhìn về phía rượu rượu, hỏi thằng bé phải làm gì. Khuôn mặt nhỏ của rượu rượu nhăn lại, mồm vừa nói không thể đi vừa thở dài. Cuối cùng vẫn kéo tôi đi về phía tô đoàn, nói, hay là đi theo cậu ta. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể tiếp ứng cho nhau. Chỉ còn lại hai người chúng ta thì càng không an toàn. Chúng tôi vội theo sát Tô Đoàn lên tàu, vốn tưởng rằng cả bến tàu ngoài quả phụ họ Vương ra thì không có ai khác. Kết quả là lên tàu tôi mới phát hiện, trong tàu còn có một bà lão đang ngồi, nhìn bà ta khoảng hơn 80 tuổi, mái tóc màu xám cho dính chặt vào da đầu, cơ thể gầy gò lưng còng giống như một cây gậy, trong tay còn đang cầm kim để may vá. Bà ta nghe thấy tiếng động ở phía sau nên dừng tay lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn chúng tôi, giọng khàn khàn hỏi: "Các người tìm ai?" Bà ơi, người ở trên những tàu khác đâu rồi? Sao đều không thấy, Tô Đoàn không hổ là con nhà đại phú hộ, gặp người nói tiếng người gặp ma nói tiếng ma, trên mặt nở nụ cười, giả vờ như lơ đãng hỏi, "Buổi tối bọn họ đều về nhà ngủ rồi, mai là ngày 15, bến tàu không mở cửa, cho nên tất cả tàu của mọi người đều tắt đèn." Bà lão nói, nói xong bà quay đi, tiếp tục làm việc may vá trong tay, "Vậy bến tàu này còn mấy người?" Sao tất cả đều không mở đèn?" Tô Đoàn tiếp tục hỏi, trong lúc nói chuyện cậu ta lặng lẽ cầm xích phù trên người mình ra, dán lên người bà lão, xem phản ứng của xích phù, nhưng sau khi xích phù chạm vào bà lão thì vẫn là một tờ giấy đỏ bình thường, không hề có sự thay đổi. Trước đó, Tô Đoàn còn hơi lo lắng, thấy xích phù không có thay đổi gì mới thở phào nhẹ nhõm rồi gỡ xích phù ra, cất vào trong túi của mình, xem ra bà lão này không có vấn đề gì ít nhất bà ta không phải ma mà là một người sống tôi cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng chuyện nữ lệ quỷ sốt ruột tìm tô mộc không ngừng ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng rời khỏi đây ai ngờ tô đoàn dường như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của tôi vẫn ung dung nhìn bà lão thậm chí còn chủ động làm cái ghế ngồi xuống bên cạnh bà lão nửa đêm nửa hôm thế này nếu không phải bà lão nghèo như tôi chỉ còn lại chiếc tàu này tôi cũng không ở lại tàu qua đêm Vốn dĩ tôi cũng không không bật đèn, nhưng đã già rồi nên dậy sớm. Bây giờ mới khoảng 4 giờ, bà lão này đã không ngủ được nữa rồi. Bà lão nói, trong miệng còn phát ra tiếng cười trầm thấp, giống như đang tự cười chính mình. Tô Đoàn lại hỏi, "Bà vẫn luôn sống trên tàu sao? Vậy gần đây bến tàu có người lạ đến không?" "Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, người lạ sao?" Bà lão lẩm bẩm một mình, sau đó cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu nói, "Cái này thì thật sự không có." đừng thấy bà lão này già rồi, nhưng mắt vẫn còn tinh lắm. Người của toàn bộ bến tàu tôi đều biết, nếu có người lạ, nhất định tôi có thể nhận ra. Ừm, thế hả? Vậy thôi không là phiền bà nữa, chúng tôi đi nơi khác tìm. Cuối cùng tô đoàn cũng tuyệt vọng, đứng lên ra hiệu tôi rời đi. Tôi sớm đã sốt ruột tìm tô mộc nên lập tức nhấc chân đi ra ngoài. Có điều tôi vừa đi chưa được hai bước, rượu rượu liền kéo quần áo của tôi. Gia hiệu tôi hãy nhìn vào đồ vật trong tay bà lão nhìn theo hướng rượu rượu chỉ phát hiện trong tay bà lão đang thêu là thứ giống như da lợn tấm da này không lớn lắm bên trên còn vá chẳng vá đục xem ra là ghép lại từ không ít những tấm da lợn nhỏ chỗ giang minh chúng tôi là hạ du lưu vực sông trường giang thuộc về khu vực giao với nam bắc liên tiếp có nước sông mùa đông không có hơi ấm vô cùng lạnh lẽo cho nên chỗ chúng tôi mùa đông có rất nhiều người mặc áo khoác da để chống lạnh trong đó không thiếu da lợn. Bà lão này dáng vẻ rất nghèo khổ, tự mình tìm một ít da lợn rách nát để may áo khoác chống lạnh là chuyện vô cùng bình thường. Tôi không thấy có điều gì không đúng, nhưng rượu rượu khăng khăng muốn tôi nhìn tấm da heo đó. Tôi đành tiếp tục nhìn tấm da heo, bà lão nhanh chóng chú ý đến ánh mắt của tôi, quay đầu liếc tôi một cái. Dường như không thích tôi nhìn chằm chằm vào tấm da lợn nên trực tiếp chuyển hướng, chắn ánh mắt của tôi, cũng đúng bị người lạ nhìn chằm chằm vào đồ của mình, cảm giác đó chắc chắn rất khó chịu, hơn nữa giờ đang là nửa đêm, bà lão không muốn cho xem cũng là điều không thể tránh được, hơn nữa tôi thật sự không nhìn ra được áo khoác bằng da kia có gì không đúng nên đành ôm lấy rượu rượu, an ủi thằng bé mấy câu rồi đi ra ngoài, dường như rượu rượu có lời không tiện nói ra, liên tục nháy mắt với tôi, đợi sau khi chúng tôi đi ra khỏi tầng, rượu rượu mới vội vàng mắng, chị sân bay ơi sao chị lại ngốc như thế cơ chứ, bà lão đó chắc chắc rất kỳ quái. Tấm da bà ta đang may chính là da người đấy, đêm hôm khuya khoát thế này, bỗng nhiên nghe thấy hai chữ da người, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt toàn thân, nhưng tôi thấy bà lão kia rất bình thường, cho dù là tô đoàn. Cậu ta vặng hỏi bà lão một lúc mà không phải cũng không có chút đầu mối nào sao, sao em biết đó chính là da người. Liệu có nhầm lẫn gì không, tôi hỏi diệu diệu. Lúc trước thằng bé nói chiếc tàu đó rất kỳ quái. Bây giờ lại nói bà lão trên tàu đang may ra người. Nhưng tôi và tô đoàn đều không nhận ra kỳ quái ở chỗ nào. Hơn nữa tô đoàn còn dùng xích phù thăm dò. Dựa vào uy lực to lớn như vậy của xích phù. Nếu bà lão kia là nữ lệ quỷ thì ít nhiều gì cũng sẽ lộ ra nguyên hình chứ. Diệu diệu thấy tôi không tin. Khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại còn tức giận. Cái tay nhỏ chống nạnh ồm ồm nói. Em cũng không biết nói với chị thế nào. Nhưng em là tiểu quỷ rất mẫn cảm với âm khí, chiếc tàu kia âm khí dày đặc, hơn nữa âm khí đó chính là từ tấm da kia tỏa ra, mặc dù lợn cũng có trí óc nhưng nó cũng chỉ là xúc vật, chỉ có thiên hồn và địa hồn, sau khi mất đi nhân hồn cũng không thể tỏa ra âm khí mạnh như vậy, cho nên tấm da đó chỉ có một cách giải thích, đó chính là da người, chương 30, huyết thi bao vây, nói xong rượu rượu con thơ hồng hộc nhìn tôi, chê tôi không tin thằng bé. Nhưng thằng bé nói cũng có lý, Trước đây Tô Mộc cũng từng nói, động vật bình thường chỉ có hai hồn, chính vì vậy hồn phách của động vật biến thành ma rất ít, mà cảm nhận của Diệu Diệu đối với âm khí vô cùng nhạy bén. Thằng bé nói chiếc tàu đó âm khí nặng nề thì chiếc tàu đó nhất định có gì kỳ quái, tôi không nhịn được mà đút tay vào túi quần, nắm chặt xích phu, sau đó quay đầu nhắc nhở Tô Đoàn cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng tôi còn chưa kịp nói ra thì đã nhìn thấy phía sau tô đoàn có một bóng người đang từng bước tiến sát gần tô đoàn. Tô Đoàn, cẩn thận phía sau. Tôi hét lớn, trong nháy mắt rút xích phủ ra lao về phía bóng người ở sau lưng Tô Đoàn, nhưng tôi còn chưa kịp tới gần Tô Đoàn, cổ đột nhiên bị người khác giữ chặt. Bên người tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, trong nháy mắt không thể hô hấp. Lúc này Tô Đoàn cũng nhìn thấy sự việc xảy ra ở sau lưng tôi, sắc mặt trầm xuống, hai tay siết chặt lại với nhau, ngón trỏ chạm vào đầu ngón áp út vặn ngược lại tạo thành một thủ ấn phức tạp, phá. Cùng với tiếng hét của Tô Đoàn xích phù trên người cậu ta bỗng dưng bay lên, tự bốc cháy trong không trung rồi biến thành một quả cầu lửa nhỏ xông thẳng về phía tôi. À, quả cầu lửa không đập vào phía trước, người ở phía sau tôi đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó tay đang giữ cổ tôi đột nhiên buông ra, cả người cũng nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt tôi không vui, không dám dừng lại, lập tức chạy về phía tô đoàn, mà bóng người định đánh lén sau lưng tô đoàn lúc nãy sau khi nhìn thấy quả cầu lửa cũng rất sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau hơn 3 mét, tranh thủ ánh sáng của xích phù khi bốc cháy. Tôi mới phát hiện bên cạnh chúng tôi không chỉ có hai người mà có khoảng 7-8 người, trên người mỗi người bọn chúng đều có máu li ti, toàn thân tỏa ra mùi hôi thối tanh tươi của huyết dịch, điều càng khiến người ta sợ hãi chính là... Hình như bọn chúng đều đã bị người ta lột ra, chỉ còn lại cơ bắp và mạch máu gắn vào bề mặt cơ thể, con mắt đã trở thành màu xám chết chính là kinh sợ như vậy chờ đợi tôi chỉ cần liếc mắt dạ dày của tôi liền quặn lên úp mặt sang bên nôn thốc nôn tháo huyết thi bị người ta lột ra rút máu luyện hồn cuối cùng ngay cả thi thể cũng không buông tha quả phụ họ vương này rốt cuộc là người thế nào tâm tư lại ác độc như vậy lúc này sắc mặt của tô đoàn cũng vô cùng khó coi thấp giọng nói nói xong cậu ta lại rút ra một tờ xích phù khác tay kết lại một lần nữa đem đốt tờ xích phù rồi cho bay hướng về phía đám huyết thi kia đám huyết thi kia mặc dù bộ dạng vô cùng đáng sợ nhưng quả nhiên không có thần trí động tác cũng không tính là nhanh nhẹn sau khi nhìn thấy quả cầu lửa hướng về phía bọn chúng liền tản ra bốn phía huyết thi ở khoảng cách gần nhất vì chậm một bước nên bị quả cầu lửa đập thẳng vào phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà quả cầu lửa sau khi đập chúng vào huyết thi trong nháy mắt liền phát huy uy lực toàn bộ quả cầu lửa biến thành hỏa long đem đám huyết thi bao quanh trong biển lửa ngọn lửa lớn làm sáng rực cả bến tàu đám huyết thi nhanh chóng bị lửa hóa thành một đống tro bụi tô đoàn càng ra sức nỗ lực tay quất nhanh kết thành thủ ấn trong nháy mắt từng tờ xích phù đều biến thành quả cầu lửa bay về phía huyết thi rồi đập lên người chúng cùng với huyết thi bị quả cầu lửa đập chúng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập lỗ tai tôi kích thích thần kinh của tôi may là đám huyết thi kinh khủng trước mắt giáp bị tiêu diệt rồi vốn dĩ lần đó ở miếu vì sai lầm của tô đoàn hại tôi suýt nữa bị em họ bắt đi hồn phách nên tôi luôn cho rằng năng lực của tô đoàn chẳng ra làm sao bây giờ xem ra tô đoàn rất giỏi nhiều huyết thi như vậy mà cậu ta chỉ cần kết thủ ấn rồi niệm chú là đã giải quyết xong thật vô cùng lợi hại ngay khi tôi đang không ngừng cảm thán tiếng kêu thảm thiết bên tai của đám huyết thi cuối cùng cũng dừng lại chính lúc tôi tưởng tất cả đám huyết thi đều đã chết thì đột nhiên phát hiện ra trước mắt chúng tôi còn hai huyết thi nữa mà sắc mặt của tô đoàn bây giờ không còn vẻ bình thản nhẹ nhàng như lúc nãy một khuôn mặt căng thẳng nhìn chằm chằm vào huyết thi ảm đạm đến mức có thể nhỏ ra nước sao thế trong lòng tôi liền hoảng hốt không phải là tô đoàn đã bị thương rồi chứ xích phù đã dùng hết rồi tô đoàn nói nói xong cậu ta đi đến trước mặt tôi chắn cho tôi ở phía sau nói bà hai bà đi trước đi không được cậu không còn xích phù nữa còn có thể đối phó với bọn chúng sao tôi hỏi thật ra tôi đã có cảm giác tô đoàn không còn chiêu gì nữa nếu không sắc mặt của cậu ta đã không khó coi như vậy nhưng trong lòng tôi còn ôm một ảo tưởng có thể bà đi trước đi đi tìm ông hai cháu chặn bọn chúng lại tô đoàn cắn răng nói nói xong cậu ta dùng dao găm cứa vào bàn tay mình lấy máu tươi trên bàn tay bôi lên mặt mình trong nháy mắt làm cho bản thân đầy máu giống như bị người ta lột da, mà hai huyết thi kia sau khi ngửi thấy mùi máu tươi, đột nhiên như phát điên, nhanh chóng nhào về phía Tô Đoàn, trong nháy mắt, Tô Đoàn liền bị hai huyết thi kia ép sát cả phía trước và phía sau, giống như miếng thịt kẹp trong bánh sandwich, hung hăng bị khóa chặt ở giữa. Tô Đoàn nhanh chóng kêu lên một tiếng thảm thiết, chỉ thấy huyết thi kia nhe răng ra cắn lên người Tô Đoàn, xé ra thịt của Tô Đoàn xuống. Lúc này, tôi vô cùng sợ hãi. Sợ đến mức muốn chạy trốn nhưng lại ở lại theo bản năng, vì cứu tôi nên Tô Đoàn mới bị bao vây, sao tôi có thể bỏ mặc cậu ta để chạy thoát thân, nghĩ đến đây, đột nhiên tôi nhớ ra trên người mình vẫn còn một tờ xích phù, lúc nãy do quá sợ hãi mà quên lấy ra, bây giờ sau khi sở đến xích phù, tôi liền trở nên phấn chấn, miệng vừa hét lên vẫn còn một tờ xích phù vừa cầm tờ xích phù chạy về phía Tô Đoàn cậu ta sẽ thủ án. Trong tình hình khoảng cách với hai huyết thi gần như thế này thì một tờ xích phù chắc có thể xử lý được hai huyết thi kia. Chỉ trong chớp mắt, trên người tô đoàn đã có rất nhiều vết thương, da bị huyết thi xé toạc ra một mảnh, thịt muốn rơi ra ngoài, nhìn vô cùng thê thảm, đừng qua đây, đó là để cho bà phòng thân, mau đi đi, mặc dù như vậy, cậu ta vẫn dãy dụa hét lên về phía tôi, hai tay mỗi bên một tay ôm chặt lấy hai huyết thi, ngăn bọn chúng chạy đến tìm tôi trong nháy mắt tôi thấy nghẹn ngào, nước mắt trực muốn trào ra. Thời gian tôi và Tô Đoàn quen biết nhau chưa lâu, cho dù tôi có cái mác bà hai của cậu ta nhưng tôi nào có tài đức gì để cậu ta có thể xả thân vì mình, đã như thế này thì tôi càng không thể một mình chạy trốn, tôi lao đến bên cạnh Tô Đoàn, một tay nắm lấy cánh tay của huyết thi, cũng không kịp thấy buồn nôn, liều mạng đầy về phía sau, nhưng hai huyết thi này dường như làm bằng sắt thép vẫn ôm chặt lấy người tô đoàn, dù cho tôi đã dùng toàn bộ sức lực cũng không hề làm bọn chúng động đậy một chút nào, thực sự không còn cách nào khác. Tôi đành rút xích phù ra rồi dán xích phù lên huyết thi, huyết thi liền hét kên một tiếng thảm thiết, cho dù không có thủ ấn của tô đoàn gia tăng sức mạnh nhưng trong nháy mắt khi xích phù chạm vào huyết thi thì xung quanh huyết thi vẫn phát ra tiếng lách tách giống như bị axit ăn mòn. Chẳng mấy chốc cho bị xích phù dán lên trên người huyết thi kia đã bị ăn mòn thành một lỗ máu sâu hoắm cho dù như vậy, huyết thi kia vẫn rất ngoan cố, có lẽ là do đau đớn làm cho tức giận, nó liền hất tô đoàn ra, miệng gào thét rồi xông về phía tôi, toàn thân tôi run lên, lập tức quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng đúng là thời khắc sống chết, chân của tôi đột nhiên mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất, làm thế nào cũng không có sức lực, thôi xong, chết chắc rồi, lòng tôi lạnh lẽo đến cước điểm, hận không thể cho mình hai cây tát. Lúc nào không sợ lại ngay đúng lúc này sợ đến mức chân mềm nhũn trong nháy mắt huyết thi đã vọt đến trước mặt tôi hàm răng đỏ tươi trực tiếp cắn lên tôi tôi thậm chí còn không dám nhìn hai mắt nhắm nghiền chờ cơn đau đớn ập đến nhưng tôi đợi một lúc mà không thấy có cảm giác bị cắn xe huyết thi ở trước mặt còn phát ra tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu khiến cho tim tôi như muốn nhảy ra ngoài cảm giác cây chết chỉ cách tôi có một bước chân không biết qua bao lâu khi tôi cho rằng mình đã chết rượu rượu mới nhẹ nhàng đầy vào tôi nói chị ơi Giọng tôi run run, vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau cơn hoảng loạn lúc nãy, "Chị có thể mở mắt ra, chúng ta đã an toàn rồi." Diệu Diệu nói, trong giọng nói của thằng bé còn có ý cười, lúc này tôi mới cố đè nỗi sợ hãi trong lòng xuống, thận trọng mở mắt ra, ánh mắt tôi nhanh chóng nhìn vào hai huyết thi trên người, bọn chúng vẫn còn đây, chỉ có điều bây giờ đầu đã ở một nơi thân, ở một nẻo, đầu và thân dường như bị một sức mạnh to lớn xé ra sương cốt cũng nát vụn một cách kỳ lạ. nhìn thấy cảnh tượng này dạ dày tôi lại quặn lên, suýt nữa nôn ra ngoài. may là vừa nãy mới nôn, trong dạ dày tôi không còn gì nữa, chỉ là thấy hơi buồn nôn mà thôi. tôi nhanh chóng nén cảm giác buồn nôn xuống. tôi di chuyển ánh mắt tìm kiếm tô đoàn, kết quả là không nhìn thấy tô đoàn, tôi lại thấy dáng người gầy gò của đường dũng đang đứng trước mặt tôi. anh ta cười hề hề. sau khi nhìn thấy tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta còn đùa, chị không phải lúc viết bài tố cáo tôi còn anh dũng như thế sao nhìn thấy hai huyết thi lại bị dọa sợ đến mức như vậy gì cơ đó mà là chuyện hai huyết thi à rõ ràng là bảy tám huyết thi đấy hơn nữa nếu huyết thi đang nằm không động đậy nữa thì coi như thôi đây là huyết thi còn sống sờ sờ ra đấy biết đau biết bao vây tấn công nếu không phải anh ta tới kịp lúc thì tôi và tô đoàn hôm nay đều nằm lại nơi này rồi trong lòng tôi thầm mắng nhưng sau khi đường dũng cười chế giễu tôi nỗi sợ trong lòng tôi lại tiêu tan đi rất nhiều chân cũng không cứng ngắc lại như lúc nãy chật vật đứng lên cảm ơn anh đã cứu tôi tôi nói mặc dù không quen với bộ dạng cười hề hề của đường dũng như vậy nhưng đúng là anh ta đã đánh bại huyết thi cứu mạng của tôi hơn nữa đây không phải lần đầu tiên anh ta cứu tôi lần trước tôi bị thương nặng cũng là nhờ anh ta dùng thần dược trị thương cho tôi tôi chăm chú nhìn anh ta luôn nói ơn cứu mạng không biết nói cảm ơn thế nào cho hết nhưng lúc này tôi mới lúng túng nhận ra hình như tôi ngoài việc cảm ơn anh ta bằng lời nói thì thật sự không còn cách nào khác để tỏ ý cảm ơn ai ngờ đường dũng nhảy tới khoát tay nói cảm ơn tôi coi như xong rồi bọn chúng không phải do tôi giết cũng không phải là tôi cứu cô không phải anh sao tôi sững sờ xung quanh đây chỉ có đường dũng và diệu diệu không phải diệu diệu chẳng lẽ là diệu diệu đã cứu tôi tôi lập tức nhìn về phía Diệu Diệu. Ai ngờ Diệu Diệu nhíu mày, trầm giọng nói, là Đại Ma Vương cứu chỉ, Tô Mộc sao, nghe thấy cái tên này, không biết tại sao trong lòng tôi lại run lên một trận, dường như anh ta như là người bảo vệ tôi vậy, có anh ta, tôi sẽ không gặp nguy hiểm, vậy anh ta đâu rồi, tôi tìm kiếm xung quanh, bên cạnh ngoài đường Dũng và Diệu Diệu ra thì chỉ còn lại hai huyết thi bị kéo đứt đầu, căn bản không có người khác thậm chí ngay cả tô đoàn cũng không thấy đâu, đưa tô đoàn đi tìm quả phù họ vương rồi. Diệu diệu nói, thằng bé nói xong còn đi tới kéo tay của tôi, kéo tôi đến bên cạnh đường dũng, cười nói, chị, bây giờ chân chị còn mềm nhũn không? Nếu không đi được, có thể bảo anh của em bế chị, anh của em rất khỏe đấy, nói xong thằng bé còn cười hì hì rồi liếc mắt nhìn đường dũng một cái, khuôn mặt nhỏ gian xảo, tôi không còn gì để nói, thằng bé này. Rõ ràng khi ở với tôi rất bình thường mà, sao vừa thấy Đường Dũng liền thay đổi, nhỏ mọn hẳn lên, mọi người đã tìm thấy quả phụ họ Vương rồi, cô ta ở đâu? Tôi không để ý đến những lời trêu chọc của Diệu Diệu, trực tiếp bỏ qua đề tài này, hỏi Đường Dũng. Chương 31, trọng sinh trận, trong tàu đấy. Đường Dũng chỉ về phía chiếc tàu ở sau lưng tôi, chiếc tàu kia chính là chiếc tàu mà lúc nãy tôi và Tô Đoàn đi vào gặp bà lão mà Trước khi đi vào rượu rượu nói chiếc thuyền đó có vấn đề, sau đó chúng tôi lại bị huyết thi bao vây tấn công, bây giờ xem ra, quả phụ họ vương tám chín phần là đang trốn trong đó, chỉ là vừa nãy chúng tôi không phát hiện ra mà thôi, chân của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, lảo đảo đi về phía chiếc tàu, nhưng vừa đi được mấy bước, đường dũng nhanh chóng xông ra, một tay vác tôi ở trên vai anh ta, giống như khiêng lợn rồi đi vào trong chiếc tàu, quả nhiên tô mộc đang ở trong tàu đang đỡ tô đoàn và rằng co với bà lão trên tàu, sắc mặt anh ta vô cùng u ám xem ra tình trạng của tô đoàn không tốt lắm, mà sau khi anh ta nhìn thấy tôi bị đường dũng vác vào, con người đen nhánh càng trở nên u ám cùng với sự chấn động trong tâm tình của anh ta thì hàn khí trên người anh ta nhanh chóng tăng vọt, không gian vốn không lớn lắm của chiếc tàu bị giảm xuống 10 độ, hỏi ra chưa? Làm thế nào để giải độc của huyết thi? Đường Dũng nói anh ta giống như người không có chuyện gì làm trực tiếp thả tôi lên ghế ở sau lưng tô mục, để tôi ngồi vững rồi sau đó cười hì hì nhìn tô mục, đám người trẻ tuổi các người cuối cùng muốn làm gì, việc gì mà phải bức ép một bà lão nghèo như tôi. Tôi không biết cái gì là huyết thi, càng không biết độc gì đó, các người tha cho một bà lão như tôi đi, khuôn mặt bà lão đau buồn, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy sự uất ức tuổi thân, nếu như không có rượu rượu liên tục nhắc nhở, chỉ nhìn thấy biểu cảm của bà lão tôi sẽ nghi ngờ tô mộc nhận nhầm người rồi người chỉ huy đám huyết thi tấn công chúng tôi tuyệt đối không phải là bà lão này nhưng rõ ràng chúng tôi vừa từ chỗ bà ta đi ra liền bị huyết thi bao vây tấn công nếu đám huyết thi thật sự không có quan hệ gì với bà ta thì tại sao lại chỉ tấn công tôi và tô đoàn ngược lại bà ta không hề hấn gì nghĩ đến đây mặt tôi cũng âm trầm không nói chuyện vốn cho rằng tô đoàn chỉ là bị huyết thi cắn bị thương mà thôi mặc dù vô cùng thê thảm nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi Đường Dũng nói huyết thi có độc, hơn nữa tổ đoàn bây giờ thật sự đang ở trạng thái không tốt, cả người đều hôn mê, hàm răng không ngừng run rẩy vì cứu tôi nên cậu ta mới bị như vậy, bây giờ tôi sốt ruột hơn bất cứ ai muốn tìm ra hung thủ hại cậu ta, trong vô thức, tôi đã đi đến trước mặt bà lão, lạnh lùng nói, nếu bà không biết gì cả, vậy thì hãy đem tấm da lợn bà may ra đây. Bà, lão không ngờ tôi lại nhắc đến tấm da lợn vào thời điểm này nên hơi sừng sốt, sau đó khổ sở nhìn tôi, tấm da lợn đó là tôi may từng chút từng chút một. Chờ đến mùa đông ra rét tôi chỉ có thể dựa vào chiếc áo khoác da lợn kia để chống lạnh. Cô gái à, từ khuôn mặt của cô có thể thấy cô là một cô gái lương thiện, và lại chiếc áo da lợn của tôi cũng không đáng tiền. Cô hãy rủ lòng thương xót để lại cho bà lão này đồ để chống lạnh đi. Nói xong ánh mắt của bà ta nhìn lướt qua người tôi và tô mục khuôn mặt sợ hãi thậm chí run rẩy đứng dậy muốn quỳ xuống xin chúng tôi tha cho người không biết chuyện nhìn thấy cảnh tượng này nhất định sẽ cho rằng chúng tôi y vào việc người đông lại khỏe mạnh cường tráng nên ức hát yêu ta bà lão thậm chí cho rằng chúng tôi đang cướp nhưng bây giờ tôi không có một chút lòng thương hại nào diệu diệu nói cái bà ta may chính là da người tôi tin lời của diệu diệu chính vì vậy nhìn thấy bà ta giả vờ đáng thương trước mặt tôi chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn tôi nói lại một lần nữa, đem áo da lợn của bà đưa ra đây, nếu không chỉ sợ bà sẽ không có cơ hội mặc nó đâu. Giọng tôi lạnh lùng, lúc tôi nói tôi thấy Tô Mộc đang kinh ngạc liếc nhìn tôi, trên mặt xẹt qua biểu cảm không dám tin, từ sau khi gặp anh ta, tôi luôn sợ hãi, nhưng lúc này tôi đã lên cơn giận dữ, có thể thấy được sự dứt khoát từ giọng nói của tôi. Chỉ vần bà lão kia dám từ chối thêm một câu, tôi sẽ không do dự biến sự uy hát yêu ta của tôi thành sự thật, cũng khó trách tô mộc lại kinh ngạc, bà lão kia sau khi bị tôi uy hát yêu ta liền sợ hãi, nhưng không đưa áo ra lợn ra như lời tôi nói, vẫn khóc sướt mướt, lại nhảy bảo chúng tôi tha cho bà ta, bà ta không sống được mấy nữa, tôi bị bà ta đòi đến bực mình, nếu như giết người không phạm pháp, tôi thật sự hận không thể một dao chém chết bà ta để báo thù cho tô đoàn, đúng lúc tôi không biết làm thế nào, rượu rượu một lần nữa chọc vào tay của tôi, cười nói. Chị ơi, bà ta không muốn đưa cho chị chúng ta có thể tự mình lấy em biết áo da đó ở đâu nói xong thằng bé cười hì hì kéo tay tôi đi về một bên không được mấy bước diệu diệu liền dừng lại tay chỉ vào bong tàu dưới chân bong tàu nhìn qua rất bình thường không ngờ phía dưới còn có tầng lửng nhưng diệu diệu còn chưa nhấc tấm ván lên thì bà lão đang khóc lóc kể lể kia đột nhiên hét lên một tiếng kỳ quái rồi nhanh chóng lao về phía diệu diệu đúng lúc người của bà ta sắp đụng vào diệu diệu Đường Dũng đột nhiên chuyển động, tốc độ của anh ta rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt bà lão, đạp một cước vào ngực bà lão, ầm, ừ, một âm thanh vang lên, bà lão bị Đường Dũng đạp văng ra, đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu đen, đừng nói bà ta đã lớn tuổi, cho dù là thanh niên trẻ tuổi, bị Đường Dũng đạp cho một cước như vậy cũng lành ít dữ nhiều, nhưng bà lão kia thế mà vẫn rất ngoan cố, sau khi bị Đường Dũng đạp không những không ngất đi mà thậm chí còn loạn choạng đứng lên, quả, phụ họ vương, bà đã giết nhiều người như vậy, đã đến lúc sắp chết, còn không mau đem phương pháp giải độc ra đây, như thế tôi còn có thể cho bà chết thoải mái một chút. Sự kiên nhẫn của Tô Mộc lúc này cũng sắp đến giới hạn rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn bà lão nói, tôi giật này cả người, bà lão này làm sao có thể là quả phụ họ vương được, khục khục. Tôi thật sự không biết cái gì là phương pháp giải độc, Càng không phải là quả phụ họ vương Các người nhận nhầm người rồi Bà lão ho ra mấy ngụm máu tươi Nói chuyện đứt quãng Hơi thở đã rất mong manh Nhưng cho dù như vậy Bà ta vẫn loạn trọn đứng ở mũi tàu Đối mặt với chúng tôi Dường như trong bong tàu có thứ gì đó mà bà ta không thể vứt bỏ Ra người Đột nhiên trong đầu tôi hiện lên hai chữ này Lúc trước bà ta luôn bận rộn may ra người Cũng không lộ ra bất cứ sơ hở gì duy chỉ có lúc rượu rượu muốn lấy tấm da người của bà ta thì bà ta mới cuống lên mới bị đường dũng đạp cho một cước trọng thương nhất định là da người có tô mục và đường dũng rằng co với bà lão tôi cũng không sợ bà ta lại xông đến đây nhanh chóng bước đến chỗ vừa nãy rượu rượu chỉ một tay nhấc tấm ván ở bong tàu lên cùng với gác lường lộ ra một mùi tanh hôi thối sộc lên xông thẳng vào mặt của tôi tôi không có sự phòng bị nên suýt chút nữa bị ngất đi Điều kinh hoàng chính là dưới tấm ván không phải là da người mà là một loạt thi thể màu đỏ, bọn họ giống với đám huyết thi lúc nãy bao vây tấn công chúng tôi, đều bị người ta lột da, rút máu, xếp gọn gàng cùng với nhau, hơn nữa có khoảng 6 thi thể, thêm 7 huyết thi bao vây tấn công chúng tôi lúc trước, tổng cộng là 13 thi thể, vừa vặn với số cô gái mất tích mà cảnh sát được báo, xong rồi, thi thể đều để ở đây điều này có nghĩa là tất cả các cô gái đều đã chết trong đó bao gồm cả em họ của tôi trong nháy mắt lòng tôi như bị kim đâm rõ ràng đám huyết thi này vừa nãy còn bao vây tấn công tôi nhưng lúc này tôi nhìn thấy bọn họ nằm ở tầng lửng trong bong tàu lại không hề thấy sợ hãi trong lòng chỉ thấy vô cùng đau lòng đáng tiếc là bọn họ đều đã bị lột ra toàn thân be bét máu không thể nhận ra ai với ai không biết từ lúc nào đường dũng đã đến bên cạnh tôi sau khi nhìn những huyết thi ở trong tầng lửng liền thở dài, nói với bà lão, chứng cứ đều đã bày ra trước mắt, bà còn không thừa nhận, nhìn điệu bộ của bà, bà muốn luyện mi a hát đúng không? Bà lão không hề tức giận nhưng khi nghe thấy ba chữ mi a hát, sắc mặt liền thay đổi, quả, phụ họ vương, bà ngoài mặt là bà đồng Trung Quốc, nhưng sau lưng lại học tập tà thuật của nhà họ thái chúng tôi. Thủ đoạn của thuật mi a hát vô cùng tàn nhẫn cho dù ngay trong tăng nhân thái lan cũng gần như đã tuyệt diệt nhưng bà lại biết tà thuật mika -a nói đi sư phụ của bà là ai bộ giảng của đường dũng vẫn phất phơ như cũ lúc nói chuyện thì rất hời họt nhưng ánh mắt thì vô cùng độc ác cũng không biết anh ta đã dùng phương pháp gì khi hỏi sư phụ của bà lão là ai thì âm thanh đột nhiên tăng lớn như tiếng chuông lớn khiến cả người chấn động bà lão bị chấn động đến mức ho ra một ngụm máu tươi chuyện đã đến nước này tôi đã chắc chắn bà lão này chính là quả phụ họ vương bởi khi bà ta nôn ra máu trên người đột nhiên rơi xuống mấy cái lông gà màu đỏ tươi chính là loại bà ta đưa cho tôi xem lúc ở bên trong mộ nhưng đang yên đang lành sao quả phụ họ vương lại trở thành bà lão tuổi già sức yếu thế kia mika át. rốt cuộc là cái gì mà lại càn nhiều mạng sống của cô gái như thế trong lòng tôi như bốc hỏa sau khi chắc chắn bà lão này là quả phụ họ vương tôi hận không thể một dao trực tiếp giết chết bà ta nhưng giết người là phạm pháp, hơn nữa tô đoàn đang trúng độc huyết thi, sở dĩ tô mộc vẫn giữ lại quả phụ họ vương chắc là vì không có phương pháp giải độc huyết thi, bà không chịu nói. Vậy để trí thông minh tuyệt đỉnh như tôi suy luận một chút, mặc dù tôi chưa từng học tà thuật Mika Ahad, nhưng trước đây đã nghe sư phụ nói qua, Mika Ahad, trong tiếng Trung gọi là trọng sinh trận, chuyên dùng da và cơ thể của những cô gái trẻ gột rửa bản thân mình để đạt được mục đích cải lão hoàn đồng chính vì vậy bà đã lột ra những cô gái này để may kén trưởng thành, sau đó chui vào kén, đổi lại gân cốt trẻ trung cho mình. Mỗi lần sau khi trọng sinh thành công, bà sẽ trẻ hơn một tuổi so với lần trước. Nhưng Mika Ahad cũng có một nhược điểm vô cùng lớn, chính là hiệu quả chỉ trong vòng một năm. Chính vì thế mỗi năm vào thời điểm này, bà phải trở lại tuổi thật của chính mình, biến thành một bà lão hơn 80 tuổi, có đúng không? Đường, Dũng nói. Nói xong anh ta nhìn về phía quả phụ họ Vương, ánh mắt nhìn bà ta có chút diễu cợt, bây giờ bà đã hơn 80 tuổi, sau khi trọng sinh khoảng hơn 40 tuổi, chứng tỏ lúc 60 tuổi bà mới tiếp xúc với tà thuật nhà họ Thái. Hơn 20 năm trước, tăng nhân Thái Lan lánh nạn sang Trung Quốc, theo tôi biết chỉ có một mình Long Bà Viêm, cho nên sư phụ của bà chính là Long Bà Viêm đúng không? Toàn thân của quả phụ họ Vương run lên, cây ết yêu ta sợ nhìn đường dũng. Rốt cuộc anh là ai? Tuổi còn nhỏ mà đã biết nhiều như vậy, tôi là ông nội của bà, nếu Long bà Viêm là sư phụ của bà, vậy thì tôi nể mặt sư phụ bà mà tha cho bà một mạng, nhưng bà phải để lại tấm da người, thả toàn bộ hồn phách đã câu dẫn, Đường Dũng nói, nói xong, dường như anh ta nhớ ra điều gì đó, chỉ tay vào Tô Đoàn, "Đúng rồi, còn cậu ta, hãy nói ra phương pháp giả độc huyết thi, xong rồi bà có thể đi." Tôi liền cuống lên, anh ta cứ như vậy mà thả quả phụ họ vương đi sao? Bà ta vì muốn lấy lại tuổi trẻ của mình mà giết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi như vậy, trong đó còn có cả em họ của tôi và bạn bè chơi với nhau từ bé. Cứ như vậy mà tha cho bà ta sao? Tôi tức giận đến mức muốn tìm đường dũng để tranh luận, nhưng Diệu Diệu lại kéo tôi lại, lắc đầu với tôi, ra hiểu tôi đừng nói, Diệu Diệu là tiểu quỷ của đường dũng, đương nhiên sẽ nói đỡ cho anh ta, tôi liền hất Diệu Diệu ra muốn lao đến trước mặt đường dũng, nhưng lúc khóe mắt nhìn thấy tô mộc ở một bên, thấy anh ta, rượu rượu đa ninh nhìn tôi, cũng lắc đầu với tôi. chương 32, Long Bà Viêm, tôi bất giác dừng bước chân lại, không biết tại sao khi thấy tô mộc không cho tôi đi lại, tôi lại nghe theo anh ta như thể anh ta đúng lắm không bằng, thật sao? Anh chịu thả tôi đi sao? Quả phụ họ vương cũng bán tin bán nghi với lời của đường dũng. Nhưng giờ bà ta đang bị thương nặng, lại thêm cả trước mặt có hai cao thủ là Đường Dũng và Tô Mộc ở đây nữa, bà ta có muốn trôn thoát cũng chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, cũng chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Đường Dũng thôi. Đương nhiên rồi, quân tử nhất ngôn, đỉnh cửu cá đỉnh Đường Dũng vỗ ngực nói, tôi suýt nữa thì bị anh ta làm cho kinh ngạc đến nỗi phun cả nước miếng ra. Trong lúc nói chuyện nghiêm túc như thế này mà anh ta lại dùng thành ngữ linh tinh gì thế không biết, cũng may tô đoàn vốn thích tìa tót câu chữ đang hôn mê nếu không mà nghe thấy anh ta tạo bừa thành ngữ như này chắc sẽ tức điên lên mất, tôi có thể thả hòn phách đi, huyết thi cũng có thể trả lại cho các người, nhưng còn ra người tôi nhất định phải đem đi. Anh đã chịu nể mặt sư phụ tôi tha cho tôi một mạng thì chắc cũng có chút quan hệ với sư phụ tôi, chắc anh cũng rõ ý nghĩa của gia người đối với tôi nhỉ. Quả phụ họ vương nhìn tròng chọc vào đường dũng, như thể chỉ sợ đường dũng sẽ có những hành động bất lợi với bà ta vậy, vậy được thôi đã tốt thì tốt cho chót cô nói cách giải độc trước đi đã đường dũng lại tiếp tục gật đầu thế mà lại dễ dàng đồng ý với bà ta vậy đôi mắt đục ngầu của quả phụ họ vương nhìn chằm chằm vào đường dũng một lúc lâu sau đó mới lựa chọn tin tưởng anh ta thờ hồn hển nói giải độc cho huyết thi thực ra rất đơn giản chỉ cần đốt một mùi lửa thiêu hai huyết thi cắn bị thương anh ta lên đem đám cho tàn thêm ít đằng thảo rồi bôi lên vết thương của anh ta là giải được độc thôi nói rồi bà ta lại lấy từ trên người ra một lọ thuốc đen kít, sau đó mở nắp ra, miệng lọ thuốc bỗng nhiên xuất hiện một đám khói bụi màu đen, tạo thành một vòng xoáy nhỏ trên miệng lọ, cùng với đám khí đen trong vòng xoáy đang không ngừng tràn ra ngoài. Rất nhanh, cả khoang thuyền liền bị bao phủ bởi một màn hắc khí dày đặc. Nhiệt độ trong khoang thuyền vốn đang rất thấp lập tức ngưng kết lại thành một tầng không khí lạnh. Nhiệt độ trực tiếp xuống dưới không độ trên người tôi chỉ mặc một chiếc váy đầm tay lửng lập tức bị nhiệt độ thấp lúc này làm cho lạnh cóng sờn hết cả gai ốc chính vào lúc tôi đang dùng hết cả mình lên thì lưng tôi bỗng được khoác lên một chiếc áo khoác nhẹ như bay chiếc áo khoác đó nhẹ như không khí khoác lên người tôi mà không có chút cảm giác nào nhưng từ sau khi có chiếc áo khoác đó tôi liền như có thêm một lớp bình phong ngăn cách tất cả không khí lạnh ở bên ngoài cùng lúc đó sau lưng tôi tô mộc cũng bắt đầu điên cuồng hấp thụ âm khí hít thẳng đám âm khí được phóng thích từ trong bình thuốc vào trong cơ thể anh ta cứ như vậy tôi nhanh chóng không còn cảm thấy lạnh nữa điều đó làm tôi thấy hơi cảm động vì lý do tô đoàn bị thương nên sắc mặt tô mộc lạnh lẽo đến nỗi có thể đóng thành tảng băng lại cộng thêm việc ban nãy tôi bị đường dũng khiêng vào nữa anh ta ngoài việc lườm tôi ra thì căn bản không mấy hỏa nhã gì với tôi hết giờ anh ta lại có thể là người đầu tiên lao đến bảo vệ tôi lúc tôi lành điều này thật sự khiến tôi bất ngờ Tôi còn tưởng rằng anh ta đang giận tôi Thì sẽ không để ý đến tôi cơ Cùng với đám âm khí được phóng thích ra từ trong bình thuốc Trong khoang thuyền bé tí này bỗng có thêm bao nhiêu là bóng người 13 hồn thiêu nữ bị giết đều hiện ra đây Khiến khoang thuyền vốn chật hẹp lại càng thêm chật cứng Tôi dường như lập tức nhìn thấy hồn phách của em gái họ Vội vàng tiến lại gần con bé Ôm lấy con bé mà khóc Nhưng cánh tay tôi lại xuyên qua người con bé Tuy con bé đứng ngay trước mặt tôi nhưng lại chỉ là một cái bóng trong không trung mà thôi, không chạm vào được cũng không sở đến được, tôi bỗng nhiên càng thấy đau khổ hơn, quay đầu lại hỏi Tô Mộc xem rốt cuộc chuyện này là sao, lúc ở trong hang núi, tôi rõ ràng có thể chạm vào hồn phách em gái mà, giờ là sao chứ, Tô Mộc giải thích rằng lúc ở trong hang núi, hồn phách của em gái vì bị quả phụ họ vương khống chế có thể có được âm khí từ chỗ quả phụ họ vương nên linh hồn có thể ngưng kết lại được nhưng bây giờ quả phụ họ vương đến thân mình còn khó bảo toàn được thì đương nhiên không có âm khí để khống chế bọn họ vậy nên bọn họ mới trở về trạng thái ma mới trạng thái ma mới rất không ổn định một khi rời khỏi cơ thể thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu tan chỉ có trong tình huống cá biệt mới có thể ổn định được hồn phách thực sự biến thành ma cũng chính là nói đám em gái bọn họ giờ chỉ có thể coi là ma tạm thời mà thôi mặc dù bọn họ chết thảm trong lứa tuổi dậy thi còn bị người ta lột ra hút máu luyện thành huyết thi vốn nên có oán khí mạnh mẽ để chống đỡ cho bọn họ biến thành ma thật sự nhưng vì trước khi chết bọn họ bị quả phụ họ vương biến thành con rối sống trở nên ngu dại người mất đi ý thức thì làm sao còn nảy sinh oán hận được nữa bởi vậy có thể nhìn ra được sự độc ác của quả phụ họ vương lúc bà ta khiến cho người ta biến thành con dối sống thì cũng đã nghĩ đến việc lột xác luyện hồn những thiếu nữ này rồi. Thậm chí đám bọn họ căn bản chính là bị quả phụ họ vương kia chọn chúng, biến em gái thành con dối sống chỉ là một phần trong kế hoạch của bà ta mà thôi. Hơn nữa Đường Dũng đã nói rằng trận pháp trọng sinh chỉ có tác dụng trong một năm, điều đó chứng tỏ mỗi năm bà ta đều phải giết bao nhiêu thiếu nữ như vậy một lần, đã kéo dài hơn 20 năm nay rồi vậy tổng cộng đã có bao nhiêu thiếu nữ chết dưới tay bà ta rồi chứ tôi thực sự không dám nghĩ thêm nữa toàn bộ kế hoạch giết người của bà ta có thể nói là hoàn hảo không chút thiếu sót mỗi một bệnh nhân thần kinh mất trong bệnh viện tâm thần đều không được coi trọng nếu không phải là do năm nay bà ta chuyển mục tiêu thành giang minh nếu không phải trong kế hoạch giết người của bà ta vừa hay có em gái tôi vậy thì dựa vào thủ đoạn giết người này của bà ta ngoài pháp sư trong giới âm dương và ma gia chỉ dựa vào cảnh sát thì rất khó bắt được bà ta. đợi sau khi quả phụ họ vương thả hết tất cả âm hồn ra, tô mộc liền bảo đường dũng trông chừng quả phụ họ vương và tô đoàn, còn mình thì đưa theo tôi ra khỏi khoang thuyền, đi đến trước mặt hai huyết thi bị bẻ gãy đầu kia, những hồn phách thiếu nữ kia đa số đều ngu ngu đần đần, chỉ có em gái họ của tôi trước khi chết đã được giải phép, khôi phục lại thần trí. vậy nên sau khi chúng tôi ra ngoài, con bé cũng ra ngoài theo con bé nhìn thấy biểu cảm của hai huyết thi đang nằm dưới đất kia vô cùng đau khổ thì liền há hốc mồm như thể đang khóc nhưng con bé không có nước mắt cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào giữa tôi và con bé còn chẳng thể nói chuyện được con bé khóc một hồi lâu đau khổ nhìn tôi mấp máy môi khóc lóc kể lể không thành tiếng chuyện gì đó còn tôi lại chẳng nghe thấy gì nhìn con bé như vậy tôi liền không kìm nổi nước mắt cuối cùng tô mộc không nhìn nổi nữa mở miệng nói con bé nói con bé bị người ta luyện hồn, không lâu nữa sẽ bị tan biến. Con bé rất vui vì có người chị gái như em, chỉ là con bé vẫn còn một chuyện chưa buông bỏ được, đó là bố mẹ con bé, bọn họ chỉ có một đứa con là con bé, giờ con bé chết rồi, nó sợ bố mẹ sẽ suy sụp. Vậy nên nhờ em sau này thường xuyên đến thăm non bố mẹ con bé, đợi sau khi bọn họ ra thì thay nó chăm sóc họ nhiều hơn chút, ừ, tôi gật đầu thật mạnh. Từ nhỏ cậu mợ đã yêu thương tôi như thể con gái ruột. Giờ con bé chết rồi, tôi đương nhiên sẽ trông nom chăm sóc cậu mợ nhiều hơn. Nhưng dù tôi có làm thế nào thì suy cho cùng cũng chẳng phải là em gái. Tuổi tác cậu mợ cũng không còn trẻ nữa. Tôi thực sự không biết nên nói tin xấu là con bé đã qua đời với bọn họ như thế nào nữa. Hơn nữa nếu bọn họ biết em gái sau khi chết còn bị người ta lột ra thì sẽ phản ứng thế nào đây? Tô Mộc. Tôi lau nước mắt, kêu Tô Mộc một tiếng. Có cách nào để em gái tôi gặp cậu mợ một lần không? Tô Mộc trầm ngâm một lúc, không lên tiếng. Tôi thấy không có hy vọng nên liền nhào vào lòng Tô Mộc, ngẩng đầu nhìn anh ta, trên mặt còn nước mắt lưng tròng, "Xin anh đấy, để bọn họ gặp nhau một lần thôi. Đây là chuyện cuối cùng chúng ta có thể làm cho họ, nếu không để họ gặp mặt thì em thực sự không biết nên nói với cậu mợ về cái chết của em gái như thế nào nữa." Hai, Tô Mộc lại thở dài, cũng vươn tay ra ôm lấy tôi tay còn lại xoa nhẹ mái tóc tôi, dịu dàng nói, trong hai huyết thi cắn người này, một cái trong đó chính là thi thể của em gái, vậy nên lát nữa sau khi thiêu xác, hồn phách con bé cũng sẽ tan biến theo. Thế nên con bé mới theo ra đây, bàn giao hậu sự với em, dương dương, vạn vật trên thế gian đều có duyên số, duyên tới duyên đi, em đều phải tiếp nhận lấy, nói rồi, tô mộc ôm chặt tôi, còn cúi đầu hôn lên chán tôi một cái. Cảm xúc chồng chất đã lâu của tôi cũng không nhịn nổi nữa, bắt đầu khóc to thành tiếng trong vòng tay của anh ta, qua một lúc lâu sau, tâm trạng tôi mới từ từ ổn định lại, giờ tô đoàn sống chết vẫn chưa rõ, muốn cứu tô đoàn thì bắt buộc phải thiêu thi thể của em gái tôi, điều này khiến tôi rất khó chịu, vừa muốn nhanh chóng cứu tô đoàn lại vừa luyến tiếc em gái, ngược lại là em gái, nãy giờ cứ nói với tô một điều gì đó trông dáng vẻ là đang thúc giục tô mộc thiêu thi thể của con bé đi, cũng phải. Dù thế nào đi nữa thì em gái cũng đã chết rồi, còn tô đoàn vẫn còn sống, sau khi tôi khóc mệt rồi, cuối cùng thì lòng đã quyết, nói với em gái, xin lỗi em, nói, rồi tôi liền quay người đi, không đành lòng tiếp tục nhìn nữa, bảo tô mộc thiêu hai huyết thì đó đi, tô mộc lên tiếng đáp lại, nói với em gái mấy câu sau đó bước đến bên cạnh xác chết một màn lửa âm u màu đen bao quanh xác chết không lâu sau xác chết máu chảy đầm đìa liền bị thiêu thành đống bột phấn màu xám trắng mà cùng với lúc xác chết đó được thiêu xong cũng không còn thấy em gái đâu nữa trong lòng tôi vô cùng mất mát nhưng nghĩ đến việc có thể cứu được tô đoàn tôi vẫn cố phấn chấn lại cùng tô mộc gom đống cho cốt lại chính vào lúc này thuyền cá sau lưng đột nhiên lắc lư dữ dội trong khoang thuyền cũng truyền ra tiếng kêu thảm thiết của rượu rượu sắc mặt tô mộc lập tức trở nên căng thẳng trực tiếp biến mất từ bên cạnh tôi tôi cũng sợ hết hồn nhanh chóng chạy vào trong khoang thuyền chỉ thấy khuôn mặt nhỏ vốn ngăm đen của rượu rượu bỗng trở nên nhợt nhạt trước ngực xuất hiện một chỗ rách lớn còn trên bắp chân của đường dũng cũng có ba đường rạch sắc nhọn bên cạnh vết thương bao phủ một màn hắc khí mặt cũng tối sầm lại người đông tô mộc liếc nhìn về phía bọn họ lập tức nhíu chặt mày lại hỏi một người không trông nổi làm mất rồi Đường Dũng đáp, mặc dù anh ta đã bị thương, nhưng giọng điệu vẫn thoải mái như thể không hề hấn gì. "Chị ơi, là nữ lệ quỷ kia, cô ta xuất hiện, cứu quả phụ họ Vương đi mất rồi." Diệu Diệu nằm trên đất, bởi vì đau đớn nên khuôn mặt nhỏ đã nhăn lại thành cái bánh bao nhỏ. "Tôi không quan tâm là ai đã cứu quả phụ họ Vương đi." Chạy thẳng lại ôm lấy Diệu Diệu, hỏi Tô Mộc xem vết thương của Diệu Diệu có nặng không, xem anh ta có cách nào chữa trị cho Diệu Diệu hay không. Diệu Diệu rất e sợ Tô Mục, thấy tôi định bảo Tô Mục cứu thằng bé, nên thằng bé lập tức dãy rụa trong lòng tôi, nói thằng bé không sao, cứu lão đại của thằng bé trước mới là chuyện chính, thằng bé bị thương rất nặng, nhưng cũng không đến nỗi hồn bay phách lạc đâu, cùng lắm là hơi đau thôi. Không sao, Tô Mục liếc nhìn Diệu Diệu một cái, đáp bằng giọng điệu cứng nhắc, anh ta không cứu Diệu Diệu, mà tới gần bên cạnh đường Dũng, híp mắt nói anh và Long bà viêm sư phụ của quả phụ họ vương rốt cuộc có quan hệ gì, chẳng có quan hệ gì cả, không có quan hệ gì mà anh lại nể mặt Long bà viêm, tha cho bà ta một mạng sao, tôi nói bừa vậy mà anh cũng tin. Tôi không định thả bà ta đi, đường dũng cuống lên, tức giận nói, vết thương trên chân anh ta vì bị âm khí xâm nhập nên liên tục run rẩy biểu cảm cũng rất dữ tợn, trông có vẻ còn đau đớn hơn cả rượu rượu, vậy tại sao không thấy bà ta đâu nữa? anh và long bà viêm rốt cuộc có quan hệ gì tô mộc không hề bị lay động bởi câu trả lời vừa rồi của đường dũng sắc mặt lại lạnh lẽo hơn vài phần thậm chí ngón tay đã đưa đến trước vết thương trên chân của đường dũng nếu đường dũng không thể cho anh ta câu trả lời vừa ý thì tôi tin là tô mộc nhất định sẽ ra sức đâm lên vết thương của anh ta loại chuyện dậu đổ bìm leo như thế này trước mặt tô mộc thực sự là không đáng nhắc đến đường dũng rõ ràng cũng nhìn ra là tô mộc không phải đang đùa mặt sợ đến nỗi tái mét lại, đành nói, được rồi, anh cứng, anh cố chấp, tôi nói cho anh biết. chương 33, trang viên nhà họ Tô, nghiêm túc mà nói, Long Bà Viêm được coi là sư thúc của tôi, ông ấy và sư phụ tôi là huynh đệ đồng môn, nhưng tôi chưa từng gặp ông ấy, chỉ từng nghe tên thôi, cũng chẳng có giao tình gì với ông ấy. Đường Dũng nói, một câu nói liền vứt bỏ sạch quan hệ giữa anh ta và Long Bà Viêm. Tay của Tô Mộc bỗng ấn xuống. Móng tay thon dài trực tiếp ấn xuống vết thương của Đường Dũng, đau đến nỗi khiến Đường Dũng gào khóc thảm thiết, trả trách anh lại để người chạy mất, quả phụ họ Vương đó căn bản chính là sư tỷ của anh. Nói đi, bà ta đi đâu rồi? Nếu anh không giao người ra đây, ha ha, Tô Mộc nói rồi, trên mặt đã xoẹt qua một tia dữ tợn, móng tay ấn thẳng vào trong da thịt của Đường Dũng, một luồng âm khí màu đen trực tiếp chui vào cơ thể Đường Dũng theo ngón tay anh ta. Đường Dũng lập tức như bị sét đánh, cả người bắt đầu run rẩy, khớp hàm liên tục đập vào nhau, trong mắt cũng trắng bệch ra, đại ma đầu, anh mau thả lão đại của tôi ra, nếu không tôi sẽ liều mạc với anh, diệu diệu thấy đường dũng bị dày vò, liền hét lên, vùng vẫy sông tới chỗ tô mục, chỉ là thằng bé cũng đã bị thương nặng, còn chưa sông đến trước mặt tô mục thì chân nọ đã vấp vào chân kia, tự mình té ngã, tôi lập tức đỡ diệu diệu dậy, khuyên tô mục bọn họ đều đã bị thương nặng thế rồi, có lẽ không phải là cố tình thả quả phụ họ vương đi đâu, giờ chuyện đã thế này, chúng ta đừng tranh chấp nội bộ nữa, vẫn nên chữa trị cho bọn họ trước đã, khiến tô đoàn tỉnh lại mới là chuyện chính, nói rồi, tôi ôm chặt rượu rượu vào trong lòng, chỉ sợ thằng bé sẽ lại bị tô mộc làm hại, tranh chấp nội bộ. Ai cùng phe với anh ta chứ, tô mộc lạnh lùng hừ một tiếng, lườm đường dũng một cái, có điều anh ta thật sự không làm khó đường dũng nữa mà sắc mặt âm trầm đặt tay lên vết thương của đường dũng vận âm khí trên người hút âm khí màu đen quẩn quanh vết thương của đường dũng vào trong cơ thể mình anh ta bỗng nhiên hút như thế tôi mới phát hiện ra trên người đường dũng vậy mà lại chứa nhiều âm khí đến vậy vốn dĩ tôi còn cho rằng chỉ có một ít ở chỗ vết thương kia thôi ai ngờ thuận theo sự hấp thụ của tô mộc âm khí liên tục không ngừng trào ra từ trong vết thương của đường dũng cứ như thể vô cùng vô tận ngay đến cả sắc mặt tô mộc cũng bất giác trở nên nghiêm túc hơn. Cao mày nhìn đường dũng, liên tục hút hơn 5 phút liền, âm khí trong vết thương của đường dũng mới từ từ giảm bớt. Đợi sau khi tô mộc hút hết tất cả âm khí trên chân anh ta ra rồi, đường dũng cuối cùng cũng không còn run rẩy nữa. Vì lý do đã từng làm chuyện đó với tô mộc nên trong người tôi cũng có một phần âm khí của tô mộc. Vậy nên có thể nhìn thấy đám sương mù màu đen đó, mà người sống không thể bị nhiễm quá nhiều âm khí. Nếu không nội tạng sẽ bị đông cứng, dẫn đến mất mạng, mà trong cơ thể của Đường Dũng lại chứa nhiều âm khí như vậy, xem ra đám âm khí đó đều là bị ngấm vào từ vết thương trên chân anh ta. Như vậy thì xem ra Diệu Diệu nói không sai, quả phụ họ Vương kia là được nữ lệ quỷ kia cứu đi, cũng chỉ có nữ lệ quỷ đó lúc làm hại người khác mới để lại âm khí nồng nặc đến như vậy. Sau khi Tô Mộc hút hết âm khí trong cơ thể Đường Dũng ra, cũng không ở lại mà đi thẳng đến chỗ tôi. Diệu Diệu thấy Tô Mộc cơ thể liền không kiềm được mà run lên, vừa định dãy ruộng để chuồn đi thì đã bị Tô Mộc bế ra khỏi tay tôi, Tô Mộc. Trong lòng tôi bỗng thấy căng thẳng, gọi anh ta theo bản năng, chỉ sợ Tô Mộc sẽ gây bất lợi cho Diệu Diệu, em đứng đó đừng nhúc nhích, đừng qua đây, Tô Mộc đáp, nói xong liền ôm thẳng Diệu Diệu đi sang đầu bên kia của khoang thuyền, truyền âm khí vừa hút từ trên người đường dũng lên người Diệu Diệu, anh ta vậy mà lại đang trị thương cho Diệu Diệu. Tôi kinh ngạc nhìn Tô mộc mặt anh ta lúc này vô cùng chăm chú khuôn mặt sắc sảo đẹp trai đến lạ thường tôi bất giác ngẩn người ra chính vào lúc tôi đang thưởng thức nhan sắc tuyệt thế đó đường dũng không biết từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh tôi đẩy tôi mấy cái rồi nói đẹp đến vậy sao nước miếng của cô sắp chảy cả ra rồi kia tôi lập tức tỉnh táo lại ngại ngùng lườm đường dũng một cái có cần nói chuyện thẳng thắn thế không chứ anh khỏi rồi hà tôi nói ừ hứ Vết thương tí tẹo này đối với tôi có là gì? Đường Dũng nhếch miệng cười, như thể người đau đến nỗi mắt trợn trắng cả ra ban nãy không phải anh ta không bằng, tôi bĩu môi, để lại cho anh ta chút mặt mũi, không vạch mặt anh ta, là cô bảo anh ta cứu chữa cho rượu rượu à. Đường Dũng cười xong liền hỏi, nhìn Tô Mộc bằng ánh mắt ngả ngớn, cũng may giờ Tô Mộc đang nhắm mắt không để ý đến anh ta, bằng không thì chỉ bằng ánh mắt gợn đòn đó của anh ta thôi cũng đủ để Tô Mộc cảm thấy khó chịu có lẽ sẽ xử lý anh ta một trận mất không là tự anh ấy muốn cứu chữa cho rượu rượu tôi đáp anh ta cũng thật là coi trọng tôi mà cứ như thể tôi bảo tô mộc cứu rượu rượu thì anh ta sẽ nghe lời tôi không bằng vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện phiếm nữa làm cho người anh em kia tỉnh dậy đã rồi tính tiếp đường dũng bĩu môi với tô đoàn nói rồi anh ta đã đi đến bên cạnh tô đoàn dò tìm trên người một hồi rồi lấy ra một cây cỏ màu tím lục đây chính là độc đăng thảo, tôi hỏi đường dũng, nhưng lúc quả phụ họ vương kia bảo dùng cho cốt của huyết thi trộn với độc đăng thảo, tôi liền đang nghĩ độc đăng thảo là cái gì, tưởng rằng cứu tô đoàn đâu có dễ như thế, không ngờ đường dũng lại mang theo thứ này bên người. ừ, độc đăng thảo là một loại thảo dược giải độc, thường dùng của Thái Lan, ở Thái, rắn độc, muỗi, rất nhiều, hễ là bị chung cắn thì tây y đều cần tìm huyết thanh giải độc nhưng y học Thái Lan truyền thống đều là dùng độc đằng thảo để giải độc, chăm phát chăm chúng. Đường Dũng giải thích, vừa nói, tay đã vừa vò nát độc đằng thảo đã được phơi khô ra, rồi trộn vào với đám cho cốt của huyết thể ban nãy chúng tôi gom về, vậy sao anh lại luôn đem theo độc đằng thảo bên người vậy? Anh cũng đâu có nuôi rắn độc, giang minh cũng đâu có côn trùng kịch độc gì đâu. Tôi lại hỏi, phòng mũi thôi. Độc đằng thảo này không chỉ có thể giải độc mà còn là khắc tinh của muỗi tôi đều dùng nó như hương chống muỗi vậy nên mới luôn đem theo người đường dũng giải thích nói rồi anh ta cũng đã đắp chất hỗn hợp của hai thứ đó lên vết thương của tô đoàn chất hỗn hợp của cho cốt vốn là màu xám trắng lúc tiếp xúc với vết thương của tô đoàn liền nhanh chóng chuyển thành màu đen đợi sau khi tất cả chất hỗn hợp cho cốt trên vết thương đều chuyển thành màu đen tô đoàn cuối cùng cũng dần tỉnh lại bà hai bà không sao chứ a à, cậu ta vừa nhìn thấy tôi thì liền kích động chỉ là vừa động đậy liền động đến vết thương đau đến nỗi cậu ta hít thẳng khí lạnh vào tôi vội vàng chấn an cậu ta tôi không sao chỉ là cả người cậu toàn là vết thương do bị cắn giờ đừng động đậy nữa cố gắng nghỉ ngơi đi quả phù họ vương đó đâu đã tìm thấy chưa cậu ta nhanh chóng đảo quanh một vòng trong khoang thuyền sau khi nhìn thấy bóng dáng của tô mục liền thở phào nhẹ nhõm nói có ông hai ở đây là tốt rồi tôi gật đầu kể lại những chuyện xảy ra sau khi cậu ta hôn mê một lượt, chỉ là đã giấu chuyện trong huyết thi cắn cậu ta có một cái là em gái tôi. Sau khi cậu ta biết chuyện đường dũng và quả phụ họ vương là đồng môn thì liền cảm thấy hơi bất ngờ, có điều cậu ta không nói gì cả, chỉ mỉm cười với người bạn tốt đường dũng, sau đó cảm ơn đường dũng. Đường Dũng xua tay, nói rằng Tô Mộc đã cứu tiểu quỷ của anh ta. Anh ta giúp Tô Mộc cứu Tô Đoàn cũng là điều đương nhiên. Hai người họ cứ thế anh một câu tôi một câu bắt đầu nói chuyện phiếm đợi đến khi tô mộc chữa trị xong cho rượu rượu thì trời đã sáng rồi quả phụ họ vương đã trốn thoát lại còn là được nữ lệ quỷ kia cứu đi giờ muốn tìm bà ta cũng không dễ huống hồ em gái đã chết tô mộc cũng không có ý muốn tiếp tục truy tìm quả phụ họ vương nữa chỉ bảo tôi thu nốt chỗ cho cốt còn lại của em gái lại sau đó bảo chúng tôi lui về bến tàu còn anh ta thì ở lại trên thuyền một mồi lửa thiêu trụi tất cả đám huyết thi còn lại đi xử lý xong thuyền cá tô mộc liền đưa chúng tôi trở về chỉ là trên đường về đã gặp vài vài trở ngại tô đoàn bị cắn đến nỗi cả người toàn là vết thương mặc dù chất độc đã được loại bỏ nhưng vết thương vẫn còn đó hiển nhiên không thể lái xe mà đường dũng chân lại bị thương lại còn bị thương chân phải đương nhiên cũng không thể lái xe chỉ còn lại tôi và tô mộc cùng với rượu rượu thôi Diệu Diệu đương nhiên khỏi nói, không đợi tôi kịp hỏi Tô Mộc xem có biết lái xe không thì anh ta đã nhảy thẳng lên ghế phụ ngồi, nhìn tôi và nói, ngẩn ra đấy làm gì, lái xe đi, em, không biết lắm. Sau khi thi được bằng lái xe thì chỉ biết đến sách vở thôi. Tôi lúng túng, huống hồ trên xe còn có nhiều người vậy, để tôi lái xe chẳng khác nào là đang coi mạng người như cỏ rác, anh không có bằng lái xe. Tô Mộc nói thẳng thừng, nói xong còn dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn tôi cũng phải một lệ quỷ đã chết hơn trăm năm nay như anh ta có bằng lái xe mới lạ tôi thực sự sắp sụp đổ mất nói chuyện với tô mộc chẳng thà tôi gọi điện thoại tim tài xế trực tiếp đưa chúng tôi đến bệnh viện như vậy thì tính mạng tất cả những người trên xe chúng tôi đều được đảm bảo ai ngờ đâu tô mộc không cho tôi gọi điện thoại bỗng dưng giơ tay ra túm lấy tôi cả người tôi không kiểm soát được nữa trực tiếp bị tô mộc kéo về chỗ ghế ngồi lái xe đi không đến bệnh viện về nhà tô đoàn tìm tô thịnh trước. Tô Mộc nói, giọng anh ta không to, nhưng lại có một uy thế ra lệnh, tôi vốn định từ chối nhưng lại bị tư thế của anh ta dọa cho sợ, chỉ đành ngoan ngoãn thắt dây an toàn, dựa vào những gì trường lái dậy để khởi động xe, lái xe chậm gì gì vào trong thành phố. Đợi đến lúc về đến nhà tô đoàn thì cũng sắp là buổi trưa, thời gian đi cũng là lộ trình nửa tiếng nhưng ước chừng đã bị tôi kéo ra thành hơn 4 tiếng mới đến nơi, sắc mặt tô mộc đều tối sầm hết cả lại có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng kỹ thuật lái xe của tôi lại kém đến vậy đâu may mà cuối cùng cũng đến nơi tôi trực tiếp bị sự giàu có của nhà tô đoàn làm cho cây ếch yêu ta sợ trước kia tôi tưởng rằng nhà cậu ta ở trong nhà tầng bài mục trong tiểu khu nào đó cơ nhưng khi đến tiểu khu nhà cậu ta thì tôi mới phát hiện ra nơi đây lại là khu biệt thự tốt thôi kinh tế bây giờ phát triển nhanh chóng quả nhiên là khác với thời xưa trong ấn tượng của tôi những người bói toán đều là những người đi hết hang cùng ngõ hẻm lừa ăn lừa uống nhà tô đoàn lại giàu có như vậy đã ở trong biệt thự lớn rồi đợi đến khi tôi thực sự lái xe vào đến nhà tô đoàn tôi lại một lần nữa bị làm cho cây ếch yêu ta sợ nhà cậu ta ở sâu trong cùng của cả khu biệt thự ban này đi qua không ít biệt thự cũng đã hiểu sơ qua về những biệt thự trong tiểu khu này nhưng nhà cậu ta không giống với những biệt thự khác ngoài kia đó hoàn toàn có thể gọi là trang viên rìa ngoài cùng là hàng rào bằng sắt trên cổng nở đầy hoa tường vi cả một bức tường hoa trông vô cùng tráng lệ, đây vẫn chưa là gì. Vào bên trong cánh cổng hàng rào là một sân cỏ rộng thanh thang, bốn phía trong sân còn bảy bốn pho tượng động vật, là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. Còn trung tâm của sân lại xây một gian miếu nhỏ, gian miếu đó không to, nhưng hương hỏa rất thịnh vượng, trong lư hương trước miếu cắm ba nén hương vàng cực đại. Sau khi tôi dừng xe theo chỉ dẫn của tô đoàn thì liền dìu tô đoàn xuống xe. Diệu Diệu và Đường Dũng nhìn thấy nhà Tô Đoàn như vậy cũng ngây mốc cả người, không ngừng quan sát công trình trong nhà của Tô Đoàn, cư như Lưu mỗ Mỗ vào đại quan viên, Tô Thịnh cũng đang ở trong nhà, sau khi nghe thấy tiếng động liền xuống đón tiếp chúng tôi, sau khi thấy Tô Đoàn bị thương nặng liền vội vàng đỡ lấy Tô Đoàn từ trên vai tôi xuống, sau đó đỡ Tô Đoàn lên trên tầng, lúc gặp Tô Thịnh, tôi liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Dù gì con trai ông ta là vì cứu tôi nên mới bị thương thành như vậy, trong lúc đang do dự con nên vào trong tìm Tô Thịnh để xin lỗi, hay không thì ông ta đã ra. Nói với Tô Mộc, "Chú hai yên tâm đi, cháu đã xử lý ổn thỏa vết thương của tên nhóc Tô Đoàn rồi, chỉ là tại sao lại bị thương ra nông nỗi này vậy? Đã tìm thấy kẻ luyện chú uống máu kia chưa?" "Tìm thấy rồi," Tô Mộc đáp, "Nói rồi anh ta cũng đã đi đến bên cạnh Tô Thịnh." Nói tiếp, "Chú có chuyện này cần nói với cháu." mươi 34, không phải vợ chồng, nói rồi, anh ta dẫn Tô Thịnh đi lên tầng, tôi cũng theo bản năng đi sau lưng anh ta, ai ngờ anh ta đi được mấy bước lại dừng lại, nói với tôi, em không cần đi theo anh, ở đây đi dạo tùy thích là được, anh sẽ xuống nhanh thôi, nói xong anh ta lại cứ thế bỏ tôi lại, còn mình thì đi cùng với Tô Thịnh, căn phòng lớn như vậy, anh ta đi rồi, há chẳng phải là vứt tôi lại cho đường dũng hay sao, đối với tên nói nhiều như đường dũng kia. Tôi thực sự rất buồn bực. Anh ta cứ như thể trời sinh ra là để đến gieo sự buồn bực cho tôi vậy. Không phải gọi tôi là đinh ngù, thì lại vạch trần tôi mê trai. Dù sao anh ta chỉ cần nói hai ba câu thôi là đã có thể xúc phạm tôi rồi. Tôi không muốn để ý đến anh ta nên liền ngồi lên ghế sofa, làm ra bộ dạng đang xem tivi, không đếm xỉa đến đường dũng. Nhưng đường dũng vẫn đi tới, tiến sát lại mặt tôi, nói, chật chật, không nhìn ra đấy, nhà lão quỷ lại giàu có vậy chả trách nào cô lại lấy anh ta nhìn đi tôi đã bảo ngay mà tôi nhẫn nhịn tôi không lên tiếng tôi đã nói mà tên lão quỷ đó trông cũng chỉ đến thế so với tôi còn kém xa dựa vào đâu mà cô chỉ si mê anh ta chứ chỗ thua kém vẫn là về tiền có điều dương dương cô đợi nhé đợi ngày nào đó tôi bán tượng bài phật kiếm được tiền tôi cũng có một căn nhà to như này đến lúc đó cô sẽ mê tôi được không tôi để cô đến ở nhà tôi tôi lấy anh ấy không phải là nhằm vào tiền của anh ấy hiểu chưa? Hơn nữa đây là nhà của cháu anh ấy, không liên quan gì đến anh ấy. Anh ấy căn bản chính là một con ma nghèo, tất cả đều là tiền của tôi. Tôi thực sự không nhịn nổi nữa. Tức giận trả lời, chưa gặp ai nói chuyện như thế bao giờ. Cứ như kiểu tôi nhằm vào tiền của tô mộc nên mới ở bên anh ta không bằng. Tôi căn bản không phải kẻ bị ồi hiểu không? Hơn nữa, sau khi ở bên anh ta cũng đều là tôi kiếm tiền hiểu chưa? Ồ, hóa ra đây không phải nhà của lão quỷ cây này thì tôi phải nói cô rồi dương dương tuy cô ngực lép tí người gầy tí nhưng cô được lợi ở khoản xinh đẹp đâu thể không có mắt nhìn như vậy được chứ cô nhìn tôi đi tuy bản thân không được coi là quá giàu nhưng tôi tốt hơn nhiều so với lão quỷ đó huống hồ chúng ta có sức tiềm tàng nếu cô không chê thì có thể cùng tôi đi bán tượng bài phật vợ chồng chúng ta đồng lòng tát biển đông cũng cản rồi sẽ có một ngày sẽ kiếm được nhiều tiền Đường Dũng nói, tôi bị những lời anh ta nói làm cho không có gì để nói thêm nữa. Đứa trẻ này nếu xét về ngoại hình thì đúng là rất tốt. Người cũng rất giỏi, lại không lớn tuổi, sao lại bắt đầu lo chuyện cưới vợ sớm thế chứ? Gặp người khác là phải trêu ghẹo đã, như thể sợ mình sau này sẽ bị cô độc khiến cho Diệu Diệu cũng học theo thói xấu của anh ta. Tôi lại không thân thiết gì với anh, sao anh cứ dụ dỗ tôi mãi thế? Huống hồ tôi cũng đã có bạn trai rồi. Tôi trả lời. Đường Dũng bỗng nhiên bày ra bộ dạng tổn thương, tay còn ôm ngực, nói một cách khoa trương, "Lục Dương, cô thật không có lương tâm, giữa chúng ta đã từng trải qua bao nhiêu điểm tích như thế, cô lại nói cô với tôi không thân, cô đã quên lúc cô cầu xin tôi giúp rồi sao? Cô đã quên lúc tôi trị thương cho cô rồi sao? Cô thậm chí còn từng ngủ ở nhà tôi, cô lại nói cô với tôi không thân?" Anh ta nói rồi, lại như vừa bị chọc tức, đi từ từ đến bên cạnh tôi đầu tựa lên vai tôi, ấm ức nói, dù sao cô cũng ngủ với tôi rồi, cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Thằng cha này, càng nói càng không có bài bản. Tôi trực tiếp đẩy anh ta ra, nói, biến sang một bên, tôi ngủ với anh lúc nào chứ? Anh đừng ăn nói linh tinh, cô sợ Tô Mộc nghe thấy à? Đường Dũng bị tôi đẩy ra nhưng lại không hề tức giận, chớp mắt cái đã thấy áp sát mặt lại, nở nụ cười xấu xa mà nói, tên tiểu tử này, hèn hạ thật nhưng vẫn có phần đáng yêu khiến người ta vừa giận vừa buồn cười không biết nên nói gì cho phải tôi dứt khoát không quan tâm đến anh ta nữa anh ta lại chồng tôi thêm một lúc thấy tôi lạnh như băng hoàn toàn không phản ứng gì nên cũng thấy vô vị thế là anh ta đi thẳng ra bên ngoài chơi với rượu rượu cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm đường dũng không ở đây tôi cũng nhàn rỗi hẳn chỉ là tôi còn chưa yên ổn được bao lâu thì đường dũng đã ở ngoài sân gọi to tên tôi lúc đó tôi thật hy vọng mình là tô mộc biết bao để lao ra chặn miệng anh ta lại cho anh ta biết thế nào là lợi hại nhưng suy cho cùng tôi cũng không phải tô mộc hơn nữa đây là nhà họ tô tô mộc đang bàn chính sự với tô thịnh tôi chỉ đành bất đắc dĩ đi ra ngoài hỏi xem đường dũng gọi tôi làm gì mau lại đây cô nhìn cái này đi anh ta chỉ vào môi miếu nhỏ giữa sân và nói lúc tôi đến cũng có để ý đến môi miếu nhỏ đó nhưng nhà họ tô là nhà làm phong thủy xây miếu trong nhà để thờ cúng là chuyện hết sức bình thường. Đâu cần phải kinh ngạc đến vậy chứ. Tôi đi đến trước ngôi miếu nhỏ, nhìn theo hướng tay đường dũng chỉ. Lúc này mới phát hiện ra trong ngôi miếu đó căn bản không phải là thờ tượng thần mà là một loạt bài vị của nhà họ Tô. Còn chỗ đường dũng chỉ chính là bài vị của Tô Mộc. Tôi ngó nhìn bài vị của Tô Mộc một lúc, không nhìn ra điều gì khác thường cả. Liền hỏi đường dũng, sao vậy, cô nhìn kỹ bài vị của anh ta đi. Đường dũng phân khích, tôi lập tức thấy bó tay tô mộc là ma trong nhà của hậu bối bày bài vị của anh ta không phải rất bình thường sao trên những bài vị khác đều khắc tên của hai vợ chồng nhưng trên bài vị của anh ta chỉ có tên của mình anh ta không có tên cô đường dũng thấy tôi không rõ cho lắm nên liền giải thích vậy thì sao tôi vẫn còn sống tại sao phải có tên tôi chứ tôi thấy khó hiểu vậy không đúng theo quy tắc khắc bài vị thì dù cô còn sống cũng phải khắc tên cô lên, đó gọi là viên mãn, không thể chỉ có một mình tên một người trên bài vị được, đó là không chọn, vậy nên rất nhiều trẻ con chết, không có vợ, trong nhà cũng sẽ tìm một người vợ âm rồi khắc tên lên, nhưng tên cô không có trên đó, vậy nên cô vẫn chưa được coi là vợ của Tô Mộc Đường Dũng phấn khích phổ cập cho tôi, tôi cũng lập tức cảm thấy thích thú, nhưng không phải vì trên bài vị của Tô Mộc không có tên tôi mà là vì trên bài vị của anh ta không có tên của Lâm Yến Nhi, vừa nãy Đường Dũng nói rằng làm lễ cưới âm, sẽ viết tên của người nữ lên trên bài vị, mà Lâm Yến Nhi và Tô Mộc chôn chung với nhau. Theo lý mà nói đó cũng được coi là làm lễ cưới âm. Tại sao trên bài vị của Tô Mộc lại không có tên của Lâm Yến Nhi? Sau khi phát hiện ra vấn đề đó, khóe miệng tôi bỗng nhếch lên, hình như Tô Mộc từng nói rằng Lâm Yến Nhi không phải vợ của anh ta lúc đầu tôi còn tưởng rằng lâm yến nhi là sau khi tô mộc chết mới đem đi chôn chung với tô mộc cơ anh ta không vừa ý với lâm yến nhi giờ xem ra hoàn toàn ẩn không phải như vậy cô vui như vậy chắc cũng không muốn làm vợ của lão quỷ đó đâu nhỉ huống hồ cô là người sống cưới một con ma đã chết làm gì nếu cô chịu theo tôi tôi đảm bảo sẽ để cô được ăn ngon mặc đẹp đường dũng thấy tôi cười nên nói chuyện càng hào hứng hơn tôi trực tiếp ngó lơ anh ta luôn chạy thẳng vào biệt thự nhà họ tô muốn hỏi tô mộc xem rốt cuộc quan hệ giữa anh ta và lâm yến nhi là như thế nào tại sao trên bài vị của anh ta không viết tên của lâm yến nhi đợi đến lúc tôi chạy đến phòng khách thì tô mộc và tô thịnh cũng đúng lúc đi ra bọn họ bàn chuyện xong rồi đang đi ra ngoài sao thế sao vui vậy tô mộc vừa hay nhìn thấy tôi nên hỏi em hỏi anh cái này sao lâm yến nhi lại không có tên trên bài vị của anh tôi hỏi lúc này tâm trạng tôi vô cùng kích động, như thể tôi sắp cướp chồng người khác không bằng. Tô Mộc bị tôi hỏi thế liền ngứa người ra, hỏi vặn lại, tại sao Lâm Yến Nhi phải có tên trên bài vị của anh chứ, cô ta chôn chung với anh, không phải vợ anh sao? Tôi đột nhiên càng thấy căng thẳng hơn, nuốt nước miếng rồi nói, em nói bậy gì vậy chứ? Tô Mộc không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, mà lãnh đạm mắng tôi một câu, sau đó kéo tay tôi, bảo Tô Thịnh quay vào chăm sóc cho Tô Đoàn có tin tức gì thì liên lạc với anh ta, nói xong anh ta liền kéo tôi đi về phía chiếc xe, hình như là định rời đi, tôi vội vàng hỏi xem anh ta và Tô Thịnh đã nói chuyện gì, Tô Đoàn không sao rồi chứ, Tô Mục bảo rằng trên đường đi sẽ nói cho tôi tình hình cụ thể, giờ về nhà nghỉ ngơi trước đã, nói rồi, anh ta còn lườm tôi một cái, rẻ biểu, người sống đúng là quái đản, một đêm không ngủ thôi mà đã thâm cuồng cả mắt, sắp thành gấu trúc luôn rồi, bị anh ta nói vậy tôi mới nhớ ra mình cũng đã một ngày một đêm không chợp mắt, sáng nay lại lái xe cả một buổi sáng, sớm đã mệt dã rời mà, ngược lại là anh ta, bộ dạng vẫn rất tỉnh táo, lẽ nào ma thì không cần ngủ sao, tôi đang nghĩ thế, tô mộc đã nhét tôi vào trong xe, chỉ là lần này anh ta không để tôi lái xe mà để tôi ngồi bên ghế phụ, còn anh ta thì ngồi vào bên ghế lái, không phải là anh không có bằng lái sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, đúng là không có bằng lái nhưng anh biết lái xe, Tô Mộc đáp, nói rồi anh ta liền nổ máy, lao thẳng về phía trước, đợi đã, đường dũng và rượu rượu vẫn còn ở trong sao mà. Tôi vội vàng nói, lúc đến mọi người đi chung, giờ chúng tôi cũng được coi là bạn bè rồi, Tô Mộc không định đưa bọn họ về hay sao, kệ bọn họ, em về nghỉ ngơi trước đi đã, tối nay còn có việc phải làm nữa, Tô Mộc nói thẳng, nói xong thì xe cũng đã ra khỏi biệt thự nhà họ Tô, lao vun vút ra ngoài tôi thấy đường dũng kéo tay rượu rượu chạy như bay ở phía sau, vừa chạy vừa kêu dừng xe, nhưng tô mộc căn bản không đếm xỉa đến anh ta, anh ta chạy được vài bước, thấy thực sự không đuổi kịp xe nên liền chửi ầm lên, còn nhặt viên đá đáp về phía xe nữa, tôi thấy hơi đồng cảm với đường dũng, tuy người này lúc nào cũng bày ra bộ dạng ngợn đòn, nhưng con người anh ta vẫn được coi là người tốt, hơn nữa còn từng cứu tôi mấy lần liền anh ta tham tiền như vậy nhưng chưa bao giờ tìm tôi đòi báo đáp cả chúng tôi đối xử với anh ta như này hình như thật sự có hơi không coi trọng nghĩa khí thì phải có điều tôi lại không làm chủ được sau khi đồng cảm với anh ta một lúc rồi tôi lập tức bỏ anh ta lại phía sau hỏi tô mộc xem tối nay có chuyện gì cần làm đi tìm mợ của em đưa cho cốt của em gái em về cho họ tô mộc trả lời lúc này tôi mới nhớ ra chuyện chính vẫn chưa làm nói thật là trong lòng tôi luôn có ý muốn trốn chạy khỏi cái chết của em gái không biết nên nói với cậu mợ thế nào nữa nhưng sự việc đã xảy ra rồi không cách nào cứu vãn lại được điều gì cần đối mặt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt thôi tôi bỗng chốc ủ ê cũng chẳng hỏi tô mộc chuyện của lâm yến nhi nữa cả quãng đường tôi đều đang nghĩ xem nên nói chuyện này với cậu mợ thế nào đây cũng không có tâm trạng nói chuyện với tô mộc nữa anh ta thì rất chăm chú lái xe kỹ thuật lái lại khá thành thạo như là một người tài xế lâu năm vậy trong lòng tôi thấy khó hiểu theo lý thì anh ta là người cuối thời nhà thanh sao lại biết lái xe nhỉ nhưng giờ tâm trạng tôi đang rất nặng nề căn bản không muốn hỏi anh ta vấn đề này anh ta không đưa tôi về khách sạn hilton cũng không đưa tôi về phòng mà vương văn thuê mà là dừng xe trước cổng một tòa cao ốc trong tòa cao ốc đó đều là khu nhà trọ bên trong đa số đều là phòng làm việc của công ty rất ít có người ở đây tôi hỏi anh ta xem đưa tôi đến đây làm gì. Công ty của Tô Thịnh ở đây, ở đây bày trận phong thủy, khoảng thời gian tới này chúng ta sẽ ở đây, để đề phòng quả phụ họ Vương lại đưa người đi giết. Tô Mộc đáp, nói rồi anh ta liền xuống xe, đi vòng thẳng ra cửa ghế phụ, mở cửa xe ra bế tôi vào lòng, tôi lập tức đỏ ửng mặt, không hiểu sao lại nhìn Tô Mộc, anh làm gì vậy, bao nhiêu người đang nhìn kia kia, em tự biết đi, để em hưởng thụ một chút quyền lợi của người vợ không em lại suốt ngày nói người khác là vợ anh. Anh là người trung thủy, đã chọn em rồi thì sẽ không hay lòng. Tô Mộc đáp, nói rồi, anh ta lại nhìn tôi nở nụ cười ma mãnh. Đột nhiên tất cả những người ra vào cổng tòa cao ốc đều đổ dồn vào nhìn chúng tôi. Tôi chỉ cảm thấy ánh mắt người khác đều đang nóng rực. Đột nhiên thẹn đến nỗi muốn độn thổ cho xong, giúp đầu vào ngực anh ta. Nhưng thực ra những lời anh ta vừa nói khiến tôi rất vui anh ta nói anh ta và Lâm Yến Nhi không phải vợ chồng, anh ta nói anh ta là một người trung thủy. Chương 35, Tứ Nhĩ Mi Hồng, anh ta bế tôi, mặc kệ ánh mắt của tất cả mọi người, trực tiếp đi lên tầng trên cùng của tòa cao ốc, công ty của Tô Thịnh ở tầng trên cùng. Tôi vốn tưởng rằng công ty của Tô Thịnh sẽ giống với những công ty khác, đều là một gian nhà trọ, bên trong bầy những đồ dùng chung là có thể làm việc rồi cơ ai ngờ đâu ông ta lại giàu có đến nỗi thuê cả cái tầng cao nhất hơn nữa tất cả các phòng đều thông với nhau chỉ để lại mấy cái cột trống cả công ty không có bàn ghế làm việc mà chỉ trồng đầy hoa cỏ cứ như thể đến với chốn bồng lai tiên cảnh cả tầng nhà là hòn non bộ nước chảy còn có một dòng suối nhỏ quanh co trong rừng cây đàn cá chép trong nước tung tăng bơi lội thật sự là đẹp mê hồn đây là công ty nơi làm việc bị tô thịnh sửa thành không khác gì là nghỉ mát đáng nói hơn nữa là ông ta còn trồng năm cây dừa tươi tốt ở giữa tầng lầu nữa trên cây mọc đầy những trái dừa còn có một chú khỉ con lông lá rậm rạp ngồi trên ngọn cây nữa tôi kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm một lúc lâu cứ như đang nằm mơ vậy tô mộc hiển nhiên cũng hơi thẳng thốt với bài trí của công ty này nhưng anh ta chỉ nhìn lướt qua một vòng rồi lại bình tĩnh trở lại bế tôi đi lại dưới gốc cây dừa giữa tầng lầu cùng với sự di chuyển của tô mộc tôi nhanh chóng nhận ra quỹ đạo bước đi của tô mộc rất kỳ lạ con đường vốn thẳng tuột nhưng anh ta lại bế tôi đi tới đi lui trên vùng đất trống hình như là đang lượn thành hình bát quái tôi bỗng thấy hiếu kỳ hỏi tô mộc có phải đang đi thành hình bát quái hay không tô mộc hơi bất ngờ nhìn tôi một cái sau đó nở nụ cười đáp thật không nhận ra đấy em cũng rất giỏi đấy nhỉ vậy mà cũng có thể nhìn ra được nói rồi anh ta liền giải thích với tôi rằng cách đi này là bát quái trận âm dương ngư gia truyền của nhà họ tô bọn họ lúc đầu khi sửa phòng đã chôn trận pháp này xuống lòng đất chỉ nhìn bề mặt thôi thì sẽ không thấy được nhưng nếu lúc vào đi một lượt tuân theo trận pháp được chôn trước kia thì có thể khởi động trận pháp giải phóng âm dương nhị khí được giấu bên trong hình thành vòng bảo hộ cho âm dương nhị khí bảo vệ những người ở lại bên trong như vậy có sự bảo hộ của âm dương nhị khí cho dù kẻ địch tấn công vào là người hay là ma thì đều sẽ phải chịu sự tấn công của bát quái trận âm dương ngư, âm khí tấn công người sống, cũng chính là những kẻ đối địch với pháp sư như quả phụ họ vương, âm khí tấn công người chết nhà họ tô bản họ xem phong thủy cho người khác, bắt quỷ trừ tà, khó tránh khỏi việc chọc giận đến không ít kẻ thù oan hồn lệ quỷ. Có âm dương nhị khí này làm phòng ngự thực sự là đang tự tạo cho mình lớp kim chung, tôi không không khỏi cảm thấy kính nể nhà họ tô. Trước kia còn cho rằng đám tô mục bọn họ đều là những người xem bói. Nhưng không ngờ bọn họ lại có trận pháp lợi hại đến vậy. Chả trách nào tô mục lại đưa tôi đến đây. Quả phụ họ vương kia vì muốn trùng sinh mà đã giết bao nhiêu người như thế. Chuẩn bị lâu như vậy nhưng lại bị chúng tôi phá hỏng. Nhất định là sẽ ôm hận trong lòng. Không biết chừng lúc nào đó sẽ lại quay lại giết người tiếp. Tô mục thân là lệ quỷ. Đương nhiên không sợ bà ta rồi nhưng còn tôi lại chẳng biết gì. Quả phụ họ vương có cả trăm cách để giết chết tôi ấy. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp. Tuy Tô Mộc không nói nhưng anh ta đưa tôi đến đây đều là vì muốn bảo vệ tôi. Tô Mộc đi hết bắt quái trận, băng qua dòng suối nhỏ rồi đi thẳng đến giữa đám dừa. Lúc này tôi mới nhận ra năm cây dừa đó được trồng vô cùng ngay ngắn. Cứ như là năm góc của ngôi sao năm cánh mà giữa những cây dừa đó lại đặt một chiếc giường lớn rộng 2 mét, ga trải giường mềm mại đệm lại dày. Tôi chỉ nhìn một lần thôi mà cả người liền cảm thấy mệt mỏi. Hai mí mắt thậm chí còn bắt đầu đánh lộn luôn. Tô Mộc thấy tôi buồn ngủ liền nhoẻn miệng cười. Trực tiếp bế tôi nhào lên giường. Sau đó giúp tôi cởi giày. Ôm eo tôi và nói, ngủ đi. Lát nữa anh gọi em dậy. Tôi mơ mơ màng màng ngợt gật đầu. Cơn buồn ngủ trong người bỗng chốc được giải phóng. Ngủ th yêu ta đi. Không biết đã ngủ bao lâu. Lúc tôi tỉnh dậy thì cả người đã tràn đầy sức sống tinh thần phải nói là vô cùng tốt tô mộc đã không còn ở đây nữa cũng không biết đi đâu rồi nữa tôi ngồi dậy nhìn điện thoại thì phát hiện ra mới một tiếng đồng hồ trôi qua thôi tôi còn tưởng tôi đã ngủ cả buổi chiều rồi cơ thế mà lại nhẹ nhõm vậy xem ra năm cây dừa này cũng thật không đơn giản chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà lại có thể giúp tôi phục hồi sinh lực tôi xuống giường xong liền xỏ dép vào đi ra ngoài định tham quan kỳ trốn bổng lai tiên cảnh này một lúc ai ngờ đâu tôi vừa bước một chân ra khỏi khu năm cây dưa đó thì chú khỉ con ngồi trên cây bỗng nhiên thét lên ầm ĩ oa oa làm tôi sợ hết cả hồn em tỉnh rồi à giọng tô mộc từ trên cây vọng xuống tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lên trên cây thấy lạ là sao đang yên đang lành tô mộc lại trèo lên cây làm gì không biết nhưng tôi chỉ nhìn thấy chú khỉ con trên cây đâu thấy bóng dáng tô mộc đâu đói chưa anh nấu mì rồi đó dậy ăn đi trên cây lại lần nữa vang lên giọng của tô mộc lần này tôi nhìn rõ rồi giọng nói đó lại được phát ra từ trong miệng chú khỉ con vừa kêu oa oa đó tôi vô cùng kinh ngạc thử cảm giác nói chuyện với khỉ nhưng chú khỉ con lại im bặt nhìn tôi với vẻ mặt hiếu kỳ không lâu sau tô mộc liền đi ra từ trong rừng tay còn bưng một bát mì tô mộc vừa giờ là anh nói chuyện với em à tại sao giọng nói lại truyền ra từ trong mồm con khỉ thần kỳ thật tôi vô cùng tò mò vừa thấy tô mộc là liền hỏi luôn thắc mắc trong lòng mình nói xong tôi cũng không khách sáo với tô mộc trực tiếp đỡ lấy bát mình trong tay tô mộc đặt xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi bắt đầu ăn em từng nghe về lục nhĩ mi hầu chưa tô mộc cười cười bỗng nhiên hỏi tôi không đầu không đuôi phí lời ai mà không biết lục nhĩ mi hầu chứ chính là con khỉ đã giả mạo tôn ngộ không trong tây du ký đúng không tôi trả lời Tô Mộc nghe xong liền rẻ biểu nhìn tôi một cái. "Đáp, cái em nói là trong truyền thuyết thần thoại, anh hỏi em có biết Lục nhĩ Mi hầu thật không cơ mà?" Tôi bỗng nhiên dừng đũa, kinh ngạc nhìn Tô Mộc, "Đó không phải vốn dĩ chính là thần thoại hay sao? Trong đời thực thật sự có Lục Nhị Mi hầu sao?" "Đương nhiên, mà cũng là thứ xuất hiện trong truyền thuyết, quỷ thần, không phải anh đang sống sờ sờ xuất hiện trước mặt em đây sao?" Tô Mộc bĩu môi, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ ngốc sau đó anh ta liền chỉ chỉ vào con khỉ trên cây, nói, đây chính là nguyên hình của lục nhĩ mi hầu, tứ nhĩ mi hầu, nó là linh hầu được anh tình cờ gặp được lúc còn trẻ, lúc đó linh lực của nó còn thấp, vẫn là nhị nhĩ mi hầu, anh liền bắt nó về thuần dưỡng. Chỉ là mới được mấy năm anh liền gặp phải biến cố nên chết đi Vậy nên không thể hoàn toàn thuần hóa được nó Có điều trải qua hơn 100 năm tu luyện nó lại có thể dựa vào linh trí của mình để tiến hóa thành tư nhĩ mi hầu, đúng là hiếm gặp, đây là con khỉ của anh sao? Nó đã sống hơn 100 năm rồi hả? Tôi lập tức càng thấy kinh ngạc hơn, con khỉ nhỏ đó cũng chỉ to hơn bàn tay một chút, đứng dậy chắc cũng chỉ dài bằng cánh tay tôi thôi, trông hoàn toàn giống như một con khỉ con vừa cay sữa, thế là lại sống hơn 100 tuổi rồi sao? Còn hơn thế nữa? Linh hồ mi nhĩ trạng thái lúc mới được sinh ra thực ra là không có tai, đến cả hai tai cũng đều phải dựa vào tu hành mới tu luyện được. Trong tình huống không có chủ nhân chỉ dẫn, muốn tự mình tu luyện thành hai tai là điều không hề dễ dàng, ít nhất cũng cần 35 đến 50 năm tuổi mới được. Lúc anh gặp nó thì nó đã có hai tai rồi, nếu giờ tính ra thì nó ít nhất cũng phải 160, 170 tuổi rồi, còn nhiều tuổi hơn anh nữa, vậy nếu nó tiếp tục tu luyện có phải sẽ tu luyện thành lục nhị mi hầu không? Tôi liếc nhìn con khỉ nhỏ đó mà trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc, xem ra nhà họ tô đúng thật là ngọa hồ tàng long. Một con khỉ nhỏ tự nhiên xuất hiện thôi mà cũng có lai lịch lớn như thế, thế mà lại là tiền thân của lục nhĩ mi hầu. Ừ, linh hầu mi nhĩ trời sinh đã có sở trường nghe, có thể xem xét quan sát, biết trước biết sau, chỉ có điều đây cũng không phải là bản lĩnh trời sinh đã có, mà là sau này tu luyện thành đợi đến khi linh hầu mi nhĩ tu luyện ra hai tai thì đã đạt đến cảnh giới quan trọng đầu tiên. Sở trường nghe, phàm là nơi nó xuất hiện, trong phạm vi 50 mét bất kỳ tiếng động rất nhỏ nào phát ra cũng đều không thoát khỏi đôi tai của nó. Thần tiên thuận phong nhĩ được ghi chép trong tây du ký đó nguyên hình chính là nhị nhĩ mi hầu. Đợi đến khi nó luyện thành bốn tai thì đã hoàn toàn mở ra linh trí, giỏi bắt trước, hiểu lý lẽ, thậm chí có thể cất tiếng nói thông qua miệng của anh. Đợi đến khi nó luyện thành sáu tai là có thể biết được mọi chuyện, đoán trước được tương lai." Tô Mộc nói, hình như tâm trạng anh ta rất tốt, vậy mà lại có thể giải thích cho tôi nhiều thứ vậy, nhưng điều này rất bất thường. Tôi bỗng tỉnh táo lại, nhìn anh ta mà cảnh giác, anh lại muốn bảo em đi làm chuyện nguy hiểm gì nữa đây? Mỗi lần anh ta nghiêm túc giải thích cho tôi một thứ gì đó là đều không có chuyện tốt đẹp gì xảy ra, dựa theo tính khí xấu xa của anh ta, nếu không dùng đến tôi anh ta sẽ chẳng muốn nói nhiều với tôi đến thế đâu, đâu có, sao lại hỏi thế? Tô Mộc vốn còn đang cười ha ha, bỗng bị tôi hỏi như thế, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, nhìn tôi không biết nói sao, anh thật sự không cần em làm gì sao? Tôi vẫn không dám tin anh ta, tiếp xúc với anh ta lâu như vậy rồi, tôi cơ bản đã hiểu rõ tinh khí của anh ta, hỉ nộ thất thường, xấu xa kinh khủng, tóm lại mỗi lần anh ta muốn dùng đến tôi là điều đối xử với tôi tốt đến lạ thường vậy đấy. Đầu em có vấn đề à? Từ sau khi đến Giang Minh, anh đã cần em làm gì chưa? Có lần nào là không phải anh ra tay giúp em giải quyết vấn đề chứ? Tô Mộc thấy tôi vẫn không tin anh ta, sắc mặt lập tức sầm xuống, giọng điệu cũng không còn dễ nghe nữa. Trong lòng tôi bỗng thấy hồi hộp, cứ nói là anh ta hỉ nộ thất thường đi. Đây chính là điểm báo cho sự nổi giận. Tuy trong lòng tôi vẫn còn thắc mắc, nhưng cũng không dám tiếp tục thể hiện ra ngoài nữa, vội vàng vui cười xích lại chỗ anh ta cười nói cũng đúng anh giúp em tìm thi thể của em gái còn giúp hồn phách của con bé thoát khỏi sự khống chế tuy không thể cứu con bé về lúc còn sống nhưng em vẫn nên cảm ơn anh vậy còn tạm được tô mộc lạnh lùng ngư một cái miễn cưỡng hài lòng sau đó anh ta vẫy vẫy tay với con khỉ nhỏ trên cây kêu con khỉ đó xuống nói với tôi anh nói nhiều điều với em như thế là vì muốn tặng tư nhĩ mi hầu cho em những thứ khác thì nó không ổn nhưng tính giác cực kỳ tốt, dùng để chạy thoát thân thì còn gì thích hợp hơn thế nữa chứ. Em ngốc như vậy, ngộ nhỡ lúc gặp nguy hiểm anh không ở bên cạnh em thì em còn có thể sớm thoát thân được chút, anh mới ngốc ấy." Tôi nhỏ giọng đáp, trong lúc nói chuyện, con khỉ nhỏ đó đã vọt từ trên cây xuống, nhảy vào trong tay tôi, đôi mắt to lanh lợi đang hiếu kỳ quan sát tôi, thật đáng yêu. Tôi nhìn vật bé nhỏ lông lá rậm rạp trong tay. Vui mừng khôn xiết, theo như anh ta nói thì con khỉ nhỏ này đã tu luyện thành bốn tai, có thể nghịch thiên rất lợi hại rồi, thế mà lại cứ thế tặng cho tôi như vậy, trong lòng tôi cảm động muốn chết, nhưng anh ta tặng cũng đã tặng rồi, việc gì còn phải nói tôi ngốc nữa chứ? Hơn nữa anh ta vừa nói lúc gặp nguy hiểm không ở cạnh tôi, vậy anh ta đi đâu? Tôi bỗng nhiên hơi luyến tiếc, vừa trêu đùa con khỉ nhỏ, vừa hỏi Tô Mộc xem anh ta định đi đâu, tại sao lúc nguy hiểm lại không ở bên cạnh tôi? nói em ngốc em còn không nhận, anh là đề phòng lỡ như, không lẽ lúc nào anh cũng có thể theo bên cạnh em được hay sao? Ngộ nhỡ lúc em đi tắm gặp nguy hiểm thì sao? Lỡ như lúc em đi vệ sinh gặp nguy hiểm thì sao? Tô Mộc mắng, vừa mắng, tay còn gõ mạnh lên mũi tôi một cái. mươi 36, lời tiên đoán của ông Châu, gõ đến nỗi đau hết cả mũi, tôi buồn bực xoa mũi, tiếp tục ăn cơm, nhưng sau khi xác nhận là anh ta chỉ là để đề, đề phòng thôi, tôi lại tiếp tục đặt hết tâm tư lên người con khỉ con, tuy nói là tứ nhĩ mi hồng, nhưng trông nó cũng giống những con khỉ nhỏ khác, cả người toàn là lông tơ màu vàng nhạt, mỗi bên đầu là một cái tai nhỏ tròn vo chứ không phải là bốn cái tai, mặt nó vô cùng phấn khích nhìn tôi, nói chính xác hơn là nhìn vào mì tôm trong bát của tôi, dáng vẻ như rất muốn ăn, tôi nuốt mấy miếng xong cũng không còn thấy đói nữa, thế là liền đẩy bát mì đến trước mặt con khỉ, hỏi nó, mày muốn ăn hả? chít chít con khỉ kêu lên nhanh chóng thò móng vuốt nhỏ vào trong bát vớt sợi mì bên trong để ăn đợi sau khi nó ăn mì xong tô mộc liền nói đặt cho nó cái tên đi từ nay về sau em chính là chủ nhân của nó ừm mau cầu tôi liếc nhìn con khỉ rồi nói tôi thật sự không có thiên phú với việc đặt tên đâu con khỉ chít chít hai cái phát ra tiếng kêu rất chói tai cứ như đang kháng nghị rõ ràng là không thích cái tên đó mà mau đản mau khố Mao Tuyến, tôi đặt ra một loạt những cái tên, nhưng con khỉ đều nhe răng ra với tôi, rõ ràng là không thích tên bắt đầu bằng chữ Mao, tôi cũng lười đặt tên, liền nói thẳng, cứ gọi là lục nhĩ đi, để tranh thủ sớm ngày tu luyện thành lục nhĩ mi hầu, con khỉ lần này lại nghe hiểu được, lại gật gật đầu với tôi, vỗ tay vui mừng, sau khi lấy tên là lục nhĩ, tôi liền thu dọn hộp cho cốt của em gái lại, chuẩn bị đưa lục nhĩ cùng đi đến nhà cậu ai ngờ tô mộc lại không để tôi đem lục nhĩ theo nói rằng vừa nãy tôi đặt tên cho lục nhĩ giữa chúng tôi vẫn chưa có sự ăn ý không thể tùy tiện đem ra ngoài được lát nữa anh ta sẽ đưa cho tôi một quyền hầu kinh để tiến hành thuần hóa lục nhĩ như cách trong sách chỉ đợi đến khi giữa chúng tôi ăn ý rồi mới có thể đưa nó ra ngoài được được thôi tuy tôi rất thích lục nhĩ nhưng lát nữa đến nhà cậu là phải làm chính sự tôi cũng không thể đem nó theo được đành để nó quay về trên cây vậy sau đó tôi ôm hộp cho cốt cùng tô mộc đến nhà cậu vì lý do em gái sông chết chưa rõ nên bố mẹ tôi mấy hôm nay cũng đều ở nhà cậu cùng cậu đợi sau khi chúng tôi vào trong cửa nhà mẹ tôi là người đầu tiên đứng lên hỏi tôi có tin tức gì chưa đã tìm thấy chưa tôi gật đầu quay đầu lại nhìn mợ bàn tay đang ôm hộp cho cốt bất giác nắm lại thật chặt mợ đã gầy hốc hác cả đi nhìn thấy chúng tôi mợ liền xông lại còn chưa mở miệng hỏi thì ánh mắt đã dừng lại trên hộp cho cốt trong tay tôi, chân cũng theo đó mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống dưới đất, đây là, giọng mỡ rất chua chát, chỉ nói ra được hai chữ liền không dám hỏi tiếp nữa, tôi gật gật đầu, đặt cho cốt lên trên bàn, thấp giọng kể lại nguyên nhân cái chết của em gái, chỉ là tôi hoàn toàn kể thành một phiên bản khác. Tôi vốn định kể hết những chuyện em gái gặp phải ra nhưng lúc đến nghĩ đi nghĩ lại, vẫn sợ cậu mợ không chấp nhận nổi tin giữa đó nên đành dứt khoát nói em gái bị chết đuối có lẽ là do vấn đề tinh thần trước đó chưa được chữa trị triệt đề vậy nên mới nói như vậy có lẽ bọn họ sẽ dễ chấp nhận hơn chút tuy nỗi đau mất con gái đều đau như nhau nhưng chỉ ít trong lòng họ không có thù hận càng không nghĩ đến chuyện đi tìm quả phụ họ vương để trả thù dù sao quả phụ họ vương cũng không phải người bình thường đến cảnh sát còn chẳng làm gì được bà ta thì cậu mợ có thể làm gì chứ mợ vẫn rất tin tưởng tôi sau khi biết đống cho cốt đó thực sự là cho cốt của em gái thì liền đào mắt ngất lịm đi còn cậu cũng nước mắt như mưa ôm cho cốt của em gái lặng lẽ rơi lệ mấy ngày sau đó tôi và tô mộc đều ở trong nhà cậu an ủi cậu mợ tiện thể giúp đỡ sắp xếp hậu sự của em gái cho đến tận ngày cúng tuần cho em gái, tâm trạng của cậu mợ mới đỡ hơn được chút, chính vào lúc đó, tôi đột nhiên nhận được cuộc điện thoại, nói là tìm Tô Mộc, giọng nói đó không phải giọng Tô Đoàn và Tô Thịnh, lúc này tôi liền thấy tò mò, không phải người nhà họ Tô, trên đời này còn có người khác quen biết Tô Mộc hay sao, tôi nghiêng đầu tìm Tô Mộc, đưa điện thoại cho anh ta, nói, tìm anh đấy, nói, xong tôi cũng không đi, cứ đứng chờ bên cạnh anh ta, dựng tay lên nghe trộm muốn biết xem đối phương là ai. Tô Mộc nhận lấy điện thoại, nói một câu là tôi đây, sau đó nói một hồi, xong rồi liền cúp điện thoại, tôi bỗng cảm thấy hiếu kỳ, hỏi Tô Mộc xem là ai tìm anh ta. Trên đời này còn có người khác quen anh ta sao? Tô Mộc cúp điện thoại xong thì tâm trạng rất tốt, thấy tôi hỏi anh ta liền nở nụ cười thần bí, đáp không quen, nhưng anh ta đến để tặng tiền, lát nữa sau khi an táng em gái em xong thì theo anh về công ty là được chúng ta gặp người đó xem sao nói xong anh ta liền đưa tay lên xoa đầu tôi đột nhiên bị anh ta xoa đầu như thế trái tim nhỏ bé của tôi sắp nhảy ra ngoài luôn rồi tuy giờ anh ta đang đội khuôn mặt của vương văn nhưng cảm giác được xoa đầu thật sự rất thích giống như rất được cưng chiều nhưng điều càng khiến tôi kích động hơn là anh ta nói người đó đến tặng tiền anh ta còn không quen người ta sao người không quen biết lại muốn tặng tiền cho anh ta chứ tôi tò mò muốn chết mất nhưng đến giờ đưa tang em gái rồi tôi cũng không hỏi tô mộc nữa đợi an táng cho em gái xong sau khi chúng tôi đưa bố mẹ tôi và cậu mợ về nhà thì đã là gần giữa trưa cả đoạn đường tô mộc lái xe nhanh như bay lúc đến cửa công ty tô thịnh quả nhiên là thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đứng ở cửa công ty ông ta hơi mập người không cao trên người mặc một bộ âu phục ám hoa trên người lộ ra vẻ xa xỉ vừa nhìn là biết là người giàu chỉ có điều lúc này mặt ông ta trông vô cùng tiểu tụy sau khi ông ta nhìn thấy tô mộc rõ ràng là ngớ người ra một lúc sau đó mỉm cười hỏi ngài là tô mộc ừ ông chủ châu đúng không để ông phải đợi lâu rồi thế này đi chúng ta xuống dưới tầng vừa ăn cơm vừa nói chuyện tô mộc đáp sau đó anh ta liền giơ tay ra ý bảo ông chủ châu kia vào trong thang máy tôi vật vã suốt cả buổi sáng cũng thực sự đói rồi thấy tô mộc nói đi ăn cơm trước tôi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ ông chủ châu đó hình như đã đợi rất lâu gật gật đầu nói ông ta cũng đang có ý này hơn nữa cũng đã đặt phòng ở nhà hàng dưới kia chỉ đợi chúng tôi đến nhận lời thôi nói rồi ông ta cũng đã tiến vào thang máy đưa chúng tôi xuống dưới tôi không khỏi thay đổi cái nhìn về ông chủ châu này không hổ danh là người làm ăn làm việc đúng là chu đáo sau khi ngồi vào bàn ăn trong nhà hàng nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng những món ăn được chế biến tinh xảo lên sau khi nói với ông chủ châu mấy câu khách sáo dạo đầu cuối cùng tôi cũng biết được thân phận của ông ta hóa ra ông ta tên là châu kiệt mở một chuỗi siêu thị kiểu lớn ở giang minh tôi và bố mẹ hay đến siêu thị của nhà ông ta mua đồ cả giang minh này có tất cả hơn chục chi nhánh làm ăn vô cùng phát đạt chỉ có điều cách đây không lâu nhà ông ta có một siêu thị bỗng nhiên phát nổ còn thiêu chết ba nhân viên trực ban may mà lúc siêu thị phát nổ là nửa đêm trong cửa hàng không có nhiều người không thì nếu bị nổ vào ban ngày có lẽ người chết sẽ không chỉ là ba người đâu lúc đó chuyện này còn lên thời sự của đài giang minh trong danh sách bạn bè cũng chia sẻ loạn lên có điều lúc đó tôi đang bận cùng tô mộc đi tìm quả phụ họ vương để tính sổ cũng không để tâm đến không ngờ mấy ngày qua đi ông chủ đó lại ngồi trước mặt chúng tôi chắc hẳn ngài cũng có nghe nói chuyện siêu thị của nhà chúng tôi phát nổ rồi nhỉ nói thật là trước khi siêu thị bị nổ tôi cũng đã nhận được thông báo chỉ có điều lúc đó tôi tưởng là có người cố ý giờ trò đùa quái đàn nên cũng không coi là chuyện to tát gì ai ngờ đâu đến siêu thị thì bị phát nổ thật ông chủ châu nói rồi trên mặt còn xoẹt qua một nụ cười gượng tôi bỗng chốc bị ông ta làm cho hồ đồ nói chen vào trước vụ nổ có người thông báo cho ông đây là có người cố ý làm nổ vậy tại sao ông không báo cảnh sát đến tìm chúng tôi làm gì lúc này ông chủ châu mới chú ý đến tôi rồi nhìn tôi mộc ngập ngừng hỏi vị đây là, vợ tôi. Tô Mộc đáp, ồ, thất lễ thất lễ, ông chủ châu mỉm cười với tôi, sau đó trên mặt lại quét qua một nụ cười gượng, nói, sự việc đương nhiên không đơn giản như vậy rồi, nếu muốn nói cụ thể thì phải bắt đầu nói từ một tháng trước, hóa ra bố của ông chủ châu một tháng trước mắc bệnh ung thư qua đời, ông ta giàu có vậy. Đương nhiên sẽ tìm thầy phong thủy chọn vùng đất phong thủy trù phú để an táng cho bố ông ta chuyện vốn chẳng có gì để nói thầy phong thủy chọn một huyệt mộ rất thuận lợi an táng bố ông ta xong sau khi làm xong tất cả mọi chuyện mọi việc đều thuận lợi nhưng mấy ngày sau đó ông ta luôn nằm mơ thấy bố ông ta nói với ông ta rằng ông ấy ở dưới cõi âm sống không được tốt cõi âm nóng quá luôn thiêu đốt ông ta bảo ông chủ châu đón ông ấy về nhà ông chủ châu lại chưa chết bao giờ nào biết cõi âm nóng hay không chứ nhưng mà người cũng đã chôn rồi nào thể đón về nhà được nữa sau mấy lần mơ thấy gặp bố ông chủ châu thực sự không còn cách nào khác liền đến tiệm áo liệm mua toàn những đồ điện giấy tiền như điều hòa tủ lạnh còn sợ bố ở dưới đó không có tiền tiêu liền mua một bịch tiền âm phủ cùng đốt xuống cho bố sau khi có điều hòa và tủ lạnh bố ông ta quả nhiên không còn đến tìm ông ta nữa chính vào lúc ông ta tưởng rằng chuyện của bố ông ta đã xong rồi thì con trai ông ta bỗng nhiên bị bệnh cả người nổi đầy những vết bọc nước giống như là bị bỏng. Ông ta và vợ đưa con trai đến bệnh viện khám. Kết luận nhận được là bị nhiễm virus mụn nước, bình thường gọi là bị thủy đậu. Nhưng con trai ông ta lúc nhỏ đã từng bị thủy đậu rồi. Bệnh này lại có sức miễn dịch suốt đời. Đáng lẽ sẽ không bị lại mới đúng, dưới yêu cầu quyết liệt của ông chủ châu. Bệnh viện chỉ đành đâm thùng bọc nước trên người con trai ông ta tiến hành xét nghiệm lại. Kết quả xét nghiệm lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc trong chất dịch trên người con trai ông ta không hề mang virus mụn nước tất cả chất dịch đều giống hệt với vật sau khi bị bỏng cũng chính là nói cả người con trai ông ta nổi đầy mụn nước không phải là do bị bệnh mà là do thực sự bị bỏng chuyện này thì kỳ lạ rồi con trai ông ta đang yên đang lành chỉ ở trong nhà không hề bị vật gì làm bị bỏng sao lại đột nhiên bị bỏng đến nỗi cả người nổi đầy mụn nước chứ con trai ông ta cũng không hiểu tại sao nhưng những bọc nước đó lan rất nhanh vốn chỉ có hai chân và cánh tay nổi bọc nước sau hai ngày kiểm tra đó sau lưng và ngực cũng bắt đầu bị lan ra con trai ông ta đau đến nỗi không ngủ nổi thậm chí đến nằm trên giường cũng khó khăn vì cả người đều nổi đầy bọc nước bất kể bộ phận nào tiếp xúc với giường bọc nước đều sẽ vỡ ra tạo thành truyền nhiễm điều này khiến cả nhà ông chủ châu không yên ông chủ châu cũng mặc kệ chuyện làm ăn đưa vợ và con trai đi khắp nơi cầu cứu thầy thuốc chữa trị bệnh tật chính vào một buổi tối trước khi cửa hàng nhà ông ta phát nổ ông ta bỗng nhiên mơ thấy bố ông ta theo miêu tả của ông chủ châu lúc đó bố ông ta đã gầy còm cả đi trở thành da bọc xương mà bố ông ta đến tìm ông ta chỉ để nói với ông ta hai câu một là siêu thị nhà ông ta sắp phát nổ sự nghiệp bị hủy trong chốc lát hai là cả nhà ông ta đều phải chết con trai ông ta là người đầu tiên nói xong bố ông ta liền biến mất kết quả buổi tối hôm đó siêu thị của ông ta liền phát nổ. Đợi đến sáng ngày hôm sau ông chủ châu nhận được tin, cả người liền ngớ ra, nhưng không phải là vì siêu thị phát nổ tổn thất nặng nề, mà là vì lời bố ông ta nói thành sự thật rồi. Nếu câu thứ nhất đã thành hiện thực, vậy thì câu thứ hai còn xa hay sao? chương 37, trảo Dầu Hung Thần Ông chủ châu lúc này mới ý thức được rằng phong thủy mộ phần của bố ông ta có lẽ có vấn đề, thế là nhờ người đi khắp nơi hỏi thăm tìm thầy phong thủy đáng tin đến xem cho nhà ông ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Tô vẫn luôn nhận làm về tướng số ở Giang Minh. Tô Mộc trước kia cũng đã đề cập rất nhiều về điều này. Cái gì mà xem nơi ở bắt quỷ su cát tị hung cái gì bọn họ cũng đều làm. Hơn nữa chỉ cần dựa vào cái văn phòng làm việc nghịch thiên Tô Thịnh này. Liền biết anh ta làm buôn bán rất lớn. Thế nhưng cái ông chủ châu này không biết là mối quan hệ không rộng hay là chê nhà họ Tô thu phí đắt cho dù thế nào thì trong những thầy phong thủy mà ông tìm từ lúc bắt đầu đều không có nhà họ tô, những thầy phong thủy khác sau khi nghe thấy chuyện của ông ta rồi theo ông ta đến xem xét phần mộ của bố ông ta, chỉ nhìn một cái, liền nói phần mộ của nhà ông ta là hung phần, dựa theo phong thủy mà nói, thì là chảo dầu hung thần nổi tiếng, ông chủ châu lúc này đã thông ra rồi. Không dám tin nghe theo lời của một nhà nữa, lại quay lưng lại với vị thầy phong thủy kia rồi đi tìm thầy phong thủy khác đến xem mộ lần này cách nhìn nhận vấn đề của mọi người đều rất thống nhất. Toàn bộ đều kết luận là phần mộ của nhà ông ta là hôn phần, phải rời mộ, theo truyền thống của người Trung Quốc. Người già sau khi chết đi thì chú trọng việc về với đất là niềm vui, thường thì chôn rồi là không thể dễ dàng rời mộ được. Thế nhưng hiện tại ông chủ châu đã bị người ta hãm hại, những lời bố ông ta nói với ông ta cũng đã linh nghiệm, ông ta chỉ có thể rời phần mộ, thế nhưng chính vào lúc này, lại xảy ra chuyện những công nhân mà ông chủ châu thuê đến để đào mộ đều vừa đến nghĩa địa liền đau bụng tập thể khó khăn lắm mới có vài cậu thanh niên lực lưỡng sau khi hết đau bụng bắt đầu vào làm việc lại đột nhiên giống như chúng ta vậy mà cầm cái tuồng sắt xúc vào chân đối phương cuối cùng phần mộ còn chưa được đào ra công nhân đã bị thương hết một loạt thậm chí trong đó còn có một người công nhân bị xúc rơi mất cả đầu ngón chân lúc này đến cả thầy phong thủy cũng đã bị hù dọa lăn lộn chạy về đến khi ông chủ châu đi tìm thầy phong thủy đó người ta đã dứt khoát trả lại hết số tiền đã nhận thẳng thắn nói rằng công việc này ông ta nhận không nổi mời ông chủ châu đi tìm thầy cao minh khác sau khi ông chủ châu kể hết lại mọi chuyện khuôn mặt đầy ấp lo lắng nhìn tô mộc đoán chừng là thấy tô mộc khá trẻ không giống dáng vẻ của một người cao nhân đắc đạo Chào dầu hung thần tô mộc nhắc lại những từ này một lần nữa rồi liền cười nói việc này tôi có thể nhận Thế nhưng phải nói trước một chút về Thù Lao, vừa nói khóe mắt anh ta vậy mà lại liếc nhìn về phía tôi, trên mặt đều là khiêu khích, sơ, khoe khoang cái gì chứ, không phải chỉ là khách tới cửa thôi sao? Tôi bĩu môi, tỏ vẻ khinh bỉ, thế nhưng trong lòng thực ra đã vui đến phát điên rồi. Anh ta nói công việc này anh ta có thể nhận, còn phải nói trước một chút về Thù Lao, hóa ra anh ta kiếm tiền lại dễ dàng như vậy đó, đương nhiên chỉ cần thầy có thể bảo đảm tính mạng của gia đình chúng tôi chuyện tiền bạc không thành vấn đề thầy chỉ cần nói ra là được ông chủ châu kích động nói thủ lao thì đến nói với vợ tôi đi cô ấy vui là được tô mộc lại xua xua tay trực tiếp đẩy ông chủ tô cho tôi dáng vẻ nhẹ tựa như mây chẳng coi tiền là gì tôi suýt chút nữa bị nghẹn cơm cái gì mà nói với tôi tôi vui vẻ là được chẳng lẽ anh ta định đưa cho tôi số tiền này tôi đột nhiên kích động lập tức nuốt cơm ở trong miệng xuống căng thẳng nhìn ông chủ châu cô tô cô đưa ra con số đi chỉ cần châu kiệt tôi có thể đưa ra được tôi nhất định đáp ứng ông chủ châu nói xem ra ông ta thực sự cũng đã hết cách rồi nói chuyện tương đối thẳng thắn ừ lúc này tôi lại thấy khó xử tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường mà thôi không hề có chút nghiên cứu gì đối với ngành phong thủy này càng không biết giá cả thị trường là bao nhiêu có điều chỉ là chuyện giúp đỡ đào cây mộ. Chắc là không thể đòi quá nhiều tiền được rồi. Thế nhưng ông ta cũng đã nhắc đến cái gì mà trào dầu hung thần. Nghe qua có vẻ rất nguy hiểm. Hơn nữa chuyện rời mộ này còn liên quan đến tính mạng của gia đình nhà ông ta. Hình như cũng không đơn giản. Nghĩ đi nghĩ lại. Tôi mở miệng nói. 45 triệu đồng. Ông thấy được không? 45 triệu chứng là con số vốn dĩ ở trong thẻ ngân hàng của tôi. Bây giờ tô mộc đã tiêu sạch số tiền đó ở trong thẻ của tôi bắt anh ta trả lại, chắc không đến nỗi quá đáng, chỉ là sau khi tôi đưa ra con số, tô mộc lại ho dữ rồi, chấm A -N s ta đã uống nước rồi bị sặc rồi, còn ông chủ châu cũng kinh ngạc nhìn tôi, thậm chí trên mặt còn lộ ra chút nghi hoặc thế nhưng rất nhanh ông ta đã khôi phục lại như bình thường, cười nói, được, bây giờ tôi sẽ đưa tiền đặt cọc cho cô, phần còn lại đợi sau khi mộ được rời đi, tôi sẽ đích thân mang đến cho cô nói, xong ông ta đã móc ra hai sấp nhân dân tệ, rồi đưa cho tôi một cách cung kính, trái tim của tôi đột nhiên đập rất nhanh, hai sấp tiền nhân dân tệ đó đều dùng giấy niêm phong của ngân hàng gói lại, một sấp là 30 triệu, hai sấp là 60 triệu, tôi lấy 45 triệu, ông ta vậy mà lại còn trả thêm 15 triệu, hơn nữa ông ta còn nói đây chỉ là tiền đặt cọc, phần còn lại làm xong việc sẽ đưa, lẽ nào tôi lấy ít sao? Tôi vơ hết tiền lại một cách kích động rút ra 15 triệu muốn trả lại cho ông chủ châu. Thế nhưng ông chủ châu nói thế nào cũng không chịu lấy. Nói 15 triệu này là để chúng tôi giữ lại làm kinh phí hoạt động. Mua một vài đồ dùng cần thiết để làm. Nếu như không đủ thì tìm gặp ông ta lấy thêm. Tôi thực sự vừa mừng vừa lo sợ. Đây chính là 60 triệu đó. Nhớ đến lúc trước khi học đại học 3 năm đi làm thêm ngoài giờ. Cũng mới chỉ dành dụng được hơn 30 triệu. Bây giờ 60 triệu lại có thể đến tay tôi dễ dàng như vậy. Mặc dù không được tính là quá nhiều, thế nhưng đối với tôi mà nói, hai sắp tiền dày cộp này vẫn là khiến tôi vô cùng kích động, ngược lại là Tô Mộc, một gương mặt đang xám xịt nhìn tôi ở bên cạnh, chê bai nói, "Không có tiền đồ, tôi bây giờ đang vui, anh ta mắng tôi cũng chẳng vấn đề gì." Tôi thu tiền lại, tâm trạng rất tốt, khẩu vị đột nhiên cũng tốt lên, ngẫu nhiên ăn một bữa, sau khi ăn xong, ông chủ Châu hỏi Tô Mộc có cần chuẩn bị gì không? Tô Mục thẳng thắn nói không cần, đi xem phần mộ trước đã rồi tính tiếp, nói xong thì kêu ông chủ châu lái xe đưa chúng tôi đi. Ông chủ châu lập tức gật đầu, vội vàng đưa chúng tôi đến phần mộ của bố ông ta, có thể nhìn ra, ông chủ châu thật sự lo lắng, đoán chừng bệnh tình của con trai ông ta đã rất nghiêm trọng rồi. Tôi ôm tiền cười một hồi lâu, lúc này cuối cùng đã bình tĩnh lại, hỏi tô mục trào dầu hung thần đó rốt cuộc là cái gì, mà lại có ảnh hưởng đến những người đời sau lớn như vậy trước khi quen biết tô mộc tôi vẫn không quá tin vào những điều quỷ thần này càng không tin phong thủy gì đó thế nhưng hiện tại tôi thực sự đã gặp qua ma quỷ rồi cũng đã thay đổi cách nhìn đối với phong thủy rồi cái chảo dầu hung thần đó vậy mà lại có thể làm cho những cậu thanh niên bình thường đột nhiên phát điên xem ra vẫn là do quỷ quái gây ra chảo dầu hung thần là một danh từ ở trong lĩnh vực phong thủy chuyên chỉ bốn phía thì cao ở giữa địa hình trũng xuống hình giống như cái chảo dầu thông thường địa hình phân thành hai thái cực một loại đại cát một loại đại hung khác nhau hoàn toàn ở địa thế trên cái chỗ cao đó có cây cối hay không tô mộc nói anh ta vừa nói xong ông chủ châu đang lái xe ở phía trên liền gật đầu nói thầy tô quả nhiên lợi hại nói thực sự không sai chút nào phần mộ của bố tôi chính là bốn phía thì cao ở giữa thấp hơn nữa năm mươi mét quanh phần mộ đó không có lấy một cây cỏ cũng khó cho ông rồi địa thế như thế này thuộc vào vùng đất xấu hiếm thấy, cũng có thể bị ông đụng chúng. Có một chút kiến thức về phong thủy thôi cũng đều có thể nhìn ra phong thủy nơi này không tốt, thầy phong thủy mà ông mời còn đặc biệt chọn cho ông chỗ này, có phải ông đã đắc tội với người nào rồi không? Tô Mộc nói, ông chủ châu cười khổ, tôi cũng thấy kỳ lạ, tôi không hề quen biết gì với ông ta, tôi cũng trả tiền theo yêu cầu của ông ta, vậy mà tại sao ông ta phải hãm hại tôi như vậy chứ? Thế nhưng khi tôi đi tìm ông ta, đã sớm vườn không nhà trống rồi. Bây giờ đến điện thoại cũng đã thành số rác, cũng phải thôi. Ông ta đã hại gia đình tôi thảm đến như thế này rồi. Sao còn có thể xuất hiện nữa chứ? Ông chủ châu nói xong, thở dài liên tục, sau đó không nói gì nữa. Lái xe hết sức chuyên chú. Hai tiếng sau, xe cuối cùng cũng đã dừng lại ở trong một vùng núi lớn. Đây là ngoại ô ở phía tây của Giang Minh, xung quanh đều là núi gần đó có không ít danh lam thắng cảnh, thế nhưng phần mộ của nhà ông chủ châu lại không ở bên cạnh chỗ danh lam thắng cảnh. Đây hoàn toàn là một vùng núi hoang, sau khi tôi biết về chảo dầu hung thần còn đặc biệt quan sát địa thế một chút, còn đúng y như tô mộc nói, núi xung quanh trùng trùng điệp điệp, chỉ có duy nhất chỗ chúng tôi đứng là một cái vũng hố, hơn nữa núi non xung quanh toàn là núi hoang, vốn dĩ trên núi thực sự trồng không ít cây, thế nhưng đều bị chặt hết chỉ còn lại vài cây gốc đã chết mà thôi càng đặc biệt hơn chính là xung quanh núi này mặc dù không có cây lớn thế nhưng một vài cây cỏ dại hoa dại v v mọc cũng tương đối xanh tươi duy chỉ có mộ phần của bố ông chủ châu cái mảnh này toàn là đá nhìn qua hoang vụ dị thường đến cả cỏ dại cũng không mọc kể cả tôi không hiểu tôi cũng nhìn ra đây không phải là mảnh đất tốt đẹp gì rồi tô mộc dường như đã sớm biết sẽ là kết quả này cũng không trì hoãn, đi thẳng đến trước phần mộ của bố ông chủ châu, đi quanh mộ một vòng, sau đó đưa tay gõ nhẹ lên tấm bia mộ hai tiếng, sau đó phần mộ lại nổi lên một trận gió lốc nhỏ, xung quanh trở nên lạnh giá, đợi sau khi gió lốc qua đi, phần mộ lại có thêm một ông cụ khoảng 7-80 tuổi, tôi thấy ông cụ đó đột nhiên mắt cũng trợn cả lên, không cần hỏi. Đây chắc chắn là bố của ông chủ châu, ông ta quả nhiên giống như ông chủ châu, gầy y như cái xác khô da đã nhăn nheo hết cả, giống như bọc một lớp vỏ cây vậy, trên người ông ta xen lẫn một lớp âm khí u ám, vốn dị ánh mắt rất đờ đẫn, sau khi nhìn thấy Tô Mộc đột nhiên sắc mặt thay đổi, vậy mà sau đó lại gập đầu gối xuống, quỳ xuống trước mặt Tô Mộc, tôi lập tức càng bất ngờ, ngây ra nhìn Tô Mộc và ông cụ đó, còn ông chủ châu ở bên cạnh sau khi thấy Tô Mộc gõ tấm bia mộ, hỏi tôi, thầy Tô đây là sao vậy? Sao lại nhìn tấm bia mộ rồi không cử động gì vậy? bố ông không phải đã ra ngoài rồi sao ông không nhìn thấy sao tôi thấy kỳ lạ liền nói với ông chủ châu ông chủ châu lắc đầu ngỡ ngàng tôi liền kinh hãi tưởng rằng vừa rồi là do tôi hoa mắt thế nhưng tôi dụi mắt rồi nhìn về phía tô mộc thực sự là có một ông cụ đang quỳ trước mặt tô mộc mà đang nức nở nghẹn ngào nói điều gì đó tôi có thể chắc chắn ông cụ đó chính là bố của ông chủ châu cũng chính là ma thế nhưng ông chủ châu không thể nhìn thấy ma tại sao tôi có thể nhìn thấy ma chính là vì tô mộc hơn nữa tôi có thể nhìn thấy rõ âm khí âm khí ở trên người ông cụ đó rất yếu chỉ có một lớp màu xám mỏng manh nếu không phải là tô mộc phủ âm khí đen ngòm ở trên người mình lên người ông cụ đoán chừng ông ta sẽ không dám hiện thân ở dưới ánh nắng đáng tiếc tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của ông ta còn nghe không hiểu ông ta đang nói cái gì lúc đó sau khi em gái họ không bị khống chế muốn nói chuyện với tôi cũng phải dựa vào tô mộc truyền lời mới được xem ra những ma quỷ thường tương đối yếu sẽ không có cách nào kết nối trực tiếp được với con người sau khi ông cụ đó nói một hồi với tô mộc tôi nhìn thấy gương mặt vốn mang theo nét cười của tô mộc đã dần dần trở nên nghiêm túc sau đó anh ta nói vài câu với ông cụ đó liền kêu ông cụ quay trở lại rồi đến khi anh ta trở lại bên cạnh tôi nét cười trên mặt đã sớm biến mất còn cho mày quan sát ông chủ châu hỏi ông ta có phải ông còn có chuyện gì giấu tôi? Ông chủ châu liền đưa ra, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, hốt hoảng nói, không có mà. Cái gì cần nói tôi đều đã nói rồi, ông chắc chắn. Chảo dầu hung thần này rõ ràng là do con người làm, hơn nữa bố ông vừa rồi cũng đã nói. Bây giờ ông ta mỗi ngày đều bị ngọn lửa thiêu đốt, bị vứt ngâm ở trong chảo dầu, khổ không thể tả, ông rốt cuộc đã kết oán với người nào. Khiến người ta hận ông như vậy, không ngại liên lụy đến tính mạng của bản thân cũng phải làm cho nhà ông tan cửa nát nhà. Tô Mộc cam phẫn nói: tôi thật sự không biết, có lẽ là có người đố kỵ tôi có tiền, cho nên đã giở thủ đoạn với tôi. Thầy tô, chỉ cần thầy có thể giúp tôi rời ngôi mộ đi, thầy cần bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần tôi có, tôi đều đưa. Mặt ông chủ Châu càng hoảng loạn hơn, nói. Sau đó ông ta thấy sắc mặt của Tô Mộc không hề thay đổi, quay đầu nói với tôi: cô tô chuyện giá cả dễ nói, chỉ cần chuyện này được giải quyết, tôi bằng lòng trả 600 triệu, không, 1 tỷ rưỡi, chương 38, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng. Nói xong mặt ông ta đầy mong chờ nhìn tôi, một tỷ rưỡi đó, lòng của tôi giật mạnh một cái, thậm chí có chút kích động, muốn đập tay đồng ý ngay với ông chủ châu. Thế nhưng bây giờ chuyện này rõ ràng không phải là vấn đề tiền bạc. Tô Mộc vừa nói rằng người ta đã liều mạng cũng phải bảo thù ông chủ châu, rõ ràng ông chủ châu chắc chắn đã chọc giận người ta rồi, nên mới dẫn tới việc báo thù này. Hơn nữa thấy dáng vẻ che che giấu giấu này của ông chủ châu, liền khẳng định được ông ta đã có lỗi trước, tôi không dám đồng ý. Nói thẳng, chuyện này không phải là vấn đề tiền bạc. Ông chủ châu, rõ ràng là ông vẫn có chuyện gì đó giấu chồng tôi, sớm nói ra đi, nếu không kéo dài càng lâu. Tính mạng của con trai ông sẽ càng nguy hiểm, con cái thường là vô tội mà, tôi thật sự không biết mà. Ông chủ châu thấy tôi cũng không đồng ý, liền lo lắng, hình ảnh tốt đẹp mà trước đây vẫn luôn giữ lại có chút hoảng loạn, giống y như bà bác sắp làm bừa ở trong thôn vậy, lục dương, trả tiền lại cho ông ta đi, chúng ta đi thôi. Tô Mộc nói thẳng, nói xong kéo lấy tay tôi, thật sự sắp đi, xem ra lớn chuyện rồi, tôi có chút nhức nhối, thế nhưng tôi vẫn theo lời Tô Mộc nói, lấy 60 triệu ra đưa cho ông chủ châu, theo Tô Mộc trở về, nơi đây là vùng núi xa xôi lúc chúng tôi đến ngồi xe đã mất 2 tiếng đồng hồ, bây giờ dạn nứt với ông chủ châu rồi, chúng tôi chỉ có thể đi bộ về thôi. Ông chủ châu thấy chúng tôi rời đi, vậy mà lại chẳng hề níu kéo chúng tôi, cũng không nói sẽ lái xe đưa chúng tôi về. Cứ chừng mắt mà nhìn chúng tôi đi bộ men theo con đường núi không thấy điểm đầu này, trong lòng tôi thầm than khổ. May mà có tô mộc ở bên cạnh tôi, đi cũng chẳng hề buồn chán, tôi nắm tay tô mộc đi về. Khi trở về tôi hỏi Tô Mộc ông cụ đó vừa rồi rốt cuộc đã nói gì với anh ta, vốn dĩ anh ta đã đồng ý cố gắng giúp đỡ đào mộ lên, sao đột nhiên lại dở quẻ rồi, chẳng nói gì cả. Tô Mộc nói thẳng thắn, tôi đột nhiên bị anh ta chẹn họng, sao có thể không nói gì chứ, tôi rõ ràng đã thấy ông cụ đó quỳ trước mặt anh ta rồi nói gì đó mà, đây không phải là khi dễ tôi không nghe thấy lời của ma sao, thế nhưng nghĩ đến đây, tôi đột nhiên lại nhớ đến một vấn đề khác hỏi anh ta, vậy tại sao em có thể nhìn thấy ma? Vừa rồi ông chủ châu không nhìn thấy bố ông ta, bởi vì em là vợ anh, nhiễm phải âm khí của anh. Tô Mộc nói, thế nhưng em nghe người ta nói nhiễm quá nhiều âm khí không tốt đó, em nhiễm âm khí của anh, có khi nào sẽ biến thành ma đoàn mệnh không? Tôi lại hỏi, nói thật chuyện người còn sống nhiễm phải âm khí sẽ đoàn mệnh này là quả phụ họ Vương đã nói với tôi. Tôi biết không nên tin cô ta, thế nhưng đã nói đến thế rồi, tôi chỉ thuận tiện hỏi ra thôi ai ngờ rằng tô mộc đang bước đi nói đến đây đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn tôi cười nói ai nói điều này với em vậy trong lòng liền giống như bị cái gì đó đập mạnh một phát vậy cho dù anh ta đang cười thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có sự nguy hiểm không tên chỉ đành thành thực nói ừm um, quả phụ họ vương đã nói em tin sao tô mộc lại cười tôi liền lắc đầu giống như trống lắc vậy đương nhiên không tin rồi chỉ là em hiếu kỳ thôi thuận miệng hỏi chơi nếu như anh không muốn nói thì bỏ đi điều cô ta nói là thật tô mộc nói lần này đến lượt tôi ngây người ra tô mộc vậy mà lại nói những điều mà quả phụ họ vương nói là thật tôi nhiễm âm khí của tô mộc thật sự sẽ chết sớm sao tôi thực không muốn chết trẻ đâu tôi đột nhiên không biết nên nói gì thấy tô mộc mà tâm trạng rất phức tạp anh ta đã đồng ý đợi đến khi tìm được lâm yến nhi sẽ thả tôi đi hơn nữa anh ta còn bảo đảm rằng tôi có thể sống đến khi chết một cách bình thường kết quả tôi lại phải chết trẻ sao anh ta chính là lừa gạt tình cảm của tôi tôi đột nhiên trở nên vô cùng khó chịu cũng không phải là vì tôi có thể sống không được lâu mà còn vì tôi tin tưởng tô mục vậy vậy mà anh ta lại lừa tôi nếu như sau khi chết đi biến thành ma em còn bằng lòng cờ cùng với anh không anh có thể khắc tên em lên trên bài vị của anh tô mộc thấy tâm trạng tôi không tốt đột nhiên đưa tay xoa đầu tôi cười nói không bằng lòng anh cái đồ lừa đảo này em mới không muốn ở cùng anh tôi phẫn nộ nói nói xong tôi liền không muốn để anh ta nắm tay nữa liền đẩy anh ta ra một mình bước về phía trước tô mộc ở phía sau không có chút động tĩnh nào anh ta vậy mà chẳng hề đuổi theo tôi tôi liền càng tức giận hơn tôi tưởng rằng qua một khoảng thời gian chung sống này quan hệ giữa chúng tôi đã không phải chỉ là quan hệ chủ tớ nữa thậm chí tôi còn nảy sinh một chút cảm tình với anh ta mong anh ta sẽ không tìm thấy lâm yến nhi nhanh chóng để có thể ở cùng tôi thêm một khoảng thời gian nữa thế nhưng anh ta lại đối với tôi như vậy ngoài mặt thì đối với tôi rất tốt trên thực tế lại nguy hại đến tính mạng của tôi vậy anh ta có khác gì quả phù họ vương chứ đều là muốn làm hại đến tính mạng của con người chẳng qua là anh ta sẽ để tôi chết một cách thoải mái hơn chút mà thôi tôi càng nghĩ càng đau lòng, hốc mắt vậy mà đã ướt nhòe rồi. Nhưng tô mộc ở phía sau, sau khi im lặng một hồi, đột nhiên vội vàng đến bên cạnh tôi, kéo tôi lại, cười nói, ngu ngốc. Em nghĩ xem tại sao anh lại đưa lục nhĩ cho em. Không chỉ là vì tính giác của nó vượt trội có thể thoát thân, mà còn vì nó là linh hầu thượng cổ, thân mang hai khí âm dương. Khi cơ thể em không chịu được âm khí của anh, nó sẽ liền vận dương khí đến cho em, cân bằng lại âm khí ở trong cơ thể em, giữ tính mạng cho em. Anh đã từng nói, không thể làm em sống lâu trăm tuổi, nhưng có thể làm em chết già một cách bình thường. Anh tưởng là em sẽ tin anh chứ, nói xong trong mắt anh ta lại có một tia thất vọng, nói, em yên tâm, anh sẽ không chiếm dụng em quá lâu đâu, anh sẽ nhanh tìm được Lâm Yến Nhi, sau đó sẽ để em đi, nói, xong anh ta lại nắm lấy tay tôi, cũng không nói gì nữa chỉ là dẫn tôi đi về phía trước một cách yên lặng không khí có chút ngột ngạt tôi đột nhiên thấy hơi buồn bã không biết tôi bây giờ rốt cuộc đang làm cái gì nữa tôi tốt nghiệp đại học theo vương văn về nhà gặp bố mẹ nếu như không phải là gặp được tô mộc tôi bây giờ chắc là đã bàn chuyện hôn sự với vương văn rồi cũng nên không chừng là bây giờ tôi đã đính hôn với vương văn rồi thế nhưng sự xuất hiện của tô mộc đã làm nổi dậy một vùng sức xuân nơi đáy lòng tôi tôi đã không tự chủ được mà nảy sinh cảm tình với anh ta thế nhưng bất luận là anh ta có tốt bao nhiêu suy cho cùng anh ta là ma lên đây chỉ là vì tìm lâm yến nhi kể cả lâm yến nhi không phải vợ của anh ta nhưng đợi sau khi anh ta tìm được lâm yến nhi thì sao không phải chính là phải quay về dưới lòng đất sao từ đó sẽ mãi mãi cách xa tôi như trời với đất sao sẽ không thể gặp lại nữa nghĩ đến đây trái tim tôi liền giống như bị kim đâm vậy đau đớn chẳng thể nói thành lời xem ra tôi phải khống chế cảm xúc của bản thân rồi tô mộc là ma bây giờ yêu tôi cũng chỉ là để lợi dụng tôi mà thôi cho dù anh ta đẹp trai đối xử với tôi cũng rất tốt thế nhưng tôi không thể tiếp tục sinh ra bất kỳ ý nghĩ không an phận nào với anh ta được nữa trung quy thì tôi là bạn gái của vương văn cho dù sau khi quen tô mộc tôi mới nhận ra tôi hoàn toàn không yêu vương văn thế nhưng tình cảm giữa chúng tôi từ lúc bắt đầu không phải chính là từ từ bồi đắp sao bây giờ tình cảm không đậm sâu chỉ có thể nói thời gian bồi đắp vẫn chưa đủ tôi thầm hạ quyết tâm phải duy trì khoảng cách với tô mộc sau đó tôi lại đẩy cánh tay của tô mộc đang nắm tay tôi ra nói tự em có thể đi tô mộc có chút bất ngờ mà nhìn tôi một cái thế nhưng sau khi thấy vẻ mặt của tôi đột nhiên hiểu ra điều gì đó khẽ cười cũng chẳng nói gì, chỉ là rõ ràng đã đi chậm lại, sánh bước với tôi, và lúc tôi đã chuẩn bị xong tâm lý phải đi bộ một mạch về nhà, phía sau tôi đột nhiên truyền đến tiếng còi ô tô, ngay sau đó xe của ông chủ châu kết một tiếng dừng lại bên cạnh chúng tôi, vội nói, thầy tô, tôi cái gì cũng sẽ nói với thầy, cầu xin thầy cứu gia đình tôi, nói xong nước mắt ông chủ châu đã giàn ruộng như mưa, tôi liền càng thấy lạ hơn, ông chủ châu này uống nhầm thuốc gì à? vừa rồi lúc chúng tôi đi ông ta vẫn làm thinh cứ chừng mắt nhìn chúng tôi rời đi sao mà chưa đến một tiếng đồng hồ ông ta lại thay đổi lớn như vậy tô mộc lại nhìn ông chủ châu một cái dường như đã hiểu ra điều gì đó nói với tôi lên xe trước đã nói xong đã mở cửa xe tỏ ý bảo tôi đi vào mặc dù bây giờ tôi có chút không tự nhiên khi ở cùng một chỗ với tô mộc thế nhưng tôi không chống lại được sự hiếu kỳ vẫn là ngoan ngoãn lên xe ông chủ châu thấy chúng tôi lên xe đột nhiên chuyển hướng xe, lại lái về hướng phần mộ của bố ông ta, vừa lái xe còn vừa khóc nói. Thầy Tô, vừa rồi tôi đã nhận được điện thoại của bệnh viện, con trai tôi sắp không được rồi. Tôi biết thầy muốn hỏi cái gì, tôi đều nói cho thầy. Thế nhưng bây giờ thầy phải đào phần mộ của bố tôi lên đã. Một nữa e là không kịp mất, trong khi nói chuyện ông ta đã lái xe nhanh như bay, giống như hận không thể bay ngay đến trước mộ của bố ông ta vậy tôi không kìm được có chút sợ hãi. Đây thực sự là đường núi đó, hai bên không phải là vách núi thì cũng là gành đá cao, xe nếu như mất khống chế, bất luận đâm vào đâu cũng sẽ không có kết cục tốt. Tôi cũng mặc kệ cái quyết tâm của lúc trước muốn duy trì khoảng cách với Tô Mộc, nếu lấy cánh tay của anh ta, ôm thật chặt, Tô Mộc thấy tôi ôm lấy cánh tay của anh ta, vậy mà lại nhìn tôi cười, sự ngại ngùng vừa rồi dường như toàn bộ đã tan thành mây khói trong nháy mắt anh ta cũng vòng tay lại ôm lấy tôi đồng thời đưa tay bắn vào sau gáy ông chủ châu một luồng âm khí âm khí rất nhanh đã có tác dụng xe đã đi chậm lại rất nhiều đến khi đến trước phần mộ của ông cụ châu tô mộc mới nói với ông chủ châu trước tiên ông hay nói tình hình đi đã chảo dầu hung thần này là có người cố ý bày ra không chỉ địa thế là chảo dầu hung thần mà nơi đây còn có sát linh nếu như không tìm được người bày hung thần ra phần mộ của bố ông không thể đào lên được À, ông chủ châu sớm đã khóc thành dòng rồi, nghe thấy lời của tô mộc liền ngã phịch xuống đất, mặt xám như cho. Một hồi lâu sau ông ta mới mở lời, chuyện này là tôi không đúng, mùa hè năm ngoái xảy ra mưa lớn, vùng núi ở gần đây có không ít đất đá bị cuốn trôi, lúc đó trong cửa hàng của chúng tôi có một đống đùi gà đã hết hạn, vốn dự định vứt đi, thế nhưng đúng lúc đó trong hội nhà buôn chúng tôi muốn tổ chức hoạt động cứu trợ thiên tai, chính ở trong một thôn nào đó ở gần đây tôi vì muốn giành được danh tiếng tốt liền lấy đống đùi gà đã hết hạn đó gộp vào với đồ ăn sắp hết hạn quyên góp cho vùng núi gặp nạn đó vốn dĩ các thương gia chúng tôi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp với công chúng sẽ thường xuyên tổ chức một vài hoạt động giúp đỡ người nghèo cứu trợ thiên tai mọi người cũng đều là quyên tặng đồ ăn đã sắp hết hạn từ trước đến nay ăn vẫn chẳng xảy ra chuyện gì ai ngờ rằng lần này đống gà đó đã gây ra chuyện quyên góp đi chưa được bao lâu liền có người ở vùng núi đến tìm tôi nói rằng người già và trẻ nhỏ ở trong thôn của họ ăn gà mà tôi quyên góp đều bị ung thư máu đã chết rất nhiều người rồi kêu tôi đưa tiền để bọn họ chữa bệnh thầy nghĩ xem người già và trẻ nhỏ của cả cái thôn đó mà hơn nữa là ung thư máu bệnh đó chính là cái động đốt tiền không đáy hơn nữa bọn họ nói mà không có bằng chứng dựa vào cái gì mà nói là gà mà tôi quyên góp có vấn đề trước đây tôi cũng đã từng quyên góp rất nhiều thực phẩm sắp hết hạn chưa từng xảy ra vấn đề gì tôi còn tưởng là họ đến để lừa bịp tống tiền tôi lúc đó tôi thật sự đã nghĩ như thế sau đó chuyện trở nên ầm ĩ hơn một đám người ung thư máu đã chết trong bệnh viện đống hàng đó của tôi cũng bị cha ra vấn đề chất lượng chất phụ da của thực phẩm vượt chỉ tiêu lúc đó đám người đó đã nắm chắc chứng cứ bắt đầu khiêu tố tôi đã sợ liền dùng tiền và dựa vào mối quan hệ cưỡng ép đè nén cái chuyện này xuống, sau đó đám người bị ung thư máu đó đã chết gần hết, những người còn sống thì đều nghèo, cũng không có biện pháp bắt tôi. Chuyện này liền qua đi như thế. Tôi cũng chẳng coi chuyện này là to tát, cho đến sau khi bố tôi mất rồi về báo mộng cho tôi, nói thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, tôi mới nhớ đến chuyện này. Chương 39, Rời quỷ sát thần, ông ta nói xong vẫn khóc tu tu như cũ dường như cả người đều đã sụp đổ, tôi cũng rất kinh ngạc, ông ta vậy mà lại quên đùi gà đã hết hạn cho người dân bị nạn. Hơn nữa ông ta còn nói đây là thủ đoạn của các thương nhân thương dùng để giành được danh tiếng tốt, lại không muốn thật sự mất tiền đến tính mạng của người dân bị nạn cũng đều không để ý, vốn dĩ những người dân bị nạn đó gặp phải đất đá trôi, đã bị tổn thất nghiêm trọng rồi, cộng thêm sau tai họa không có nước sạch, rất dễ bùng phát bệnh truyền nhiễm cộng thêm thực phẩm quá hạn sử dụng và thực phẩm cho phụ gia vượt tiêu chuẩn. Những chuyện tồi tệ đó đối với người dân bị nạn mà nói chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại gặp phải xương, càng đáng hận hơn là, sau khi mọi chuyện xảy ra, ông ta lại không muốn đền bù, tình nguyện dùng tiền tìm quan hệ để đè ép chuyện mà dân gặp nạn khiếu tố, cũng không tình nguyện dùng tiền để chữa bệnh cho họ. Chẳng trách trước đó ông ta như thế nào cũng không chịu nói ra chuyện này, bởi vì bản thân ông ta chính là cái thứ không bằng heo chó. Tôi thực sự bị ông ta làm cho tức đến sắp hộp cả máu ra rồi. Bây giờ tôi thấy dáng vẻ nhếch nhác, co quắp ở dưới đất của ông ta lại vẫn cảm thấy chưa đủ hà giận. Thậm chí muốn thẳng thắn kéo tô mộc đi. Số tiền này chúng tôi không lấy nữa, để cho nhà ông ta ở đó mà đợi chết đi. Thế nhưng tô mộc lại rất bình tĩnh. Anh ta thấy tôi tức giận, duỗi tay ra đặt sau lưng tôi, dẫn ra một luồng khí lạnh nhẹ bao trùm lấy tôi. Theo sau lưng của tôi đi xuống để tôi thuận khí, có khí lạnh của anh ta hỏa khí đang nghẹt ở ngực của tôi cuối cùng đã thông thuận hơn một chút rồi, cũng dần dần bình tĩnh lại, cho nên người hạ sát chắc chính là người ở trong thôn mà năm ngoái ông tặng đùi gà, ông vẫn nhớ địa chỉ cụ thể của thôn đó chứ? Dẫn tôi đi, Tô Mộc nói, tôi liền kéo Tô Mộc lại, ý hỏi anh ta vì sao phải giúp cái người gian thương họ châu này, Tô Mộc nhìn tôi một cái, khẽ nói, chuyện là do tự ông ta gây nên, không liên quan đến người nhà ông ta. Oan có đầu nợ có chủ không phải sao? Ông ta sẽ gặp phải báo ứng thôi. Tôi có chút kinh ngạc nhìn anh ta, không ngờ anh ta có thể nói ra những lời sâu sắc như vậy, rõ ràng anh ta mới là người buồn vui thất thường mà, sao bây giờ ngược lại là tôi vì tức giận mà đánh mất lý trí thế này? Ông chủ Châu thấy Tô Mộc vẫn đồng ý giúp ông ta, liền lộc cộc bò dậy từ dưới đất, hai ba lần mới quẹt hết nước mắt ở trên mặt, nói, "Nhớ, nhớ phương hướng đại khái." Lúc nói chuyện, ông ta đã trở nên vô cùng nhúng nhường, thận trọng mời chúng tôi lên xe, sau đó lái xe đi vào sâu trong núi. Đường xe lần này chẳng bao lâu, sau khi rẽ vào đường núi quanh co khúc khuỷu rồi vòng hai vòng, xe liền dừng lại ở cổng một thôn nằm giữa sườn núi. Thôn này năm ngoái mới gặp phải đất đá trôi, lại chết không ít người. Tôi sớm đã nghĩ đến tình cảnh sẽ khá thảm thương, thế nhưng lúc tôi thật sự đặt chân xuống trước cái thôn này, sự hoang vu ở đây thật sự khiến tôi kinh sợ một phen cả thôn, cỏ hoang đã mọc thành bụi, trên những gian nhà bùn đất đổ nát cũng đã mọc đầy cỏ dại. Phóng tầm mắt nhìn thì chẳng có lấy một bóng người, cho dù không đi vào trong thôn, tôi cũng cơ bản đoán được đây là một cái thôn hoang, chính là đây, bên trong chắc chẳng có ai đâu. Ông chủ châu rõ ràng cũng không ngờ rằng thôn này bây giờ đã biến thành như thế này, giọng nói bất giác run rẩy, dường như đang trột dạ vì những việc trái lương tâm mà mình gây nên. Tô Mộc vô cảm quay đầu nhìn ông ta một cái nói thẳng, tốt nhất ông nên cầu nguyện trong thôn này còn có người, không tìm được người khởi xướng việc hạ sát thì cả nhà ông cũng chẳng cứu nổi đâu. Bị Tô Mộc nói vậy, sắc mặt ông chủ châu đột nhiên trắng bệch, vừa rồi còn nói ở đây không có ai, bây giờ liền nhấc chân đi vào trong thôn, nói, có người, ở đây nhất định có người, nói, xong ông ta đã đi vào trong một gian nhà đất tìm kiếm, Tô Mộc cũng quay đầu lại nhìn tôi một cái, theo quán tính muốn nắm lấy tay tôi bước đi, tôi liền lùi lại ngại ngùng nói cái đó em có thể tự đi anh đi trước dẫn đường đi ở đây không an toàn giống như cái thôn hoang này hội tụ âm khí nhất ngộ nhỡ lát nữa nhảy ra âm hồn cương thi gì đó em không sợ sao tô mộc nói sự nghiêm túc ở trên mặt anh ta lúc này không giống như đang cố ý trêu đùa hù dọa tôi còn cánh tay mà anh ta giơ ra cũng chẳng hề buông xuống đợi cánh tay tôi nắm lấy ở trong không trung tôi nhìn ngón tay thon dài của anh ta thực sự có kích động muốn nắm lấy mà vừa rồi còn hạ quyết tâm phải duy trì khoảng cách với anh ta mà thế nhưng tình hình bây giờ lại nguy hiểm như vậy tôi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của tô mộc làm kêu một lúc cuối cùng vẫn là không kìm được bắt lấy bàn tay của anh ta nắm chặt tô mộc lúc này mới cười kéo tôi đi theo sau ông chủ châu rồi tìm kiếm trong thôn ở đây giống y như những gì tôi tưởng tượng đến đã là một cái thôn hoang chúng tôi lục soát 7,8 gian nhà rồi, đều chẳng tìm thấy bóng người nào, thậm chí đến con chuột cũng chẳng nhìn thấy. Sắc mặt ông chủ châu đã từ trắng bệch truyền thành xanh mét rồi, thế nhưng ông ta chẳng hề lên tiếng, cắn răng tiếp tục tìm kiếm, không từ bỏ bất cứ hy vọng nào, điểm này không khỏi làm tôi có chút thán phục. Nếu như bố mẹ tôi bây giờ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà nếu như tôi không tìm thấy một chút hy vọng nào ở trong cái thôn hoang này đoán chừng tôi sớm đã sụp đổ rồi xem ra có thể làm kinh doanh lớn như vậy ông chủ châu vẫn là có vài chỗ hơn người vào lúc mà tôi tưởng rằng nhà ông chủ châu đều không thể cứu được nữa tô mộc đột nhiên nói đừng động ông chủ châu đang muốn đẩy một cánh cửa gỗ nát đang khép hờ sau khi nghe thấy lời của tô mộc cả người liền bất động chân đang dơ lên thậm chí còn chẳng dám đặt xuống hoảng sợ nhìn tô mộc nhẹ nhàng lùi lại giọng của tô mộc cũng bé đi vài phần anh ta rõ ràng có chút căng thẳng, thế những vẻ mặt lại để lộ ra một chút hương phấn. Tôi đột nhiên cũng căng thẳng theo tô mộc, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh. Cái gian nhà đất đổ nát trước mặt này chẳng hề khác gì so với những gian nhà khác. Hơn nữa cỏ dại đã sắp mọc cao bằng đầu gối. Thế nhưng theo một câu nói của tô mộc, gian nhà đất trước mặt đột nhiên ngay ngắn hơn rất nhiều. Ông chủ châu lúc này chán đã túa ra mồ hôi lạnh ông ta cẩn thận lùi về phía sau với một tốc độ giống như slow motion vậy, cũng không dám to tiếng, hỏi Tô Mục, sao vậy, ông ngẩng đầu nhìn bên dưới máy hiên đi, Tô Mục vừa nói cũng đã ngẩng đầu nhìn, tôi cùng với ông chủ châu theo hướng của anh ta mà nhìn qua đó, liền phát hiện ra dưới máy hiên đang treo một đồ vật đen xì xì, giống một tấm da lợn đen được phơi khô, thế nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra nơi mà đồ vật đó nối liền với máy hiên. Là hai cây chân đó là vật còn sống hơn nữa nếu như tìm tòi kỹ tôi sẽ nhanh chóng tìm được đầu của đồ vật đang rũ xuống đó là con rơi ông chủ châu nói thất thanh ông ta giống như nhận phải một sự kinh hãi rất lớn vậy cả người lùi về phía sau vài bước thế nhưng cho dù như vậy ông ta vẫn kiểm soát được âm thanh của bản thân không hề làm kinh động đến con rơi đang ngủ say đó đây gọi là rơi quỷ sát thần là thứ mà thầy âm dương chuyên dùng để canh cửa báo động nguy hại Bên ngoài gian nhà này treo đồ này, người hạ sát chắc chắn ở trong đây. Tô Mộc giải thích, nói xong anh ta nắm chặt lấy tay tôi, giống như lo lắng cho sự an toàn của tôi vậy, còn cô ý kéo sát tôi vào gần anh ta một chút, rồi ôm tôi vào trong lòng, tiếp theo đây làm như thế nào? Ông chủ Châu nhìn chằm chằm vào rơi quỷ sát thần, căng thẳng nuốt nước bọt, hỏi Tô Mộc, tôi tưởng rằng Tô Mộc sẽ nói cẩn thận sự việc gì đó ai ngờ anh ta thẳng thắn xòe tay đến trước mặt ông chủ châu nói đưa tiền ông che giấu chân tướng sự việc vô duyên vô cớ mang đến thêm nhiều mạo hiểm cho chuyến làm ăn này của tôi tôi phải tăng giá thời khắc căng thẳng như thế này tôi đến cả thở mạnh còn chẳng dám vậy mà anh ta lại có thể đòi tăng giá vào giờ phút này cho dù đây là phong cách từ trước đến nay của tô mộc thế nhưng tôi vẫn có chút không nói nên lời ông chủ châu cũng nhìn tô mộc đầy bất ngờ thế nhưng ông ta gần như chẳng do dự liền đồng ý yêu cầu của tô mộc thẳng thắn nói sẽ đưa ba tỷ cho tô mộc ai ngờ tô mộc vẫn chưa thỏa mãn tay vẫn xòe ra trước mặt ông chủ châu như cũ nói bây giờ tôi muốn lấy tiền ông chuyển khoản cũng được viết hóa đơn cũng được bây giờ người tôi cũng tìm được cho ông rồi sự việc chắc chắn có thể giải quyết được cho ông tôi bảo đảm với ông nhất định sẽ tìm một nơi phong thủy bảo địa để chôn cất cho bố ông tính mạng của con trai ông cũng sẽ bình an vô sự cái này mặt ông chủ châu trông rất khó coi khó hiểu nhìn tô mộc thế nhưng con trai ông ta đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc ông ta hoàn toàn chẳng nghĩ được gì nhiều sau khi hơi trầm ngâm liền nói trên xe tôi có chi phiếu bây giờ sẽ đi lấy nói xong ông ta nhẹ nhàng lùi lại sau khi lùi ra một khoảng cách nhất định mới chạy về xe của ông ta tôi thấy lạ là tại sao Tô Mục lại đột nhiên đòi tiền như vậy, nhân lúc ông chủ châu không có ở đây, liền hỏi anh ta xem có chuyện gì, đối với hạng người này, không tàn nhẫn đòi ông ta một cái giá cao, thì thật có lỗi với những người dân bị nạn đã chết. Tô Mục nói, vậy cũng không đến mức bây giờ liền đòi tiền chứ, chúng ta bây giờ chuyện cũng đã làm xong một nửa rồi đột nhiên dừng lại đòi tăng giá, khác nào thừa nước đục thả công. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Tô Mộc giống như bị tôi hỏi đến phiền rồi, liền nhếch môi cười nhạt, nói, "Anh chính là muốn thừa nước đục thả câu đó thì sao? Em có ý kiến?" "Không có." Tôi quả quyết nói, "Ông chủ Châu này gieo gió thì gặt bão, kể cả bị thừa nước đục thả câu thì cũng đáng đời. Tôi chẳng có trái tim nhân từ, chỉ là lần đầu tiên làm chuyện thiếu đạo đức và mất hứng như thế này." Vậy mà thấp thoáng còn có chút hương phấn, tốc độ của ông chủ Châu rất nhanh, chỉ mất vài phút đã quay lại lần này trong tay ông ta đang cầm tờ chi phiếu, trên đó đã ký xong 3 tỷ tròn chỉnh, viết rất ngay ngắn. Tô Mộc không hiểu về tờ chi phiếu hiện nay, liền đưa cho tôi, kêu tôi kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề gì, thì cất đi, tôi lớn như thế này. Thực sự cũng chưa từng thấy hình dạng của tờ chi phiếu ra làm sao, nhưng thấy chất giấy của tờ chi phiếu này tinh xảo, trên đó còn in ám hoa gần giống với tờ nhân dân tệ, chắc là thật rồi sau khi tôi nhìn sơ qua liền cất tờ chi phiếu đi gật đầu với tô mộc đi thôi tô mộc nói nói xong anh ta đã dẫn đầu bước đi chỉ là vừa rồi chỗ chúng tôi đứng đã là đường giới hạn của rơi quỷ sát thần rồi lúc này tô mộc chỉ bước một bước rất nhỏ rơi quỷ sát thần đang rũ đầu ở dưới mái hiên đó liền tỉnh dậy hét lên một tiếng rồi lao về phía tô mộc toàn thân tôi liền căng thẳng con rơi to như vậy, tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn và hàm răng sắc bén của nó. Nếu như bị nó ngoạm một phát, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Tô Mộc cẩn thận, tôi kéo Tô Mộc lại, lôi anh ta lùi về phía sau, muốn để anh ta lui trở về khu vực an toàn. Thế nhưng khu vực an toàn này chỉ là đối với trong lúc rơi quỷ sát thần ngủ say mà thôi. Bây giờ rơi quỷ đã tỉnh rồi, đừng nói là Tô Mộc, mà đến cả tôi và ông chủ Châu cũng nằm ở trong nơi nguy hiểm. Tô Mộc cười với tôi một chút, sau đó đẩy tôi ra, đưa tay lên, phóng một luồng âm khí đen tuyền về phía rơi quỷ sát thần. Đến khi đến bên rơi quỷ sát thần, lại ngưng tụ hóa thành một sợi dây thừng màu đen, trói đôi cánh của rơi quỷ sát thần lại. Rơi quỷ sát thần rõ ràng không ngờ được rằng Tô Mộc sẽ ra một chiêu như vậy sau khi kêu thảm thiết vẫn không từ bỏ ý định mà vùng vẫy. Thế nhưng sợi dây màu đen của Tô Mộc giống như dây thường hoàng kim trong Tây Du Ký vậy. Rơi quỷ càng vùng vẫy, nó sẽ bị trói càng chặt hơn. Chớp mắt một cây rơi quỷ đã bị trói thành cái bánh trưng, không thể nhảy nhót được. Tô Mộc, không ngờ anh lợi hại như vậy đó. Tôi chạy đến bên Tô Mộc với vẻ mặt đầy sùng bái. Vừa rồi khi thế của rơi quỷ hung dữ mạnh mẽ như vậy, không ngờ Tô Mộc vừa ra tay liền giải quyết được. Ông chủ châu càng choáng váng hơn, ông ta hoàn toàn không nhìn thấy sợi dây màu đen mà âm khí ngưng kết thành. Chỉ thấy Tô Mộc đưa tay chỉ một cái, rơi quỷ đó liền rơi xuống đất run lẩy bẩy, đến cánh cũng không dám xòe ra, thầy tô. Thầy đúng là bậc thầy thực thủ, ông chủ châu kích động nói, ông ta đã không tìm được tính từ nào thích hợp để hình dung về tô mộc rồi, gọi bậc thầy e là vẫn còn quá sớm, ta ngược lại muốn xem xem là người nào. Lại dám làm tổn thương rơi quỷ sát thần của ta Chính vào lúc chúng tôi đều vô cùng kích động Trong gian nhà đất đột nhiên vang lên một tiếng thét to Chớp mắt một cái có một dáng người gầy chơ cả xương đã xuất hiện trước mặt chúng tôi mươi 40, nghênh ngang mà đi, dáng người đó rất nhỏ nhắn, cộng thêm với gầy, nhìn qua giống như dáng vẻ của người vị thành niên. Thế nhưng giọng nói của hắn ta rất trầm thấp, vừa nghe liền nghĩ là tuổi tác đã lớn, càng lạ lùng hơn là, toàn thân hắn ta đều được bao phủ bởi một luồng âm khí nặng, che đi bảy tám phần diện mạo của hắn. Tôi dĩ nhiên không nhìn được rõ hắn ta có dáng vẻ như thế nào, cũng không nhìn dược rõ hắn là nam hay nữ. Ông chủ châu bị hắn dọa giật bắn cả mình lập tức trốn sau lưng tôi và tô mục, cẩn thận thò đầu ra, rụi rụi mắt nói, sao tôi không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn ta vậy, không ngờ, vậy mà lại là lệ quỷ, ngươi tu thành lệ quỷ không dễ dàng gì, sao mà lại phải đến tìm ta gây sự chứ, chúng ta nước sống không phạm nước giếng, không liên quan đến nhau, người đó nhìn chằm chằm vào tô mục một lúc, sau khi nhìn ra thân phận của tô mục, giọng nói vậy mà lại hòa hoãn đi vài phần, cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta trừ tai họa khóe miệng tô mộc nhếch lên một nụ cười nhạt nói ra những lời này người đó đột nhiên giận dữ nói ngươi một con quỷ đã chết rồi lấy tiền của dương gian làm gì chứ đã chết rồi thì nên bán linh hồn ở dưới địa ngục đi sao còn lên đây làm loạn chứ nói xong hắn ta nổi giận rồi gầm lên một tiếng âm khí trên người tăng thêm nhanh chóng lao về phía tô mộc sắc mặt tô mộc liền căng thẳng vội đẩy tôi ra sau đó trên người cũng tỏa ra âm khí, tạo thành một lớp giáp sắt, hỗn chiến với người đó. Người đó đương nhiên sức mạnh không tầm thường, âm khí của hai người đụng vào nhau, cũng thường phát ra tiếng nổ nhỏ giống như tiếng pháo đốt lúc đón mừng năm mới vậy. Nhưng sau mỗi tiếng nổ vang lên, âm khí giữa hai bọn họ liền tiêu tan đi một chút, đồng thời còn nổ tung ra chút máu tán ra như những áng sương mù. Lòng tôi căng thẳng đến sắp thắt lại rồi, hai mắt chăm chú nhìn về phía đó thở mạnh cũng không dám, xung quanh đang như vậy, ông chủ châu vẫn đến bên cạnh tôi, hoảng sợ hỏi tôi, người đó vừa rồi nói thầy tô là lệ quỷ sao, thầy ấy không phải chồng cô sao, sao có thể là quỷ chứ, liên quan quái gì đến ông? Tôi lạnh lùng nói, bây giờ tôi thực sự chán ghét cái ông chủ châu này đến cực độ rồi, dù sao tiền cũng đã nhận rồi, tôi cũng không cần phải khách sáo với ông ta. Cô, ông chủ châu không ngờ rằng thái độ của tôi sẽ như vậy, ngừng một lúc, Thế nhưng ông ta bây giờ hoàn toàn không dám chọc giận tôi, bởi vì nếu như Tô Mộc thật sự là quỷ, ông ta trêu chọc tôi thì sẽ chết. Kể cả Tô Mộc không phải là quỷ, thì ở trước cái bóng đen kia, không có sự bảo vệ của Tô Mộc, ông ta vẫn sẽ chết. Ông chủ châu bị tôi đốt chát lại như vậy, yên lặng vài phút, sau đó ông ta lại hỏi tôi, vậy thầy Tô so với người đó thì ai lợi hại hơn? Thầy ấy sẽ không thua chứ, đương nhiên sẽ không. Tôi quát lên mặc dù tôi cũng không biết tô mộc so với người đó rốt cuộc ai lợi hại hơn thế nhưng bây giờ tôi rất lo lắng cho tô mộc vậy mà ông chủ châu này vẫn không ngừng ồn ào bên tai tôi tôi liền nổi giận bây giờ ông tốt nhất là nên câm miệng lại đi nếu như ông còn nói thêm một câu nữa tôi dám bảo đảm ông sẽ không có kết cục tốt đâu cô sao cô lại nói như vậy hai người đã nhận tiền của tôi rồi Chồng cô đã nói sẽ bảo đảm sự an toàn cho chúng tôi mà, có lẽ là bị tôi liên tục trách mắng đến phát bực. Giọng nói của ông chủ Châu cũng đã trở nên cứng nhắc, tôi liền quay đầu nhìn ông ta, nói với giọng lạnh lẽo, lời mà quỷ nói ông cũng tin, sắc mặt ông chủ Châu liền cứng đờ, lập tức ngây ngẩn cả người, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Đúng, điều tôi muốn chính là kết quả này đây, tôi chẳng muốn để ý đến ông ta nữa, quay đầu nhìn chiến cuộc hết sức chăm chú trong lòng nghĩ xem làm sao mới có thể giúp được Tô Mộc một chút, xung quanh người đó cũng tràn ngập âm khí nồng đậm, thế nhưng Tô Mộc cũng chưa từng nói hắn ta là quỷ, cho nên hắn ta chắc là người, chỉ cần là người, sẽ có điểm yếu, tôi quay đầu tìm kiếm xung quanh, xem xem có đồ gì có thể dùng được không, nếu như lát nữa Tô Mộc rơi vào thế bất lợi thì sao, tóm lại tôi phải làm gì đó để giúp anh ta, chỉ là vào lúc tôi đang tìm kìm có đồ vật gì có thể làm tổn thương người đó không cổ của tôi đột nhiên bị một cánh tay ghìm chặt bên tai cũng truyền đến thanh âm hung ác của ông chủ châu các người rốt cuộc có thể cứu tôi không nếu như các người không thể cứu tính mạng gia đình tôi vậy thì cô hãy chết cùng gia đình tôi đi xem như tuấn táng nói xong tay của ông ta lại thêm lực siết chặt tôi trong chớp mắt tôi liền không thể thở được chỉ có thể liều mạng dãy giụa thế nhưng ông chủ châu là đàn ông lại là trung niên hơn 40 tuổi sức lực khỏe như châu vậy tôi nào có thể thoát khỏi ông ta được chứ cho dù tôi có dốc hết sức lực cũng hoàn toàn không thể nào thoát khỏi cánh tay của ông ta thậm chí đến gắng gượng thở cũng chẳng còn sức trong lòng tôi kinh hãi bây giờ điều tôi có thể làm chính là phát ra tiếng kêu cứu a à a à. thế nhưng tô mộc còn đang hỗn chiến với người đó tôi cũng không nhìn ra được hiện giờ bọn họ ai đang chiếm thế thượng phong nếu như tùy tiện kêu cứu khẳng định sẽ ảnh hưởng đến sự tập trung của anh ta nghĩ đi nghĩ lại sự đấu tranh trong nội tâm của tôi còn khó chịu hơn sự nghẹt thở này rất nhanh cùng với việc cơ thể thiếu dưỡng khí đầu tôi bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng khi mà cơ thể tôi càng lúc càng suy yếu đến cả tiếng a à a à còn không phát ra nổi ông chủ châu lại nói chuyện ông ta nhìn về phía tô mộc hét lên thầy tô sau đó ông ta hung tợn nhìn chằm chằm vào anh ta tôi lúc này hai mắt đã mờ cả đi nhìn không rõ tình hình phía bên tô mộc thế nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nổ khi đánh nhau của bọn họ đã ngừng lại sau đó ầm một tiếng vang trầm có người bị đánh bay đi có phải là tô mộc không trái tim tôi thắt chặt lại nếu như vì tôi mà khiến cho tô mộc thất thần bị thương tôi thực sự có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội thế nhưng bây giờ tôi đang bị khống chế bởi người ta lo lắng cũng chẳng có ích gì trong hoảng hốt tôi nhìn thấy một bóng dáng đen sì đi về phía tôi cũng không biết là tô mộc hay là một người khác Thế nhưng may mắn là, bất luận người đi đến là Tô Mộc hay là một người khác, họ đều căm hận ông chủ châu. Cho nên sau khi người đó qua đây, một câu cũng không nói, trực tiếp giơ tay lên. Thậm chí tôi còn chưa nhìn thấy anh ta làm cái gì. Ông chủ châu liền kêu lên thảm thiết, cả người bay về phía sau, phịch. Lại một tiếng vang trầm, ông chủ châu bị đập rất mạnh lên đất, tiếng động đó, giống như người ngã từ trên tầng năm xuống vậy. Còn tôi thoát khỏi sự kìm hãm của ông chủ Trâu, hai chân đã sớm mềm nhũn rồi, cũng ngồi sụp xuống đất, tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng đèn đó sau khi đánh bay ông chủ Trâu cũng không hề để ý đến ông ta nữa, mà còn đi về phía tôi, một tay đỡ tôi dậy, sau đó trước mắt tôi tối sầm lại, vậy mà lại có đôi môi lạnh lẽo đặt lên môi tôi, từng luồng từng luồng khí mùi cây mộc hương mát lạnh đi vào trong miệng tôi, cảm giác ngạt thở tràn đầy bản thân theo luồng khí đó đã tiêu tan đi không ít. Mất khoảng 2, 3 phút, cái đầu thiếu dưỡng khí của tôi cuối cùng đã hồi phục lại. Mắt cũng bắt đầu thấy cảnh tượng trước mặt, gương mặt tuấn tú phiêu giật của tô mộc đang ở trước mắt tôi. Hận không thể dán sát vào mặt tôi. Còn môi của anh ta cũng dán chặt lấy môi tôi, đưa dưỡng khí vào trong miệng tôi. Tô, mộc, tôi mơ hồ gọi anh ta một tiếng, thử đẩy anh ta ra, nói với anh ta tôi đã ổn hơn nhiều rồi. Thế nhưng cơ thể đang thiếu dưỡng khí của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chân tay đều mềm nhũn cả ra. Cho dù tôi đẩy anh ta, thế nhưng tay hoàn toàn không có một chút sức lực nào. Trong con người đen nhánh của anh ta có một mảng xa xăm. Sau khi bị tôi đẩy ra lông mày khẽ nhếch lên, cuối cùng anh ta cũng không đưa dưỡng khí vào trong miệng tôi nữa. Thế nhưng anh ta lại không buông tôi ra, ngược lại còn vòng tay qua, ôm chặt tôi vào trong lòng, đầu lưỡi khéo léo thăm dò bên trong. Tôi thực sự sắp ngất rồi, rất nhanh liền đắm chìm vào trong nụ hôn của anh ta anh ta rất dịu dàng giống như nai con đang tìm kiếm thế giới mới vậy thế nhưng cùng với sự thăm dò sau khi anh ta dần quen với môi trường động tác cũng càng ngày càng trở nên thô bạo không còn thỏa mãn với cái hôn nhẹ đơn giản tôi lại lần nữa hít thở khó khăn vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của anh ta thế nhưng mùi cây mộc hương thơm ngát đó của anh ta hết lần này tới lần khác khiến tôi rất quyến luyến muốn đi rồi lại không nỡ đi trong chớp mắt mặt của tôi sắp đỏ ửng cả lên khi mà tôi lại bắt đầu bị bao vây bởi cảm giác nghẹt thở. Tô Mộc cuối cùng cũng buông tôi ra, nói: "Tốt hơn chút nào chưa?" Ưm, tôi gật đầu, muốn nói tốt hơn chút rồi, thế nhưng anh ta vừa mới hôn tôi, nếu như tôi nói tốt, không phải chính là thể hiện tôi rất thích được anh ta hôn sao? Cho dù tôi rất thích, tôi cũng không thể nói ra. Ưm um, cái gì mà ưm. Ừ. Còn choáng sao? Tô Mộc thấy tôi nói không rõ ràng, liền lo lắng, hai tay ôm đầu tôi, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó anh ta thấy hai má tôi đỏ ửng, liền nhận định là tôi vẫn đang trong trạng thái thiếu dưỡng khí, nói xong liền kéo đầu tôi xuống hôn, tôi vội vàng né tránh, mặt đã đỏ ửng cả lên rồi, thở hồn hển nói với anh ta là không sao, nói xong tôi sợ tôi không kiểm soát được bản thân mình, vội vàng quan sát Tô Mộc, chuyển chủ đề nói chuyện, anh có bị thương không? Vừa rồi người đó cũng rất lợi hại sao? em đã sắp bị hù chết rồi nói xong tay của tôi nhấn đại vài cái lên người tô mộc thấy anh ta không có phản ứng gì trên người cũng không có vết máu cuối cùng mới yên tâm em đang lo lắng cho anh sao tô mộc lại toét miệng cười ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi mới không có tôi không dám nhìn vào mắt anh ta nữa thẳng thắn nhìn sang hướng khác nói đến cái này tôi mới phát hiện ra người vừa rồi hỗn chiến với tô mộc vậy mà lại là phụ nữ Bà ta nhìn qua, ít nhất cũng phải hơn 50 tuổi, toàn thân nhăn nheo, cơ thể gầy như bộ xương, toàn thân đều là vết thương, đang nằm ngất ở trên đây. Yên Tâm, mặc dù bà ta là thầy âm dương có chút trình độ, thế nhưng nói về sức mạnh, mức độ cũng chỉ gần bằng ác quỷ, còn thấp hơn cấp bậc của anh, sẽ không thể tổn hại được anh." Tô Mộc nói, tôi gật đầu, thế nhưng ác quỷ cái từ ngữ này, tôi vẫn là lần đầu nghe nói đến, liền hỏi anh ta: "Ác quỷ là mức độ nào?" Dường như còn lợi hại hơn Diệu Diệu, Tô Mộc nói, "Đương nhiên, Diệu Diệu chẳng qua chỉ là tiểu quỷ, cho nên nhìn thấy anh mới sợ hãi như vậy, trong bảng xếp hạng sức mạnh của loài quỷ, phân thành 6 cấp quỷ mới, tiểu quỷ, ác quỷ, lệ quỷ, dạ xoa, quỷ vương, anh là lệ quỷ, trong tình huống bình thường sẽ không bị thương, thế nhưng trên anh còn có dạ xoa và quỷ vương, gặp phải bọn họ, không phải là anh sẽ gặp nguy hiểm sao?" Tôi lo lắng nói. Tô Mộc là lệ quỷ, mà đã có sức mạnh khủng bố đến như vậy. Vậy dạ xoa và quỷ vương trong truyền thuyết, còn có thể như thế nào nữa chứ, trước đây không biết, cho nên luôn rất yên tâm về Tô Mộc. Bây giờ sau khi biết được trên Tô Mộc còn có hai cấp là dạ xoa và quỷ vương, tôi đột nhiên cảm thấy dạ xoa và quỷ vương đó giống như hai ngọn núi lớn treo trên đầu Tô Mộc vậy, giống như Tô Mộc đánh rượu rượu như là bóp con kiến. Vậy nếu như dạ xoa và quỷ vương đánh Tô Mộc thì sao? có phải là cũng như bóp một con kiến không? Nghĩ đến đây, tôi liền thấy sợ, may mà lần này gặp phải người có cấp bậc ác quỷ. Nếu như lần sau số mệnh không tốt, đụng chúng giả xoa, dự là tô mộc sẽ chẳng thể ung dung như hiện tại rồi. Xem ra sau vụ làm ăn này vẫn nên ít nhận đi, kể cả tô mộc kiếm tiền dễ dàng. Thế nhưng như thế này chính là đang dùng mạng để kiếm tiền. Nếu vận khí không tốt, tôi cùng với tô mộc đều phải chết ở đây. Tô mộc thấy vẻ nghiêm túc ở trên mặt tôi liền cười lại xoa đầu tôi nói yên tâm đi chồng của em mặc dù không phải là lợi hại nhất thế nhưng dù gì ở dưới âm phủ cũng là uy chấn một phương giả dạ xoa trên thực tế đã ít lại càng ít sau khi anh chết thì trong hơn một trăm năm nay một lần cũng chưa từng gặp giả dạ xoa càng huống chi là quỷ vương trong truyền thuyết của âm phủ thật sự có sức mạnh của quỷ vương chỉ có một đó chính là diêm la người đứng đầu âm phủ ồ hóa ra là vậy tôi gật đầu trong lòng thầm thở phào một cái, Diêm La mà nổi tiếng bên ngoài đó, chỉ có một, đương nhiên sẽ không lên Dương Gian tìm Tô Mộc để gây sự rồi, mà cấp giả dạ Xoa cũng là hiếm như lá mùa thu, không thấy tung tích, vậy thì sức mạnh của Tô Mộc chẳng phải là có thể nghênh ngang mà đi trên Dương Gian sao? Chương 41, cướp xác, xác định Tô Mộc không bị nguy hiểm xong, chúng tôi vác bà già kia và ông chủ Châu vào trong phòng, sau đó tôi hỏi Tô Mộc xem tiếp theo phải làm gì dù sao bây giờ chúng tôi cũng nhận được tiền rồi hay là cứ thế chạy luôn nhỉ quẳng ông chủ châu cho bà già này để bọn họ là kẻ thù của nhau rồi gặp nhau mà hận thù dù sao ông chủ châu này cũng làm nhiều việc ác rồi đáng đời ông ta bị quả báo tô mộc nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn tôi nói trêu không nhìn ra em còn có tiềm năng làm con buôn đều cáng nữa nha sao em lại thành con buôn đều cáng rồi mặt tôi đỏ lên hỏi tô mộc cầm tiền rồi mà không làm việc em không phải con buôn điều cáng thì là gì? Tùy lúc thu tiền anh cũng không nói gì liên quan đến việc bảo đảm tính mạng cho Châu Kiệt, nhưng anh đã đồng ý giúp bố ông ta xây mộ rồi. Nói được thì làm được, đây là quy tắc của nhà họ Tô. Tô Mộc cười nói, nói xong anh ta đi tới bên người bà già kia, đẩy bà ta mấy cái, sau đó rút âm khí trong cơ thể ra đặt bên tai bà ta, nói: tỉnh, bà ta giống như bị chúng phải lời nguyên gì vậy, cả người run lên bỗng chợt tỉnh táo lại hung hăng nhìn vào tô mục tài nghệ không bằng người khác muốn chém giết hay dóc thịt tùy cậu nhưng tôi cũng khuyên cậu một câu thân là lệ quỷ nhúng tay quá nhiều vào chuyện cõi trần ắt sẽ gặp hậu quả xấu đó bà ta dùng giọng âm u lạnh lùng nói cảm ơn đã nhắc nhở có điều tôi sẽ không giết bà tôi nói rồi lấy tiền của người ta thì phải diệt trừ tai họa cho người ta tôi thu tiền của ông ta giúp ông ta xây mộ cứu con, không đợi Tô Mộc nói xong, bà ta đã lạnh lùng nói, kiếm khoản tiền trái lương tâm này, cậu không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Huống hồ khi còn sống cậu còn là thầy phong thủy nhà họ Tô, không sợ khiến tổ tiên nhà họ Tô phải hổ thẹn sao? Trong lòng tôi chợt cây ết yêu ta sợ, bà già này thế mà lại biết Tô Mộc là thầy phong thủy nhà họ Tô, bà ta quen biết Tô Mộc ư? Hay là có quan hệ gì với nhà họ Tô? Trên mặt Tô Mộc cũng chợt thoáng vẻ kinh ngạc có điều anh ta không thể hiện ra ngoài mà khuôn mặt vẫn tiếp tục cười nhạt nói bà đã biết khi còn sống tôi là thầy phong thủy nhà họ tô thì chắc hẳn cũng đã từng nghe nói đến cái tên tô mộc của tôi rồi con người tôi trước giờ đều rất thoải mái không chịu gò bó kiếm khoản tiền mà tôi nên kiếm cứu những người mà tôi nên cứu nếu bà không muốn tôi cứu ông ta thì hãy nói thử xem tại sao bà lại nhắm vào ông ta nhỡ đâu câu chuyện của bà hay ho thì biết đâu tôi lại vui vẻ rồi không nhúng tay vào nữa. tôi lại ngạc nhiên lần nữa. cái tên này đúng là lúc nắng lúc mưa. mặc dù tôi biết anh ta vốn không có ý định cứu ông chủ trâu, nhưng anh ta đã nói thế rồi. bỗng nhiên tôi cũng thấy tò mò về bà già này. nhìn dáng vẻ này của bà ta, trung thực thẳng thắn hẳn không phải loại người không biết phân biệt phải trái. mặc dù bà ta có người thân bị hại chết vì ông chủ trâu quyên góp đùi gà quá hạn, nhưng bà ta tài giỏi như vậy sao không trực tiếp trả thù ông chủ châu mà lại muốn thông qua bố của ông chủ châu để trả thù con trai ông chủ châu chứ đây là cậu nói đấy nhé tôi kể lại chuyện cho cậu biết cậu đừng có nhúng tay vào nữa bà ta nghe vậy thì liếc mắt nhìn chằm chằm vào tô mộc ánh mắt của bà ta vô cùng âm u lạnh lẽo mang theo vẻ kiên quyết thấy chết không sờn cứ như đây là lần thử cuối cùng của bà ta vậy nếu nói chuyện ra mà tô mộc còn muốn nhúng tay thì bà ta sẽ không hề do dự mà sống mãi với tô mộc Tôi tên là Thẩm Mai Chi, từ lúc ra đời đã mang mệnh sao trổi. Lúc tôi tròn một tuổi, ông trời giáng xuống một trận lửa lớn, thiêu rụi toàn bộ người nhà của tôi, chỉ để lại một mình tôi. Cuối cùng sư phụ tôi giữ tôi lại, nuôi tôi lớn, còn giấu giếm số mệnh sao trổi của tôi, để tôi được sống những ngày như người bình thường. Sau đó tôi lớn lên một cách bình yên, kết hôn, sinh con, giống như mọi người. Tôi sống những ngày tháng giản dị bình thường trong thôn, nhìn con tôi lớn lên, cưới vợ cho nó, lại đợi con nó sinh ra. Tôi đã cho rằng đời này tôi đã thoát được khỏi số mệnh sao chổi kia, nhưng đúng vào năm cháu tôi sinh ra, sư phụ tôi qua đời, số mệnh của tôi cũng bị bùng phát theo. Ngày thứ hai sau khi sư phụ tôi chết, chồng tôi, con trai, con dâu, tất cả đều chết bởi một vụ tai nạn xe. Điều may mắn duy nhất là cháu tôi còn sống người thân của tôi rốt cuộc cũng có một người không bị tôi làm ảnh hưởng người thân của tôi đều chết do bị tôi xung khắc nếu không phải còn có cháu tôi tôi đã đi theo bọn họ lâu rồi nên tôi coi trọng đứa cháu này hơn tất cả thầm mai chi nói đến đây giọng nói vốn đang bình thản đột nhiên rít lên mắt cũng đỏ ngầu lên gắt gao nhìn vào ông chủ châu đang hôn mê ở bên cạnh nói nếu không phải là ông ta táng tận lương tâm quyên góp thức ăn có độc cháu tôi sao lại chết được năm ngoái cháu tôi bị ung thư máu nằm trong bệnh viện chỉ đợi lấy tiền để cứu mạng tôi bảo tất cả thanh niên trong thôn đi tìm ông ta lấy tiền nhưng ông ta có chết cũng không chịu cứu chúng tôi trời đất bất nhân nhưng may sao năm đó sư phụ tôi đã dạy tôi rất nhiều bản lĩnh sao tôi có thể trơ mắt nhìn cháu tôi cứ thế chết được nếu nó chết rồi một bà già như tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa thẩm mai chi nói đến đây đột nhiên lại cười như điên Giống như có chuyện gì vui lắm vậy, cho nên tôi dùng phép giữ lại hồn vía của cháu tôi, chính vì muốn có một ngày có thể cướp được cơ thể của con trai ông ta, để cháu tôi trở lại bên cạnh tôi một lần nữa. Ha ha, bà muốn cướp xác, thảo nào bà lại đối phó với con trai của Châu Kiệt. Tô Mộc nhíu mày, nói, tôi nghe mà thấy mông lung, vội hỏi cướp xác là có ý gì? Cướp xác chính là dùng phép để cướp đoạt cơ thể của người khác, nuốt chửng ba hồn của người ta sau đó chiếm đoạt thân xác để hồi sinh bởi vì phải nốt chửng tính mạng của người khác để kéo dài tính mạng của mình nên cướp xác từ trước đến nay đều bị coi là phép tả ma tô mộc nói tôi không khỏi giật mình trên đời vẫn còn loại phương pháp này sao nếu như nắm được phương pháp này tần thủy hoàng còn cần thuốc trường sinh bất lão gì nữa chứ chỉ cần hồi sinh hồn vía của mình lên người một đứa trẻ là lại có thêm mấy chục năm tuổi thọ nữa rồi đúng là vô địch thiên hạ lúc tôi đang giật mình không thôi thì tô mục dường như nhìn thấu ý nghĩ của tôi lại nói tuy cướp xác có năng lực rất biến thái nhưng cũng có rất nhiều hạn chế thể chất của cơ thể bị cướp xác phải hợp nhất với cơ thể ban đầu mới không gây ra phản ứng bài trừ nếu như hai người có thể chất khác nhau thì dù áp dụng phương pháp cướp xác nuốt chửng chủ nhân của cơ thể ban đầu cũng không làm được gì về sau hồn vía căn bản không thể điều khiển được cơ thể của người khác giỏi lắm thì cũng chỉ có thể sống cuộc sống của người thực vật mà thôi thậm chí ngay cả từ người thực vật này mà tô mộc cũng biết tôi âm thầm cây ếch yêu ta sợ có điều sau khi anh ta giải thích xong tôi lại hiểu rõ hơn nhiều xem ra phương pháp cướp xác này cũng không phải tất cả phải dựa vào cơ duyên mới được chuyện đã kể xong rồi các người đi đi đừng làm trở ngại kế hoạch của tôi. Thẩm Mai Chi nói xong thì chăm chú nhìn vào Tô Mục rồi bảo, rất sợ Tô Mục lại đổi ý nữa. Tôi còn một câu hỏi, nếu cháu bà đã tìm được cơ thể thích hợp rồi, thì vì sao một năm trước không dùng phương pháp cướp xác này mà hồi sinh cháu bà đi, lại phải đợi lâu như vậy? Tô Mục không hề định rời đi, chậm rãi hỏi, bởi vì cậu lo lắm thứ thế, chuyện cậu không nên biết. Thì tốt nhất đừng hỏi, giọng bà ta đang nói đột nhiên lại thay đổi trong mắt tỏa ra ý lạnh trong miệng rít lên một tiếng huýt sao mà theo tiếng huyết sao đó rất nhanh tôi đã nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng đập cánh không để cho tôi kịp phản ứng bả vai của tôi chợt vô cùng đau đớn thế mà lại là rơi hút máu lúc trước nó bị tô mộc đánh ngất xỉu bây giờ lại tỉnh lại hơn nữa thẩm mai chi biết rơi hút máu không phải đối thủ của tô mộc lại trực tiếp điều khiển nó qua đây cắn tôi tôi đau đến mức thét lên giống như có hai hàng đinh thép cùng lúc ghim vào trong người mình vậy. Cả người đều không chịu nổi mà run rẩy. Tô Mộc nghe thấy tiếng thì lập tức lạnh mặt. Nhưng anh ta cũng không đến xem tôi thế nào. Mà cả người đùng một cái toát ra một luồng khói đen, màu đen như mực vây anh ta lại. Cùng với sự xuất hiện của khói đen, tôi lập tức cảm thấy một trận áp lực cực lớn, không chỉ có tôi. Ngay cả căn nhà nhỏ cũ nát này cũng bắt đầu rung lên, từng tầng đất cát bị nứt toát ra mà tình huống của thẩm mai chi đang đứng đối diện tô mộc thì càng không ổn cả người trực tiếp ngã thẳng xuống đất khuôn mặt như bị cái gì giẫm xuống áp sát mặt đất thậm chí khuôn mặt bị đè nén cũng đã biến dạng tôi kiên trì nghe bà kể chuyện cho bà một cơ hội mà bà lại dám đánh bị thương người của tôi không biết tốt xấu tô mộc cả giận nói rõ ràng là anh ta đã thật sự tức giận giọng nói không lớn nhưng mang vẻ không cho phép cãi lại hơi thở lạnh lẽo tràn ngập cả phòng kể cả là rơi hút máu vừa cắn tôi một ngụm cũng lập tức nhả ra, tức tốc phi ra khỏi phòng, nếu cháu bà đã là hy vọng sống tiếp duy nhất của bà. Vậy để tôi cho bà nếm thử mùi vị của việc hy vọng tan biến là như thế nào? Tô Mộc giận quá mà cười, nói đoạn, anh ta lại đưa tay chụp một cái về phía một góc trong gian phòng, trong tay bỗng dưng có thêm một cái bóng mơ hồ nửa trong suốt, thoạt nhìn là một thiếu niên 11-12 tuổi, chỉ là thiếu niên kia nhìn thấy Tô Mộc thì lá gan sắp bị dọa cho chết rồi. Hoàng sợ mở miệng la hết gì đó, hình như đang cầu cứu bà nó. Đừng mà, thẩm mai chi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mặt lập tức xám như cho tàn. Khí thế vừa rồi điều khiển rơi hút máu tổn thương tôi cũng lập tức biến mất. Dãy rủa kịch liệt, muốn xông đến cứu cháu bà ta, nhưng dù sao bản lĩnh của bà ta cũng kém hơn tô mục. Trong cơn thịnh nộ của tô mục, bà ta căn bản không còn đường né tránh. Đừng mà, sư thúc, văn ngài hãy niệm tình sư phụ tôi là anh cậu mà tha cho cháu của tôi một mạc đi. Sau khi thẩm mai chi dãy rủa trong vô dụng xong, lại chợt khóc quà lên, dùng rằng miễn cưỡng quỳ xuống trước mặt tô mục, nước mắt giàn rùa, động tác của tô mục bỗng dừng lại, lông mày nhíu chặt, bà nói sư phụ bà là ai. Ánh mắt tô mục một lần nữa rơi vào người thẩm mai chi, là tô nam. Sư phụ tôi là tô nam, khi ông ấy còn sống, từng nhắc tới ngài với tôi nên vừa rồi khi giao chiến cùng ngài tôi đã nhận ra thân phận của ngài thẩm mai chi thấy tô mộc dừng động tác lại lập tức la lên như bắt được chiếc phao cứu mạng cuối cùng tô mộc càng nhíu chặt lông mày bà thực sự là đồ đệ của tô nam đã như vậy vì sao còn nói năng lỗ mãng với tôi mặc dù bà thật sự là đồ đệ của anh tôi lại dám to gan hỗn láo với bề trên chết cũng chưa hết tội nói xong trên mặt tô mộc chợt trở nên lạnh nhạt trực tiếp bóp đầu thằng bé trong suốt kia, sắp xé nó ra thành hai nửa đến nơi, chờ một chút. Hỗn láo với bề trên là tôi, có phải chết cũng xin sư thúc nghiêm phạt tôi. Hãy buông tha cho cháu của tôi với, sư thúc tôi van cầu ngài, thẩm mai chi dãy rụa kịch liệt nói, tiếng nói của bà ta vì gào thét quá mức mà đã chợt trở nên khàn khàn khó chịu, nhưng bà ta vẫn liều mặc gào thét, tựa như chỉ cần bà ta kêu lớn tiếng hơn, thì tô mộc sẽ tha cho cháu bà ta vậy mà quả thực tô mộc cũng ngừng động tác trong tay, trên mặt lộ vẻ đùa cợt, lúc bà tổn thương vợ tôi, sao không nghĩ đến chuyện ai sai thì phạt người đó chứ? Cô ấy trêu chọc bà chắc, đều là lỗi của tôi, tôi đáng bị xé xác phanh thây, sư thúc ngài có đánh tôi đến mức tan biến cả hồn vía cũng được, chỉ cần ngài hết giận, tôi làm gì cũng được. Thẩm Mai Chi nói, khi nói chuyện ánh mắt đỏ ngầu nhìn trong chọc vào tô mộc, sau đó còn sợ tô mộc chưa hết giận, trực tiếp giơ tay lên chém một phát, chặt đứt cánh tay còn lại của mình, răng rắc một tiếng, cánh tay lại theo tiếng động mà đứt lìa, vết thương thẳng tắp như dùng dao cắt. Chương 42, một mạng đổi một mạng, máu tươi lập tức phun ra ngoài, "Bà ơi!" Tôi nhìn thấy thiếu niên kia như phát điên mà hô lên hai chữ với Thẩm Mai Chi, nhưng trước mặt tôi trông nó như biểu diễn kịch câm vậy, cho dù cảm xúc có tan vỡ như thế nào đi nữa, biểu cảm có đau đớn ra sao đi nữa, đều không hề có chút tiếng động nào mà vẻ mặt lạnh nhạt của tô mộc rốt cuộc cũng thay đổi tuy mặt vẫn như phủ băng nhưng tôi đã nhìn ra cơn giận của anh ta đã tiêu bớt ra nửa rồi tô mộc nếu bà ta là đồ đệ của anh trai anh thì hay là tha cho bà ta lần này đi huống hồ ông chủ châu vốn là người có lỗi trước bà vai tôi đau dữ dội nhưng vẫn lên tiếng xin xỏ cho thẩm mai chi cũng không phải bởi vì tôi cao thượng gì chỉ là tôi không muốn thấy tô mộc bị làm khó thẩm mai chi rõ ràng cũng không ngờ rằng tôi lại cầu xin giúp bà ta lúc này cả người đều ngẩn ra đợi bà ta kịp phản ứng lại thì đột nhiên bò tới phía tôi tôi bị dọa giật cả mình trốn ra sau theo bản năng nhưng bà ta qua đây xong cũng không làm hại gì tôi mà ngừng đầu rồi dập đầu bốc bốc với tôi vừa dập đầu còn vừa nhận sai dáng vẻ rất thê thảm hơn nữa cánh tay ào ào chảy máu của bà ta cho dù ai nhìn thấy thì trong lòng cũng phát run sợ bà ta mất máu quá nhiều mà chết mất tô mộc tôi khổ sở nhìn về phía tô mộc tô mộc cũng nhìn tôi thấy tôi lại muốn cầu xin cho thẩm mai chi rốt cuộc sắc mặt anh ta cũng hỏa hoãn hơn nhiều vứt bỏ thiếu niên kia qua một bên đi nhanh về phía tôi ôm lấy tôi tay ấn vải cây trên miệng vết thương nơi bà vai của tôi tôi lập tức cảm thấy cơ thể tê dần như bị đánh thuốc tê vậy thế mà lại không đau niệm tình vợ tôi cầu xin cho bà Tôi sẽ cho bà một cơ hội, cuối cùng, một năm trước vì sao bà không chiếm đoạt cơ thể của con trai Châu Kiệt để hồi sinh cháu bà, ngược lại, bây giờ mới đến báo thù, trong năm đó rốt cuộc bà đã trải qua chuyện gì? Tô Mộc dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Mai Chi, nói, tôi thấy hơi khó hiểu, nếu đã biết vì sao Thẩm Mai Chi lại muốn ra tay với con trai Châu Kiệt, còn hỏi bà ta nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp kêu bà ta giải thuật cấm của bố ông chủ Châu không phải là được rồi sao? nhiệm vụ của chúng tôi cũng sẽ hoàn thành, bởi vì một con rắn thiêng, thẩm mai chi đã sớm tái mặt, hơn nữa vừa rồi bà ta dập đầu mà làm cho mặt dính đầy đất, không nhìn ra biểu cảm bấy giờ, chính bà đã thả rắn lên mộ ông cụ trông. Nó rốt cuộc có lai lịch gì, thậm chí ngay cả tôi cũng không phá được thuật cấm của nó, tô mộc nhíu nhíu mày, rõ ràng đã dấy lên chút hứng thú, ngay cả giọng nói cũng vội vàng hơn. Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh ta lại cố chấp với vấn đề đó như vậy. Tôi quả thực đã theo sư phụ học không ít thuật pháp, nhưng đã là hơn 40 năm trước, lúc tôi quen biết ông thằng bé rồi, chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường, vì vậy đã xin sư phụ giam giữ số mệnh của tôi lại, từ đó tôi không còn tập luyện nữa, bây giờ đột nhiên bị tai họa bất ngờ, mặc dù tôi muốn báo thù, nhưng thuật pháp đã bỏ đi hơn 40 năm căn bản không thể thi triển được, tôi có thể làm sao đây? Chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại hồn vía của cháu trai mình tìm cơ hội, tìm kiếm phương pháp cướp xác. Tôi cho rằng muốn làm cháu của tôi hồi sinh là việc khó như lên trời. Đời này cũng chưa chắc có thể có cơ duyên thi triển thuật pháp cướp xác, nhưng trùng hợp thay, tôi may mắn có được một con rắn thiêng, âm khí của nó rất mạnh, còn bằng lòng giúp tôi báo thù. Tôi đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, vì vậy cải trang thành thầy phong thủy, tìm một mảnh đất giữ chôn cất lão giả họ Châu, lại kêu rắn thiêng bày trận giúp tôi thực hiện thuật pháp cướp xác. Thẩm Mai Chi nói, giọng bà ta lúc này đã vô cùng bình tĩnh, cũng không biết bà ta bị uy lực của tô mục đẻ ép, hay là đã từ bỏ rồi. Dù sao lúc này bà ta đã mất đi toàn bộ sát khí, thoạt nhìn giống hệt một bà cụ bình thường trong thôn, tô mục nghe xong thì gật đầu. Thật ra anh ta nghi ngờ gì về điều thẩm Mai Chi nói, cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện rắn thiêng, mà chỉ nói, bà tới mộ với tôi, kêu rắn thiêng giải trừ trận pháp, tôi muốn di rời phần mộ còn nữa cơ thể của con trai châu kiệt bà cũng không nên nhớ mong làm gì tôi sẽ không để cho bà dùng cơ thể của con trai ông ta để hồi sinh cháu bà đâu vậy cháu tôi phải làm sao bây giờ thẩm mai chi nghe vậy thì ngẩng đầu ngây ngốc hỏi thật ra bà ta lại không còn kích động nữa chỉ bình tĩnh hỏi tô mộc như đã chuẩn bị xong tình huống sâu nhất nếu tô mộc chặt đứt ý nghĩ của bà ta vậy bà ta cũng không còn mong muốn sống tiếp nữa yên tâm Tôi tự có sắp xếp, Tô Mộc nói, vẻ đờ đẫn trên mặt Thẩm Mai Chi rốt cuộc cũng hơi chút biến đổi. Có lẽ vì Tô Mộc là sư thúc của bà ta, cũng có lẽ vì đáp án Tô Mộc đưa ra tốt hơn dự đoán của bà ta, nên bà ta bỗng dưng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói, "Được, tôi đi với ngài." Tô Mộc gật đầu, có được lời hứa của Thẩm Mai Chi thì anh ta cũng sẽ không nói nhảm tiếp, trực tiếp đi tới bên người ông chủ Châu, đạp cho một phát ông chủ châu lại hợp ra một ngụm máu nhìn mà tôi sợ hết hồn hết vía chăm chăm nhìn vào cách đánh của tô mộc không đợi thẩm mai chi kịp báo thù ông ta đã bị tô mộc hủy mất nửa mạng rồi có điều sau khi ông chủ châu nhổ xong một ngụm máu đen lại từ từ tỉnh lại chỉ là thời gian ông ta choáng váng quá dài sau khi tỉnh lại hai mắt còn hơi mơ hồ lái xe đi chúng tôi phải đến mộ của bố ông tô mộc nói lúc trước anh ta còn khách khí nói chuyện với ông chủ châu nhưng sau khi ông chủ châu bóp cổ tôi thì tô mộc liền không còn khách sáo với ông ta nữa. Âu ông, ông, ông chủ châu mơ màng trong thoáng chốc xong thì lại nhìn thấy tô mộc, đột nhiên nhớ tới chuyện anh ta là ma, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, nói năng vâng giả, tô mộc cũng không để ý tới ông ta, trực tiếp đi tới bên cạnh tôi, đưa tay bế ngửa tôi lên, dẫn đầu đi ra xe còn ông chủ châu và thẩm mai chi thì cùng đi đằng sau tô mộc lúc trước ông chủ châu cũng bởi vì tô mộc là ma mà cố hết sức duy trì khoảng cách với tô mộc nhưng sau khi nhìn thấy thẩm mai chi ông ta lập tức như gặp phải ma mà tất tưởi chạy đến bên người tô mộc căng thẳng đi theo phía sau tô mộc hận không thể trực tiếp dán lên người tô mộc chúng ta đón xe trở lại chỗ mộ của bố ông chủ châu lần này tất cả mọi người không nói nhiều nữa thẩm mai chi trực tiếp bị tô mộc kéo tới bên mộ chỉ thấy bà ta giải máu trên cánh tay đứt lìa của mình lên trên mộ sau đó móc bật lửa ra đốt chỗ đất dính máu tươi trong lòng tôi thầm giật mình chỗ đất này dính máu xong không phải sẽ ướt sao còn có thể châm lửa nữa à đất vốn hình như cũng không thể châm lửa mà nhưng thế giới lại thần kỳ như vậy đấy thẩm mai chi lại đốt cháy chỗ đất dính máu trước mặt tôi một làn khói đen bốc lên lập tức khiến tôi nhớ lại ban đầu khi đường dũng cứu tô mộc đã đốt băng vệ sinh của tôi đều là châm lửa đốt những vật có dính máu sau đó bốc khói đen khi khói đen bốc lên nó lại xông thẳng xuống dưới không bao lâu phần mộ dưới làn khói đen đã gồ lên một gò đất nhỏ một con rắn màu đen chợt chui ra từ bên trong há miệng to như chậu máu về phía làn khói đen ôi rắn tôi lập tức kinh ngạc mà hô lên một tiếng chợt nhào vào trong lòng tô mộc con nhóc từ đâu tới cô mở to mắt chó ra mà nhìn kỹ xem ông đây là rắn à? một giọng nói âm u thê thế chợt vang lên bên tai tôi, giống như nó đang kề sát vào tay tôi nói chuyện, dọa tôi sợ đến mức sắp tè ra quần luôn. nhưng vấn đề không chỉ có như vậy, con rắn này thế mà lại biết nói, nó thành tinh rồi ư? tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhắm chặt mắt lại ôm tô mộc, từ nhỏ lá gan của tôi đã không bị coi là nhỏ. Nhưng chỉ duy nhất sợ hãi rắn và sâu lông từ sâu trong lòng cũng không phải vì từng bị rắn cắn mà có bóng ma tâm lý, mà cũng không rõ. Chỉ cần nhìn thấy là sẽ run hết cả người lên. Con nhóc kia, cô mở mắt ra mà nhìn ông đây xem, dáng vẻ ông đây kinh khủng đến vậy sao? Âm thanh kia cũng không biến mất khi tôi run dày, mà còn cách tôi càng gần thêm, trực tiếp đâm thẳng vào tim tôi. Tổ mục toàn thân tôi run lên, càng sợ hơn, lúc này tôi không thể làm gì khác hận không thể chui thẳng vào trong người tô mộc luôn. Dường như chỉ có được anh ta ôm thì tôi mới có thể an toàn vậy, đã hóa thành thùm luồng rồi. Thảo nào ta không phá được thuật cấm của ngươi, có điều ngươi đường đường là một con thùm luồng tiên. Tại sao phải làm khó một cô bé chứ? Tô Mộc ôm tôi thật chặt, nói với ra đằng sau, đám khói đen kia ngừng lại trong chốc lát, có vẻ như đang quan sát Tô Mộc, sau đó nói giọng âm trầm, ngươi đường đường là một con lệ quỷ. Tại sao lúc nào cũng phải bảo vệ cho con nhóc này như vậy? Ông đây tu luyện mấy trăm năm nay, còn chưa bao giờ có ai dám mở miệng ngông cuồng trước mặt ông đây như thế, dám nói ông đây là rắn, dù tương lai ngươi có biến thành thùm luồng hay là rồng, thì vốn dĩ cơ thể ngươi chẳng phải là một con rắn sao? Có gì phải tức giận, lúc ta còn sống biết nhiều thuật pháp, sau khi chết chẳng phải vẫn quay lại làm ma bắt đầu tu luyện từ đầu đó sao? Ta có kiêu ngạo không?" Tô Mộc tức giận nói con rắn đen lập tức, doạt, một cái, dường như muốn phun lửa, có điều bị thẩm mai chi chặn đứng đúng lúc, nói, thần linh ơi, vị này chính là sư túc của ta, lần này mời ngài ra, là muốn ngừng hết trận pháp, di xác và rời mộ đi, thẩm mai chi nói di xác, chắc y nói rời mộ và di chuyển xác chết theo, có điều bà ta nói khá theo chuyên môn, cũng luôn cung kính với con rắn đen kia, tôi run run một lúc trong lòng tô mục rốt cuộc đè nén được một ít sợ hãi với rắn đen, len lén xoay người lại, cẩn thận quan sát rắn đen, chỉ là khi tôi mới vừa liếc mắt nhìn nó, dường như nó đã cảm nhận được tôi, chợt quay đầu, đôi mắt nhỏ màu hổ phách xoáy thẳng vào tôi, toát ra ánh sáng âm u, tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa là nằm thẳng cẳng trên đất luôn, cũng may nó nhìn ra tôi sợ nó, mới không để ý tới tôi nữa, mà hỏi thẩm mai chi, rút trận dầu oa sát ngươi không định báo thù nữa hả thẩm mai chi lại liếc mắt sang tô mục trên mặt không nói rõ được là biểu cảm gì chỉ im lặng gật đầu vậy hồn vía mà lúc trước ngươi đã đồng ý với ta rắn đen lập tức ngẩng đầu lên lúc nói chuyện còn khè lưỡi ra với thẩm mai chi ta sẽ cho ngài quy củ của sư môn chính là đã nói được thì phải làm được đợi sau khi ta chết ba hồn xin tùy ý để ngài tới lấy thẩm mai chi lập tức nói giờ tôi mới rõ giữa bà ta và rắn đen có quan hệ như thế nào thì ra rắn đen không phải là con vật do bà ta nuôi mà là bà ta cầu xin rắn đen bày trận pháp dầu oa sát này vì nó mà thẩm mai chi còn không tiếc bán cả linh hồn mình đi có lẽ đối với người bình thường như chúng tôi mà nói bán đi linh hồn cũng không sao cả dù sao thì người chết cũng như cây đèn cạn rồng chuyện sau khi chết đâu ai nói rõ được nhưng đối với thầy phong thủy bọn họ mà nói Hồn vía đối với bọn họ có ý nghĩa khác với người thường. Ví như Tô Mộc thì nếu không còn hồn vía, anh ta sẽ không thể thành ma, càng không thể nào tu thành lệ quỷ gì đó. Hơn nữa, Thẩm Mai chỉ có năng lực giữ lại hồn vía cho cháu trai của bà ta, thì nếu sau này bà ta chết, luyện bản thân mình thành ma, sau đó lại tu luyện một lần nữa, hẳn cũng không phải là việc khó, bán hồn vía đi. Đồng nghĩa với việc thề rằng sau khi mình chết sẽ tiêu tan tất cả hồn vía không chỉ là đời này tiêu tùng mà ngay cả về sau cũng phải chặt đứt cơ hội đầu thai truyền thế để trả thù ông chủ châu làm hồi sinh cháu bà ta thẩm mai chi quả thật đã tuyệt tình với chính mình như vậy sao tôi không tránh khỏi bắt đầu thương hại thẩm mai chi bà ta yêu cháu trai chắc chắn đã vượt qua tất cả mọi thứ mới có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để cướp đoạt cơ thể của con trai ông chủ châu đây cơ bản chính là một vụ buôn bán dùng một mạng đổi một mạng nếu Tô Mộc gặp phải chuyện giống vậy trong tương lai, kêu tôi cũng dùng một mạng đổi một mạng, tôi có bằng lòng không, chỉ ít là bây giờ tôi không bằng lòng. mươi 43, quán ba ma mị, sau khi rắn đen có được lời hứa của thẩm Mai Chi, cũng không quan tâm tới chuyện thẩm Mai Chi có muốn báo thủ nữa không, trực tiếp dướn đầu chui lên, cùng với động tác của nó, gò đất nhỏ trên đỉnh mộ cũng hoàn toàn bị nó chọc thùng, có một con rắn đen to từ dưới vươn lên, tôi lập tức cả kinh không khép nổi miệng. Vừa rồi thấy cái đầu rắn nho nhỏ của nó, không ngờ cơ thể phía dưới của nó lại to đùng như vậy, to phải cỡ như chân voi, hơn nữa còn mãi mà vẫn chưa thấy đuôi rắn đâu, ước chừng phải dài ít nhất mười mấy mét, đợi mãi, chờ nó chui hẳn từ trong đất ra ngoài xong, tôi phát hiện ra tôi đã coi thường nó rồi, bởi vì nó dài chừng hơn 30 mét, lại có thể ẩn mình trong một cái gò đất nho nhỏ, không biết không gian hàn hẹp phía dưới đã chèn ép nó đến thế nào, tôi có tô mục bảo vệ tuy sợ con rắn đen này, nhưng vẫn không sao. Ông chủ châu đi theo sau chúng tôi nhìn thấy một màn này, lại kinh ngạc mà hô một tiếng, ngất xỉu tại trận, có điều bây giờ ông ta ngất rất đúng lúc, không có ông ta, mọi người làm việc đều lưu loát hơn nhiều, chỉ thấy rắn đen chui ra từ trong nấm mồ rồi trực tiếp quật đuôi tới, phần đất ở mộ bị quật cho xáo trộn cả lên, lộ ra chiếc quan tài sơn màu đỏ đất phía dưới, dầu hoa sát đã được giải trừ lúc nào cũng có thể nâng quan tài lên được. Rắn đen nói, tôi không khỏi cây ết yêu ta sợ, trong miệng ông chủ châu, dầu oa sát ta ác là thế, vậy mà lại bị hóa giải dễ như chờ bàn tay thế này sao? Rắn đen cũng đâu có làm gì đâu, chỉ đào mộ ra thôi mà, hơn nữa không phải tô mộc đã nói trong dầu oa sát này có sát linh sao, cũng đâu có thấy gì đâu. Lúc tôi đang thấy khó hiểu thì rắn đen đột nhiên xoay đầu rắn lại, cơ thể to lớn đột nhiên trườn bò tới chỗ tôi, mở miệng nói ông đây chính là sát linh, ông, ông còn có thể biết được tôi đang nghĩ gì nữa sao? Tôi lại càng bị nó dọa sợ, cả kinh nói, nhóc con, đúng là thiếu hiểu biết, rắn đen khè lưỡi ra, lại đập thẳng vào mặt tôi, xúc cảm lạnh lẽo kỳ quái lập tức khiến tôi nổi hết cả da gà, có điều bây giờ tôi biết nó có thể cảm nhận được tôi nghĩ gì trong lòng rồi, cho dù có thấy ghê tởm, cũng không dám lại suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cố gắng rời lực chú ý đi đặt toàn bộ tâm tư lên người Tô Ngục nghĩ xem sau khi phá được dầu oa sát rồi thì anh ta định sắp xếp như thế nào cho cháu của Thẩm Mai Chi. Quả nhiên, rắn đen thấy trong lòng tôi không mắng nó thì cũng không thèm để ý đến tôi nữa, mà quét nhẹ đôi rắn, chọc một cái lỗ nhỏ trên trán Thẩm Mai Chi, nói, giờ thì dầu oa sát ta giúp ngươi bày ra cũng đã giúp ngươi giải trừ rồi. Giao dịch giữa chúng ta coi như hoàn thành, ta để lại dấu ấn của ta trên trán ngươi, đợi sau khi ngươi chết, hồn vía sẽ tự tới tìm ta, ngài phải rời đi sao? Thẩm Mai Chi gật đầu không có ý kiến gì khác, ngạc nhiên hỏi, ừ, ta muốn đi theo cô nhóc này, rắn đen nói, nói xong bỗng nhiên xoay đầu rắn, ánh mắt âm u lạnh lẽo trực tiếp nhìn về phía tôi, tôi lập tức nghiêng đầu đi, giả bộ không phát hiện ra, thực ra trong lòng đã hoàn toàn bị chấn kinh, một con thùng luồng tiên như nó, mới gặp tôi lần đầu tiên, sao lại muốn đi cùng tôi, nhưng có phải là tôi không? quanh đây 500 mét, ngoài tôi ra, nào còn cô nhóc nào nữa chứ, lẽ nào nó nói cô nhóc là chỉ tô mục, nghĩ vậy, tự tôi cũng không nhịn được cười khổ, nếu nói tô mục là cô nhóc, thì trừ phi con rắn đen này bị mù mắt, không phân biệt được nam nữ, cô mới mù mắt ấy, đừng nhìn nữa, ông đây đúng là đang nói cô đó, rắn đen cảm nhận được suy nghĩ trong lòng tôi, thân thể to lớn trực tiếp lắc lư một cái, đầu rắn đi thẳng tới trước mặt tôi. Đối thẳng với khuôn mặt của tôi cách tôi chỉ khoảng một mét tôi tôi cũng chợt sắp khóc từ khi sinh ra đến bây giờ đây vẫn là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với rắn ở khoảng cách gần như vậy đó hơn nữa lúc trước không dám nhìn kỹ nó giờ đây vừa nhìn tôi lại phát hiện ở giữa đầu rắn đen nhánh của nó có một cái bướu nhỏ nhô ra cái bướu này nổi ở chính giữa đầu rắn thoạt nhìn lại giống như một cái vương miện mẹ nó đây là một con rắn mang vương miện à lòng tôi nói vậy nhưng ý tưởng này vừa mới xuất hiện tôi đã sợ đến mức vội vàng phủi bỏ rất sợ rắn đen biết tôi có ý nghĩ này trong lòng rồi lại mắng tôi cảm giác bị người khác nhìn thấy tâm tư này rất khó chịu khá là khó chịu nhưng tôi sợ rắn lắm khó chịu cũng đâu làm gì được nó càng tức hơn chính là tô mộc sự sợ hãi của tôi với rắn đen đã thể hiện rõ thế rồi anh ta biết rắn đen muốn đi cùng tôi mà còn không chỉ không ngăn cản nó ngược lại còn cong môi cười như thể anh ta rất thích con rắn đen này vậy anh ta ôm tôi trực tiếp đi tới trước phần mộ trên tay dùng sức điều khiển một luồng âm khí nhấc quan tài từ trong hố ra chuyển rời sang một bên sau đó chỉ vào ông chủ châu đang hôn mê nói với thẩm mai chi người này giao cho bà muốn chém giết muốn róc thịt tùy bà bây giờ chúng ta nói đến chuyện nơi trốn cho cháu trai bà đi chuyện hồi sinh rõ ràng đã không thể làm được nữa rồi nhưng bà hy vọng nó vẫn đi theo bà sao thẩm mai chi tuy đã sớm chuẩn bị xong tâm lý nhưng nghe thấy chuyện cháu bà ta đã không thể hồi sinh nữa, sắc mặt vẫn trầm xuống thêm, có điều nghe thấy đề nghị vẫn để cháu bà ta luôn ở lại bên cạnh bà ta xong, con mắt ảm đạm của bà ta lập tức nhen nhóm lên một tia sáng, nói, đương nhiên, với bản lĩnh của tôi, cường rắn giữ nó trong trời đất vốn cũng không trông đỡ được bao lâu, sư thuốc ngài là lệ quỷ, chắc chắn có cách giữ lại hồn vía cho cháu tôi, đúng không, tôi cho rằng tô mộc sẽ nói đúng, ai ngờ anh ta lại lắc đầu nói, vật quỷ ở lại trần gian, vốn dĩ đã trái với quy luật tự nhiên, mặc dù tôi thân là lệ quỷ, cũng phải đợi sau khi kết âm hôn với vợ tôi xong mới lên được, nên cách để cháu bà ở lại trần gian, tôi cũng bất lực, có điều vợ tôi quen biết một người, người đó có thể giúp một tay, nói đoạn tô mộc quay đầu sang nhìn tôi, tôi cũng cả kinh trong lòng, người tôi quen biết, tôi biết ai vậy, động não mấy giây xong. Tôi mới phản ứng lại được Tô Mộc đang chỉ người nào anh ta không vừa mắt với đường dũng như vậy, lại vẫn bằng lòng tìm đường dũng hỗ trợ, điều đó khiến tôi rất bất ngờ. May mà tôi có lưu số điện thoại của đường dũng, vì thế tôi lấy di động ra, tìm số của đường dũng rồi gọi, hồi lâu, trong ống nghe đều là tiếng máy bận, không ai nghe, lại qua hồi lâu. Lúc tôi cho rằng đường dũng đã vứt bỏ điện thoại di động đi đâu rồi thì bên kia rốt cuộc vang lên tiếng rượu rượu, chỉ có điều bên kia vô cùng ẩm ý, tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc hình như đang ở quán bar chị sân bay rượu rượu dè dặt nói trong giọng lại lộ vẻ chột dạ mọi người ở đâu vậy sao lại loạn như vậy tôi không khỏi nhíu mày tôi rất thích nhóc rượu rượu này chỉ có điều tính cách thằng bé quá đơn giản rất dễ bị người khác ảnh hưởng ví dụ như lúc thằng bé ở cùng tôi thì rất bình thường nhưng vừa nhìn thấy đường dũng thì lại khác hẳn ở trong nhà ạ em đang nghiêm túc ăn mì cay phụt tôi suýt nữa thì phì ra thằng bé rượu rượu này đang lừa quỷ hả? Trong nhà nếu ẩm ý đến mức đó, hàng xóm đã sớm báo cảnh sát rồi, ok. Kêu đại ca em nghe điện thoại, chị có việc tìm anh ta. Tôi không định làm nhảm với rượu rượu, trực tiếp bảo, ai ngờ rượu rượu lại do dự, nói, đại ca em giờ không tiện nghe máy, hừng, tôi không khỏi liếc mắt sang nhìn tô mộc, sau đó hỏi rượu rượu tiếp xem đường dũng giờ đang làm gì, anh ta có gì bất tiện anh ấy đang tu luyện. Diệu Diệu nghiêm trang nói dối, tôi căn bản không tin, lại kêu Diệu Diệu đưa điện thoại cho Đường Dũng. Nhưng dù sao Diệu Diệu cũng là tiểu quỷ của Đường Dũng, vô cùng trung thành với Đường Dũng, nói Đường Dũng không tiện xong, mặc kệ tôi có ép buộc dụ dỗ thế nào. Cũng vẫn không chịu đưa điện thoại cho đường dũng, tôi thực sự hết cách, chỉ cần tìm diệu diệu đòi địa chỉ chỗ ở của bọn họ. Lúc trước diệu diệu còn một mực nói là bọn họ đang ở nhà tôi nói có thể dùng địa chỉ IP tra ra vị trí cụ thể của bọn họ xong. Diệu diệu dường như bị tôi dọa, nên mới thành thật báo cáo một địa điểm, quán ba ma mị, quả nhiên là đến quán ba. Chẳng qua tôi không rõ đường dũng cũng là người trưởng thành rồi, đến ba chơi cũng không sao cả, kể cả có mang theo diệu diệu, nhưng diệu diệu là tiêu quỷ của anh ta. Vì sao lúc nói với tôi lại có vẻ có tật giật mình, giống như đường dũng làm chuyện gì đó khuất tất lắm vậy thằng bé cũng không cần phải giấu tôi mà bất đắc dĩ cười cười không hiểu trong lòng rượu rượu nghĩ như thế nào tôi chỉ có thể nói địa chỉ quán ba ma mị này cho tô mộc hỏi anh ta tiếp theo nên làm gì đường dũng không nghe điện thoại tô mộc dường như cũng không có cách gì hay chỉ nói với thẩm mai chi rằng phải dẫn cháu bà ta đi một thời gian hỏi thẩm mai chi có đồng ý không thẩm mai chi lúc này đã hoàn toàn không có chủ kiến gì nhưng bà ta thấy Tô Mộc bằng lòng giao ông chủ Châu cho bà ta xử lý, nên rốt cuộc cũng bắt đầu tin tưởng Tô Mộc, gật đầu, có điều cũng nói bà ta cũng phải đi theo, dù sao cháu bà ta ở đâu thì bà ta ở đó. Tô Mộc không có ý kiến, lái xe dẫn chúng tôi về lại thành phố, chỉ là trước khi đi Thẩm Mai Chi có nói chờ một chút, nhấc chân đi tới bên người ông chủ Châu, trực tiếp huýt sáo một tiếng, rơi hút máu lúc trước bị Tô Mộc lạnh lùng ép lui lại rít gào sông tới trực tiếp cắn một cái lên người ông chủ châu. Ông chủ châu kêu thảm một tiếng, tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chỉ là rơi hút máu dưới sự chỉ huy của thẩm Mai Chi. Căn bản không cho ông chủ châu cơ hội lấy lại bình tĩnh, hàm răng sắc bén và móng vuốt bén nhọn không ngừng cắn xé trên người ông chủ châu. Chỉ trong chốc lát, tôi đã thấy trong móng vuốt của rơi hút máu có túm lấy một thứ tròn vo, máu chảy nhảy nhụa, trông như ruột người. Không, đợi tôi thấy rõ đó rốt cuộc là cái gì. Tô Mộc đã ôm tôi, lấy tay ấn đầu tôi xuống, nghiêm khắc dán lên vai anh ta, nói, "Đừng nhìn, đó là ruột của ông chủ Châu sao?" Giọng tôi run lên một cái, mặc dù đã sớm nghĩ đến việc Thẩm Mai Chi sẽ giết ông chủ Châu, nhưng không ngờ bà ta sẽ dùng cách thức tàn bạo máu tanh như vậy, ngay cả ruột cũng móc ra. Tô Mộc không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nói, "Ông ta đã chết." Trong lòng tôi đau xót, yên lặng gật đầu, không phải là thấy đáng tiếc vì ông chủ châu chết, mà là vì thẩm mai chi rốt cuộc cũng báo được thù, lại đợi thêm khoảng nửa giờ, tô mộc rốt cuộc buông tôi ra, tôi nhìn thấy thẩm mai chi cười rất kỳ lạ, quay lại và lên xe, trên mặt tuy cười hả hê nhưng trong mắt rõ ràng có chứa nước mắt, mặc dù bà ta bày ra dầu oa sát, cướp đoạt cơ thể con trai ông chủ châu, còn dùng cách tàn bạo như vậy để giết chết ông chủ châu, nhưng nói cho cùng. Bà cũng là một bà lão trong núi có tính cách đơn giản. Lần này báo thủ xong, chắc hẳn bà ta sẽ thấy rất trống rỗng nhỉ, ông chủ Châu chết, chúng tôi vốn dĩ muốn lái xe của ông ta trở về thành phố, nhưng Tô Mộc đột nhiên nói xe này không thể lái nữa. Tuy anh ta và thiếu niên kia là ma, nhưng tôi và Thẩm Mai Chi là người, giờ ông chủ Châu chết rồi, chúng tôi lại lái xe của ông chủ Châu về, nhất định sẽ gây ra không ít phiền phức, xe không thể lái được, giờ chúng tôi lâm vào thế khó, núi này cách thành phố hơn 100 cây em liền lái xe cũng phải mất 2 giờ, nếu chúng tôi đi bộ về thì phải mất mấy ngày mới xong đây. Lúc tôi đang buồn thối ruột mà nghĩ liệu có thể bắt xe đi không thì Tô Mộc lại cười nguy hiểm tới gần con rắn đen kia. Ngươi muốn làm gì? Cái đầu ngẩng cao của rắn đen lúc này đột nhiên hạ thấp xuống, đôi mắt to như hạt đậu xanh cảnh giác trừng mắt với Tô Mộc. Ngươi đã là tuồng luồng tiên rồi, biết bay không? Nếu muốn đi cùng vợ ta thì đưa chúng ta bay về được không? Tô Mộc cười nói mươi 44, người trợ tiên, người đã là thùng luồng tiên rồi, biết bay không? Nếu muốn đi cùng vợ ta, thì đưa chúng ta bay về được không? Tô Mộc cười nói, không thể nào, ta là một thùng luồng tiên cao quý, sao có thể tùy ý làm thú cưỡi cho các người được? Dù sao ta cũng phải theo nhóc con kia, các người làm sao để về, không liên quan tới ta, rắn đen nghiêm giọng bảo, nói xong nó há to mồm, trong bụng ọc ọc một cái, lại phun ra mấy luồng khí đen trong miệng, mà tuôn ra cùng khí đen, con rắn đen cực kỳ lớn lại giống như quả bóng bị thủng, từ từ thu nhỏ lại, không bao lâu, lại thu nhỏ chỉ như một con run cỡ bự vậy, ngươi cái đồ không biết xấu hổ này. Tô Mộc giận dữ trợn mắt lên, nhấc chân định dẫm bẹp rắn đen, nhưng rắn đen mặc dù kích cỡ nhỏ, nhưng hành động vẫn rất linh hoạt, cơ thể nho nhỏ nhoáng lên, lại trực tiếp này lên khỏi mặt đất, bay tới chỗ tôi linh hồn nhỏ bé của tôi cũng sắp bị dọa cho mất luôn, kinh hô một tiếng rồi trốn ra sau, nhưng tốc độ của tôi sao nhanh bằng rắn đen được, chỉ cảm thấy trên cổ tay mát lạnh, rắn đen lại chạy đến cổ tay tôi, vòng người ra, nhìn qua còn tưởng là tôi đeo một chiếc vòng tay hình rắn vậy, tô mục. Cả người tôi đều thấy không ổn, toàn thân run rẩy gọi tô mục, muốn anh ta giúp tôi lấy rắn đen xuống, nhưng tôi chỉ kêu được hai chữ tô mục, thì đầu óc đã quay vòng vòng tối sầm mắt lại ngất đi, chờ lúc tôi tỉnh lại, đã bị tiếng nhạc binh tai nhức óc đánh thức. Tôi nghe thấy rượu rượu đang lớn tiếng gọi bên tai tôi là chị sân bay, nhưng mí mắt tôi như bị đông cứng, làm sao cũng không mở ra được. Nhóc con, bản thân ông đây là một thuồng luồng tiên, tương lai còn có thể sẽ thành rồng, thành thần, chọn chúng cô làm người trợ tiên là phúc của cô. Cô lại còn dám ghét bỏ ông đây, chán sống rồi hả? Trong đầu đột nhiên xuất hiện tiếng nói của rắn đen tôi mới vừa khôi phục lại, ý thức đã lập tức run lên, người trợ tiên là cái, gì? Tôi không phải ghét bỏ ông, tại tôi bẩm sinh đã sợ rắn, ngài là thần tiên vĩ đại như vậy, hay là đổi một người trợ tiên khác đi, tôi thực sự không chịu đựng nổi, tôi cũng sắp khóc đến nơi, run rẩy nói, lúc này ý thức tôi đã khôi phục rõ ràng, có thể cảm nhận được rượu rượu ở bên cạnh tôi, cơ thể tôi đang ở trong quán bar. Nhưng tôi lại vẫn chưa tỉnh lại dường như linh hồn bị khóa trong thân thể vậy chỉ có thể nói chuyện với rắn đen người trợ tiên mà cô cũng không biết tức là trên đường ông đây tu tiên thu nhận một đồ để cô chịu trách nhiệm cung cấp nuôi dưỡng cho ta lo cho ta chuyện ăn uống ngăn cản thiên kiếp cho ta còn ta để báo đáp lại sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô đảm bảo cho cô được sống lâu trăm tuổi đây là một lựa chọn hai bên cùng có lợi sau này ông đây thành rồng thành thần rồi cô cũng được đi theo hưởng sai ánh hào quang tôi hưởng được ánh hào quang gì tôi không khỏi hỏi người trợ tiên này nghe có vẻ không phải là chuyện gì hay ho tôi đang yên đang lành tự nhiên tìm cho mình một ông già để nuôi dưỡng còn phải lo cho nó chuyện ăn uống dựa vào cái gì chứ mặc dù nó nói sẽ bảo vệ tôi nhưng bên cạnh tôi đã có tô mộc rồi không cần nó bảo vệ mặc dù sau này tô mộc sẽ đi mất nhưng tôi cũng có thể trở về cuộc sống của người bình thường có luật pháp bảo vệ, tôi còn cần con rắn này bảo vệ ư, ừ, đáng tiếc rắn đen có thể cảm nhận được ý nghĩ của tôi, không đợi tôi nghĩ hết đã nổi đoá, tô mục có thể so sánh với ông đây chắc. Sau này ông đây sẽ là dòng chân chính, cô lại đặt thằng nhãi kia chung với ông đây để so sánh. Còn nữa luật pháp là thứ gì, hắn có thể lợi hại như ông đây sao? Nếu cô không tin ông đây, thì kêu cái tên gọi là luật pháp kia đến đánh một trận với ông đây, xem ai lợi hại hơn, ớ. Ừ tôi bị con rắn đen này mắng cho không còn gì để nói. Chỉ đành nhanh chóng giải thích rằng tôi không phải có ý đó. Luật pháp đương nhiên không lợi hại như ông già là nó. Rắn đen lúc này mới thỏa mãn. Nói, xưa nói phải, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Ta bằng lòng chọn cô làm người trợ tiên. Tuyệt đối là phúc của cô. Rất nhiều người cầu còn không được đó. Đợi sau này ta thành rồng rồi. Dù cô có ngu đi nữa, thì chí ít cũng có thể là một người đắc thọ. Sống 300, năm trăm năm cũng không thành vấn đề ba trăm năm trăm năm tôi ngạc nhiên vậy chẳng phải là thành yêu tinh già luôn sao ngừng đi biết thì ít mà nói thì nhiều rắn đen khinh thường nói sau đó hỏi tôi thế nào đồng ý làm người trợ tiên cho ta không tôi tôi muốn nói là để tôi suy nghĩ thêm một chút cứ kéo dài với rắn đen trước đã ai ngờ rắn đen lại nói luôn cô đồng ý rồi vậy để ông đây để lại dấu ấn trên người cô nữa Nói xong chỗ cổ tay của tôi chợt nhói lên đau đớn, đau đến mức tôi thét lên thất thanh, trực tiếp nhảy dựng lên luôn, dương dương, em tỉnh rồi. Tô Mộc lên tiếng đầu tiên, nắm chặt hai tay tôi, lo lắng nhìn tôi, đau, nước mắt của tôi bỗng ảo ảo rơi xuống, toàn bộ cổ tay đều đỏ, chỉ thấy trên cổ tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hình xăm màu đen, vẽ rắn đen đầu đội vương miện, Tô Mộc thấy hình xăm trên cổ tay tôi thì lại hề thương xót cho tôi mà còn lộ vẻ vui mừng, dấu trợ tiên. Em bằng lòng làm người trợ tiên cho thùng lùng tiên rồi, em đâu có, tôi quả thực sắp quất ức chết luôn được, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhưng lúc này Tô Mộc chỉ mải vui vẻ, căn bản không lo xem cổ tay tôi đang đau chết đi được, cũng may sau khi tôi thích ứng xong, đau đớn trên cổ tay cũng từ từ biến mất, qua khoảng 5 phút, vết sưng đỏ trên cổ tay đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một dấu ấn màu đen rõ ràng sau khi tôi không còn đau nữa thì mới chú ý tới. Lúc này quả nhiên tôi đang ở trong quán bar, chỉ là giờ đã gần đến rạng sáng, trong quán bar không còn quá rối loạn nữa, người cũng không còn dư lại bao nhiêu. Diệu diệu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn mừng rỡ nhìn tôi, mà đường dũng đang ở phía sau tô mục, trong tay còn ôm một mỹ nữ vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt nghiêm túc cảm thán. Người so với người thực sự là tức chết người ta mà, gặp được thùm luồng tiên còn chưa tính, còn được chọn chúng làm người trợ tiên trực tiếp tặng không tu vi thế sao tôi lại không có cái phúc đó chứ nói xong anh ta chú ý tới tôi đang nhìn anh ta cánh tay rời khỏi thân hình bốc lửa của mỹ nữ nhanh như chạm phải điện giả vờ không quen mỹ nữ cười nói dương dương chúc mừng cô nhé tôi ha ha cười một tiếng bảo sao vừa rồi rượu rượu có thế nào cũng không chịu cho đường dũng nghe điện thoại thì ra anh ta đang bận tán gái quả thực không tiện thật chỉ là anh ta chúc mừng tôi cái gì chứ? Mới vừa rồi còn nói gì mà tặng không tu vi? Lẽ nào anh ta đang chỉ việc về sau thùng lùng tiên hóa rồng sẽ tăng tuổi thọ của tôi sao? Thư tuổi thọ này, đúng là điều mà bao người theo đuổi. Anh ta ước ao cũng rất bình thường. Nhưng tôi còn chưa hiểu người trợ tiên rốt cuộc là cái gì. Đã cứ thế mơ hồ bị khắc dấu trợ tiên. Cứ như bị cưỡng bức vậy, đợi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại. Tô Mộc Bèn kêu mọi người cùng chúng tôi về công ty. Thẩm Mai chi cụt tay lúc này đã băng bó cẩn thận xong từ lâu, chỉ mong sớm luyện cho cháu bà ta thành tiểu quỷ đi theo bên người Đường Dũng, còn Đường Dũng thì lại có vẻ không tình nguyện lắm. Kéo rượu rượu lên xe, lúc này tôi mới phát hiện, Tô Mộc cuối cùng vẫn lái xe của Châu Kiệt về, chỉ có điều anh ta thông minh bỏ biển số xe xuống, chúng tôi ngồi lên xe lái về công ty, trong lúc đó rắn đen cũng không xuất hiện nữa cứ như thể nó để lại cho tôi một cái dấu trợ tiên xong thì biến mất luôn vậy còn đường dũng sau khi tách ra khỏi mỹ nữ nóng bỏng kia vẫn quấn lấy tôi cợt nhà hỏi tôi dạo này có nhớ anh ta không sống có tốt không tô mộc có bắt nạt tôi không tôi mặc kệ anh ta lúc trước anh ta xuân xoe với tôi tôi còn hơi thấy khó hiểu mặc dù dáng dấp tôi không đến nỗi sống nhưng dù sao cũng mới quen anh ta không lâu không biết rốt cuộc anh ta coi trọng tôi ở điểm nào, cứ quấn quýt đòi tôi đi với anh ta, giờ thì rốt cuộc tôi đã rõ, anh ta căn bản là một tên lãng tử phong lưu, không riêng gì cưa tôi, nói đúng ra là gái đẹp nào anh ta cũng sân tới, kiên quyết quán triệt tinh thần thả nguyên một lưới đánh bắt, mò được cái nào hay cái đó, tán gái thậm chí đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh ta rồi. Xác định anh ta cưa tôi chỉ vì thói quen xong tôi cũng nói chuyện thoải mái với đường dũng hơn nhiều đã không còn xấu hổ như trước nữa bèn hỏi anh ta chợ tiên này rốt cuộc là cái quái gì tôi phải làm gì có cái gì tốt nói đến chợ tiên đường dũng lập tức nói như mở máy hát chợ tiên này là ngày trước phái phi ngựa tiên để lại dù sao chắc em cũng từng nghe nói về chuyện nuôi hồ ly tiên gì gì đó rồi chứ cùng ý nghĩa với chợ tiên này đều là động vật tiên tu được một căn cơ nhất định rồi sẽ giao ước với người có duyên cùng nhau tu luyện, bởi vì động vật tiên vốn sinh ra đã kém cỏi, lúc thành thần thì phải độ thiên kiếp, rất nhiều động vật tiên đều chết bởi thiên kiếp, nên trước khi chúng nó thành thần, đều sẽ tìm chủ nhân cho mình, dùng hơi thở của chủ nhân để che đậy tiên khí của mình, né tránh thiên kiếp, trực tiếp thành tiên, như vậy chủ nhân cũng có thể được lây tiên khí của động vật tiên, tái tạo căn cốt, xây dựng cốt tiên, tốt như vậy sao? vậy sao anh không chợ một tiên đi tôi hỏi đường dũng anh ta nói quá mơ hồ nghe cứ như chuyện thần thoại xưa vậy nếu không phải tôi thực sự đã thấy rắn đen nó thực sự để lại dấu ấn chợ tiên trên cổ tay tôi thì tôi nhất định sẽ cho rằng đường dũng lại đang bịa chuyện đường dũng nghe xong câu hỏi của tôi thì trên mặt lập tức toát ra vẻ hâm mộ và ghen ghét phẫn hận nói chị đại của anh ơi em cho rằng động vật tiên này giống như cải thảo ở chợ bán thức ăn à mà đâu cũng có đây là thứ vô cùng hiếm gặp, trăm năm khó tìm. sư phụ anh tu hành cả đời, từ lúc còn sống đến sau khi chết đi tổng cộng đã hơn hai trăm năm, cũng chỉ mới gặp động vật tiên một lần, còn là một con thỏ tiên. hơn nữa thỏ tiên thoát cai đã không thấy tâm hơi, căn bản không chọn sư phụ tôi làm người trợ tiên. tôi làm người trợ tiên thì phải làm những gì? thấy đường dũng quả thực trông rất hâm mộ. rốt cuộc tôi cũng khẳng định con rắn đen này tìm tôi không phải là chuyện xấu thảo nào tô mộc lại vui vẻ như vậy chỉ là nghĩ tới chuyện vị tiên tôi phải trợ là một con rắn đen trong lòng tôi đã thấy sợ hãi nếu như vị tiên mà tôi trợ là một con thỏ nhỏ đáng yêu thì tốt biết bao nhiêu hay anh cũng đã trợ tiên bao giờ đâu làm sao biết được cụ thể còn phải xem thùng luồng tiên yêu cầu ấy đường dũng nhún nhún vai tỏ vẻ thương mà không giúp được gì lúc đang nói chuyện xe đã chạy đến dưới tầng công ty Tôi mộc dừng xe rồi dẫn mọi người cùng nhau vào công ty, đợi vào công ty rồi, tôi còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của Lục Nhĩ thì một bóng người nho nhỏ màu vàng lại đột nhiên nhào tới phía tôi, sau đó một thứ đầy lông mềm mại rơi lên vai tôi, móng vuốt nhỏ hưng phấn mà giơ cổ tay tôi lên, trong miệng kêu lên thích thú, là Khỉ Mi Nhĩ. Nơi đây lại có Khỉ Mi Nhĩ, Đường Dũng lại thốt lên, trong mắt cũng sắp trợn ra ngoài luôn, trực tiếp tiến đến bên cạnh tôi, muốn chào hỏi với Lục Nhĩ ai rè móng vuốt nhỏ của lục nhĩ rất nhanh cũng không thấy rõ rốt cuộc nó đã làm động tác gì chỉ thấy cánh tay nó chớp ngoáng, trên mặt đường dũng đã có thêm mấy vết cào nhưng sau khi bị thương đường dũng lại không giận mà ánh mắt càng thêm sáng quắc nhìn lục nhĩ nói thần kỳ thực sự là quá thần kỳ xem ra con khỉ mi nhĩ này không chỉ là con khỉ thành tinh bình thường chí ít cũng phải ở cấp bậc song nhĩ trở lên thực sự là hiếm thấy không đợi anh ta nói xong ánh mắt của anh ta bỗng nhiên chuyển sang người tôi, tuét miệng nói với tôi, Dương Dương, cô là tiên nữ hạ phàm ư, không chỉ có rắn đen chọn cô làm người trợ tiên, mà ngay cả con khỉ mi nhĩ này cũng có hảo cảm với cô như thế, nếu cô không chê, hãy thu nhận luôn cả tôi đi, mươi 45, bậc thầy điêu khắc, làm sao để thu nhận anh, tôi nghe mà không hiểu đường dũng có ý gì, cưới anh, cho anh làm chồng em, không phải là nhận anh. Ao ui! Anh, ta nói được một nửa, Tô Mộc đột nhiên đấm cho anh ta một cái không kịp phòng bị, khiến vành mắt anh ta chợt tím bầm lên, Diệu Diệu thấy chủ nhân bị thương, lập tức nhe răng gầm gừ với Tô Mộc, trông vô cùng hung ác, chỉ là đợi đến khi Tô Mộc nhìn về phía thằng bé, Diệu Diệu lại rụt cổ lại, chợt thu lại vẻ gầm gừ, còn cố ép ra một nụ cười, cái vẻ giận mà không dám nói đó, quả thực đáng yêu chết đi được, tôi cười khoát khoát tay, khuyên giải, được rồi đừng ầm ĩ nữa việc chính bây giờ là biến đứa bé kia thành tiểu quỷ đã ai dè đường dũng lại hếch mặt lên không vui nói các người tới tìm tôi giúp không công phụng tôi thì thôi còn dám đánh tôi hôm nay nếu lão ma già này không xin lỗi tôi thì tiểu quỷ này tôi sẽ không luyện đâu anh không luyện thì tôi sẽ quăng anh cho tiểu quỷ cắn nuốt hết Tô mộc cười lạnh lùng lên tiếng uy hát iota được rồi được rồi hai người đừng ồn ào nữa Tôi xin lỗi, anh thay anh ấy được chưa? Xin lỗi, Tô Mộc không nên đánh anh. Lần này người mời anh tới giúp là tôi. Tôi đau cả đầu, vội vàng hòa giải. Nhưng đường dũng căn bản không phản ứng với tôi. Chỉ vào vành mắt tím bầm mà trừng mắt khiêu khích Tô Mộc. Tôi gấp chết đi được. Cứ tưởng bọn họ sẽ tiếp tục rằng co như vậy. Ai dè lục nhĩ vẫn ngồi xổm trên vai tôi đột nhiên ra tay. Lại tóm lấy rượu rượu, mở miệng ra cắn. Mẹ nó, đường dũng mặc dù đang rằng co cùng Tô Mộc nhưng vẫn chú ý tới động tĩnh bốn phía. Thấy Diệu Diệu gặp nạn, lập tức xông tới, Lục Nhị thấy đường dũng tiến lên, lập tức văng ra, trở lại trên vai tôi, đồng thời tuét miệng cười to, dường như vừa rồi là cố ý hù dọa Diệu Diệu cho vui vậy, bị Lục Nhị quấy nhiễu như thế. Áp lực rằng co vừa rồi giữa đường dũng và tô mộc chợt tiêu tan, cuối cùng vẫn là đường dũng thở dài, nói, bỏ đi, niệm tình dương dương, tôi sẽ không chấp nhặt với anh nữa. Nói xong anh ta đi vào lùm cây trong công ty, thưởng thức một vòng, nhìn thấy năm cây dừa trong công ty thì bỗng nhiên lại cảm thán một phen, chỉ là anh ta cũng không có vẻ sốt ruột chuyện luyện tiểu quỷ, ngồi trên chiếc giường lớn dưới cây dừa vỗ vỗ, nghiêm người nằm xuống, nói một câu bảo anh ta nghỉ ngơi một chút đã, đợi tinh thần tốt rồi lại làm việc, rồi ngủ mất luôn, giấc ngủ này kéo dài một ngày, Tô Mộc thấy Đường Dũng ngủ mãi không tỉnh, liền kêu tôi cũng nghỉ ngơi một lát bản thân anh ta thì lại lái xe đi cũng không biết là đi làm gì đợi đường dũng tỉnh lại thì lại đến buổi tối anh ta thấy tô mộc không ở đấy rõ ràng tâm trạng rất tốt kêu tôi và thẩm mai chi cùng ăn tối xong bèn móc ra một con dao nhỏ bắt đầu chặt cây dừa bên giường tôi vội hỏi anh ta chặt làm gì đây là một trận pháp đó chặt một cây trong đó không phải sẽ làm hỏng trận pháp sao đường dũng cố ý ra vẻ bí hiểm liếc mắt nhìn tôi cười nói năm hàng cây dừa này lần lượt ứng với kim mục thủy hỏa thổ mà anh chặt cây dừa mang tính thủy thuần âm này cực kỳ hợp để chế tạo bản thể của tiểu quỷ một mặt có thể tăng cường thực lực của bản thân tiểu quỷ mặt khác cũng đỡ cho tôi phải đi một chuyến tự mình đi tìm xác tiểu quỷ nói đoạn anh ta đã dùng dao chặt bỏ một mẩu gỗ to cỡ bàn tay trên thân dừa tiếp tục nói chỉ lấy chút gỗ này thì cây dừa sẽ không chết cùng lắm thì phải nuôi lại một thời gian là được không thể không nói tên họ tô này không hổ là gia đình huyền học đúng là có tích không ít bảo vật nói xong anh ta cầm màu gỗ dừa đi tới bên cạnh bàn lại gọi cháu của thẩm mai chi tới trước mặt bắt đầu điêu khắc dựa theo dáng vẻ của cháu trai thẩm mai chi tôi cũng khá tò mò về phương pháp luyện tiểu quỷ nên bèn ngồi chung với đường dũng ở trước bàn nghiêm túc nhìn anh ta điêu khắc lúc này vẻ mặt đường dũng trông rất nghiêm túc giống như một bậc thầy điêu khắc liếc mắt nhìn màu gỗ khắc hình thiếu niên đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy đường dũng nghiêm túc như vậy cũng không dám quấy rầy anh ta nữa chỉ ở bên lẳng lặng chờ thời gian cứ thế trôi qua hơn ba tiếng liền công việc trên tay đường dũng cũng chuẩn bị kết thúc sau khi khắc con mắt cuối cùng lên anh ta rốt cuộc cũng thở phào một cái đứng lên duỗi người nói khắc xong rồi tôi xem thử với tôi lập tức tiến tới lấy hình nhân nhỏ do đường dũng khắc ra xem chỉ nhìn thoáng qua thôi tôi đã ngại lắm rồi cái này cũng quá trừu tượng rồi thiếu niên kia tuy đã chết lâu rồi sắc mặt xám trắng nhưng dáng dấp khuôn mặt vẫn khá thanh tú còn thứ mà đường dũng khắc ra cứ như đứa bé trong nhà trẻ ngồi nặn bùn vậy miền cưỡng có thể nhìn ra là khắc một đứa bé nhưng mặt mũi đã khắc méo xẹo cả rồi không hề giống thiếu niên kia uổng công nãy anh ta điêu khắc còn phải ra vẻ như bậc thầy đức cao vọng trọng lắm thiếu niên kia cũng rướn cổ ra muốn nhìn chỉ là bây giờ nó còn chưa thân quen với chúng tôi hơi kiêm rè chúng tôi, nên không dám xông tới, không dám qua đây cũng là chuyện tốt. Nếu như nó thật sự nhìn rõ đường dũng khắc nó thành như vậy, chắc nó khóc luôn được mất. Đường dũng lại mang vẻ nghênh ngang tự đắc duỗi người vươn vai vài cái mới lại gần hỏi tôi xem anh ta khắc thế nào. Có truyền thần không? Có phong phạm của bậc thầy không? Tôi sợ thiếu niên kia cảm nhận được điều gì. Chỉ đành gật đầu phối hợp. Còn nói rất giống, rất tốt. Đường dũng được khích lệ, càng đắc ý hơn trực tiếp đòi hình nhân về, để lên bàn, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt hình nhân, trong miệng bắt đầu niệm cái gì nghe như kinh thánh trong tiếng thái vậy, niệm y như các hòa thượng già niệm kinh, không đầu không đuôi, liên miên không dứt. Tôi ngồi cạnh đường dũng một lúc, quả thực nghe quá tẻ nhạt, bèn lôi kéo rượu rượu với lục nhĩ đi chơi, nhắc tới cũng kỳ lạ, lần trước lúc lục nhĩ này nhìn thấy tôi. Căn bản còn chẳng thèm liếc mắt làm việc hoàn toàn chỉ dựa theo sắc mặt của Tô Mộc, nhưng lần này tôi vừa trở lại, nó đã tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình với tôi, thậm chí còn không để tô mộc vào mắt, chỉ một lòng muốn lấy lòng tôi. Hơn nữa tôi phát hiện ra dường như nó cảm thấy rất hứng thú đối với hình xăm trên cổ tay tôi, cũng không biết vì cảm thấy hình xăm này mới mẻ hay là vì có thể cảm nhận được thùng luồng tiên đằng sau hình xăm này mà nó vẫn níu trên người tôi không chịu xuống. Còn luôn có ý muốn tôi đặt tay ra trước mặt nó, móng vuốt nhỏ đầy lông của nó không ngừng khẽ vuốt cổ tay của tôi. Diệu diệu, dù sao cũng là con nít, rất thích lục nhĩ, không ngừng thử giơ tay sờ sờ lục nhĩ, nhưng mỗi lần đến trước mặt lục nhĩ, thằng bé đều thu tay lại một chút, dường như có chút sợ lục nhĩ, giờ tôi cũng không có kinh ở đây, không thể tiến hành thuần hóa lục nhĩ, chỉ có thể thừa dịp hiện tại giữ gìn mối quan hệ với lục nhĩ, giao lưu tình cảm, theo ý của tôi, dạy dỗ khỉ hàn cũng không khác với huấn luyện chó là bao, muốn thú cưng nghe lời yếu tố đầu tiên chính là tình cảm hai bên phải bền chặt tin tưởng lẫn nhau. Lúc tôi đang tương tác ngày càng nhiều với lục nhĩ thì đường dũng bên kia đột nhiên, đùng, một tiếng, xảy ra chuyện rồi, tôi và Diệu Diệu lập tức tiến lên, chỉ thấy hình nhân vừa rồi đường dũng điêu khắc đã trải qua một trận nổ, vỡ thành một đống vụn nát, mà đường nét lập thể của đường dũng trông cũng đen xì như lò than, đường dũng, anh không sao chứ, tôi cây ết yêu ta sợ nhìn đường dũng lẽ ra anh ta là một tăng nhân thái lan đầy kinh nghiệm hơn nữa bản thân anh ta cũng nuôi tiểu quỷ luyện một con tiểu quỷ hẳn phải là chuyện dễ dàng mới đúng sao lại bị nổ thành như vậy hơn nữa tôi để ý thấy thiếu niên vừa rồi còn đứng đối diện đường dũng đã không thấy đâu nữa chỉ còn lại một mình đường dũng ở trước bàn may mà bây giờ thẩm mai chi không có ở đây nếu không thấy cháu bà ta biến mất kiểu gì bà ta cũng giận điên lên anh không sao chẳng qua anh không ngờ hồn vía của tiểu quỷ kia lại bị hao tổn, chắc là lúc trước nó đã dính trận pháp gì, hồn vía không hoàn chỉnh, không thể chen người vào cây dừa tính thủy. Đường Dũng nói, anh ta lau mặt cho sạch hết bụi bẩn rồi nói, xem ra việc này không dễ dàng như vậy, phải tìm được hồn vía đã phân tán của tiểu quỷ này mới được. Bà nội nó đâu, kêu đến đây, anh có việc muốn hỏi bà ta, tôi lên tiếng. Lượn quanh ghế sofa bên ngoài hai ba lần kêu thẩm mai chi đang nghỉ ngơi dậy nói cho bà ta biết biến cố vừa xảy ra, bà ta và Tô Mộc quyết đấu một hồi, đã sớm mệt mỏi uể oải, nhưng nghe thấy cháu bà ta gặp chuyện không may thì bà ta vẫn lập tức xoay người lại, nhanh chóng đi tới chỗ đường Dũng, hỏi xem rốt cuộc là tình huống gì, chắc bà biết tình huống của cháu mình, hồn vía nó đã không còn hoàn chỉnh, còn kêu tôi luyện tiểu quỷ ra, trước khi làm phép vì sao bà không nói rõ tình hình cho tôi biết. Đường Dũng cao mày hỏi thẩm Mai Chi tâm trạng có vẻ không vui, hồn vía không đầy đủ. Thẩm Mai Chi sừng sốt một chút, chỉ là trên mặt cũng không quá kinh ngạc, dường như đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này rồi, hồn vía không đầy đủ, thì không thể luyện tiểu quỷ đúng không? Thẩm Mai Chi nói, đường dũng trực tiếp ha ha cười gằn, mắt lạnh nhìn Thẩm Mai Chi, bà nói xem, thằng bé này hồn vía còn lại của nó ở đâu, có phải bà nên giải thích với tôi một chút không? Tôi không biết cháu tôi vẫn luôn ở cạnh tôi chẳng bao giờ rời đi tôi vẫn dùng âm khí của chính mình để nuôi nó hay là vì âm khí của tôi quá ít không thể hoàn toàn đạt được yêu cầu của nó nên nó sắp tiêu tan thẩm mai chi nói rồi cau mày dường như rất lo lắng cho tình hình cháu trai bà ta ánh mắt đường dũng lại càng ngày càng trở nên nghiêm khắc nói thẳng hàm hồ bà cũng là một đời pháp sư sao có thể không giữ được cả một con ma mới chứ thành thật nói xem có phải bà đã dùng thuật pháp gì, chuyển rời hồn vía của cháu bà đến nơi khác đúng không? Không, tôi nếu có bản lĩnh ấy, thì còn phải đi xin cậu tới luyện nó thành tiểu quỷ sao? Thẩm Mai Chi tỏ vẻ oan khuất, khi đang nói chuyện còn hàm chứa nước mắt, có điều nói đến thuật pháp, tôi lại nhớ tới phương pháp cướp xác kia, liền thử thăm dò nhắc nhở Thẩm Mai Chi, gì à? Lúc trước không phải bà từng thử dùng cách cướp xác để hồi sinh cháu bà sao? Có phải khi đó hồn vía của cháu bà đã bị tách ra một ít rồi không không đợi tôi nói xong thẩm mai chi mới vừa rồi còn tỏ vẻ oan ức đã đột nhiên quay đầu nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt hận không thể biến thành dao nhỏ tới đâm tôi mà đường dũng cũng chợt hiểu ra cả giận nói cướp xác không ngờ trông bà thoạt nhìn thì trung thực mà lại độc ác như thế lại dám dùng phương pháp cướp xác để hồi sinh cháu bà bây giờ chuyện bà xin tôi luyện cháu bà thành tiêu quỳ là giả chẳng qua là bà đang kéo dài thời gian để cháu bà tranh thủ đi cướp xác để nó mượn dùng cơ thể người khác rồi hồi sinh thành công thầm mai chi lúc trước còn tỏ vẻ hai mắt đẫm lệ mông lung dường như ủy thác tất cả hy vọng vào đường dũng bây giờ bị đường dũng vạch trần cũng chẳng buồn ngụy trang tiếp lạnh lùng nói phải thì thế nào tiểu quỷ làm sao có thể so với đứa cháu sống sờ sờ của tôi được cả đời bà già này trông cậy vào nó cho dù tôi phải liều mạng cũng muốn hồi sinh nó thành công, dù là một mạc đổi một mạc, giả đây cũng chiêu. cậu đừng hòng muốn ngăn cản kế hoạch của tôi, nói đoạn bà ta đã cố sức xông về phía đường dũng, trong tay còn cầm một con dao găm sắc bén. tôi có chút giật mình, mặc dù là thầy phong thủy, có khả năng hô mưa gọi gió, khi chính thức tức giận cũng sẽ dùng thứ đồ như dao găm, chỉ là bà ta quá coi thường đường dũng, cho dù có giận đùng đùng trước mặt tô mục đường dũng cũng có thể bình thản tỏ ra chuyện trò vui vẻ tôi không biết cụ thể anh ta có thực lực gì nhưng tôi tin tưởng thực lực của anh ta tuyệt đối trên cơ thẩm mai chi